chương 1395, ta chiến tranh học viện. Trương Huyền mắt thấy này mười mấy danh thanh niên tiếp cận. Ngươi là người nào, vì cái gì ở chúng ta săn thú chàng? Dẫn đầu tên kia nữ tính rơi xuống Trương Huyền trước mặt, ra tiếng quát hỏi nói. Săn thú chàng. Trương Huyền trong lòng nghi hoặc, hắn quan sát một chút này đó thân xuyên giáo phục thanh niên, phát hiện bọn họ bên hông, đều treo một ít thú chảo hoặc thú răng một loại đồ vật, thả xem kia bộ dáng, hẳn là mới là mới vừa nhổ xuống tới không lâu. Trương Huyền căn bản là không biết này địa tâm thế giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đối mặt tên này nữ tính vấn đề, Trương Huyền đơn giản tâm một hoành. Ta không biết. Không biết, dẫn đầu nữ tính nheo lại hai mắt, hiển nhiên không tin Trương Huyền cái này cách nói. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, hắn đã nghĩ kỹ rồi, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, thích làm gì thì làm. Lấy Trương Huyền kinh nghiệm mà nói, phàm là cho hắn một chút thời gian, làm hắn hơi chút làm rõ ràng một chút này địa tâm thế giới rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới quan, hắn cũng có thể cho chính mình bịa đặt một hợp lý thân phận ra tới, rốt cuộc như vậy sự Trương Huyền cũng làm quá không ít hồi. Nhưng cố tình, Trương Huyền đối cái này địa tâm thế giới là một chút đều không hiểu biết, cái này làm cho hắn biên, hắn đều biên không ra cái cái gì. Chê cười, dẫn đầu nữ tính cười lạnh một tiếng, cái gì cũng không biết không duyên cớ xâm nhập chúng ta săn thú chàng. Nói, ngươi là cái nào học viện? Dẫn đầu nữ tính nói ra những lời này, Trương Huyền lúc này mới chú ý tới, đối phương giáo phục thượng viết có lôi cực học viện bốn chữ. Tà thần thanh âm mỏng manh vang lên, khí trên mặt đất tâm thế giới, cũng không phải gì đó bí ẩn đồ vật, mỗi người đều sẽ gia nhập học viện, học tập khí vận dụng, mỗi một cái tuổi đều phải tiến hành khảo hạch, này quan trọng trình độ, thậm chí vượt qua mặt đất mỗi năm một lần đại khảo, kế tiếp ta sẽ tìm cơ hội nói cho ngươi một ít địa tâm sự, nhưng vô pháp nhiều lời, nơi này có phú thần cảnh tồn tại, có thể phát hiện ta. Ta thần nói xong câu đó sau, lại thực mau yên lặng đi xuống. Trương Huyền cũng minh bạch, vì sao những người này đều ăn mặc giáo phục, bất đồng thế giới quan, dù cho là Trương Huyền, có rất nhiều dễ hiểu vấn đề cũng có chút phản ứng không kịp. Nói, dẫn đầu nữ tính thanh âm lại lần nữa vang lên, người rốt cuộc là cái nào học viện, tới chúng ta săn thú chẳng làm cái gì. Chiến tranh học viện, trương huyền trong óc giữa, thực tự nhiên xuất hiện này bốn chữ, hoàn toàn là ngày thường nghe được nhiều, thuận miệng mà ra. Ta liền biết ngươi là học viện khác phái tới, dẫn đầu nữ tính sắc mặt biến đổi, theo sau vung tay lên, nàng phía sau người lập tức xông tới, đem trương huyền bao quanh vây quanh. Sư muội sao lại thế này? Một đạo thanh niên thanh âm từ phương xa vang lên, theo sau, liền thấy một đạo thân ảnh từ không trung nhanh chóng tiếp cận. Rất xa, Trương Huyền liền cảm ứng được người này, có được hóa hình hậu kỳ thực lực, thả Trương Huyền chú ý tới, đương này đạo thân ảnh tiếp cận thời điểm, còn lại này đó lôi cực học viện học viên, đều lộ ra tôn kinh ánh mắt, hiển nhiên, người tới ở bọn họ trong lòng có rất cao địa vị. Này thanh niên thân ảnh rơi xuống, đại khái 23 đến 24 tuổi tác, trên người hắn đồng dạng ăn mặc ấn có lôi cực học viện bốn cái chữ to phục sức, Chẳng qua nhan sắc là thuần hồng, cùng dẫn đầu nữ tính những người này hoàn toàn bất đồng. Tề sư huynh, thanh niên rơi xuống sau, ở đây người đồng thời ra tiếng vấn an. Tề sư huynh gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Trương Huyền, hắn là người phương nào? Dẫn đầu nữ tính lập tức trả lời, sư huynh, hắn là Chiến tranh học viện. Chiến tranh học viện, Tề sư huynh mắt lộ ra nghi hoặc, Chiến tranh học viện thuộc về phương nào thế lực? Chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy một chỗ. Trương Huyền vẫy vẫy tay, mở miệng nói, chúng ta chiến tranh học viện không thuộc về bất luận cái gì một phương, chủ yếu là điều tiết Ionia, phất lôi người Trác Đức chờ đại lục chi gian tranh đấu. Trương Huyền căn bản không không biết này địa tâm thế giới rốt cuộc có cái gì, chỉ có thể thuận miệng nói bậy, cái gì trò chơi chơi, điện ảnh xem, đều hướng ra bẻ. Tề Sư huynh trong mắt nghi hoặc càng sâu, cái gì Ionia, hắn đương nhiên là chưa từng nghe qua, nhưng Trương Huyền trong lời nói một cái ý tứ, hắn chú ý tới kia đó là điều tiết lẫn nhau gian tranh đấu. Nói như vậy, các hạ là tới giúp chúng ta lôi cực học viện đối phó hành sơn bảy thái bảo. Ân, Trương Huyền gật đầu, chịu chiến tranh học viện chi mệnh, đặc tới điều tiết hai bên tranh đấu. Trương Huyền giờ phút này trong lòng loạn hỏng bét, nhưng hiện thực vẫn là buộc hắn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ đi xuống. Thật tốt quá, tề sư huynh mắt lộ ra vui sướng, không biết gác xuống như thế nào xưng hô. Trương ước thanh, Trương huynh đệ, vậy làm phiền ngươi, gần nhất hoành sơn bảy thái bảo càng thêm làm càn lên, bọn họ người đã nhiều lần xâm lấn chúng ta săn thú chàng, chúng ta lôi cực học viện vì thế cũng là thương thấu thần. Tề sư huynh làm một cái thỉnh thủ thế. Trương huyền gật gật đầu, về phía trước đi đến. Trương huyền mới đi một bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Trước một giây còn khách khách khí khí tề sư huynh, tự trương huyền phía sau đột nhiên làm khó dễ, một quyền thẳng đến trương huyền giữa lưng mà đến, hiển nhiên, vừa mới hết thảy, đều là ở diễn mà thôi. Trương Huyền cũng đều không phải là mới ra đời tiểu hài tử, rất rõ ràng chính mình nói tự nhiên không lừa được nhân ra, tuy rằng loại này hóa hình cấp bậc tuyển thủ vô pháp cho hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, nhưng hắn như cũng có lưu tâm, đối phương động thủ đệ nhất nháy mắt, Trương Huyền liền làm ra phản ứng. Đối mặt tề sư huynh một quyền, Trương Huyền bước chân hơi hơi một triệt. Liền biết ngươi không thích hợp, tề sư huynh sắc mặt lạnh lùng, chỉ thấy này tay ở bên hông một quá, một quả đạn tín hiệu phóng lên cao. Trương huyền nội tâm ám đạo không xong, đối phương này hiển nhiên là ở gọi người, tuy rằng trước mặt những người này thực lực bình thường, nhưng ai biết bọn họ gọi tới người là cỡ nào trình tự. Trương huyền không sợ động thủ, nhưng hắn tới địa tâm mục đích, hiển nhiên không phải cùng người đánh nhau, tìm lâm thanh hạm mới là mục tiêu đệ nhất. Trương huyền không có chút nào dừng lại, thân hình ở này đó người trong mắt hóa thành ảo ảnh, bay nhanh biến mất ngưng khí cảnh tề sư huynh kinh hô một tiếng hắn muốn đuổi theo lại lòng có dư mà lực không đủ mấy phút đồng hồ sau lại là vài đạo thân ảnh rất xuống đều là trung niên tề luật phát sinh cái gì một người trung niên nữ nhân cao mày nàng nói nhìn đến đạn tín hiệu tới rồi ở săn thú tràng phát ra đạn tín hiệu thuyết minh gặp được nghiêm túc sự lão sư có người xâm nhập chúng ta săn thú tràng đối phương có được ngưng khí cảnh thực lực tề luật mở miệng Đem vừa rồi phát sinh sự nói ra. Vài tên trung niên nghe được, toàn sắc mặt khó coi, Săn Thú Tràng là một cái học viện căn bản, chạm đến đến Săn Thú Tràng, đó chính là chạm đến đến một cái học viện điểm mấu chốt. Là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo Người Sao, tên kia trung niên nữ tính giáo viên mở miệng hỏi. Tề luật lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, đối phương tự xưng đến từ chiến tranh học viện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy một cái học viện. À! chiến tranh, nữ giáo viên cười lạnh một tiếng, trừ bỏ thần thánh thiên quốc kỳ hạ thế lực bên ngoài, còn có cái nào học viện sẽ kêu tên này, thần thánh thiên quốc âm thầm che chở Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, người kia tất nhiên cùng Hoành Sơn Bảy Thái Bảo có quan hệ. Chúng ta cũng nên làm chút cái gì? chương 1396, Lôi Cực chấn. Trương Huyền bay vút mà đi, ở chỗ này, hắn căn bản là không cần che giấu hoặc bảo tồn thực lực gì đó. Linh khí tung hoành gian, Trương Huyền lược ra núi lớn phạm vi, hắn lúc này mới lý giải săn thú chẳng ý tứ. Tại đây núi lớn giữa, Trương Huyền thấy được rất nhiều hình thù kỳ quái giống loài, tuy rằng không bằng phản tổ minh thực nghiệm thể như vậy dọa người cụ bị công kích tính, nhưng cùng mặt đất tồn tại sinh vật hoàn toàn bất đồng, này đó tồn tại, đó là con mồi. Trương Huyền mới ra núi lớn, thả chậm tốc độ, liền nghe được tà thần nhắc nhở thanh. Tiếp tục ra tốc, người xông vào săn thú chàng, những cái đó học viện không có khả năng liền như vậy từ bỏ, có người tại hậu phương nhìn chầm chầm ngươi, ném ra hắn. Trương Huyền nghe nói lời này, lập tức ra tốc, đồng thời hỏi, săn thú chàng đối với học viện tới nói rất quan trọng sao. Đương nhiên, ta thân trả lời, mỗi một cái học viện, liền tương đương với là một tòa thành trấn phía chính phủ, săn thú chàng là cả tòa thành trấn ăn thịt tài nguyên, người chỗ đã thấy những cái đó giống loài, đều là dùng để săn giết ăn cơm, người đều vào tới nhân ra kho lúa, nhân ra có thể dễ dàng đem người thả, Trương Huyền âm thầm táp lưỡi, "Này săn thú chàng, thế nhưng là kho lúa, chính mình vừa rồi nhìn thấy những cái đó giống loài, lại là đồ ăn." "Đi thôi, tới trước thành trấn, trộn lẫn cái thân phận chứng minh, ta lại kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi giảng một chút này địa tâm thế giới." Trương Huyền ra núi lớn sau, xa xa nhìn đến một tòa thành trấn, kia thành trấn cao lầu chót vót, cùng mặt đất thế giới, hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ sợ lớn nhất phân chia chính là, kia thành trấn trung tâm, có một tòa học viện mà học viện phía trên, lôi cực hai chữ, ở toàn bộ thành trấn giữa nhất thấy được. Hảo, người đã ném xuống, thả chậm tốc độ đi, tại đây loại tam tuyến thành trấn chung, phú thần cảnh lúc đầu liền tính là đứng đầu cường giả, người biểu hiện quá mức cường đại, thực dễ dàng chọc tới phiền toái. Ta thân nhắc nhở một tiếng. Trương Huyền gật gật đầu, hạ xuống trên mặt đất sau, đi bộ chiều kia tòa thành trấn đi đến. Mà ta thần cũng vào lúc này, cấp trương huyền phổ cập khoa học khởi địa tâm thế giới tri thức tới. Đầu tiên là thành trấn, mỗi một tòa thành trấn tên đều là cùng học viện tương đồng, giống như là hiện tại trương huyền trước mặt thành trấn này, tên là lôi cực trấn, căn cứ nhân số bất đồng, loại này nơi cư trú, phân biệt bị định nghĩa vì trấn, thành, khu. Trấn thuộc về tam tuyến, thành là nhị tuyến, khu vì một đường. Giống nhau bị gọi vì khu, kia thường chú dân cư đều ở trăm vạn trở lên, thả trong đó ít nhất có tam gia học viện đối khu vực này tiến hành cộng đồng quản hạt mỗi một cái học viện giữa đều cao thủ vô số bất quá lôi cực chấn loại này tam tuyến thành chấn cũng chỉ tồn tại một cái lôi cực học viện lôi cực học viện chính là cái này thành chấn tối cao phía chính phủ hệ thống lôi cực học viện phụ trách tuyển nhận toàn bộ lôi cực chấn ưu tú nhân tài theo sau hướng về phía trước mặt thua vận ở tà thần giảng giải chung trương huyền đi vào lôi cực chấn đường bước vào lôi cực chấn kia một khắc làm Trương Huyền có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, trước mắt, vẫn là hắn trên mặt đất quen thuộc cao ốc building, đường cái lên xe đổ tới, chẳng qua những cái đó ô tô nhãn hiệu hắn đều không quen biết, hơn nữa tạo hình cũng có nhất định biến hóa, nhưng muốn nói còn lại cùng mặt đất văn minh khác nhau, thật đúng là chính là không có. Như thế nào, có điểm không nghĩ tới, ta thân ra tiếng, đích xác, Trương Huyền gật gật đầu, ta vốn dĩ cho rằng, nơi này sẽ là mặt khác một bộ bộ dáng có thể là bộ dáng gì? Tà thần trong thanh âm, có chút trào phúng hương vị, nhưng không biết là ở trào phúng trương huyền, vẫn là ở trào phúng cái này địa tâm văn minh, chẳng lẽ còn đúng như những cái đó khoa học viễn tưởng điện ảnh chung, ô tô có thể phi thiên, phòng ở cũng có thể đủ phi thiên. Kia bất quá là ảo tưởng mà thôi, người phải biết rằng, văn minh phát triển càng nhanh, tài nguyên liền tiêu hao càng nhanh, đương tài nguyên thiếu thốn khi, những người đó phải làm, liền không phải phát triển khoa học kỹ thuật, mà là tái sinh nguồn năng lượng, thay lời khác mà nói, có thể vô hạn tái sinh nguồn năng lượng, mới là lớn nhất khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ là vì nguồn năng lượng này hạng nhất, địa tâm văn minh liền dùng vô số năm tháng, thời gian kia, này đây nghìn năm qua kế, bọn họ tìm được rồi tân nguồn năng lượng. Tìm được rồi tân vận dụng phương thức, tìm được rồi tân thay đổi phương thức, đồng thời, cũng tìm được rồi nguồn năng lượng chân chính tái sinh phương pháp, này, mới là địa tâm văn minh chân chính dẫn đầu mặt đất địa phương. Trương Huyền không có ra tiếng. Đương nhiên, thời đại ở biến hóa, rất nhiều đồ vật cũng sẽ so mặt đất càng thêm tiên tiến, nhưng người sinh hoạt hình thức không có biến, giao thông cũng không có biến, biến là toàn bộ thế giới quan, trương huyền, ta có thể nhìn đến dấu ở ngươi trong lòng tính cách, tin tưởng ta, địa tâm văn minh, so mặt đất, càng thích hợp ngươi, ta thực chờ mong, ngươi ở chỗ này, có thể phát sinh chuyện gì. Ta thân biểu hiện rất có hứng thú, chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng rồi, trương huyền khẽ lắc đầu, cái gì đều sẽ không phát sinh, ta sẽ tìm được ta ái nhân, đem người ném tại đây, sau đó lập tức trở về. Ha ha, ta thần giàu có thầm ý cười hai tiếng sau, liền không hề ra tiếng. Trương huyền lẫn vào lôi cực chấn giữa, nơi này hết thảy đều cùng mặt đất văn minh tương đồng, đơn giản chính là ăn đồ vật, dùng đồ vật, phát sinh một ít thay đổi, nhưng này đó đều dễ dàng tiếp thu, trương huyền hiện tại liền ở suy xét. Rốt cuộc nên như thế nào tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó nghĩ cách, Hỏi thăm lâm thanh hãm tin tức Trương Huyền cũng không rõ ràng này mặt đất phan minh có bao nhiêu đại Tưởng ở chỗ này tìm một cái danh điều chưa biết người Không khác biển rộng tìm kim Bất quá dù cho như thế Trương Huyền cũng sẽ không từ bỏ Trải qua một phen quan sát Trương Huyền phát hiện Nơi này người có được một loại trói định ở trên cổ tay thông tin trang bị Loại này thông tin trang bị có thể thay thế mặt đất sở hữu giấy chứng nhận Di động, chi trả, bất luận cái gì sự tình chỉ cần thông qua trên cổ tay thông tin trang bị tiến hành một cái đơn giản hình chiếu liền có thể làm được. Nơi này tiền tài, đối với người khác mà nói, cũng là một chuỗi con số, căn bản là không có tiền mặt linh tinh đồ vật, làm Trương Huyền muốn làm chút cướp phú tế bẩn sự đều không có cơ hội. Phú là ai không biết, dù sao Trương Huyền trong lòng bần, chính là chính hắn. Bất quá Trương Huyền tạm thời cũng không nóng nảy, trên người hắn bản thân liền chuẩn bị một ít áp xúc lương khô, cũng đủ hắn căng thượng mấy ngày, trụ địa phương, Trương Huyền cũng không bắt bẻ, nào đều có thể trụ. Cứ như vậy, Trương Huyền ở lôi cực trấn, vượt qua ba ngày, này ba ngày hắn nào cũng không đi, chính là ở quan sát, làm chính mình có thể nhanh chóng dung nhập này địa tâm văn minh giữa. Tà thần từ lần trước phát ra kia dầu có thâm ý tiếng cười lúc sau, mấy ngày nay cũng chưa mở miệng nói chuyện qua. Ba ngày thời gian, cũng đủ Trương Huyền thăm dò thành trấn này. Ở cái này địa tâm thế giới, tuyệt đối vũ lực tối thượng, Học viện sẽ căn cứ thành trấn nội cư dân thực lực, mỗi tháng phân phát bất đồng số lượng tiền tài, liền Trương Huyền nghe được tin tức, một người ngưng khí cảnh cao thủ, mỗi ngày nằm ở nhà, quang học viện cấp phát tiền, đều đủ này sinh sống. Đương nhiên, nơi này đồng dạng liền cơ bản nhân viên công tác cùng với thương nhân, nhưng các thương nhân đều thích mời một ít cao thủ tới bên người bảo hộ, ra giá xa xỉ. Ở chỗ này, đáng giá nhất, đó là cường giả. Ngày thứ tư thời gian Trương Huyền từ một cái công viên trên ghế nằm ngồi dậy, vừa mới đứng dậy, liền có một người tiến đến Trương Huyền trước người, vẻ mặt tặc hề hề mở miệng, huynh đệ, không hộ khẩu. Trương 1397 vào hắc mỏ than. Trương Huyền nhìn này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt người, nam tính, hơn 30 tuổi tuổi tác, vô luận này thần thái động tác, đều cực kỳ giống xe quản sở hoặc là đại hình buổi biểu diễn chỗ bán vé trước Hoàng Nhiêu, bọn đầu cơ. Trương Huyền không có hé răng, đối phương tiếp tục mở miệng, ta xem ngươi tại đây đã ngủ 3 ngày, khẳng định không hộ đi, ta nói cho ngươi, học viện hộ vệ đội đã đem ngươi theo dõi, ngươi muốn lại nằm hai ngày, khi bọn hắn xác định ngươi thật sự là không hộ khẩu thời điểm, vậy muốn động thủ bắt người, đừng cho là ta không biết ngươi từ từ đâu ra, một khi rơi xuống học viện trong tay, chỉ sợ ngươi liền mất mạng lạc. Trên mặt đất tâm thế giới, học viện hộ vệ đội, liền tương đương với là mặt đất trong thế giới tuần bộ cục trương huyền như cũng không có ra tiếng đối phương tiếp tục nói huynh đệ trong núi tới đi phía trước cùng cái nào cường đạo hỗn a à, ta cho ngươi nói các ngươi này đó tưởng vào thành người ta thấy nhiều nhưng ở chỗ này ngươi không có hộ khẩu cái gì đều làm không được liền tính đi làm việc vặt cũng không ai dám muốn ngươi ta có thể cho ngươi tìm cái sống như thế nào ít nhất có trụ địa phương có thể hỗn khẩu cơm ăn ta không có tiền trương huyền lúc này mới ra tiếng hắn biểu hiện thực chất phác A, à, đối phương khinh thường cười, ta có thể không biết ngươi không có tiền. Ngươi liền hộ khẩu đều không có, thượng nào có tiền đi. Vậy ngươi muốn cái gì? Trương Huyền ánh mắt dại ra, liền cùng cái loại này mới ra xã hội lăng đầu thanh giống nhau. Vô nghĩa, ta khẳng định là đòi tiền. Đối phương phiên Trương Huyền liếc mắt một cái, bất quá, ngươi không cho ta tiền, có người cho ta tiền, ta cho ngươi giới thiệu cái sống, ngươi tháng thứ nhất tiền lương cho ta, mặt sau chờ ngươi có tiền làm thượng hộ chính mình là có thể lấy tiền. Trương Huyền chỉ là vài câu đối thoại, liền phân biệt ra đối phương làm gì đó, chính là đuổi kịp cuối thế kỷ những cái đó lòng dạ hiểm độc công tác người môi giới giống nhau, đem một ít nóng lòng tìm công tác người lừa tiến hắc mỏ than, chính mình lấy điểm tiền trả nước. Hảo, Trương Huyền chất phát gật gật đầu. Hành, đối phương thấy Trương Huyền đồng ý, sắc mặt vui vẻ, đi, ta mang theo người đi. Trương Huyền đi theo đối phương, ở lôi cực chấn vòng vài vòng, cuối cùng bị đưa tới lôi cực trấn bên cạnh, nơi này có một cái cùng loại với nhà xưởng giống nhau địa phương, này nhà xưởng từ bên ngoài tới xem, chính là hoàn toàn hoang phế bộ dáng, đại môn cũng khóa chặt, khóa tử đều rách tung tóe. Bất quá, đương tên này trung niên nam nhân đi vào trước đại môn, duỗi tay dầu có tiết tấu ở trên cửa gõ vài cái sau, này cũng nát sắt thép đại môn bị người từ bên trong mở ra. Mở cửa chính là cái hơn 50 tuổi trung niên nữ nhân, nàng trước nhìn đến cấp trương huyền dẫn đường người, lại thấy được Trương Huyền, theo sau ánh mắt sáng lên, đem Trương Huyền trên dưới đánh giá một phen, theo sau hướng kia trung niên nam nhân nghi hoặc nói, tới tân nhân. Ân, tuổi trẻ lực tráng, có cái này, trung niên nam nhân duỗi tay, làm cái chảo lấy tư thế. Tư thế này, ở bọn họ này hành, đại biểu chính là sẽ dùng khí, trung niên nam nhân vừa rồi từ lời nói dò xét Trương Huyền có phải hay không bên ngoài những cái đó cường đạo. Trương Huyền không có phủ nhận, hắn coi như Trương Huyền đúng rồi, Sốt cuộc, chỉ cần là cái người thường, không ai nguyện ý thừa nhận chính mình cùng cường đạo có liên quan, kia bị học viện bắt được, chính là trực tiếp muốn rơi đầu. Kia mau tiến vào đi, trung niên nữ nhân vội vàng vẫy tay, chờ trung niên nam nhân cùng Trương Huyền tiến vào nhà xưởng sau đại môn, trung niên nữ nhân đem đầu dò ra cửa sắt, qua lại quan sát, xác định không ai đi theo sau, mới đưa cửa sắt đóng lại. Đi thôi, đi theo ta. Trung niên nữ nhân lại lần nữa nhìn mắt Trương Huyền, Trương Huyền loại này trắng nõn sạch sẽ bộ dạng, làm nàng phi thường thích. Đi theo trung niên nữ nhân, Trương Huyền đi tới nhà xưởng nội nhà xưởng chung, nhà xưởng cũng rách tung tóe, bãi có một cái bàn, cái bàn bên ngồi hơn 10 người tráng hán, toàn bộ đều hung thần ác sát bộ dáng, đương Trương Huyền vừa vào cửa, này đó tráng hán liền đem ánh mắt toàn bộ tỏa định ở Trương Huyền trên người. Trừng cái gì trừng, đem tiểu nam nhân dọa chạy các người bồi ta a. À trung niên nữ nhân hướng những cái đó tráng hán phất phất tay, ra vẻ hờn dỗi. Trung niên nữ nhân này phúc làm vẻ ta đây, làm đến cấp trương huyền dẫn đường người nọ, đều một trận ác hàn, nhưng không dám nói ra. Được rồi, các người trước tiên ở bực này đi, trung niên nữ nhân quay đầu lại nói một câu, theo sau thẳng đi đến nhà xưởng phía sau. Qua vài phút, lại là một nam nhân trung niên đi ra, đối phương vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm trương huyền xem, theo sau lộ ra vừa lòng biểu tình hướng cấp trương huyền dẫn đường người nọ mở miệng, cái gì lai lịch. Trên núi tới, hắc bạch, hắc, có mấy tầng thực lực. Cấp trương huyền dẫn đường người làm cái tự hỏi bộ dáng, theo sau bỗng nhiên hướng trương huyền huy quyền. Trương huyền chất phác đứng ở nơi đó, đãi đối phương nắm tay đến chính mình trước mặt, đã dừng lại một giây thời điểm, hắn mới vội vàng làm ra phản ứng, chiều lui về phía sau một bước, làm ra vẻ mặt kinh hách cấp trương huyền dẫn đường người không có trả lời nhà xưởng đi ra trung niên nam nhân cũng có đáp án một tầng thực lực giống nhau bất quá thắng ở tuổi trẻ người muốn nhiều ít nhà xưởng nam nhân mở miệng cái này cấp trương huyền dẫn đường người đi đến nhà xưởng nam nhân trước người vươn một ngón tay a à, người thật đúng là công phu sư tử ngọa a nhà xưởng nam nhân thấp giọng nói lão bản hiện tại không hảo nhận người a chung quanh trên núi người đều đã biết tới người này không ra một tháng sẽ phải chết hiện tại có thể cho ngươi tìm một cái đều không tồi người này tuổi trẻ có một tầng thực lực ta muốn cái này giới không tính quý đi dẫn đường nam nhân trà sát ngón tay hơn nữa người phải biết rằng gần nhất hoành sơn bảy thái bảo nháo lợi hại học viện cũng trang nghiêm người thật không hảo tìm ta đi ra ngoài giúp người kéo người cũng là muốn mạo nguy hiểm a à. hành đi nhà xưởng nam nhân gật gật đầu theo sau liền thấy hắn ở chính mình trên cổ tay điểm vài cái liền xuất hiện một cái hình chiếu dẫn đường nam nhân cũng làm ra đồng dạng động tác ở chỗ này không có tiền mặt chuyển khoản chính là dùng phương thức này trực tiếp chuyển tới đối phương hộ khẩu phía dưới liền ném tiền đều ném không được thu được tiền dẫn đường nam nhân đầy mặt tươi cười rời đi xem cũng không có lại xem trương huyền liếc mắt một cái ở trong mắt hắn trương huyền đã là cái sống không được lâu đâu người nhà xưởng nam nhân đi đến trương huyền trước mặt ra tiếng nói biết ngươi là tới làm gì đi trương huyền dùng sức lắc lắc đầu không biết a à, nhà xưởng nam nhân cười không biết liền hảo đi thôi trước đi theo ta nhà xưởng nam nhân đem trương huyền đưa tới nhà xưởng bên trong nơi đó có một cái xuống phía dưới thông đạo hai người xuyên qua thông đạo sau một cái ngầm giếng mỏ xuất hiện ở trương huyền trong mắt giếng mỏ chung quanh trên vách đá lại giơ lại hắc trương huyền liếc mắt một cái liền phân biệt ra giếng mỏ chung quanh chính là cái gì hắn mẩy nhân lại than đá phải biết rằng trên mặt đất văn minh dùng than đá địa phương đều đã càng ngày càng ít rất nhiều thành thị đều cấm dùng than đá đầu tiên than đá sản lượng hữu hạn tiếp theo than đá đối không khí tạo thành ảnh hưởng rất lớn địa tâm văn minh đã phát triển lâu như vậy thế nhưng còn có than đá tồn tại hơn nữa hiển nhiên cái này giếng mỏ tác dụng chính là đào than đá nhỏ giọng điểm nhà xưởng nam nhân giống như bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau nhớ kỹ ngươi nhìn đến gì coi như cái gì cũng chưa thấy, minh bạch không. Bằng không, người tồn tại đi không ra đi. Trương Huyền trong lòng một nhạc, chính mình này thật đúng là bị lừa tới hắc mỏ than A. Nếu bị người biết, đường đường mặt đất địa ngục quân vương, một người giết toàn bộ thị tộc sợ hãi siêu cấp cao thủ, bị người bán vào hắc mỏ than, không biết sẽ làm ra cái gì phản ứng. Bất quá, tới nào Trương Huyền không sao cả, hắn hiện tại chỉ là muốn tìm cái con đường, làm một cái hộ khẩu ra tới, Vừa mới nhà xưởng nam nhân cùng dẫn đường nam nhân nói chuyện phiếm thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng Trương Huyền đọc môi bản lĩnh cũng không phải một ngày hai ngày, từ hai người bọn họ đối thoại, Trương Huyền cũng biết, người này làm không phải gì đứng đắn sự. Không nghĩ tới a, à, bây giờ còn có người dám làm việc này. Mấy ngày không có ra tiếng tà thần, đột nhiên phát ra âm thanh, hắn có thể ra tiếng, liền đại biểu cho nơi này không có phú thần cảnh cao thủ, tà thần đã từng nói qua, phú thần cảnh là có thể nghe được hắn thanh âm. Địa Tâm Văn Minh sớm tại hồi lâu phía trước đã cấm dùng than đá, toàn bộ chọn dùng nhưng tái sinh nguồn năng lượng, than đá thu thập cũng phi thường nguy hiểm, chẳng sợ Địa Tâm Văn Minh, đối thế giới này, hiểu biết cũng chỉ là như vậy một chút mà thôi. Đào than đá trong quá trình, tổng hội xuất hiện một ít chuyện cổ quái, bất quá bởi vì than đá thiêu đốt thời gian trường, giá cả tiện nghi, vẫn là thực chịu người hoan nghênh a, à. những người này vô pháp thấy quang, một khi thấy quang, học viện đối này sẽ không có nửa điểm chịu đựng phàm là tham dự việc này người, đều phải chết. Trương Huyền đem tà thần nói nghe vào trong tai. Nhà xưởng nam nhân tự nhiên không rõ ràng lắm, ở chính mình trước mặt, còn có một cái linh thể đang nói chuyện, hắn hướng Trương Huyền nói, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị ăn trụ, nhưng tiền đề, người mỗi ngày, muốn từ phía dưới cho ta kéo lên này đó than đá, minh bạch sao. Nhà xưởng nam nhân nói, chỉ một chút nhà xưởng một khác đầu xây tường đá, nơi đó mặt tất cả đều là còn sót lại vụn than, nếu đổi bình thường lượng công việc nói, kia ít nhất là 20 cái tráng niên nam nhân một ngày lượng công việc, nhưng hắn hiện tại muốn cho Trương Huyền mỗi ngày đều làm được nhiều thế này, dù cho hắn nhận định Trương Huyền có một tầng thực lực, kia cũng đủ để mỗi ngày đều đem người mệt nằm sắp xuống. Một tầng thực lực, liền đại biểu ngự khí, 5 tầng, còn lại là hóa hình trung kỳ, đến nỗi lại hướng lên trên, này hắc mỏ than lão bản còn không có này năng lực có thể khống chế bực này cao thủ. Trương Huyền lắc lắc đầu, không được, ta không làm việc. Không làm việc, nhà xưởng nam nhân lông mày một trọn, đầy mặt không vui, nhìn dáng vẻ liền muốn động thủ. Ân, không làm việc, Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt hàm hậu nói, người nọ nói người phải cho ta làm hộ khẩu, không có hộ khẩu vô pháp kết tiền, người trước cho ta làm hộ khẩu ta tải cán sống. Nhà xưởng nam nhân vừa nghe lời này, nhíu chặt mày thư hoãn không ít, hắn còn tưởng rằng Trương Huyền là cái gì thứ đầu, kết quả là bởi vì hộ khẩu, loại sự tình này cơ hồ mỗi một cái lại đây người đều sẽ để một miệng, hắn nói, cái này đơn giản, người trước làm việc, hộ khẩu sự mấy ngày nay ta liền sẽ cho ngươi làm, tiền cũng sẽ không thiếu ngươi. Không được, Trương Huyền cố chấp lắc đầu, ta phải trước có hộ khẩu mới được, ngươi không thể gạt ta. Tiểu tử, ngươi tìm việc có phải hay không? Nhà xưởng nam nhân một loát cổ tay áo, làm ra một bộ muốn động thủ bộ dáng. Trương Huyền đầy mặt sợ hãi lui về phía sau vài bước, vẫn là lấy hết can đảm nói, ngươi không cho ta làm hộ khẩu, đánh chết ta, ta cũng không làm việc." Trương Huyền này một bước lăng đầu thanh bộ dáng, xem nhà xưởng nam nhân là một chút tính tình đều không có, đánh Trương Huyền. Hắn đảo không phải không hạ thủ được, nhưng vấn đề, cấp người này đánh hỏng rồi, ai còn đào than đá đâu? Trương Huyền có thể như vậy không có sợ hãi, tự nhiên có nhất định đạo lý, vừa mới từ hai người đối thoại giữa biết được, bọn họ rất khó nhận người, hơn nữa quan sát này giếng mỏ dấu vết ít nhất có mấy chục thiên không có đi xuống người, hắc hắc than đá hôi mặt trên còn cái một tầng phù hôi. Hơn nữa, Trương Huyền tin tưởng, có thể gạt học viện làm loại này hắc mỏ than địa phương, làm hộ khẩu hẳn là không có gì vấn đề, đơn giản chính là có đáng giá hay không sự, nhưng hiện tại xem đối phương bộ dáng, hiển nhiên, chính mình đi xuống đảo than đá mang đến lợi nhuận, xa xa muốn so làm cái hộ khẩu đại. Hành, tiểu tử ngươi có thể. Nhà xưởng nam nhân rũi tay chỉ vào Trương Huyền ta nói cho ngươi, cho ngươi làm hộ khẩu có thể, nhưng ngươi không làm việc, ngươi liền không cơm ăn, ngươi liền cho ta trụ này, nào đều không được đi. Nhà xưởng nam nhân nói xong, quay đầu liền đi. Trương Huyền cũng không nóng nảy, đối hắn mà nói, trụ nào đều được, so với hắn dĩ vãng trụ quá ác liệt hoàn cảnh, loại này mỏ than nhập khẩu, kia đều có thể xưng được với là biệt thự cao cấp. Vốn dĩ Trương Huyền cho rằng, này nhà xưởng nam nhân ít nhất sẽ lượng chính mình mấy ngày, làm chính mình đói thượng mấy ngày, nhịn không được chỉ có làm việc, nhưng không nghĩ tới, không quá mấy cái giờ, nhà xưởng nam nhân liền mang theo cái diện mạo bình thường tuổi trẻ nữ nhân lại đây, đối phương ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục, mang kính đen. Liền hắn, cho hắn nhập cái hộ khẩu, nhà xưởng nam nhân đã đến sau, không kiên nhẫn chỉ vào Trương Huyền. Cái này tuổi trẻ nữ nhân chỉ là dò hỏi một chút Trương Huyền tên, theo sau cho hắn tiến hành rồi cái đồng tử giả quét, theo sau, đem một cái thông tin thiết bị giao cho Trương Huyền, trực tiếp cột vào trên cổ tay, một cái hộ khẩu, liền như vậy nhập hảo. Trương Huyền nhìn trên cổ tay cùng cổ tay mang giống nhau máy truyền tin, tò mò duỗi tay ở mặt trên điểm hai hạ, một cái hình chiếu lập tức hiện ra ở Trương Huyền trước mắt, màu sắc rực rỡ hình chiếu thượng, tin tức phi thường trong sáng. Đầu tiên, có từng Trương Huyền ảnh chụp, theo sau là Trương Huyền vừa mới cung cấp tên, Trương Ước Thanh. Tại đây phía dưới, là một chuỗi mã vạch, Trương Huyền suy đoán hẳn là chính là cùng loại với thân phận chứng hào giống nhau đồ vật, lại sau đó, có một cái địa chỉ tin tức, là một cái Trương Huyền không có nghe nói qua địa phương, gọi là Đông Cá Trấn, cũng là một cái tam tuyến trấn nhỏ. Ở này đó tin tức nhất phía dưới, có một cái ngạch trống, Trương Huyền ngạch trống mặt sau con số bằng không, chứng minh hắn một chút tiền cũng không có. Trương Huyền tò mò nhìn cái này giao diện, bị nhà xưởng nam nhân coi như hắn ở nghiệm thật giả. Được rồi, không cần nhìn, mau đi xuống làm việc. Nhà xưởng nam nhân không kiên nhẫn phất phất tay, đây là thật sự. Người xác định là thật sự, Trương Huyền nhướng mày, một sửa phía trước chất phác bộ dáng. Đương nhiên là thật sự, này có thể làm bộ sao. Người hiện tại có thể đăng nhập hệ thống tra. Nhà xưởng nam nhân sợ hãi Trương Huyền không tin, mở ra chính mình thông tin thiết bị, từng bước một giáo Trương Huyền như thế nào tuần tra thân phận, nhìn dáng vẻ, hắn là thực sốt ruột làm người làm việc, nhưng này mỏ than nội, không nên chỉ là khiến người mệt mỏi, nếu không hắn cấp thành này phiên bộ dáng, chính mình cũng sẽ đi xuống. Đi theo nhà xưởng nam nhân từng bước một tuần tra, đương trương huyền xác định chính mình này hộ khẩu là thật sự khi, hắn khóe miệng dơ lên một mặt mỉm cười, thực hảo, đa tạ. Trương huyền như vậy biểu tình, làm nhà xưởng nam nhân nhận thấy được có chút không thích hợp, hắn ánh mắt một ngưng, nhìn chằm chằm trương huyền, tiểu tử, người có ý tứ gì? Không có gì ý tứ A, à. trương huyền nhún vai, nói, liền vọt tới khi đường đi đi. Người đi đâu, nhà xưởng nam nhân duỗi tay cản lại. Đương nhiên đi ra ngoài lạc, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, bằng không còn có thể đi đâu. Người hắn sao chơi ta, nhà xưởng nam nhân ánh mắt tức khắc trở nên tàn nhẫn lên. Trương 1399 có tin tức. Trương Huyền đối mặt dần dần tàn nhẫn lên nhà xưởng nam nhân, biểu tình không có chút nào biến hóa. Ngươi đi trước đi, nhà xưởng nam nhân nhìn mắt làm hộ khẩu nữ nhân. Ở thế giới này, vũ lực hệ thống đã bãi ở bên ngoài thược, nữ nhân này tự nhiên rõ ràng khả năng muốn phát sinh cái gì, nàng không hề nghĩ ngợi, liền rời đi nơi này. Tiểu tử, người vẫn luôn ở cùng ta giả ngu giả ngơ đúng không? Nhà xưởng nam nhân tiến lên một bước, ở hắn phía sau, một con rắn hình hư ảnh hiện lên, nhưng lại không phải bình thường chứng kiến xa, là nào đó chỉ tồn tại với địa tâm sinh vật, Ta hiện tại cho ngươi hai loại lựa chọn, hoặc là đi xuống cho ta đào than đá, hoặc là ta làm thịt ngươi. Ngươi một tầng thực lực, ở trong mắt ta, cái gì đều không phải. Trương Huyền khẽ lắc đầu, ta tuyển loại thứ ba, ta đi ra ngoài, ngươi ngoan ngoãn đem ngươi tiền đều cho ngươi, đến lượt ta không giết ngươi. Tìm chết đồ vật, nhà xưởng nam nhân hét lớn một tiếng, chiều Trương Huyền phóng đi. Trương Huyền nheo lại đôi mắt, này nhà xưởng nam nhân có được hóa hình hậu kỳ thực lực hắn sở làm ra công kích thủ đoạn, so mặt đất người càng hung hiểm hơn, hai cái văn minh bất đồng thế giới quan, làm cùng là hóa hình cấp bậc người, ở trên thực lực có cực đại tranh lệch. Địa tâm văn minh hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, hoàn chỉnh tu luyện dạy học, đều sẽ ở trên thực lực so mặt đất vượt qua một mảng lớn. Bất quá, dù cho địa tâm văn minh ở tu luyện phương diện này siêu việt mặt đất rất nhiều, nhà xưởng nam nhân, trước sau là một cái hóa hình, hắn vào tới trương huyền phụ cận, trương huyền chỉ là vươn một lóng tay, nhẹ nhàng búng tay, nhà xưởng nam nhân liền giống như một viên đạn pháo giống nhau, bay ngược đi ra ngoài, đánh vào trên tường. Ngươi, nhà xưởng nam nhân trừng lớn đôi mắt, ánh mắt giữa tràn ngập khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm trương huyền, ngươi. Ngươi là ngưng khí, ngươi là khấu đầu. Ngưng khí kỳ thực lực, đủ để ở chung quanh núi lớn thượng trở thành một phương khấu đầu, chẳng sợ ở học viện giữa, cũng có thể có cái đạo sư chức vị. Ta còn là vừa rồi câu nói kia, ta muốn cái thứ ba lựa chọn, minh bạch sao? Trương Huyền vượt trước một bước, nhìn chằm chằm nhà xưởng nam nhân. Người có biết hay không, nhà xưởng nam nhân duỗi tay, lau chùi một chút khóe miệng vết máu, có biết hay không ta mặt sau chạm chính là ai? Có liên quan tới ta sao? Trương Huyền vẻ mặt tò mò, chẳng sợ ngươi phía sau chạm chính là khống linh, hắn có thể hiện tại bảo ngươi mệnh. Ta thời gian hữu hạn, chính ngươi lựa chọn. Hảo, thực hảo. Nhà xưởng Nam Nhân dùng sức gật đầu, đã sớm nghe nói chung quanh núi lớn Khấu Thủ Đô là một đám bỏ mạng đồ, hiện tại có Hoành Sơn Bảy Thái bảo chống lưng, làm khởi sự tới càng thêm không chỗ nào cố kỵ, nhìn dáng vẻ, các ngươi thật là bừa bãi đến trình độ nhất định a. À. Trương Huyền lại lần nữa đi ra một bước, theo sau một cái tát chiều đến nhà xưởng Nam Nhân trên mặt, ta không muốn nghe ngươi vô nghĩa. "Hảo, tính ta tài." Nhà xưởng Nam Nhân cắn chặt hàm răng, mở ra máy truyền tin thành thành thật thật đem tiền toàn bộ chuyển cấp Trương Huyền, đương Trương Huyền thấy rõ đối phương ngạch chống biến thành linh, mà chính mình ngạch chống biến thành một vạn sáu thời điểm, lúc này mới vừa lòng đem máy truyền tin đóng lại. Đa tạ lạc, Trương Huyền hướng nhà xưởng nam nhân lộ ra một cái tươi cười, theo sau đi nhanh rời đi. Nhà xưởng nam nhân nhìn về phía Trương Huyền bóng dáng, ánh mắt giữa tràn ngập sát ý, hắn mở ra máy truyền tin, vừa muốn liên hệ người, một đạo sắc bén kiếm khí không tiếng động tới, xẹt qua hắn cổ, Trương Huyền, như thế nào sẽ lưu như vậy một cái tai họa ngầm sống sót đâu? Trương Huyền rời đi nhà xưởng, lấy thực lực của hắn, không ai có thể phát hiện hắn lặng yên rời đi, cái kia hơn 50 tuổi nữ nhân, còn ở tỉ mỉ trang điểm, muốn đêm nay gặp một lần cái này vừa mới đã đến người trẻ tuổi. Đường Trương Huyền đi ra nhà xưởng, đang muốn rời đi khi, mấy chục đạo thân ảnh bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Sát, này đó thân ảnh giữa đi đầu chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, hắn mang bịt mắt, che khuất mắt phải, một cái đao sẹo từ hắn mắt phải tiếp theo thẳng tung hoành đến cổ chỗ, có vẻ phá lệ dữ tợn. Theo này đao sẹo nam một tiếng giống to, từ trên trời giáng xuống mấy chục đạo thân ảnh lập tức hợp xưởng nội người triển khai tàn sát, ở linh khí tung hoành chi gian, kia tòa rách nát nhà xưởng nháy mắt sụp xuống, phía trước còn đối trương huyền mắt lộ ra hung tướng đầu chọc bọn đại hán, cơ hồ ở nháy mắt đã bị người chảm rớt trung niên nữ nhân hóa trang đến một nửa, liền cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm, đương nàng nhìn đến kia đao sẹo nam dẫn dắt mấy chục hào người xuất hiện thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hô to một tiếng, chạy. Ngay sau đó, Trương Huyền lại nhìn đến, thượng trăm thân xuyên lôi cực học viện phục sức người, vọt vào nơi này, trong đó, còn có Trương Huyền mấy ngày hôm trước mới nhìn thấy quá tề sư huynh. Hảo, các huynh đệ, triệt, đao sẹo nam hét lớn một tiếng, lập tức rời đi nơi này, bọn họ tới đây, đều không phải là là muốn đem nhà xưởng như thế nào, chỉ là muốn đem lôi cực học viện người đưa tới mà thôi. Lôi cực học viện rất nhiều người vây tới, Trương Huyền thấp hèn đầu, hắn không sợ lôi cực học viện người, này trăm hào người, không có một cái phú thần cảnh, còn chưa đủ hắn phất tay chi gian chém giết, nhưng hắn sợ phiền toái, nơi này học viện chính là mặt đất phía chính phủ, một khi người chết quá nhiều, khiến cho lớn hơn nữa học viện chú ý, đối Trương Huyền không có chỗ tốt, hắn muốn làm, bất quá là muốn tìm đến lâm thanh hạm thôi mắt thấy kia đao sẹo người dẫn người bỏ chạy trương huyền cơ hồ không có suy xét liền đi theo đao sẹo nam mọi người phía sau cùng nhau rút lui truy lôi cực học viện giữa tề sư huynh hét lớn một tiếng đừng đuổi theo lại là một đạo thanh âm ngừng tề sư huynh đám người này thế nhưng là cái hắc quặng trước xử lý nơi này sự đến nỗi bọn họ đỉnh núi cũng chưa còn để ý đến bọn họ làm cái gì hắc quạng, đang ở truy đuổi tề sư huynh đám người sắc mặt bỗng nhiên cả kinh, thân hình dừng lại, bọn họ nhưng rất rõ ràng, hắc quạng đại biểu chính là cái gì, nếu nói này địa tâm văn minh nhất không thể bị người tha thứ sự, chính là tư khai hắc quạng. Than đá tài nguyên tồn tại hữu hạn, đó là ở toàn bộ văn minh cùng đường thời điểm, mới có thể đi khai thác, hơn nữa, căn cứ dĩ vãng sự, khai thác mỏ than, mỗi xuống phía dưới đào một mét, đều khả năng đưa tới một ít quỷ dị sự, lúc trước, một tòa nhị tuyến đại thành, đó là bởi vì có người tư khai mỏ than, mà hoàn toàn hủy diệt, nghe đồn kia mỏ than giữa có kỳ quái đổ vật, cuối cùng vẫn là trí tôn ra tay, mới ngăn chờ kia chàng tai nạn, nếu không, chỉ sợ lúc trước quỷ dị, sẽ lan tràn đến toàn bộ khu. Lôi cực học viện người không hề truy, đao sẹo nam đám người tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Trương Huyền đi theo những người này, ra lôi cực chấn, lại lần nữa đi vào liên miên núi lớn giữa, đương xác định lôi cực học viện không ai đi theo sau, Trương Huyền liền chuẩn bị rời đi. Huynh đệ, nào con đường thượng A, đao sẹo nam đột nhiên xoay người, nhìn về phía lẫn vào đám người giữa Trương Huyền. Trừ bỏ đao sẹo nam bên ngoài, còn lại người tất cả đều hoảng sợ, chút nào không phát hiện chính mình trong đội ngũ lăn lộn cá nhân tiến vào. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không có cố tình ẩn tàng thân hình, đối phương có thể phát hiện chính mình, cũng bình thường, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy đao sẹo nam sắc mặt biến đổi, là ngươi ngươi nhận thức ta trương huyền tò mò nhìn đối phương đao sẹo nam hít sâu một hơi ta cho ngươi nói cái tên lâm thanh Hạm, lâm thanh Hạm. trương huyền nghe thấy ba chữ ánh mắt một ngưng cơ hồ ở một cái lắc mình gian liền vọt tới đao sẹo nam trước mặt nói ngươi từ nào nghe thấy cái này tên cuồng bạo linh khí từ trương huyền trên người phát ra lan tràn tại đây cổ cuồng bạo linh khí hạ đao sẹo nam cùng hắn mười mấy tên thủ hạ ngay cả đều đứng không vững, thở dốc đều trở nên khó khăn. Đao Sẹo Nam há mồm muốn trả lời, lại căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Trương Huyền lúc này mới chú ý tới chính mình cảm xúc có chút kích động, điều chỉnh cảm xúc, kia ở trong không khí lan tràn cuồng bạo linh khí mới hoàn toàn biến mất. Đao Sẹo Nam mọi người, như là mới vừa tiến hành kịch liệt vận động giống nhau, cả người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, vừa mới Trương Huyền mang cho bọn họ áp lực, thật sự là quá lớn đao sẹo nam mồm to thở dốc qua mấy giây sau hắn mới ngẩng đầu ra tiếng nói tại đây phía trước ngươi có thể hay không trước nói cho ta các ngươi quang minh đảo người rốt cuộc tính toán ở lôi cực trấn làm cái gì lấy các ngươi thực lực hẳn là có thể nhẹ nhàng hủy diệt lôi cực trấn đi trương huyền mặc không lên tiếng đao sẹo nam lại nói ra quang minh đảo ba chữ này rốt cuộc là chuyện như thế nào đao sẹo nam thấy trương huyền không mở miệng hắn chỉ đương trương huyền không muốn nhiều lời hít sâu một hơi sau, tiếp tục nói, ta có thể đoán được ngươi cùng Lâm Thanh Hạm có quan hệ, là bởi vì hai ngươi đều bị lôi cực chấn truy nã quá, hiện tại ngươi cùng nàng hình ảnh, còn đều treo ở lôi cực học viện trên cửa lớn, Lâm Thanh Hạm tự xưng đến từ quang minh đảo, nàng xâm nhập quá lôi cực học viện săn thú tràng, cuối cùng rời đi, ngươi cũng là như thế. Trương Huyền bắt lấy đao sẹo nam cổ áo, quát hỏi nói, chuyện khi nào? Thanh Hạm khi nào xuất hiện quá? Qua đi thật lâu, đao sẹo nam trên mặt lộ ra suy tư, hẳn là đã qua đi một tháng đi, đến nỗi nàng cụ thể đi nơi nào, ta cũng không biết, ta chỉ biết được, nàng hướng phía nam đi, hơn nữa, hoành sơn bảy thái bảo người, cũng vẫn luôn đều ở tìm nàng. Phía nam, trương huyền hướng phương nam hướng nhìn thoáng qua, buông ra đao sẹo nam cổ áo, liền phải nhích người. Huynh đệ, người như vậy qua đi, chỉ sợ tìm không thấy người muốn tìm người. Đao sẹo nam nhìn trương huyền ra tiếng, ngươi xâm nhập lôi cực học viện săn thú tràng, hiện tại này một cái đại khu đều ở truy nã ngươi, ngươi hiện tại đi bất luận cái gì địa phương, đều sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, ngươi lại muốn tìm người, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nhưng ta có thể giúp ngươi. Trương Huyền khẽ cao mày, này đao sẹo nam lời nói cũng không phải không có lý, hiện tại sở hữu tin tức, đều tồn tại với một cái máy truyền tin nội, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ đem chính mình tư liệu hoàn toàn bại lộ ra tới, phương tiện là một chuyện, nhưng đồng dạng, cũng không có riêng tư, một khi bị học viện quấn lên, phiền toái không thể thiếu. Huống hồ, Trương Huyền cũng không cho rằng chính mình có hoành hành toàn bộ địa tâm văn minh thực lực. Hiện tại Trương Huyền tuy rằng không sợ khống linh cường giả, nhưng muốn thắng qua khống linh cường giả, còn quá khó khăn, rốt cuộc, tới rồi loại này cấp bậc tồn tại, không có cái nào là ngu xuẩn, mỗi một cái, đều là thiên truy bách luyện mài rũa ra tới. Trương Huyền nhìn về phía đao sẹo nam, người yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì? trương huyền khẳng định sẽ không thiên chân cho rằng đối phương sẽ bạch giúp chính mình chúng ta đỉnh núi bị lôi cực học viện hủy hoại nhất bang các huynh đệ không chỗ để đi tưởng tìm cái nơi đi hiện tại có cái tốt lựa chọn đao sẹo nam ra tiếng trương huyền gật gật đầu hắn minh bạch đối phương đây là muốn cho chính mình hỗ trợ đương tay đấm a đi trương huyền không có dư thừa vô nghĩa đao sẹo nam trên mặt vui vẻ lập tức dẫn đường Trương Huyền đi theo đao sẹo nam bên cạnh, bắt đầu lời nói khách sáo, nghe nói gần nhất, Hoành Sơn bảy thái bảo nháo đến lợi hại, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Chúng ta cũng không biết, đao sẹo nam lắc đầu, Hoành Sơn bảy thái bảo sở nhầm vào, cũng không phải một cái nho nhỏ lôi cực chấn, mà là toàn bộ vạn vùng núi, nghe nói là bảy tên trí tôn cường giả dắt đầu, rất nhiều khấu thủ đô quy thuận bọn họ, thực lực rất mạnh, liền vạn vùng núi một chốc đều lấy bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp, hơn nữa nghe nói bọn họ sau lưng còn có thần thánh thiên quốc chống bối cảnh rất mạnh thần thánh thiên quốc trương huyền mày lại một lần nhân lại kia thần ẩn hội cùng phản tổ minh đâu thần ẩn hội cùng phản tổ minh đao sẹo nam sắc mặt sửng sốt ta không có nghe nói qua này hai cái tổ chức rất mạnh sao trương huyền khẽ gật đầu cùng thần thánh thiên quốc giống nhau ta thiên a đao sẹo nam há to miệng cùng thần thánh thiên quốc giống nhau này còn có bao nhiêu ta không biết đỉnh cấp thế lực tồn tại Trương Huyền một bộ kỳ quái bộ dáng, như thế nào, các người cảm thấy thần thánh thiên quốc rất mạnh sao? Đương nhiên, đao sẹo nam gật đầu, tuy rằng thần thánh thiên quốc xuất hiện thời gian mới không đến 20 năm, nhưng đã nhanh chóng trưởng thành đến đủ để cùng đại khu so sánh siêu cấp thế lực. Trương Huyền âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới, thần thánh thiên quốc tay, thế nhưng rũi đến như vậy trường. Không đúng, Lam Vân Tiêu nói, thanh hạm tới địa tâm, liền cùng thiên quốc thánh chủ có quan hệ, hiện tại Hoành Sơn bảy thái bảo lại ở tìm thanh hạc, hơn nữa bảy thái bảo phía sau đứng, chính là thần thánh thiên quốc, này chi gian, rốt cuộc có cái gì liên hệ. Trương Huyền Tổng cảm giác, sự tình, chỉ sợ không có chính mình tưởng đơn giản như vậy. Đao sẹo nam mang Trương Huyền đi địa phương, là một cái khác đỉnh núi. Địa tâm văn minh, nhìn như tiên tiến, kỳ thật tồn tại rất nhiều tệ đoan, đồ ăn đó là rất lớn một bộ phận mâu thuẫn điểm tồn tại, ở chỗ này, bởi vì nguồn năng lượng quá độ khai phá nguyên nhân, rất lớn một bộ phận thổ địa, đều đánh mất trồng trọt năng lực, đồ ăn tồn tại lượng khan hiếm, này liền dẫn tới, có như vậy một bộ phận người, là căn bản liền không no bụng. Trên thực tế, tình huống như vậy, mặt đất văn minh cũng có tồn tại, nhưng hai cái văn minh thế giới quan hoàn toàn bất đồng, trên mặt đất tâm văn minh, luyện khí đó là một người cả đời chính yếu sự, lại có được cường đại thực lực lúc sau, mọi người tranh thủ lương thực phương thức, cũng liền thay đổi do đó, cường đạo liền ra đời. Lôi cực trấn tương ứng đại khu, tên là vạn vùng núi, xem tên đoán nghĩa, nơi này có vạn tòa núi lớn, cường đạo vô số, này đó cường đạo, đều là không có có được hộ khẩu người, bọn họ ở trong thành, có thể nói là một bước khó đi. Đao sẹo nam mang theo trương huyền, một hàng mấy chục người, đi vào một cái khác đỉnh núi. Đối phương giống như đã sớm dự đoán được đao sẹo nam sẽ đến giống nhau, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mang theo người, chờ ở đỉnh núi lối vào. Ha ha, Úc Đào, người đỉnh núi bị lôi cực học viện sao, liền tới ta này, là cho rằng, ta khang kim dễ khi dễ sao. Tự xưng khang kim, là một cái cùng đao xẻo nam nhìn qua không sai biệt lắm đại trung niên nam nhân, cầm trong tay một phen kim bối khảm đao, đổ ở sơn môn lối vào. Khang kim, ta khuyên ngươi, vẫn là chủ động đem địa phương nhường ra đến đây đi, ta chỉ là tưởng cấp các huynh đệ tìm cái đặt chân mà mà thôi, không nghĩ thương ngươi úc đào ra tiếng này chỉ sợ là ta nghe được lớn nhất chê cười khang kim đánh giá úc đào phía sau này nhóm người liền như vậy viết a miêu a cẩu, người nói không nghĩ thương ta được rồi không cần nhiều lời trương huyền tiến lên một bước đánh gãy hai người đối thoại theo sau một phen màu tím thần kiếm ngưng tụ ở trương huyền trong tay đương này màu tím thần kiếm xuất hiện nháy mắt khang kim sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên hắn có thể cảm nhận được này màu tím thần kiếm thượng phát ra uy mang. Các hạ người nào? Quang Minh Đảo, Trương ức Thanh, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, theo sau phất tay. Khang Kim phía sau đỉnh núi, bị chỉnh tề cắt mở ra. Trương 1401 duyên phận tuyệt không thể tả. Nhất kiếm, dẹp yên một ngọn núi đầu. Quang Minh Đảo, Trương ức Thanh. Này sáu cái tự, ở Khang Kim trong óc giữa không ngừng xoay quanh. Này nhất kiếm, là cỡ nào uy thế. Vốn có một trận chiến chi ý khang kim, giờ phút này hoàn toàn lăng ở nơi đó, hắn cầm đao tay, đều ở run nhẹ nhẹ. Khang kim sở mang người, cơ hồ là tự phát, chiều hai bên chạm đi, lưu ra một cái thông đạo, cấp úc đào mang đến người. Úc đào tuy rằng cũng chấn động với trương huyền này nhất kiếm chi uy, nhưng lại nỗ lực khắc chế chính mình trên mặt biểu tình, hắn ôm ôm quyền, theo sau nói, khang kim, đa tạ, khang kim khóe miệng hơi hơi chiều chiều một câu cũng không có nhiều lời úc đào người thực mau chiếm lên núi đầu khang kim người cũng không rời đi chỉ là đem trong đó một ngọn núi đầu làm ra tới úc đào công đạo một ít việc sau liền mang theo trương huyền rời đi hắn không lo lắng khang kim chơi cái gì tâm nhãn hắn biết rõ khang kim không dám không vì cái gì khác liền vì vừa mới kia nhất kiếm úc đào mang theo trương huyền một đường hướng nam ở lôi cực trấn nam hướng có một tòa Bắc Hương Thành, thuộc về nhị tuyến. Bắc Hương Thành trưởng quản phụ cận vùng tam tuyến thành trấn kỳ thật lực, cũng càng cường đại hơn. Trương Huyền cùng Úc Đào hai người, đều là hàng năm chạy qua, lên đường đối với hai người mà nói, giống như chuyện thường ngày giống nhau, một chiếc màu đen xe hơi ở Úc Đào điều khiển hạ, bộc phát ra 230 mã tốc độ. Đây cũng là Trương Huyền cưới địa tâm văn minh xe hơi, cùng mặt đất văn minh so sánh với, này xe hơi bên trong càng thêm cao cấp xa hoa, nói là điều khiển, trên thực tế chỉ dùng truyền đạt một ít tất yếu mệnh lệnh, rất lớn một bộ phận thời gian, đều là xe hơi tự động điều khiển. Ngay cả mặt đất văn minh đều đã có tự động điều khiển trí tuệ nhân tạo, địa tâm này vượt qua hơn 1.000 năm văn minh, đã sớm đem tự động điều khiển vận dụng đến toàn bộ địa phương. Trải qua hai ngày lên đường, Trương Huyền cùng Úc Đào hai người, đi tới Bắc Hương Thành. Úc Đào nói cho Trương Huyền, hắn thắc bằng hữu hỏi thăm quá, Lâm Thanh Hạm phía trước đã từng ở Bắc Hương Thành xuất hiện quá. Hơn nữa chuyên môn đi gặp một người, thấy xong người kia lúc sau Lâm Thanh Hạm liền biến mất. Hiện tại muốn tìm đến Lâm Thanh Hạm chỉ có thể từ người kia trong miệng hỏi ra. Lâm Thanh Hạm lần trước thấy người tên là Hoàng Miện. Hoàng Miện người này ở Bắc Hương Thành có được rất cao địa vị. Tuy rằng các đại thành trấn đều ở học viện khống chế giữa, nhưng Hoàng Miện là một cái trường hợp đặc biệt hắn du tẩu với học viện cùng cường đạo chi gian, có thể nói hắc bạch thông ăn. Muốn gặp đến Hoàng Nguyện, cũng không dễ dàng, Hoàng Nguyện người này ngày thường chính là du rú trong nhà, hắn sở trụ địa phương, trải rộng khắp nơi nhãn tuyến, nếu trực tiếp hướng tiến sấm nói, tất nhiên sẽ bị khắp nơi thế lực chú ý tới. Bất quá đêm nay, Úc Đào được đến tin tức, Hoàng Nguyện sẽ tham dự một cái tiệc tối, chủ yếu là nhằm vào với gần nhất Hoành Sơn Bảy Thái bảo tác loạn sự, hắn sẽ ra mặt tiến hành một cái đơn giản điều tiết, Úc Đào Thác bằng hữu muốn hai cái thân phận, có thể trà trộn vào tiệc tối giữa. Hai người tới Bắc Hương thành thời điểm, đúng là giữa trưa, Trương Huyền hiện tại tuy rằng có chút tiền, nhưng cũng không dám tùy ý đi tìm chỗ ở, đồng dạng là Úc Đào tìm cái địa phương, dùng để tạm thời đặt chân, là một gian hồi lâu cũng chưa người cư trú phòng ở, một gian hai phòng ở, trang hoàng phi thường có khoa học kỹ thuật cảm. Đường Trương Huyền vào nhà thời điểm, hữu cơ giới thiết bị tự động đem chỉnh gian nhà ở quét tước sạch sẽ, phương tiện đến cực điểm. Trương ca, ngài liền trước ở tại này đi, ta đi ra ngoài tìm hiểu tìm hiểu tin tức. Úc đào phi thường ân cần, dù cho hắn tuổi vừa thấy liền so trương huyền đại, nhưng còn như cú một ngụm một cái ca kêu, rốt cuộc, trương huyền thực lực bãi tại nơi đó. Đối với trương huyền hai ngày trước kia nhất kiếm, Úc đào làm một cái suy đoán, kia nhất kiếm uy lực, chỉ sợ tiếp cận trí tôn. Như vậy suy đoán, làm Úc Đào trong lòng kinh hãi. Chỉ là tùy tay nhất kiếm, liền có trí tôn chịu uy, kia này chân thật thực lực, rốt cuộc mạnh như thế nào. Còn có quang minh đảo, rốt cuộc là như thế nào một chỗ, đến bây giờ mới thôi đi ra hai người, một người dẫn tới Hoành Sơn Bảy Thái bảo bốn phía siêu tầm, hành tung thần bí, sau lưng không biết chạm có nào đó chỗ dựa, đi đến nơi nào, thông suốt, hiện tại người này, lại có có thể so với trí tôn thực lực. Quang minh đảo, thật sự khủng bố. Úc Đào ra cửa, tới rồi mặt trời lặn khi, hắn mới trở về. Trương ca, tiệc tối bên kia đã an bài hảo, người ta che mặt, lấy bạch khấu thân phận đi vào liền có thể. Cái gọi là bạch khấu, chính là một ít có được hộ khẩu cường đạo, những người này, nhiều là thực lực bình thường hạng người, ở trong thành không có quá lớn phát triển, liền ra khỏi thành, làm cường đạo hoạt động, bất quá không dám lộ diện, giống nhau người như vậy, đa số ở trong thành còn sẽ có khác thân phận, có chút, thậm chí là học viện học viên. Bình thường dưới tình huống, này đó bạch khấu, là căn bản không dám lộ diện, bất quá bởi vì đêm nay tiệc tối có hoàng miện ra mặt, bạch khấu giữa, cũng sẽ xuất hiện một ít người tới tham gia, đây cũng là Bắc Hương thành một cái đặc thù điểm. Đến trong yến hội, bạch khấu che mặt, ai cũng nhận không ra ai, ai cũng sẽ không đi gỡ xuống bạch khấu mặt nạ, phá hư cái này quy củ. Về này đó trên đường tiếng lóng, hai ngày này Trương Huyền cũng từ Úc Đào này hiểu biết thất thất bát bát. Úc Đào trở về thời điểm, còn mang theo hai chương mặt nạ, trong đó một chương, hắc mặt răng nanh. Trương Huyền tiếp nhận này chương hắc mặt răng nanh mặt nạ, khóe miệng không cấm gợi lên một mặt mỉm cười, duyên phận thứ này, thật đúng là tuyệt không thể tả a, à. cũng thế, này quang minh đảo cái thứ nhất địa ngục hành giả, liền từ chính mình đảm đương đi. Hạo thuyền khách sạn, là Bắc Hương Thành lớn nhất một nhà khách sạn, lại Bắc Hương Thành nội tam đại học viện liên hợp đầu tư, Bắc Hương Thành nội mỗi có đại sự phát sinh, đều sẽ lựa chọn ở khách sạn này nội xử lý, lúc này đây, cũng là như thế. Gần nhất một đoạn thời gian, Hoành Sơn Bảy Thái Bảo phá lệ cường thế, đối toàn bộ vạn vùng núi sở hữu thành trấn ra tay, cường đạo hoành hành, làm thành trấn trị an loạn tới rồi cực điểm, tam đại học viện đều đỉnh rất lớn áp lực. Phải biết rằng, bọn họ tuy rằng liên hợp quản lý tòa thành này, nhưng lại không phải có được, ở bọn họ mặt trên, như cũng có người tồn tại, nếu tiếp tục như vậy loạn đi xuống, chỉ sợ tam đại học viện lãnh đạo, liền phải từ học viện xóa tên. Tam Đại học viện bất đắc dĩ, mới thỉnh ra Hoàng Miện, muốn cho Hoàng Miện điều giải một chút này chi gian sự, nếu đổi làm dĩ vãng, Tam Đại học viện căn bản sẽ không làm loại chuyện này, ở bọn họ xem ra, cùng cường đạo điều giải, đó chính là tự hạ thân phận sự. Đêm nay, hạo thuyền khách sạn không đối ngoại mở ra, sở đã đến người, hoặc là là chung quanh núi lớn khấu đầu, hoặc là chính là học viện giữa có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, đương nhiên, bạch khấu cũng sẽ có một ít. Này tam phương thế lực người, từng người trở thành nhất thể, phân biệt ngồi xuống khắp cả yến hội trong phòng, mà tam đại học viện lớn nhất lãnh đạo, cùng với lần này tiệc tối mấu chốt nhân vật hoàng miện, còn chưa tới chàng. Bạch khấu, một đám sợ đầu sợ đuôi đồ vật, ta rất tò mò, các ngươi là tới tìm tồn tại cảm sao. Không tôi, nếu muốn ở tại bên trong thành, vậy thành thành thật thật vì thành trấn chỉ an cống hiến một phần lực lượng, nếu không nghĩ ở tại bên trong thành, nhân lúc còn sớm cút đi, có quá nhiều người, muốn ở Bắc Hương thành lạc hộ, làm thân phận nhất phức tạp bạch khấu quần thể, bọn họ là thực bị người khinh thường, bị mặc kệ học viện vẫn là cường đạo, đều coi là tường đầu thảo tồn tại. chương 1402 Hoàng Nguyện Hiện tại, Tam Phương tụ tập ở tiệc tối trong phòng, chủ yếu nhân vật còn chưa tới tràng, còn lại hai bên thế lực liền sôi nổi phát ra trào phúng tiếng động. Bạch khấu đã đến vài tên đại biểu, sôi nổi cúi đầu, không dám ra tiếng, làm bạch khấu, bọn họ là thực lực kém cỏi nhất một đám, nếu không thực sự có thực lực, hoặc là có thể ở trong thành hỗn thượng một cái tốt chức vị, hoặc là có thể trở thành một phương khấu đầu, hà tất du tẩu với hắc bạch chi gian, làm này tường đầu thảo đâu. Bất quá, học viện cùng cường đạo chi gian, cũng chính là quá quá ngoài miệng nghiện, cũng không có thật tính toán làm cái gì. Bạch khấu tồn tại tuy rằng làm người chơ chẽn, nhưng tồn tại đã có này đạo lý, này đó tường đầu thảo tồn tại, cũng biến tướng giải quyết rất nhiều phiền toái, nếu không, thật muốn bức những cái đó ở tại trong thành người ăn không nổi cơm, hoàn toàn phản thành cường đạo, như vậy kết quả, đối với học viện tới nói, là không có biện pháp tiếp thu. Trương Huyền cùng Úc Đào hai người đi vào yến hội thính, hai người bọn họ mang theo mặt nạ xuất hiện, thực rõ ràng bạch khấu đặc thù, liếc mắt một cái đã bị người nhận ra. Học viện cùng cường đạo bên kia chào phúng thanh âm, cũng như người sở liệu vang lên. Hiện tại, cái gì A Miu A Cẩu đều có thể tới tham gia loại này tiệc tối, ta không nghĩ ra, các người bạch khấu xuất hiện mục đích là cái gì sợ có chút hoạt động làm không được sao cường đạo chung một người ra tiếng đây là một người hóa hình hậu kỳ cao thủ trương huyền đang chuẩn bị ngồi xuống động tác một đốn duỗi tay chỉ chỉ chính mình nghi hoặc nói ngươi là đang nói ta tự nhiên cường đạo phương tên này hóa hình cảnh cao thủ chút nào không bận tâm gật gật đầu bằng không đâu ta còn có thể là đang nói ta chính mình sao nga trương huyền lên tiếng hắn đã ngồi xuống một nửa thân mình một lần nữa đứng lên theo sau chiều tên kia cường đạo hóa hình cảnh cao thủ đi đến. Tên này hóa hình cảnh cao thủ thấy một người bạch khấu lại là như vậy đi hướng chính mình, cảm thấy có chút buồn cười, ở mọi người nhận chi giữa, bạch khấu mạnh nhất thực lực, cũng bất quá chính là hóa hình lúc đầu mà thôi, rốt cuộc, một khi có được hóa hình trung kỳ thực lực, căn bản là không cần thiết lại đi làm khấu, bên trong thành cấp đãi ngộ, hoàn toàn đủ này nuôi sống một nhà, tiền đề là phải có hộ khẩu, bạch khấu, đều là có hộ khẩu. Như thế nào, nghe người thanh âm, người giống như đối lời nói của ta, rất có ý kiến giống nhau. Này hóa hình cảnh cao thủ ngồi ở ghế trên, khinh thường nhìn Trương Huyền. Trương Huyền đi đến này trước mặt, giấu ở mặt nạ hạ khóe miệng dơ lên một mặt mỉm cười, theo sau, liền thấy Trương Huyền đôi tay tia chớp giỏ ra, bắt lấy tên này hóa hình cảnh cao thủ hai tay, dùng sức uốn éo. Giang giác, một tiếng giòn vang đột nhiên phát ra, theo sau, tên này hóa hình cảnh cao thủ tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng toàn bộ yến hội thính. Ngươi làm gì, cho ta dừng tay. Còn lại cường đạo đại biểu, sôi nổi đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Đối mặt này đó cường đạo thành viên quát lớn, Trương Huyền hoàn toàn không có một chút muốn dừng tay ý tứ, phế bỏ tên này hóa hình cao thủ hai tay không tính, Trương Huyền một chân đạp lên này xương bánh trẻ thượng. Lại là răng rắc hai tiếng liên tiếp vang lên, tên này hóa hình cảnh cao thủ hai chân, cũng bị phế bỏ, hắn vừa mới còn kiêu ngạo biểu tình lúc này đương nhiên toàn vô, mặt bộ bởi vì đau đớn đã bắt đầu trở nên vặn vẹo lên, quay cuồng trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong miệng phát ra. Câm miệng, Trương Huyền nhắc tới chân, theo sau thật mạnh đạp lên người này miệng thượng, kia trói tai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Toàn bộ yến hội trong phòng người, lại xem Trương Huyền ánh mắt, đã trở nên không giống nhau, bọn họ ánh mắt giữa tràn ngập kiêng kỵ, tràn ngập sợ hãi, người này, hoàn toàn không có một chút cố kỵ, hơn nữa, một cái hóa hình cảnh hậu kỳ cao thủ ở trong tay hắn liền như vậy không hề sức phản kháng bị phế bỏ, thực lực của hắn ít nói cũng là ở ngưng khí. một cái ngưng khí kỳ thực lực đủ để ở học viện nội đảm nhiệm đạo sư, lại còn đi làm bạch khấu, thân phận của hắn rất khó cân nhắc. đến nỗi úc đào còn lại là không ngừng làm hít sâu, một đường tới hắn còn cảm thấy này trương ca thực lực cường đại, hơn nữa thực dễ nói chuyện, nhưng hiện tại xem ra chính mình cảm thấy, kia chỉ là chính mình cảm thấy a. À vị này, một chút đều khó mà nói lời nói. Trương Huyền dẫm lên tên này hóa hình cảnh cao thủ đầu, nhìn quét bốn phía, theo sau mở miệng, như thế nào, bây giờ còn có người cảm thấy ta không tư cách sao? Ở đây giữa, không ai còn dám mở miệng. Tình huống như vậy, ước chừng rằng có ba phút, suốt ba phút, toàn bộ yến hội thính lặng ngắt như tờ. Đường ba phút qua đi, Trương Huyền nhấc chân, đi hướng một bên, mà bị hắn đạp lên nơi đó người, đã không có hô hấp các hạ rốt cuộc là người phương nào, Bạch Khấu hẳn là cũng có thế lực, không biết các hạ đến từ phương nào thế lực. Một người học viện giữa nhìn qua rất có thân phận người xuất khẩu, hắn muốn suy đoán Trương Huyền thân phận. "Hảo thuyết, Trương Huyền ngồi vào ghế dựa thượng, lấy một cái cực kỳ thoải mái tư thế nằm liệt nơi đó, Quang Minh đảo." "Quang Minh đảo." Ở đây người đều cẩn thận nghe Trương Huyền nói, nghe tới Quang Minh đảo ba chữ sau, bọn họ đều phát ra suy tư, chính mình giống như chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy một phương thế lực. Đang lúc có người còn tưởng mở miệng khi, vài đạo thân ảnh, dắt tay nhau đi vào yến hội trong sảnh, này vài đạo thân ảnh, làm những cái đó đang chuẩn bị mở miệng người nói chuyện, tất cả đều ngậm miệng lại. Bởi vì, chính chủ tới, đã đến người, đúng là tam đại học viện tối cao người lãnh đạo, cùng với Hoàng Miện, còn có hai gã cường đạo đại biểu, này hai gã cường đạo đại biểu, nghe nói là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo Phái tới chuyên môn đãi ở chỗ này đương những người này tiến chàng sau, ở đây mỗi người, đều lâm nguy đang ngồi, chỉ có Trương Huyền, như cũng nằm liệt nơi đó. Đây là có chuyện gì? Một người cường đạo đại biểu chú ý tới trên mặt đất đã không có hô hấp cường đạo thành viên. Ở đây người, theo bản năng đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Một cái bạch khấu động tay, kia cường đạo đại biểu mày nhân lại, mắt lộ ra bất mãn. Nếu nói, bọn họ là cường đạo bên trong chính thức công, kia bạch khấu chính là lâm thời công, từ địa vị thượng là hoàn toàn không bằng cường đạo, còn chưa từng nghe nói qua có bạch khấu dám đối với cường đạo động thủ. Người trước giải quyết chuyện này đi, Hoàng Miện hướng cường đạo đại biểu nói một tiếng, nếu chuyện này không giải quyết, hôm nay này điều giải cũng làm không được, đến nỗi như thế nào giải quyết, Hoàng Miện không sao cả, giết người vẫn là như thế nào, hắn thấy nhiều. Tên này cường đạo đại biểu gật gật đầu, theo sau lại lần nữa hướng Trương Huyền đặt câu hỏi, người cái nào thế lực? Trương Huyền vươn tay phải ngón út đào đào lỗ tai, nhẹ thở ba chữ, Quang Minh Đảo. Này ba chữ, đồng dạng làm cường đạo đại biểu cùng học viện lãnh đạo lộ ra nghi hoặc, chỉ có Hoàng Miện, ở nghe được này ba chữ thời điểm, thân thể hơi hơi chấn động, theo bản năng nhìn mắt Trương Huyền, lại vội vàng đem ánh mắt thu hồi. Trương Huyền vẫn luôn đều ở chú ý Hoàng Miện, đối phương này rất nhỏ động tác nhỏ, hắn tự nhiên là chú ý tới, cái này làm cho hắn khóe miệng mang cười, nhìn dáng vẻ, này Hoàng Miện biết không thiếu đồ vật a à. Thử hoang miện, đây là Trương Huyền nói ra quang minh đảo ba chữ mục đích, hắn cũng không sợ này ba chữ khiến cho cái gì, nếu Lâm Thanh Hạm đã đến sau cố ý nhắc tới này ba chữ, liền khẳng định có nàng dụng ý. chương 1403 trùng kiến quang minh đảo Quang minh đảo, cường đạo đại biểu lộ ra khinh thường biểu tình, hiện tại thật là rối loạn, có chúng ta hoành sơn bảy thái bảo người dắt đầu, các người này đó bạch khấu, cũng cảm thấy chính mình nước lên thì thuyền lên sao cường đạo đại biểu nói liền hướng trương huyền đi qua xem này tư thế hiển nhiên là muốn chuẩn bị động thủ được rồi việc này từ từ lại xử lý đi trước nói chính sự hoàng miện đột nhiên mở miệng ngừng tên này cường đạo đại biểu động tác cường đạo đại biểu kỳ quái nhìn hoàng miện liếc mắt một cái hoàng miện nói cái gì cũng chưa nói chiều chủ vị ngồi đi đi thôi trước nói chính sự một khắc danh cường đạo đại biểu lôi kéo chính mình đồng bạn Hắn mới đưa việc này từ bỏ. Tên kia đã chết hóa hình cảnh cao thủ, tắc bị người nâng đi ra ngoài. Tuy rằng ở đây tới rồi hơn nửa hoàng miện, tổng cộng có tứ phương người, nhưng chân chính tiến hành đàm phán, cũng chính là cường đạo cùng học viện chi gian, bạch khấu căn bản là sẽ không nhúng tay, đến nỗi hoàng miện, cũng không rên một tiếng, hắn chỉ là làm trong đó gian người, hắn ánh mắt, luôn như có như không chiều Trương Huyền bên này xem ra. Này hội đàm nghe được Trương Huyền cũng là hứng thú mệt mệt có chút mệt dã rời. Ước chừng qua hai cái giờ, học viện cùng cường đạo chi gian mới đạt thành nhất trí, cụ thể là cái gì kết quả, Trương Huyền cũng không đi nghe, này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Hiệp nghị đạt thành lúc sau, mọi người rời đi, tên kia cường đạo đại biểu ở trước khi đi, hướng Trương Huyền làm cái cắt cổ thủ thế, ra tiếng nói, quang minh đảo đúng không, ta ở bên ngoài chờ ngươi, hy vọng ngươi không cần trộm trốn đi, lấy ra ngươi vừa mới khí thế tới. Nói xong, Tên này cường đạo đại biểu liền rời đi, nếu là ở hiệp nghị đạt thành trước, hắn khả năng lại ở chỗ này liền động thủ, nhưng hiện tại, hắn vô pháp động thủ, hiệp nghị điểm thứ nhất, chính là cường đạo tuyệt đối không thể ở trong thành vị ý ra tay. Mọi người sôi nổi rời đi, Úc đào nhìn Trương Huyền, thấp giọng nói, Trương ca, hiện tại có cơ hội, chúng ta đi hỏi một chút Hoàng miện tiên sinh, từ từ Hoàng miện tiên sinh rời đi, liền không này cơ hội a? À. Không vội, Trương Huyền khẽ lắc đầu. Như cố thoải mái dựa vào nơi đó. Chờ mọi người rời đi sau, Hoàng Miện đứng dậy, hắn là một cái tuổi nhìn qua đã qua 65 tuổi lão nhân. Ngồi ở Trương Huyền bên cạnh Úc Đào, cũng vội vàng đứng dậy, tuy rằng mang mặt nạ, nhưng quang xem tư thái, cũng có thể cảm nhận được Úc Đào kia phân tất cung tất kính bộ dáng. Hoàng Miện hướng Trương Huyền nơi này đi tới. Úc Đào vội vàng đón đi lên, cung kính nói, "Hoàng Miện tiên sinh, ngài." Hoàng Miện gặp qua đại nhân ở Úc Đào khiếp sợ ánh mắt giữa, Hoàng Miện với Trương Huyền trước người, quỳ một gối xuống đất. Này, Úc Đào giấu ở mặt nạ hạ miệng Trương Lão Đại, không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Trước mặt vị này, chính là Hoàng Miện A. Hoàng Miện là người phương nào, đó là tam đại học viện viện trưởng đều phải nể tình người, du tẩu ở toàn bộ Bắc Hương thành Hắc Bạch Chi Gian, địa vị cao thượng, giờ phút này, thế nhưng quỳ gối nơi này, chưa bao giờ nghe nói qua Hoàng Miện quỳ ai, này chỉ sợ là, đầu một phần. Trương Huyền tuy rằng cũng ngoài ý muốn Hoàng Miện thái độ, hắn chỉ từ Hoàng Miện phía trước biểu hiện chung biết được Hoàng Miện nghe qua quang minh đảo, nhưng cụ thể là như thế nào cái nghe Pháp, Trương Huyền không rõ ràng lắm, không thể tưởng được đối phương lại là biểu hiện như vậy. Người biết ta, Trương Huyền hơi hơi hiếu kỳ nói. Từng ở phu nhân trong miệng nghe nói quá một vài, Hoàng Miện vẻ mặt cung kính, phu nhân từng nói qua, đại nhân thực mau sẽ xuất hiện ở Bắc Hương Thành, Ta tại đây, đó là chờ đợi đại nhân xuất hiện." Trương Huyền ngồi thẳng thân thể, đánh giá Hoàng Miện, ra tiếng nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi trong miệng phu nhân, tên họ là gì?" Hoàng Miện hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra ba chữ, "Lâm Thanh Hạ." Trương Huyền thân mình khẽ run lên, tiếp tục hỏi, "Nàng đi đâu?" "Không biết." Hoàng Miện lắc đầu, "Phu nhân thậm chí tôn, nàng đi nơi nào, ta bực này tiểu nhân vật, không dám hỏi đến." phu nhân chỉ là làm ta tại đây chờ đại nhân ngài xuất hiện hiệp trợ đại nhân chí tôn trương huyền chú ý tới hoàng miện trong miệng này hai chữ mắt tiếp tục mở miệng hiệp trợ ta hiệp trợ ta làm cái gì hoàng miện trong mắt lộ ra nóng rực thống nhất cường đạo, trùng kiến quang minh đảo trương huyền bỗng nhiên đứng dậy một cái bước nhanh vào tới hoàng miện trước mắt hắn nắm lấy hoàng miện cổ áo quát hỏi nói lời này thật là nàng cho ngươi nói ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết nàng trông như thế nào. Hoàng Miện nâng lên chính mình thủ đoạn, mở ra máy truyền tin, dây tiếp theo, một chương lâm thanh hạm ảnh chụp, xuất hiện ở trương huyền trước mắt, chẳng qua, ảnh chụp chung lâm thanh hạm, ở trương huyền xem ra, có chút xa lạ, không phải chính mình nhận thức cái kia thương trường nữ cường nhân bộ dáng, mà là mặc trường bào, cầm trong tay bảo kiếm, đầu đội màu đen đấu lạp, lâm thanh hạm ánh mắt giữa, thời khắc vẫn duy trì một loại sắc bén, ảnh chụp chung nàng, càng như là một cái nữ hiệp. Trương Huyền một phen buông ra Hoàng Miện cổ áo, tuy rằng cảm giác thượng có chút xa lạ, nhưng hắn xác định đây là Lâm Thanh hạm sẽ không sai. Đại nhân, Hoàng Miện đã đem hết thảy chuẩn bị hoàn thành, chỉ chờ đại nhân nói chuyện. Hoàng Miện một lần nữa quỳ một gối. Trương Huyền hít sâu một hơi, nàng có hay không nói nguyên nhân? Hoàng Miện lắc lắc đầu, ta cho ngươi cái mạng sống cơ hội. Trương Huyền nhìn trầm trầm Hoàng Miện. Lâm Thanh Hạm hẳn là chỉ thấy ngươi một mặt mà thôi, ngươi liền thật sự như vậy nghe nàng lời nói. Không, hoàng miện lắc đầu, ta hết thảy, đều là phu nhân cấp, từ hai mươi năm trước, đến bây giờ. Chê cười, Trương Huyền cánh tay giò ra, nắm hoàng miện cổ, ngươi cũng biết, Lâm Thanh Hạm năm nay mới bao lớn số tuổi, hai mươi năm trước. Tiểu nhân không dám hổ môn loạn ngữ, dù cho bị Trương Huyền nắm yết hầu, hoàng miện trong mắt như cũ là cung kính. Trương Huyền liền như vậy nhéo Hoàng Miện cổ, nhìn chằm chằm hắn, ước chừng qua hơn một phút, Hoàng Miện hiển nhiên đã hô hấp khó khăn, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng hắn trong mắt cung kính, một chút cũng chưa thiếu, hơn nữa trừ bỏ cung kính bên ngoài, không còn có còn lại thần sắc xuất hiện. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phủi tay, Hoàng Miện một lần nữa quỷ gối nơi đó, tuy rằng Hoàng Miện thân thể nói cho hắn, tình huống hiện tại, mồm to hô hấp mới là nhất thoải mái, nhưng hắn không dám, như cũng nhỏ giọng một chút điều chỉnh hô hấp mang ta đi cái có thể nói lời nói địa phương trương huyền gỡ xuống mặt nạ lộ ra vốn dĩ dung mạo đúng vậy hoàng miện cúi đầu theo sau đứng dậy ở phía trước dẫn đường ngươi cũng tới trương huyền nhìn úc đào liếc mắt một cái úc đào liên tục gật đầu tại đây một khắc hắn có loại cảm giác chính mình vận mệnh giống như muốn phát sinh thay đổi trương huyền nhìn đi ở trước người hoàng miện hắn trong lòng toàn là nghi hoặc Hoàng miện nói đồ vật, hắn khó có thể lý giải, 20 năm trước. Hơn nữa xem thái độ của hắn, kia tôn kính, là phát ra từ nội tâm, nếu là nói dối nói, Hoàng miện căn bản không cần thiết lấy ra loại này làm người không thể tưởng tượng đồ vật tới giảng. Nói ngắn lại, Hoàng miện nói, Trương Huyền không thể hoàn toàn tin, hắn hiện tại chính là muốn nhìn xem, Hoàng miện này cái nút, rốt cuộc bán chính là cái gì dược, có không tìm được, cùng lâm thanh hạm có quan hệ manh mối chương 1404 Quang Minh Đảo, địa ngục hành giả. Hoàng miện mang theo Trương Huyền hai người đi vào một gian tư nhân phòng họp. Đại nhân, ngài thỉnh. Hoàng Nguyện không người, làm cái thỉnh thủ thế, đem Trương Huyền lui qua chủ tỏa thượng. Trương Huyền đánh giá này phòng họp một vòng, theo sau ngồi xuống, nhìn về phía Hoàng Nguyện, mở miệng nói, nói một chút đi, người tính toán như thế nào làm. Hoàng miện cung kính đáp, này 20 năm qua, ta vẫn luôn đều ở làm chuẩn bị, địa phương khác không dám nói, Bắc Hương thành vùng, đại nhân nếu muốn làm cái gì, ta có thể ở trước tiên, tụ tập khởi vượt qua tam đại học viện lực lượng, vì đại nhân diêu kỳ nạp uy, hơn nữa bằng vào ta cá nhân năng lực, quang minh đảo nhưng hắc nhưng bạch, toàn bằng đại nhân mở miệng. Nhưng hắc nhưng bạch, trương huyền hơi hơi mỉm cười, mặt đất phan minh thượng quang minh đảo, không phải cũng là như vậy một cái trạng thái sao. Trương huyền nhìn hoàng miệng, không có ra tiếng. Trương Huyền không có mở miệng, Hoàng Miện cũng không dám mở miệng. Mà Úc Đào đứng ở một bên, càng là không dám làm thanh, hắn trong lòng ở may mắn, chính mình nhìn thấy cái này đại nhân vật ngày đầu tiên, đối phương thế nhưng không có giết chính mình. Ước chừng nửa giờ, này nửa giờ thời gian nội, toàn bộ tư nhân phòng học nội, đều một mảnh yên tĩnh. Trương Huyền khóe miệng, đột nhiên liệt khai một bộ tươi cười, hảo, vậy làm. Trương Huyền hiện tại không biết Hoàng Miện lời nói có vài phần thật, vài phần giả, hắn không có hoàn toàn phủ nhận hoàng miện cách nói, rốt cuộc, lâm thanh hạm sắp tới tới tin tức, đích xác có chút làm hắn cũng nắm lấy không ra, nhưng muốn nói hoàn toàn tin tưởng, cũng không có khả năng. Bất quá, khai hỏa quang minh đảo cờ hiệu, Trương Huyền có thể đi làm, hắn nghĩ thông suốt, chính mình như vậy tiếp tục ở toàn bộ địa tâm văn minh đi tìm một người, không khác biển rộng tìm kim, một khi đã như vậy, vì sao không trực tiếp làm một cái quang minh đảo ra tới, đem quang minh đảo này ba chữ, làm được tất cả mọi người biết đến nông nỗi, đương mỗi người đều nghe nói quang minh đảo là lúc, Lâm Thanh Hạp, tự nhiên cũng có thể nghe được. Đến nỗi trong lúc này, Hoàng Miện sẽ có cái gì miêu nị, Trương Huyền không để bụng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thôi, dù sao chính mình hiện tại cũng là cô độc một mình, không sợ mất đi cái gì. Hoàng Miện ánh mắt lộ ra cực nóng thần sắc, đại nhân, ngài nói như thế nào làm? Như thế nào làm, Trương Huyền cầm lấy phía trước gỡ xuống mặt nạ, một lần nữa khấu ở trên mặt không phải có người ở bên ngoài chờ ta sao vậy từ hắn bắt đầu làm ra ta quang minh đảo uy danh đến đây đi người an bài vài người đến khách sạn dưới lầu chuẩn bị cho hắn nhặt xác hoàng miện nghe nói sừng sốt đại nhân phía trước mới định ra quy củ bên trong thành không được động thủ đó là cường đạo cùng học viện chi gian định ra quy củ cùng ta có quan hệ gì đâu trương huyền đứng dậy huống hồ quang minh đảo tồn tại bản thân chính là đánh vỡ quy củ. Trương Huyền dứt lời, mở ra phòng họp đại môn. Hoàng Miện thân thể chấn động. Đánh vỡ quy củ. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại giống như có nào đó ma lực, làm hắn tuổi này một lòng đều bắt đầu mãnh liệt nhảy lên lên. Đại nhân, chúng ta đây đối ngoại, nên như thế nào xưng hô? Hoàng Miện lại lần nữa tiểu tâm hỏi. Trương Huyền thân ảnh bước đi đi ra ngoài, đồng thời thanh âm truyền đến. Quang Minh Đảo, địa ngục hành giả địa ngục hành giả, hoang miện trong miệng, lầm bẩm này bốn chữ. Khách sạn dưới lầu, hai gã cường đạo đại biểu, đứng ở khách sạn xuất khẩu chỗ. Nghe muốn, đi thôi, hắn sẽ không ra tới, một cái bạch khấu, chẳng sợ thực lực vượt qua đoán trước, tăng chết cũng liền ngưng khí lúc đầu, hắn nếu có bực này dũng khí, hà tất đi làm dấu đầu lòi đuôi bạch khấu đâu. Bị gọi nghe muốn người, đó là phía trước muốn đối trương huyền động thủ cường đạo đại biểu. Nghe muốn khẽ lắc đầu, Lý Hoán, ta có cảm giác, hắn sẽ đến, người này trên người, có một cổ ngạo khí, ta có thể cảm nhận được. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Lý Hoán hỏi, đừng quên, chúng ta chỉ là đánh Hoành Sơn Bảy Thái Bảo Đại Kỳ, Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, căn bản là không biết có người ta này một nhân vật tồn tại, một khi nháo lớn cũng sẽ không có người bảo chúng ta. Có thể như thế nào nháo đại? Nghe muốn hỏi lại, một cái ngưng khí lúc đầu mà thôi, chỉ cần hắn xuất hiện, liền chạy không được, dẫn hắn ra khỏi thành làm thịt liền hảo nếu loại người này đều không giết học viện thực mau liền sẽ hoài nghi chúng ta hay không thật sự cùng hoành sơn bảy thái bảo có liên hệ này thân phận chịu không nổi cân nhắc cho nên hắn không thể không chết người ta hai người đều là ngưng khí hậu kỳ giết hắn phúc tay là được đang ở hai người khi nói chuyện mang màu đen mặt nạ trương huyền xuất hiện ở khách sạn cửa chỗ nghe muôn ánh mắt nháy mắt liền tỏa định tới rồi trương huyền trên người mà Lý Hoán, lúc này cũng không ra tiếng, nhìn chằm chằm Trương Huyền, hắn không nghĩ tới, người này thật dám xuống dưới, hai người bọn họ đã đợi mau một giờ, Lý Hoán cho rằng, người này sẽ không xuất hiện. Tới, đang âm thầm, có học viện người nhìn chằm chằm. Nghe muốn người này vốn là tàn nhẫn độc ác, theo Hoành Sơn Bảy Thái bảo sau, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, làm việc cũng càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Nhìn dáng vẻ, bọn họ tính toán động thủ, mới vừa định ra quy củ, Bọn họ liền muốn trái với, thật đúng là sau lưng có người chống lưng, tâm không hoảng hốt a. À. Sẽ không, có người lắc đầu, nếu là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo thân tín tại đây, khả năng sẽ làm lơ quy củ, nhưng nghe muốn bọn họ, chỉ là đi theo Hoành Sơn Bảy Thái Bảo thôi, đánh vỡ quy củ sự bọn họ không dám, nhưng hẳn là sẽ làm chút gần cầu, rốt cuộc lấy này hai người thực lực, tưởng thu phục một cái bạch khấu, không cần trực tiếp động thủ, chỉ là linh khí uy áp là có thể bước tên này bạch khấu không đường tối lui xem đi, nghe muốn cùng Lý Hoán, cũng tưởng lập uy, cũng muốn làm ra điểm thái độ cho chúng ta xem. Học viện người giấu ở âm thầm, liền giống như nghe muốn chính mình theo như lời, này nho nhỏ xung đột bên trong, chất chứa rất nhiều sự tình, rất nhiều người, đều ở chú ý. Người rất có dũng khí, nghe muốn nhìn chầm chầm đi tới Trương Huyền, ra tiếng nói. Dũng khí, Trương Huyền phát ra tò mò thanh âm, ta không rõ người nói có ý tứ gì, Chẳng lẽ, không sợ một cái phế vật uy hiếp, liền biến thành có dũng khí? Nếu này cũng coi như có dũng khí nói, như vậy mãn đường cái người đều là dũng sĩ. Bị Trương Huyền trực tiếp gọi phế vật, nghe nếu không giận phản cười, "Hảo, thực hảo, trình miệng lưỡi lợi hại, ta không bằng ngươi, không ngại, cùng chúng ta ra khỏi thành đi một chuyến." Nghe muốn tiến lên một bước, tại đây một khắc, hắn cả người linh khí bùng nổ, đến từ chính ngưng khí hậu kỳ cường đại thực lực tại đây một khắc bày ra không thể nghi ngờ. Ta thiên, nghe muốn linh khí, có chút cổ quái. Càng thêm ngưng thật, hắn chỉ sợ, một chân đã bước vào phú thần. Khó trách, xem ra nghe nếu không chỉ là có hoành sơn bảy thái bảo chống lưng, thực lực của hắn, cũng làm hắn càng có tự tin tại đây một mảnh hoành hành. Một khi vào phú thần, liền bước vào cao thủ đứng đầu hàng ngũ, thần ý bất đồng, mỗi một người phú thần cường giả thực lực cũng bất đồng, không nhất định nhãn hiệu lâu đời phú thần cường giả, liền nhất định cường quá mới vào phú thần người. Nghe muốn tàn nhẫn độc ác, hàng năm chinh chiến, hắn thần ý, tuyệt đối sẽ không nhược. Nhìn dáng vẻ, chung quanh núi lớn khấu đầu giữa, lại muốn thêm một cái vương A. Audio điện tử võ tấn bền Bởi vì nghe muốn sở triển lộ khí, những cái đó giấu ở âm thầm học viện thành viên, phát ra kinh hãi tiếng động. Một cái phú thần lúc đầu cường giả, ở một cái tam tuyến thành trấn như sấm cực chấn cái loại này, coi như là đứng đầu cường giả, ngay cả học viện đều lấy này không có cách nào, mà ở Bắc Hương thành giữa, phú thần cảnh, như cũ đứng đầu, tuy nói không thượng vô địch, nhưng trí tôn dưới, cũng không ai dám nói, nhất định có thể sát một cái khác phú thần cảnh, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền áp, nếu không đánh không lại, đều là phú thần cảnh, chạy vẫn là không có vấn đề. Trí tôn, đó là đối khống linh cường giả xương hô, Bắc Hương thành, còn không có trí tôn toàn bộ vạn vùng núi trí tôn cường giả, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hoành sơn bảy thái bảo sở dĩ cường, chính là bởi vì này bảy người, đều vì trí tôn. Bảy đại trí tôn, hoành bá toàn bộ vạn vùng núi. Trí tôn là đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại, tới tôn dưới phú thần, cũng không có mấy người dám khinh thường. Nghe muốn tuy rằng chỉ là một chân bước vào phú thần, nhưng này trở thành phú thần cao thủ, chỉ là thời gian vấn đề thôi, hắn hiện tại thực lực, siêu việt bình thường ngưng khí đỉnh núi cường giả, phải đối phó một cái bạch khấu, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Những cái đó giấu ở âm thầm học viện thành viên, thậm chí đã thấy được tên này bạch khấu thảm trạng. Mà Lý Hoán, còn lại là thực ngoài ý muốn nhìn nghe muốn, hắn đều không biết, nghe muốn cái gì thời điểm, cụ bị bực này thực lực. Nửa cái chân đã bước vào phú thần thực lực, tản mát ra cường đại uy áp, dũng hướng trương huyền. Đối mặt như vậy uy áp, Trương Huyền không có bất luận cái gì hành vi, như cũ đứng ở nơi đó. Như thế nào, không thể động đậy, nghe muốn cười lạnh, lấy ra ngươi vừa rồi ngạo khí tới, lấy ra ngươi vừa rồi tự tin tới, làm ta biết, rốt cuộc ai là phế vật. Trương Huyền như cũ không có thanh âm, lo chính mình đứng ở nơi đó. Tới, nói chuyện, nói cho ta, nghe muốn tiến lên trước một bước, cấp Trương Huyền gây lớn hơn nữa áp lực. Cuồng bạo linh khí ở khách sạn cửa xoay quanh, sở đi ngang qua người đều cảm nhận được kia linh khí khủng bố chỗ sôi nổi hướng nơi xa thối lui thật là khủng khiếp linh khí rốt cuộc là cái gì cấp bậc ngưng khí ít nhất là ngưng khí không ta học viện lão sư là ngưng khí hậu kỳ cũng không có có được như vậy khủng bố uy áp người này sắp nhập phú thần đủ loại nghị luận tiếng vang lên nghe được như vậy thanh âm làm nghe muốn cảm thấy phi thường dễ nghe nói chuyện nói cho ta ai là phế vật nghe muốn hét lớn một tiếng vẫn luôn không có động tác trương huyền đột nhiên nâng lên cánh tay gãi gãi cái ót ngữ khí giữa tràn ngập nghi hoặc nói hảo kỳ quái ngươi tại đây giống to cái gì ta này không phải đang đợi ngươi ra chiêu đâu sao kết quả ngươi nửa ngày một chút động tác đều không có chỉ biết vô năng cuồng nộ sao chờ ta ra chiêu trương huyền nói làm nghe muốn sửng sốt như vậy cường đại linh khí uy áp ngươi cảm thụ không đến sao chờ ta ra chiêu ai Trương Huyền thở dài, nếu ngươi không động thủ, vậy ta đến đây đi. Đường đến đây đi hai chữ rơi xuống nháy mắt, màu tím khí mang, từ Trương Huyền phía sau, phun trào mà ra. Kia vừa mới còn ở trong không khí tung hoành linh khí, bởi vì này màu tím khí mang xuất hiện, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà đứng ở Trương Huyền trước người nghe muốn, tại đây màu tím khí mang xuất hiện nháy mắt, cả người bay ngược đi ra ngoài 5-6 mét xa, ngã trên mặt đất, làm nghe muốn bay ngược đi ra ngoài, hoàn toàn chính là, này màu tím khí mang sở sinh ra cường đại uy áp. Nếu đã quyết định đem quang minh đảo danh hào đánh ra, như vậy giờ phút này, Trương Huyền không hề che giấu thực lực, quang minh đảo, không lên tiếng thì thôi, một minh, tất yếu kinh người. Đường này màu tím khí mang xuất hiện nháy mắt, những cái đó giấu ở âm thầm học viện thành viên, một lòng bỗng nhiên nhảy lên lên. Này, đây là, phú thần đỉnh núi, ta thiên, này cường đại uy áp, cái này bạch khấu cái này bạch khấu thế nhưng là đứng đầu cường giả điên rồi ta nhất định là điên rồi phú thần đứng đầu bạch khấu bay ngược đi ra ngoài quăng ngã trên mặt đất nghe muốn chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt người đối phương phía sau kia như có thực chất khí mang làm hắn cảm thấy sợ hãi mà lý hoán còn lại là dại ra nhìn trước mắt nói không ra lời bọn họ nội tâm đã cho rằng chính mình đã cũng đủ đánh giá cao người này thực lực nhưng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, như vậy một cái bạch khấu, thế nhưng có được như vậy thực lực. Cùng thời gian, Bắc Hương thành tam đại học viện giữa, mấy đạo thân hình phóng lên cao, thẳng đến hạo thuyền khách sạn mà đến, phú thần cảnh đỉnh núi, ở Bắc Hương thành loại địa phương này, có thể nói là vô địch chiến lực, không khỏi bọn họ không coi trọng. Trương huyền sau lưng, màu tím linh khí xoay quanh, hắn nhìn trước mắt nghe muốn, ra tiếng nói, ta cấp ra đáp án, ngươi là phế vật, có vấn đề sao? Nghe muốn cắn chặt răng, hắn sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nhìn trước mắt người, hắn cái dạng gì tàn nhẫn lời nói đều phóng không ra, đây chính là phú thần cảnh đỉnh núi a. Nếu không thành vấn đề nói, ta đây liền phải động thủ. Một phen màu tím thần kiếm xuất hiện ở Trương Huyền trong tay. Trương Huyền một bước tiến lên trước, liền đơn giản như vậy một bước, làm nghe muốn một ngụm máu tươi phụt lên ra tới, loại này uy áp, hắn không chịu nổi. Dừng tay. Không chung một đạo hét lớn một tiếng vang lên, là đến từ chính học viện Phú Thần Cường Giả, ở trước tiên tới rồi, địa tâm văn minh thế giới quan, làm này đó đỉnh cấp Cường Giả, có thể không hề cố kỵ bày ra thực lực. Đây là Trương Huyền hôm nay lần thứ hai nghe được có người đối chính mình nói dừng tay, bất quá, nếu người khác nói dừng tay liền dừng tay nói, như vậy Trương Huyền cũng liền không phải Trương Huyền. Trương Huyền trong tay màu tím thần kiếm, tại đây trong trời đêm, mang theo duyên dáng quỹ đạo, hoa hướng nghe muốn một viên đầu quẳng, máu tươi phun, khiến cho vây xem người một trận tiếng thét chói tai. Trương Huyền quyết định nghe tốt chết, ai đều cứu không được hắn. Lý Hoán sắc mặt trắng bệch, từ đầu tới đuôi, một câu cũng chưa ra. Lớn mật, trên bầu trời, tên kia đến từ học viện phú thần cảnh cao thủ hét lớn một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một phen song nhận diều, thẳng đến Trương Huyền mà đến. Lan, Trương Huyền xem cũng chưa xem người này liếc mắt một cái, vì tay huy kiếm, màu tím khí mang mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem đối phương trong tay xong nhận diều chảm thành hai đoạn. Trương Huyền đã từng độc chiến thị tộc cường giả, giết thị tộc sợ hãi, làm này sát vũ mà về, khống linh dưới đệ nhất nhân danh hào sớm đã chứng thực, bình thường phú thần cường giả, ai là Trương Huyền địch thủ. Chẳng sợ kia tuyệt đỉnh thiên tài, bãi ở Trương Huyền trước mặt, như cũ không đủ xem. Suốt cuộc, Trương Huyền đồng dạng là thiên tài, hắn luyện khí hiện giờ, một năm thời gian, thử hỏi này thiên hạ gian có mấy người dám nói nhưng siêu việt hắn liền ở trương huyền động thủ thời gian này lại là vài tên phú thần cường giả đuổi tới đều đến từ học viện lớn mật kẻ cắp bắc hương thành nội không được động thủ tốc tốc đền tội hét lớn tiếng động sôi nổi truyền đến trương huyền ngửa đầu nhìn bầu trời phát ra tiếng cười có ý tứ các người có thể thấy được quá cường đạo ngoan ngoãn đền tội hôm nay ta trảm người khiêu khích ta quang minh đảo nói năng lỗ máng, nên sát. Các ngươi nếu cũng tưởng khiêu khích ta quang minh đảo, ta tiếp theo đó là. Trương huyền đứng mặt đất, ngẩng đầu xem trọng, thanh như chuông lớn, màu tím khí mang ở này phía sau quay cuồng, cuồng bạo. Không chung giữa, tổng cộng 7 tên phú thần cường giả, nhìn phía dưới trương huyền, cảm thụ được trương huyền phía sau kia quay cuồng màu tím linh khí, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi, đều là phú thần cảnh, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được phía dưới kia màu tím linh khí giữa ẩn chứa uy lực, tuyệt đối không phải chính mình có thể chống lại. Này Bắc Hương Thành, khi nào có như vậy một người cao thủ? Hơn nữa vẫn là cái bạch khấu, quang minh đảo, đó là địa phương nào? Liên tiếp mấy vấn đề, đánh sâu vào này bảy tên học viện phú thần cường giả nội tâm, nói thật, bọn họ không muốn cùng người này phát sinh xung đột, bọn họ tuy rằng là học viện thành viên, nhưng nói trắng ra là, cũng là lấy tiền làm việc, này một khi nổi lên xung đột, không chết tức thương, thả xem đối phương hành động, hoàn toàn liền không phải một cái theo khuôn phép của người, này mất đi tính mạng sự, ai đều không muốn đi thượng. Nếu là trên mặt đất văn minh, Trương Huyền nếu như vậy khiêu khích một phương thế lực, đối phương khẳng định không đành lòng, nhưng trên mặt đất tâm, hoàn toàn biến dạng. Đây là cho người khác làm công cùng chính mình gây dựng sự nghiệp khác nhau a à. Hơn nữa, Trương Huyền hiện tại giết, vẫn là một cái cường đạo, này bảy tên học viện cao thủ, hoàn toàn có không ra tay lý do. Vị này bằng hiếu, bác hương thành, có bác hương thành quy củ, bất quá, ngươi tuy xấu quy củ, nhưng nhiệm ở chết vào thủ hạ của ngươi, nãi làm nhiều việc ác người, lần này không cùng ngươi so đo, từ nay về sau, ngươi nếu tưởng ở bắc hương thành hoạt động, bác hương thành quy củ, ngươi cần thiết muốn tuân thủ. Một người phú thần cao thủ hét lớn, nghe thế danh phú thần cao thủ nói, hơi chút có điểm đầu óc người, đều biết đối phương đây là có ý tứ gì, này hoàn toàn chính là ở nhượng bộ a. Học viện người làm ra nhượng bộ. Kia nói cách khác, về sau chỉ cần người này ở Bắc Hương thành, không làm cái gì quá chuyện khác người, căn bản là sẽ không có người đi quản hắn. Học viện cao thủ thái độ, làm người dự đoán không đến, đối một cái bạch khấu làm ra lui bước, chỉ sợ đây là Bắc Hương thành thành lập đến nay, đầu một hồi phát sinh đi. Học viện cao thủ cũng không có cách nào rốt cuộc, Trương Huyền sở bày ra ra tới thực lực, đối bọn họ mà nói là khó có thể ngăn cản, liền tính bảy người cùng nhau động thủ, thì tính sao, trừ phi có thể bảo đảm hôm nay là có thể giết chết người này, nếu sát không xong, về sau phiền toái liền lớn. Hiện tại Bắc Hương thành trung quanh, bản thân liền bởi vì Hoành Sơn bảy thái bảo tồn tại, cường đạo hoành hành, nếu hơn nữa như vậy một cái thực lực siêu tuyệt bạch khấu, đối với học viện tới nói, căn bản là không rảnh bận tâm, cho nên Loại này cao thủ có thể không trở mặt tận lực vẫn là không cần trở mặt hảo học viện lui bước hiển nhiên làm người không nghĩ tới xuất hiện ở khách sạn cửa úc đào cùng hoàng nguyệt nhìn đến như vậy một màn úc đào trong lòng kích động hắn làm cường đạo nhiều năm như vậy chưa từng có nghĩ đến học viện thế nhưng còn có nhượng bộ một ngày quả nhiên ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy đều là có thể thay đổi học viện phú thần cao thủ lại lần nữa ra tiếng huynh đệ chuyện này liền như vậy tính như có lần sau chúng ta học viện nhưng không có dễ nói chuyện như vậy trương huyền nhìn về phía không trung đột nhiên cười to ra tiếng hắn tiếng cười sang sảng lần sau không ta ý tứ là từ giờ trở đi quy củ liền phải sửa lại từ hôm nay trở đi học viện cùng cường đạo chi gian hết thảy vấn đề đều từ ta quang minh đảo định đoạt minh bạch sao trương huyền nói làm người sắc mặt cả kinh ai cũng không nghĩ tới người này Đối mặt học viện nhượng bộ, thế nhưng sẽ phát ra như vậy một phen môn luật, hắn này cách làm là muốn đạp lên học viện trên đầu a. Học viện bảy tên phú thần cao thủ, sắc mặt càng thêm khó coi lên, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình nhượng bộ, thế nhưng là đổi lấy đối phương đặng cái mũi lên mặt. Vẫn là câu nói kia, Trương Huyền cầm trong tay màu tím thần kiếm, không phục liền tới, ta tiếp theo. Một câu ta tiếp theo, làm trên không bảy tên phú thần cảnh cao thủ, không ai dám động bọn họ bảy người qua lại đối diện, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt ngưng trọng, hôm nay này tay, là động vẫn là bất động. Không động thủ, làm cho nhiều người như vậy mặt, mặt mũi mất hết. Động thủ, trước không nói bọn họ bảy người có hay không tin tưởng chảm rất Trương Huyền, bọn họ càng để ý, vẫn là Trương Huyền trong miệng quang minh đảo, này từ lúc chưa nghe nói qua thế lực, cụ thể là cái gì lai lịch, cao thủ có bao nhiêu. Nếu chỉ có như vậy một cái, bọn họ còn không sợ, nếu nhiều đâu. Mười mấy năm trước, không phải có một cái thần bí thế lực đột nhiên thò đầu ra, được xưng thần thánh thiên quốc, ở ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, cao thủ tần ra, nhảy trở thành toàn bộ địa tâm văn minh thế lực cường đại nhất chi nhất sao. Ngay cả đại khu, cũng không dám tùy ý đắc tội thần thánh thiên quốc. Học viện bảy người hít sâu một hơi, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay muốn thiện, chỉ sợ rất khó, hiện trường nhiều người như vậy nhìn, nếu một mặt lựa chọn thoái nhược, học viện mặt, liền phải mất hết, hiện tại bọn họ căng ra đầu cũng được với. đang lúc học viện bảy người chuẩn bị động thủ khi trương huyền lại lần nữa ra tiếng. trừ bỏ học viện bên ngoài cường đạo người cũng đều nghe hảo. từ hôm nay trở đi bắc hương thành trung quanh lớn nhỏ khấu đầu, toàn bộ muốn quy thuận ta quang minh đảo. ba ngày thời gian ta sẽ từng cái tìm tới môn đi, không về giả giết không tha. trương huyền thanh âm này vang vọng trong thiên địa, mỗi người đều nghe được rành mạch đang muốn động thủ học viện bảy người bỗng nhiên ngừng thân hình, bọn họ vốn chính là muốn căng gia đầu thượng, hiện tại xem trương huyền đầu mâu vừa chuyển, nhắm ngay cường đạo, tức khắc cho bọn họ dưới bậc thang. Một người học viện phú thần cao thủ hư lạnh một tiếng, hảo một cái quang minh đảo, nếu người thật là có bản lĩnh, xử lý này bắc hương thành ngoại cường đạo, giữ gìn nhân dân tài sản an toàn, chúng ta học viện, vì ngươi sửa đổi một ít quy củ lại như thế nào. Không tồi, hy vọng ngươi này cái gọi là quang minh đảo, đừng làm chúng ta thất vọng. Này đó phú thần cao thủ nói xong, thân hình biến mất, bọn họ sợ lại cấp trương huyền đẳng cái mũi lên mặt cơ hội, trực tiếp rời đi, trở về lại tưởng đối sách. Học viện cao thủ rời đi, không ai còn dám cùng trương huyền rằng co, kia giấu ở âm thầm cường đạo thành viên, tự nhiên không dám thỏ đầu ra. Nghe muốn kia lăn xuống đến một bên đầu, thuyết minh trương huyền thái độ. Úc đào kia giấu ở mặt nạ hạ gương mặt, đã bởi vì hưng phấn, mà trở nên vặn vẹo. A à thôi học viện cao thủ. A à lui bảy tên phú thần, khủng bố tuyệt luân, chính mình thế nhưng may mắn đi theo thượng như vậy một người cao thủ. Úc Đào lúc này một lòng kịch liệt nhảy lên, dừng không được tới. Hoàng Miện nhìn đứng ở nơi đó, không sợ gì cả Trương Huyền, kích động đôi tay run rẩy, trong miệng lẩm bẩm, là như thế này, là như thế này, năm đó cách làm cũng là như thế này, cái loại cảm giác này lại về rồi, toàn bộ vạn vùng núi sẽ bởi vậy mà run rẩy, không, không ngừng là vạn vùng núi, không chỉ có dừng bước với vạn vùng núi. Ta không có bạch chờ, hết thảy đều đáng giá, hết thảy đều đáng giá a. À. Từ tối nay trở đi, quang minh đảo ba chữ sẽ bị bắc hương thành nội người biết rõ. Tam đại học viện cao tầng triệu khai khẩn cấp hội nghị thường kỳ liền vì quang minh đảo, mà cường đạo người cũng nhanh chóng ra khỏi thành, đem tin tức đưa tới các núi lớn đầu mà đi chương 1407 trí tôn. Đêm đã khuya, dĩ vãng lúc này, mọi người nên ngủ sớm đã nghỉ ngơi. Nhưng tối nay bất đồng, bởi vì quang minh đảo này ba chữ xuất hiện, vô luận là học viện phương vẫn là cường đạo phương, tối nay đều chú định vô nguyên. Tam đại học viện cao tầng tề tụ ở một gian phòng học chung, phòng học nội xương khói lượn lờ. Muốn ta nói, kia cái gì quang minh đảo, hoàn toàn không cần để ý, một cái phú thần đỉnh núi liền có thể đạp lên chúng ta bắc hương thành trên đầu kia về sau nên làm cái gì bây giờ hắn lại không phải trí tôn hướng về phía trước mặt hội báo làm trí tôn ra tay trực tiếp giết hắn nếu là ngày thường còn hảo thuyết nhưng hiện tại mặt trên bị hoành sơn bảy thái bảo phiền sứt đầu mẻ chán căn bản không rảnh rút ra nhân thủ nghe nói hoành sơn bảy thái bảo gần nhất hoạt động càng thêm thường xuyên lên mỗi ngày đều sẽ va chạm vạn sơn đại khu, mỗi ngày đều có trí tôn cấp bậc cường giả giao thủ. Kia làm sao bây giờ? Thật đúng là làm này cái gọi là quang minh đảo cưới ở trên đầu chúng ta không thành. Tự nhiên không thể như vậy, đến tưởng cái biện pháp ứng đối, một cái phú thần đỉnh núi cao thủ, không phải hoàn toàn không có cách nào. Biện pháp là có, nhưng hiện tại lo lắng nhất cũng không phải người này, mà là hắn trong miệng quang minh đảo, chúng ta hiện tại không rõ ràng lắm, này quang minh đảo cụ thể có bao nhiêu cao thủ. Hẳn là sẽ không quá nhiều, nếu thực sự có như vậy nhiều cao thủ nói, sao có thể yên lặng vô danh đến bây giờ lúc này. Đảo không phải không có như vậy tiền lệ, lúc trước thần thánh thiên quốc, không phải. Kia chỉ là trường hợp đặc biệt, trên thế giới này, có thể có mấy cái thần thánh thiên quốc. Cái nào siêu cấp thế lực, không phải dựa năm tháng trồng chất lên. Phòng học chung, học viện người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mà ở Bắc Hương thành ngoại lớn nhất một cái đỉnh núi thượng, rất nhiều khấu đầu, có nam có nữ, tuổi đại hơn 50 tuổi, tuổi tiểu nhân chỉ có 20 xuất đầu, các ánh mắt giữa đều tràn ngập hung mang, bọn họ này đàn mũi đao thượng liếm huyết người, cũng tụ tập lên, sôi nổi lên tiếng ra tiếng, vì kia quang minh đảo. Kia quang minh đảo quá mức cuồng vọng, chính là, làm chúng ta mọi người quy thuận hắn, cũng không xem hắn rốt cuộc là thứ gì. Một cái phú thần đỉnh, cũng dám ra này cuồng ngôn chúng ta muốn thỉnh càng lão ra tay. Thỉnh càng lão ra tay, chém giết người nọ, diệt hắn nhuệ khí. Đúng vậy, diệt hắn nhuệ khí. Mọi người nói, ánh mắt nhìn về phía hội nghị thính giữa chủ vị thượng một người, càng lão, chính là Bắc Hương thành vùng này khấu đầu trí cường giả, sớm tại mấy năm trước liền tấn trước đến Phú Thần Đỉnh, địa vị vô hai. Ha ha, các ngươi những người này, càng lão vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng, một cái trẻ con, Liền đem các người dọa thành này phiên bộ dáng, cũng thế, khiến cho ta đi gặp kia cái gọi là quang minh đảo, xem hắn, rốt cuộc có gì bản lĩnh hảo, một cái danh đều chưa biết tiểu thế lực, đều thành thật đúng là có thể phiên khởi cái gì sóng gió tới. Nhìn thấy càng lão nguyện ý ra tay, này đó khấu đầu nhóm, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Càng lão đảm nhiệm khấu đầu nhiều năm, có thể nói, hắn chính là từ chém giết chung một đường đi tới, từ chém giết chung nhập phú thần, lại từ chém giết giữa bước vào phú thần đỉnh hắn chiến lực, muốn viễn siêu phú thần cao thủ, năm đó mới vào phú thần, là có thể cùng nhãn hiệu lâu đời phú thần cao thủ một trận chiến, hiện giờ đứng ở phú thần đỉnh, học viện phú thần cường giả, không có một người dám đến tìm càng lão phiền toái, càng lão tại đây bắc hương thành vùng, đã rất có vô địch chi danh, hắn nếu ra tay. Vạn vô nhất thất, dễ như trở bàn tay. Vậy chờ bình minh, làm lão hủ đi gặp kia quang minh đảo đi. Càng mặt già thượng lộ ra tự tin mỉm cười. Không cần chờ bình minh một đạo thanh âm đột nhiên truyền tiến này đỉnh núi hội nghị thính giữa. Ngay sau đó, đông đảo khấu đầu liền nhìn đến, một người thân xuyên hắc y, mang màu đen mặt quỷ răng nanh mặt nạ, đi đến. Quang minh đảo người, một người nhìn thấy mặt quỷ mặt nạ, lập tức ra tiếng, đúng là hôm nay đã bị trương huyền dọa phá gan lý hoán. Kia mặt quỷ mặt nạ, ở hôm nay, thâm nhập nhân tâm. Là hôm nay người kia sao? Một người hỏi lý hoán. Lý Hoán khẩn nhìn chằm chằm người tới, theo sau lắc lắc đầu, thân hình gì đó giống, nhưng thanh âm bất đồng. Hảo một cái quang minh đảo, càng lão đứng dậy, giơ tay lên, một phen trường đao xuất hiện ở hắn trong tay, lão hủ nhiều năm không có gặp qua như vậy ngạo khí người trẻ tuổi, không biết người có hay không này phân ngạo khí tư bản. Người tới đúng là Trương Huyền, hắn đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì động tác, phát ra khàn khàn thanh âm, quy hàng ta quang minh đảo giả, nhưng miễn bất tử. Chê cười, càng lão một bước bước ra, trẻ con, hôm nay lão hủ liền muốn người mệnh, làm ta nhìn xem, này cái gọi là quang minh đảo, đều là một đám như thế nào am à miêu a à cầu. Càng lão không có thác đại, hắn biết được quang minh đảo có người có được phú thần đỉnh thực lực, tuy rằng Lý Hoán nói trước mắt người này cùng hôm nay trong thành người nọ bất đồng, nhưng càng lão cũng không dám khinh thường, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn càng lão chém giết nhiều năm, sẽ không phạm cái gì thác đại sai, nhiều năm như vậy, hắn gặp qua quá nhiều người, chết ở chính mình ngạo khí hạ. Càng lão vừa ra tay, đó là linh khí cuồng bạo, đau mang tung hoành. Chỉ là càng lão thân trong cơ thể phát ra ra linh khí, liền làm còn lại khấu đầu, khó có thể ngăn cản. Càng lão vừa ra tay, phú thần đỉnh chiến lực, hoàn toàn bày ra ra tới. Nhìn dáng vẻ, người là một lòng muốn chết, trương huyền không có bất luận cái gì động tác. Càng lão thân thượng sở phát ra linh khí thổi đến trương huyền quần áo bay phất phới tiểu nhi chết càng lão đại giống một tiếng đao mang từ thượng mà xuống thẳng đến trương huyền bổ tới liền ở càng tay già đời chung đao mang sắp bổ tới trương huyền trên người khi này đao mang đột nhiên im bặt mà càng lão trong mắt sát ý cũng tại đây một khắc hoàn toàn biến mất hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa vì sợ hãi càng lão cầm đao tay bắt đầu phát run hắn nhìn trước mắt kia phát run đã lan tràn tới rồi toàn thân ở trương huyền phía sau một đạo cao bảy mế bạch y thân ảnh hiện lên, Trương Huyền không có bất luận cái gì động tác, này bạch y thân ảnh cũng không có bất luận cái gì động tác, nhưng toàn bộ hội nghị trong phòng, lại giống như bị lợi kiếm điên chém giống nhau, xuất hiện vô số đạo vết kiếm. Anh Linh, ngươi, ngươi là, đến, Chí Tôn, càng tay già đời trung đao, rốt cuộc phách không đi xuống. Chí Tôn, thế giới đỉnh cấp chiến lực, chỉ có Chí Tôn mới có thể có được Anh Linh càng lão nói chuyện đều ở run run. Phú thần đỉnh cùng trí tôn, tuy rằng chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng cái này tranh lệch, cùng phú thần đỉnh so với người thường tới nói, không kém bao nhiêu. Càng lão thân vì phú thần đỉnh, hắn rõ ràng hơn, chính mình cùng trí tôn chi gian, có như thế nào tranh lệch, người khác không rõ ràng lắm, nhưng càng lão chính mình thực minh bạch, chỉ sợ lại cho chính mình vài thập niên thời gian, chính mình đều không nhất định, có thể bước vào trí tôn cảnh. Đó là một cái luyện khí giả, Hết cả đời này cuối cùng mục tiêu. Còn lại khấu đầu, sắc mặt trắng bệch, bọn họ liền lời nói đều nói không nên lời. Chí Tôn a, đây chính là Chí Tôn a. Trương Huyền ra tiếng, thần phục hoặc là chết. Thần phục hoặc là chết. Hiện tại, sẽ không lại có khấu đầu cảm thấy Trương Huyền là ở nói giỡn, hắn nói chính là thật sự, Chí Tôn muốn cho chính mình chết, chính mình dựa vào cái gì có thể sống. Ai có thể nghĩ đến Quang Minh Đảo hôm nay xuất hiện cái kia phú thần đỉnh, chỉ là một cái tiểu nhân vật, cái thứ hai xuất hiện nhân vật, thế nhưng chính là trí Chí tôn. Quang Minh Đảo, rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại A? À? chương 1408 thần phục. Ở đây mọi người, bao gồm càng lão, tất cả đều run rẩy thân mình, ở trí tôn trước mặt, bọn họ sở hữu ngạo khí, đều không đáng giá nhắc tới. Thần phục, hoặc là chết, làm ra lựa chọn, Trương huyền tiếp tục phát ra khàn khàn thanh âm càng tay già đời trung trường đao tiêu tán hắn hai chân uốn lượn chậm rãi quỳ xuống ta lựa chọn thần phục càng lão cúi đầu quỳ xuống chịu thua ở trí tôn trước mặt hắn không có lựa chọn khác rốt cuộc hắn không muốn chết có càng lão đi đầu còn lại khấu đầu cũng lần lượt quỳ xuống lựa chọn thần phục bọn họ không có kiên cường đối bọn họ mà nói thần phục một người trí tôn không phải mất mặt sự ngược lại là một loại vinh quang rốt cuộc quá nhiều người muốn đuổi theo tùy trí tôn, lại chưa từng làm trí tôn nhiều xem một cái. Trương Huyền hơi hơi gật gật đầu, theo sau chỉ chỉ chính mình trên mặt mặt nạ, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, các người quy thuận quang minh đảo, mọi người, cần thiết đeo này mặt nạ, hết thảy hành động, nghe theo quang minh đảo chỉ huy, như có tự tiện hành động giả. Trương Huyền nói đến chỗ này, cánh tay vung lên. Tại đây đồng thời, Trương Huyền phía sau bóng trắng chém ra nhất kiếm, kiếm mang chém ra hội nghị thính, thẳng đến đối tòa sơn đầu mà đi, theo sau, liền thấy này tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi lớn, bị từ trung gian, nhất kiếm chém eo. Chí tôn thực lực, tại đây một khắc, triển lộ không thể nghi ngờ. Càng lão đám người càng người run rẩy. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nghe ta hiệu lệnh. Trương Huyền sau lưng hư ảnh biến mất, hắn xoay người đi ra hội nghị thính, từ đêm nay lúc sau, các ngươi sẽ không lại bị gọi cường đạo, mọi người, đối ngoại chỉ có một xưng hô, Địa Ngục hành giả đường trương huyền giọng nói rơi xuống, hắn cả người cũng biến mất ở đông đảo khấu đầu tầm mắt giữa. Thẳng đến trương huyền rời đi mấy phút đồng hồ sau, càng lão mới run rẩy đứng dậy, đối bọn họ mà nói, trí tôn cao thủ xuất hiện, thật sự là quá chấn động. Càng lão đám người nhìn đối tòa núi cao, kia tề eo lề sách, trong lòng hít hàm một hơi, nếu đối phương nguyện ý, tùy tiện phất tay, là có thể muốn chính mình đám người tánh mạng, ngay cả nơi này người mạnh nhất càng lão, tại đây nhất kiếm dưới, đều không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Trương Huyền với trong đêm đen rời đi, trở lại Bắc Hương thành nội, hắn không có sát càng lão đám người, là bởi vì hắn hiện tại thực yêu cầu những người này, làm những người này sợ hãi Quang Minh Đảo, liền có thể tạm thời vì chính mình sử dụng. Hiện tại, trừ bỏ Trương Huyền chính mình bên ngoài, không có bất luận kẻ nào biết Quang Minh Đảo rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại, hiện tại hiện ra ở người khác trước mặt Quang Minh Đảo, thần bí, cường đại, nhưng Trương Huyền chính mình rất rõ ràng, chính mình bất quá là cái quang côn tư. Lệnh mà thôi, nhưng thật ra Hoàng Miện nói đã làm đủ chuẩn bị, tìm một ít thành viên tổ chức, nhưng cụ thể là cái gì một cái tình huống, Trương Huyền còn không rõ ràng lắm. Hoàng Miện ở Bắc Hương thành nội cấp Trương Huyền An bài một cái chỗ ở, cũng không có quá thu hút, không phải cái gì đại hình biệt thự cao cấp, nhưng lại là Bắc Hương thành bên trong tiêu tiêu chuẩn chuẩn người giàu có khu, một cái tên là Bắc Hương tiểu khu có thể nói là Bắc Hương thành quan trọng nhất cư trú địa ở tại Bắc Hương tiểu khu nội người phi phú tức quý nếu ai có thể tại đây trong tiểu khu có được một bộ biệt thự đơn lập kia ở Bắc Hương thành hoàn toàn có thể đi ngang trương huyền tuy rằng không quen biết địa tâm văn minh siêu xe nhãn hiệu nhưng căn cứ kia chiếc xe tạo hình cùng với ngồi ở trên ghế phụ mỹ nữ cũng có thể nhận ra xuất nhập này tiểu khu tất cả đều là siêu xe hoàng miện cấp trương huyền an bài chỗ ở là một đống cao tầng bên trong có một gian hai phòng một sảnh nơi ở. Trang hoàng phi thường có khoa học kỹ thuật cảm trên mặt đất mọi người sợ ảo tưởng quá đồ vật ở chỗ này đều có thể vận dụng đến cái gì tùy thời thay đổi phòng trong nhiệt độ không khí thay đổi độ ẩm tuần tra nhân thể cơ năng từ từ công năng tất cả đều trên mặt đất tâm văn minh bị thực hiện hơn nữa này chỉ là nhất cơ sở đồ vật mà thôi. Hoàng miện đã ở chỗ này chờ trương huyền trương huyền vào nhà hắn mặt nạ ở tiến vào tiểu khu trước cũng đã hái được xuống dưới sự tình an bài thế nào trương huyền đem mặt nạ tùy tay phóng tới một bên hoàng miện cung kính đáp hồi bẩm đại nhân đã tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng đã thông tri bọn họ ngày mai khắp nơi đại biểu đều sẽ lại đây hoàng miện theo như lời khắp nơi đại biểu chính là hắn trong mấy năm nay tới bồi dưỡng người sẽ làm quang minh đảo đệ nhất ban thành viên tổ chức trương huyền gật gật đầu những cái đó cường đạo ta cũng làm người đi nói tốt, ngày mai ngươi có thời gian qua đi tiếp thu một chút, còn có, ta cho ngươi nói mặt nạ cùng phục sức, mau chóng làm ra tới, phát đi xuống. Đúng vậy, hoàng miện gật đầu, bất quá chợt, hắn lại có chút nghi hoặc, đại nhân, bên ngoài những cái đó cường đạo, lấy họ càng cầm đầu, ai cũng không phục, bọn họ thật sự đồng ý quy thuận chúng ta. Trương huyền khẽ cao mày, ngươi chỉ lo đi làm liền hảo. Hoàng miện mặt lộ vẻ hoảng loạn, vội vàng nhận sai, đại nhân, ta hiểu được, là ta lắm miệng. Hành, sự tình cứ như vậy đi, ta muốn nghỉ ngơi. Trương Huyền phất phất tay. Hoàng miện phi thường thức thời rời đi. Chờ Hoàng miện ra cửa sau, Trương Huyền thở dài một hơi, hắn đảo không phải tưởng bày ra như vậy một bộ người sống chứa tiến bộ dáng, cùng lâm thanh hạm ở bên nhau thời gian, làm hắn đã đem trên người lệ khí thu liếm không ít, nhưng đối những người này, ngươi không làm ra điểm bộ dáng, không ai sợ ngươi, cũng không ai phục ngươi này đã là đêm khuya, Trương Huyền ngắp một cái, bò đến trên giường nặng nề ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Trương Huyền đúng giờ rời giường, mở ra tủ lạnh, một đống không có gặp qua nguyên liệu nấu ăn cùng mới mẻ độc đáo gia vị xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Mấy thứ này, thực mau điều động Trương Huyền một viên đầu bếp tâm, hắn đem này đó nguyên liệu nấu ăn đem ra, cẩn thận nghiên cứu lên. Bắc Hương Thành Nội, Tam Đại học viện cao tầng thương thảo suốt một đêm, cuối cùng quyết định, thà rằng trước buông hoành sơn bảy thái bảo sự, cũng muốn trước đem cái này quang minh đảo giải quyết, bằng không làm người vừa thấy, cái gì A miêu A cầu đều có thể kỵ đến Bắc Hương Thành trên đầu, kia chính mình tam đại học viện về sau nên như thế nào dừng chân. Việc này nếu truyền đi lên, chỉ sợ mặt trên người đều sẽ cảm thấy mất mặt. Một cái quang minh đảo, hiện tại bất quá là một cái phú thần đỉnh tại đây kêu gào mà thôi, mặc kệ như thế nào, trước đêm này phú thần đỉnh chém giết, tuyệt đối không thể tùy ý này như vậy kiêu ngạo đi xuống nếu ta là nói nếu hắn thật sự đem chung quanh cường đạo thống nhất đâu làm sở hữu cường đạo đều quy thuận một cái thế lực hắn nếu thật có thể làm được chúng ta có phải hay không cùng hắn nói chuyện hợp tác sẽ càng tốt một chút nếu chung quanh lại vô cường đạo tác loạn phóng nhãn toàn bộ vạn vùng núi cũng chỉ có chúng ta bắc hương thành có thể làm được điểm này tuyệt đối sẽ làm mặt trên coi trọng một người nói ra lời này lời này vừa ra toàn bộ phòng hội nghị đều trở nên có chút yên tĩnh lên theo sau, xuất hiện tăng thêm tiếng hít thở. Toàn bộ Bắc Hương Thành không có cường đạo tác loạn, đây là cỡ nào ngạo nhân thành thích a, nếu có thể làm được điểm này, bọn họ Tam Đại học viện cao tầng chỉ sợ đều phải bình bộ thanh vân như diều gặp gió. Thậm chí, tại đây một khắc, bọn họ trong đầu đều ảo tưởng tới rồi chính mình bị lãnh đạo tiếp kiến một màn, nếu thật có thể đạt thành như vậy một cái kết quả, kia quá làm người hưng phấn. Chương 1409 thổi quét toàn thành không có khả năng, chỉ là cường đạo bên trong cái kia họ càng, liền có phú thần đỉnh thực lực, hơn nữa chiến lược ở phú thần cảnh bên trong cũng coi như là cực kỳ cường đại, kia quang minh đảo, ngoài miệng nói nói mà thôi, dựa vào cái gì có thể làm được. Thanh âm này vang lên, đánh vỡ mọi người ảo tưởng. Đúng vậy, chỉ là cường đạo bên trong cái kia họ càng, liền có phú thần đỉnh thực lực, quang minh đảo dựa vào cái gì có thể nói làm này đó cường đạo quy thuận. Hắn cho rằng hắn là hoành sơn bảy thái bảo. Không, hắn đều không cần là hoành sơn bảy thái bảo, chỉ cần này quang minh đảo có một cái trí tôn, đều có thể làm những người này thành thật quy thuật, nhưng trí tôn cùng phú thần đỉnh bất đồng, một người, hết cả đời này, thông qua nỗ lực, có rất lớn khả năng bước vào phú thần đỉnh, nhưng tiến vào khống linh, bước vào trí tôn chi cảnh, cũng không phải là chỉ dựa vào nỗ lực là được. Trí tôn, nào như vậy hảo tìm? Hảo, không cần tưởng như vậy nhiều, nếu đã quyết định, vậy động thủ đi, phát động mọi người, lùng bắt sở hữu bạch khấu, phàm là có hiểm nghi, mặc kệ là cái gì thân phận, đều bắt lại, mục đích chính là đem quang minh đảo người bước ra, bọn họ không phải có thể phóng đại lời nói sao, vậy làm chúng ta nhìn xem, hắn hôm nay, còn có hay không ngày hôm qua như vậy dũng khí, thuận tiện đem tin tức này nói cho mặt trên, khả năng sẽ yêu cầu vài tên cao thủ tiếp viện, một khi động thủ, cần thiết hình thành bao vây tiếu trừ. Tam Đại học viện, trải qua một đêm thương thảo, đạt thành nhất trí, động thủ trước hành, vậy như vậy quyết định, khắp nơi trở về chuẩn bị một chút đi, tan họp. Hội nghị chủ trì giả ra tiếng, tan họp hai chữ mới vừa nói ra, phòng họp đại môn, đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người thân xuyên học viện phục sức trung niên nam nhân vẻ mặt nôn nóng chạy tiến vào. Võ lão sư, sao lại thế này? Hấp tấp bộc chộp, một người học viện cao tầng mở miệng, có chút bất mãn. Võ lão sư há mồm thở dốc, mới vừa được đến tin tức, ngoài thành những cái đó cường đạo, lấy họ càng cầm đầu, toàn bộ quy thuận quang minh đảo. Cái gì? Võ lão sư nói, khiến cho hội nghị trong phòng một mảnh ồ lên. Quy thuận quang minh đảo. Thiệt hay giả? Sao có thể, cái kia họ càng quy thuận? Họ càng chính là phú thần đỉnh cấp bậc A, chúng ta học viện cũng từng chiêu an quá hắn, bất quá người này ngạo khí phi phàm, liền muốn làm hắn sơn đại vương, sao có thể dễ dàng như vậy liền quy thuận? Chính là nói, võ lão sư, người xác định người tin tức này chân thật tính. Thật sự, võ lão sư dùng sức gật đầu, là xếp vào ở kia nội tuyến truyền đến tin tức, đêm qua, họ càng triệu tập các đại khấu đầu, cộng đồng thương thảo đối phó quang minh đảo sự, kết quả bọn họ còn không có động thủ, quang minh đảo người liền trước tìm tới tới. Đây là đánh một trận, quang minh đảo thắng, quang minh đảo đi bao nhiêu người, phú thần cao thủ có bao nhiêu, một người học viện cao tầng lập tức hỏi. Phó lão sư lắc lắc đầu, nguyên bản họ càng đã động thủ, nhưng không đánh lên tới, quang minh đảo liền đi một người. Võ lão sư nói đến lúc này, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, trí tôn. Võ lão sư trong miệng theo như lời ra hai chữ, làm phòng họp, trở nên một mảnh yên tĩnh. Trí tôn, quang minh đảo, thế nhưng xuất hiện một cái trí tôn. Tối hôm qua, trí tôn còn tự mình ra tay, đi thu phục một ít cường đảo. Những người này nguyên bản đã chế định tốt động thủ kế hoạch, ở nghe được trí tôn hai chữ khi, toàn bộ rách nát. Thật, thực sự có trí tôn, có thể hay không là tin tức giả, không phải là cường đạo cùng kia quang minh đảo liên hợp diễn một vở diễn đi. Không, võ lão sư lắc đầu, ta khẳng định, vừa mới có người đem hình ảnh truyền tới, kia chí tôn động thủ, ra nhất kiếm, bổ ra một ngọn núi. Có người suy đoán nói, có thể hay không là ngày hôm qua người nọ. Không phải, võ lão sư khẳng định nói, ngày hôm qua người nọ Cùng tên kia trí tôn khí mang hoàn toàn bất đồng. Cái này Quang Minh Đảo thủy rất sâu. Mau, sớm định ra kế hoạch hủy bỏ. Một lần nữa thương thảo kế hoạch. Hội nghị khởi sướng người lập tức giống to. Quang Minh Đảo đều ra tới trí tôn. Này còn động thủ cái dám A. Bọn họ tam đại học viện thêm lên. Cũng không đủ nhân ra trí tôn một người chơi. Chính yếu chính là bọn họ hiện tại hoàn toàn sờ không chuẩn. Này Quang Minh Đảo, rốt cuộc là như thế nào một cái thế lực? Có bao nhiêu cao thủ A? Học viện một lần nữa triệu khai hội nghị khẩn cấp. Bên kia, Hoàng Miện cũng nghe từ Trương Huyền chỉ thị, ra khỏi thành, tìm được Càng lão. Càng lão cùng Hoàng Miện quan hệ còn tính không tồi, rất có vài phần giao tình, vốn dĩ Hoàng Miện là nghĩ kỹ rồi một bộ lý do thoái thác, chuẩn bị tìm Càng lão hợp tác, kết quả đương Hoàng Miện đi tìm tới khi, Càng lão lập tức cùng thay đổi một người giống nhau, Dĩ Vãng hai người ngang hàng luận giao, nhưng hôm nay, Càng lão biểu hiện phi thường cung kính nghiễm nhiên muốn thấp ra Hoàng Miện mấy cái địa vị, rốt cuộc, Hoàng Miện đã nói, chính mình là đại biểu quang minh đảo tới. Càng lão thái độ, đại đại ra ngoài Hoàng Miện đoán trước, đang lúc Hoàng Miện kỳ quái sao lại thế này khi, máy truyền tin đột nhiên thu được một cái tin tức, kia tin tức nội dung, thình lình chính là, tối hôm qua quang minh đảo một người trí tôn, tìm tới càng lão đám người, tên kia trí tôn, không phải ngày hôm qua xuất hiện ở trong thành quang minh đảo thành viên, mà là có khác một thân. Chí Tôn Hoàng Miện hít sâu một hơi. Phía trước vị phu nhân kia chính là trí tôn. Ngày hôm qua vị kia đại nhân phú thần đỉnh, hơn nữa còn chỉ là biểu hiện ra ngoài thực lực, chân chính thực lực không biết. Trừ bỏ hai vị này cao thủ bên ngoài, lại ra một người trí tôn. Hiện tại Hoàng Miện tổng cộng gặp qua ba gã Quang Minh Đảo thành viên, trong đó liền có hai đại trí tôn, một người thực lực khó lường. Này Quang Minh Đảo ở Hoàng Miện trong lòng đã quan thượng khủng bố danh hiệu, tuy rằng hắn sớm đã cung kính vô cùng nhưng lúc này vẫn là bởi vì quang minh đảo biểu hiện ra ngoài thực lực mà khiếp sợ. Đến nỗi Úc Đào, hắn được đến tin tức này sau, cũng là khiếp sợ tột đỉnh, trong óc trống rỗng, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình lúc ấy nhắc tới cái kia thế lực tên, thế nhưng khủng bố đến cái này phân thượng. Thế giới này, các thế lực lớn, nhãn tuyến rất nhiều, thông tin tiện lợi, về tối hôm qua quang minh đảo một trí tôn tìm tới cường đạo tin tức, giống như gió cuốn giống nhau, thổi quét toàn bộ Bắc Hương thành lớn lớn bé bé thế lực, trong lúc nhất thời, quang minh đảo ba chữ, thành nhất nhiệt đề tài. Mà khiến cho này hết thảy trương huyền, căn bản là không đi quản những việc này, hắn phải làm đã làm, hiện tại, liền xem Bắc Hương thành này cổ phong như thế nào thôi. trương huyền thực minh bạch, một cái thế lực, là yêu cầu dựa người đi truyền bá, đi tuyên dương, chính mình làm đã vậy là đủ rồi. Buổi sáng 9 giờ, đây là trương huyền rời giường sau 1 giờ, hắn đem tủ lạnh những cái đó không có gặp qua đồ ăn rau dưa, cùng với mới lạ gia vị đều nếm thử một lần, cuối cùng minh bạch mấy thứ này nên dùng như thế nào, theo sau động thủ, nấu nướng một đạo tinh mỹ bữa sáng ra tới. Ở trường đại bếp trong tay, hương khí thực mau liền bốn phía mở ra. Đã ăn mấy ngày áp xúc đồ ăn trương huyền, ở hôm nay buổi sáng, cuối cùng không làm thất vọng chính mình dạ dày. Thay đổi một bộ quần áo, Trương Huyền mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, hắn tính toán hảo hảo xem xem cái này Bắc Hương thành, nếu không có ngoại ý muốn nói, ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, nơi này sẽ làm chính mình căn cứ địa, chờ chính mình đem Quang Minh đảo phát triển lên sau, lại rời đi. Chương 1410 đây là thánh giới. Trương Huyền nhàn nhã đi ở Bắc Hương thành trung, thời gian này điểm, đường cái lên xe lưu không ngừng, đi làm người cảnh tượng vội vàng, từ điểm đó tới xem, cùng mặt đất không có gì quá lớn khác nhau chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái bị muộn rồi luyện khí giả lăng không bay qua kết quả bị học viện duy trì con đường giao thông trị an người ngăn cản xuống dưới phạt một bút khoản ở trong thành là không cho phép vì tiện trời cao địa tâm chức nghiệp so với mặt đất mà nói càng thêm có vẻ đa dạng hóa cái gì đầu bếp tiêu thụ nghiệp vụ viên kỹ thuật viên gì đồng dạng đường phố tv trên màn hình lớn truyền phát tin có điện ảnh minh tinh cùng ngôi sao ca nhạc làm đủ loại sản phẩm đại ngôn, nơi này người đồng dạng là vì sinh hoạt bôn ba bận rộn. Duy nhất bất đồng, trên mặt đất, các đại nhân lưu đến, là chính mình hài từ học tập thành tích như thế nào. Mà ở nơi này, các đại nhân lưu đến, còn lại là chính mình hài từ tới nào phân thực lực. Trương Huyền nhìn này hết thảy, thở phào một hơi, có đôi khi, không biết, mới là mang cho người đáng sợ nhất, kỳ thật, mỗi một cái văn minh, đều không sai biệt lắm tương đồng, Đương nhiên, đây là chỉ cho rằng chính mình chỉ một tồn tại dưới tình huống, nếu hai cái văn minh lẫn nhau va chạm, kia trung gian hỏa hoa, liền không phải một đốn nướng BBQ có thể giải quyết. Trương Huyền đi dạo thương trường, nơi nơi nhàn chuyển một phen, hắn có tiền lại không dám loạn hoa, rốt cuộc Úc Đào nhắc nhở quá, thân phận của hắn tin tức, hiện tại các nơi truy nã, một khi chính mình sử dụng bất luận cái gì cùng thân phận tin tức có quan hệ đồ vật, liền sẽ kinh động học viện, đây cũng là loại này thời đại phi thường không tốt một chút, Mỗi người, tại đây loại số liệu thời đại hạ, cũng chưa riêng tư. Ước ở giữa trưa 11 giờ thời điểm, Trương Huyền máy truyền tin vang lên, là Hoàng Miện phát tới tin tức. Hoàng Miện nói cho Trương Huyền, cường đạo bên kia, đã hoàn toàn tiếp thu xong, tình huống phi thường thuận lợi, mà chính mình người, cũng đã an bài đại biểu, tới gặp mặt Trương Huyền. Hơn nữa, học viện này đầu, cũng có người liên hệ Hoàng Miện, hy vọng Hoàng Miện đáp can tuyến, có thể cùng Trương Huyền thấy một mặt. TỚI Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, nói cho bọn họ, còn ở hạo thuyền khách sạn đi. Giữa trưa cơm điểm, hạo thuyền khách sạn lại một lần đóng cửa đối ngoại mở ra. Học viện cao tầng, top 5 top 3 đi vào khách sạn giữa, cũng không có muốn bất luận cái gì ăn, chỉ là đang chờ đợi cái gì. Đồng dạng, mặt khác một bên, có người đi đến một cái tư nhân phòng học chung, những người này, có nam có nữ, có già có trẻ, trên người phục sức các không giống nhau, có bệnh viện bác sĩ, hộ sĩ, có trên đường nghĩa công, có người ăn mặc tiêu thụ phục sức, cũng có người là một cái công ty lão bản, ăn mặc khéo léo hào phóng, có người ăn mặc học viện đạo sư quần áo, những người này thân phận, các không giống nhau, lại đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ nguyện trung thành với hoàng miện. Đường mang mặt quỷ mặt nạ trương huyền xuất hiện ở Bắc Hương Thành trên đường phố, những cái đó còn dáng vẻ vội vàng người, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, sôi nổi thối lui, đều ly trương huyền xa một ít, hơn nữa, từ những người này trong miệng, Trương Huyền có thể mơ hồ nghe được Quang Minh đảo ba chữ. Nhìn dáng vẻ, tin tức truyền bá tốc độ, so với ta tưởng tượng giữa muốn mau rất nhiều a. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm. Ở cái này toàn dân luyện khí thời đại, một khi đã xảy ra nào đó sự tình, liền cùng ngày thường sinh hoạt đại gia lưu đến bát quái giống nhau, sẽ ở một cái quá ngắn thời gian nội truyền bá nơi nơi đều là. Giống như là ngày hôm qua bên trong thành, Trương Huyền một người tuyên chiến học viện cùng với Cường Đạo bao gồm ngày hôm qua đêm khuya, một người trí tôn tìm tới vài tên khấu đầu sự, đã lấy một loại không thể ức chế tốc độ ở trong thành truyền bá. Hiện tại ai, đều hoặc nhiều hoặc ít biết quang minh đảo ba chữ, thậm chí bác hương thành thành trấn tin tức thượng đều xuất hiện quang minh đảo. Trương Huyền liền như vậy mang mặt nạ, từ trên đường phố rêu rao mà qua, sau đó đi vào hạo thuyền khách sạn giữa. Học viện người cũng thu được tin tức, ở khách sạn nội chờ đợi. Trương Huyền đi vào khách sạn sau, trước tiên, thấy đều không phải là là học viện người, mà là hoàng miện tìm tới những người đó, đương nhìn đến những người này đến từ các loại bất đồng chức nghiệp khi, Trương Huyền đột nhiên cười, bản thân địa ngục hành giả, còn không phải là một đám như vậy tồn tại sao? Địa ngục hành giả ngủ đông tại thế giới các nơi, ngày thường, bọn họ có thể là bất luận kẻ nào, ở thời điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào, đều có khả năng trở thành địa ngục hành giả, hóa thành quang minh đảo đao nhọn lưỡi dao sắc bén. Trương Huyền mang mặt nạ xuất hiện, những người này ở tối hôm qua vừa mới thu được hoàng miện mệnh lệnh khi đối này cái gọi là quang minh đảo còn không cho là đúng rốt cuộc bọn họ trung gian rất nhiều người đều là thân phận hiển hách hạng người làm cho bọn họ nguyện trung thành hoàng miện không có vấn đề nhưng là nguyện trung thành một cái danh đều chưa biết tiểu thế lực thật sự là có chút khó có thể tiếp thu nhưng trải qua cả đêm lên men lúc sau bắc hương thành nội cơ hồ mỗi người đều biết quang minh đảo cũng nghe nói tối hôm qua quang minh đảo trí tôn xuất hiện sự như vậy kết quả làm cho bọn họ trong lòng ngạo khí toàn vô từ hôm nay trở đi các ngươi tiếp tục bảo trì chính mình thân phận hành động khi mang lên mặt nạ trương huyền lớn tiếng nói mang lên mặt nạ kia một khắc các ngươi mọi người đều có một cái thống nhất xưng hô địa ngục hành giả các ngươi cũng có thể lý giải vì đây là một loại khác hình thức bạch khấu trương huyền lời ít mà ý nhiều hắn thực minh bạch chính mình giờ phút này muốn bảo trì là một loại thần bí hình tượng cường đại tự tin, hạ đạt mệnh lệnh, này sẽ làm người theo bản năng đi lựa chọn phục tùng, rốt cuộc, bọn họ hôm nay có thể xuất hiện, liền chứng minh, bọn họ trong lòng có đổi mới chủ tử ý tưởng. Đại nhân, chúng ta có không trông thấy người bộ dáng? Trong đám người, kia quần áo khéo léo lão bản mở miệng, hắn bản nhân cũng có ngưng khí hậu kỳ thực lực. Trương Huyền không có làm ra bất luận cái gì tỏ thái độ, chỉ là nói, thấy ta mặt nạ hạ mặt, sẽ phải chết, người muốn nhìn sao? này ngưng khí hậu kỳ lão bản đột nhiên dùng mình một cái theo sau đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau có người hỏi đại nhân người mang mặt nạ xuất hiện chúng ta mỗi người đều có được đồng dạng mặt nạ rốt cuộc nên nghe ai mệnh lệnh trương huyền giấu ở mặt nạ hạ mặt lộ ra một mặt mỉm cười liền thấy hắn ngón tay ở túi áo nội nhẹ nhàng một câu một quả nhẫn rơi vào trương huyền trong tay đúng là kia cái từ trương huyền đưa tặng cấp lâm thanh hạm nhẫn cưới đây là thánh giới trương huyền thanh âm vang lên thánh giới người sở hữu, nhưng ra lệnh. Thánh giới, ở đây người, đem chiếc nhẫn này bộ dáng, nỗ lực ghi tạc trong lòng. Trương huyền công đạo sau này hai việc sau, không còn có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp quay đầu đi ra này gian tư nhân phòng học, hắn muốn nói, đã đủ rồi, hiện tại có toàn bộ Bắc Hương thành người trợ giúp quang minh đảo tạo thế, yêu cầu trương huyền tự mình đi làm, không cần quá nhiều, có đôi khi, một cái đơn giản tỏ thái độ, vừa vặn tốt, làm quá nhiều, ngược lại có chút kéo dài. Hạo thuyền khách sạn bên kia phòng họp chung, tam đại học viện cao tầng tại đây chờ đợi, bọn họ nửa giờ trước cũng đã được đến quang minh đảo người tiến vào khách sạn tin tức, nhưng đợi nửa giờ, người còn không có xuất hiện, bất quá dù cho như thế, bọn họ như cú kiên nhẫn chờ, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều không kiên nhẫn. chương 1411, đáp ứng điều kiện. Trương Huyền cố ý ở hạo thuyền khách sạn vòng một vòng, mới khoan thai tới muộn xuất hiện ở đông đảo học viện đại biểu trước mặt. Đương nhìn đến mang màu đen mặt quỷ mặt nạ Trương Huyền đã đi tới, học viện đông đảo đại biểu, tất cả đều đứng dậy, bọn họ biểu hiện ra như vậy thái độ, không riêng gì bởi vì quang minh đảo sau lưng cái kia trí tôn tồn tại, đồng dạng là bởi vì bọn họ ở quang minh đảo trên người, thấy được cực đại chỗ tốt. Giống như là hôm nay buổi sáng, học viện đông đảo đại biểu mở họp khi có người nhắc tới như vậy, nếu Quang Minh Đảo thật sự có thể làm những cái đó cường đạo toàn bộ quy thuật, nếu có thể ngăn lại Bắc Hương thành trung quanh cường đạo tác loạn, đối với bọn họ mà nói là một loại vô pháp ma diệt thành tích, mặt trên cũng sẽ coi trọng bọn họ. Hợp tác, đây là hiện tại học viện nhất tưởng cùng Quang Minh Đảo làm sự. Trương Huyền vào nhà sau, nhìn chung quanh một vòng, theo sau lo chính mình, đi đến này gian phòng họp lớn nhất cái kia chủ vị thượng, theo sau ngồi xuống. Quang Minh một người học viện đại biểu vừa muốn lên tiếng, liền bị Trương Huyền mở miệng đánh gãy. Vẫn là ta tới nói đi, ta quang minh đảo ý tưởng rất đơn giản, chung quanh cường đạo, đều sẽ chậm rãi quy thuận ta quang minh đảo, chúng ta sẽ hạn chế bọn họ hành động, ít nhất, cường đạo sẽ không giống phía trước như vậy hoành hành, ta tưởng, đây là các người hiện tại nhất yêu cầu một chút đi, mà yêu cầu của ta, cũng ở các người năng lực trong phạm vi, từ giờ trở đi, bắc hương thành chung quanh cường đạo cùng bạch khấu, đều về ta quản lý, các người học viện, yêu cầu cho ta giao nộp một bút khả quan quản lý phí dụng. Đồng thời, ta yêu cầu một ít đặc thù thân phận giấy thông hành, bảo đảm một ít cường đạo có thể ngẫu nhiên vào thành. Trương Huyền ngồi ở chủ vị thượng, một hơi đem chính mình yêu cầu nói xong, loại này nửa trắng nửa đen tồn tại, đúng là quang minh đảo phía trước sở làm, cho nên, Trương Huyền rất rõ ràng chính mình yêu cầu cái gì, cũng rất rõ ràng, này đó phía chính phủ yêu cầu chính là cái gì. Rất nhiều học viện đại biểu lâm vào tự hỏi, thật lâu sau sau, một người tuổi nhìn qua lớn nhất nam nhân mở miệng, tự giới thiệu một chút, ta kêu mông kỳ, nơi này sự, tạm thời từ ta phụ trách, người nói thân phận giấy thông hành, chúng ta có thể làm đến, nhưng sẽ không quá nhiều, đến nỗi cái kia phí dụng, người yêu cầu chính là nhiều ít đâu. Rất đơn giản, Trương Huyền nhún vai, các người trong đó một nhà học viện săn thú chàng một nửa, cùng với trăm mẫu ruộng tốt, còn có mỗi tháng trăm vạn ngạch độ. Trương Huyền lời nói vừa ra, lập tức bị người phủ quyết. Không có khả năng, nói chuyện vẫn là mông kỳ, mỗi tháng trăm vạn, cái này mức quá lớn, chúng ta có thể chi trả hạn mức cao nhất, nhiều nhất chính là 50 vạn, săn thú tràng một nửa chúng ta nhưng thật ra có thể cấp ra tới, nhưng trăm mẫu ruộng tốt rất khó, người phải biết rằng, hiện tại mỗi một mẫu điền đều là phân đến cá nhân trong tay, chúng ta không có quyền tùy tiện thu hồi, càng không thể nói tùy tiện chuyển tặng cho ngươi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ha ha, điền là ở cá nhân trong tay nhưng những cái đó cầm điền người là ai, các người so với ta rõ ràng hơn, còn có, trăm vạn cái này con số, không có khả năng thiếu, nếu các người không muốn, vậy khi ta cái gì cũng chưa nói, hợp tác sao, có thể nói thành tựu nói, nói không thành liền không nói chuyện, rất đơn giản. Trương Huyền nói xong, trực tiếp đứng dậy, chiều hội nghị thất đại môn đi đến. Nhìn đến Trương Huyền này liền phải rời khỏi bộ dáng ở đây rất nhiều đại biểu bỗng nhiên sửng sốt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, người này thế nhưng nói không nói chuyện liền không nói chuyện một chút đường sống đều không có mắt thấy trương huyền muốn đi ra phòng họp không ít người liên tục hướng mông kỳ xử ánh mắt mông kỳ hít sâu một hơi ra tiếng nói các hạ xin dừng bước như thế nào trương huyền nghỉ chân xoay người đồng ý mông kỳ nhìn mắt chung quanh theo sau nói ngươi thật sự có thể bảo đảm hạn chế trụ những cái đó cường đạo ta nếu thu tiền tự nhiên có thể làm được trương huyền trả lời Hảo, mông kỳ thật mạnh gật đầu, nếu ngươi thật có thể làm được như vậy, vậy ngươi điều kiện, chúng ta đồng ý. Thực hảo, Trương Huyền nhìn về phía mông kỳ, tại đây phía trước, còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Mông kỳ mày nhân lại, ngươi nói. Tiêu trừ ta truy nã, Trương Huyền chỉ vào mông kỳ, chỉ có ngươi một người, biết ta thân phận liền hảo, minh bạch sao. Nửa giờ sau, Trương Huyền từ hạo thuyền khách sạn đi ra, bước đi hướng Bắc Hương tiểu khu vừa mới mông kỳ đã đem trương huyền cùng úc đào hai người truy nã toàn bộ tiêu trừ hơn nữa hứa hẹn trăm mẫu ruộng tốt trăm vạn kim ngạch cùng với đặc thù giấy thông hành nhất muộn ngày mai liền sẽ đưa đến trương huyền trên tay trương huyền đem những việc này toàn bộ đều ném cho hoàng miện về sau hoàng miện chính là quang minh đảo tại đây tòa bắc hương thành người phát ngôn mau tiếp cận chỗ ở thời điểm trương huyền tháo xuống mặt nạ mọi nơi quan vọng đối với nơi này hết thảy hắn vẫn là bảo trì một loại tò mò cảm thấy hứng thú thái độ, rốt cuộc, Trương Huyền cũng là cái người bình thường. Tiểu khu hoàn cảnh thực hảo, có hoa có thảo, đối với địa tâm văn minh tới nói, đây là cái khoa học kỹ thuật cảm 10 phần thế giới, nhưng là này xanh hóa trình độ, là hoàn toàn không bằng mặt đất, mặt đất một cái bình thường tiểu khu xanh hóa, là có thể theo kịp địa tâm đỉnh cấp tiểu khu, quá độ khai phá, làm nơi này trồng trọt mặt nạ đều nghiêm trọng thu nhỏ lại, càng đừng nói trồng hoa loại thảo. Trương Huyền nhàn nhã hướng đi chỗ ở, một đạo mạn diệu thân ảnh đi ở Trương Huyền chính phía trước, người này mang kính dâm khẩu trang, đầu đội đỉnh đầu màu đen mũ, đi đường thường thường quay đầu lại xem một cái, theo sau nhanh hơn bước chân. Trương Huyền đi ở phía sau, tổng cảm thấy trước mắt người nọ giống như có chút vấn đề, kia hành vi bộ dáng, liền cùng có bị hại vọng tưởng chứng giống nhau, nhìn chung quanh, liền Trương Huyền chính mình kinh nghiệm mà nói, nếu chính mình muốn hại người kia, chỉ bằng nàng này nhìn chung quanh bộ dáng, nàng đời này cũng đừng nghĩ phát hiện có thể đi theo âm thầm người. Trương Huyền đi vào chính mình sở trụ lâu trước, phát hiện vừa mới nữ nhân kia cũng ở tại này đống lâu, đường Trương Huyền đi vào hàng hiên muốn ấn thang máy thời điểm, liền thấy đối phương một ngón tay điên cuồng điểm ở thang máy cái nút thượng, này đống lâu tổng cộng có 8 bộ thang máy, thực không khéo vừa vặn tất cả đều có người cưỡi. Chờ Trương Huyền đi vào thang máy trước, kia cửa thang máy mới ở nữ nhân cuồng điểm thủ hạ, đinh một tiếng mở ra. Nữ nhân vội vàng đi vào thang máy nội, ở tiến thang máy thời điểm, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo phía sau Trương Huyền. Trương Huyền đồng dạng đi vào thang máy giữa. Nhìn mắt nữ nhân ấn xuống tầng lầu, cùng chính mình còn ở tại cùng tầng, Trương Huyền theo sau đứng ở một bên, cửa thang máy chậm rãi khép lại, thang máy nội chỉ có hai người bọn họ. Thang máy nữ nhân thấy Trương Huyền liền tầng lầu đều không ấn, tùy ý thang máy đi lên trên, thân thể không tự giác lại hướng trong một góc rụt rụt chờ đến thang máy tới tầng lầu cửa thang máy mở ra nháy mắt nữ nhân liền gấp không chờ nổi sông ra ngoài trương huyền nhìn nữ nhân cổ quái hành vi cảm thấy có chút quái dị hắn cũng đi theo hướng trốn đi liền ở trương huyền đi ra cửa thang máy nháy mắt một phen lập lè hàn mang lưỡi dao sắc bén thẳng đến trương huyền mà đến ra tay người có hóa hình thực lực a à, trương huyền khẽ cười một tiếng chỉ là giơ tay làm một cái búng tay động tác kia thẳng đến chính mình mà đến lưỡi dao sắc bén nháy mắt chém làm hai đoạn, ra tay, đúng là kia hành vi quái dị nữ nhân. chương 1412, Nữ Tinh Trương Huyền một lóng tay đứt đoạn đối phương trong tay lưỡi dao sắc bén, phản rũi tay cánh tay, tạp trụ đối phương ít hầu, nói, ai phái ngươi tới. Nữ nhân bị Trương Huyền bắt lấy ít hầu, linh khí đánh sâu vào hạ, nữ nhân mang ở trên mặt khẩu trang cùng kính dâm toàn bộ bị thổi phi, lộ ra một trương tinh xảo ngũ quan, Trương Huyền cảm thấy gương mặt này giống như đã từng quen biết, lại nghĩ không ra. Nữ nhân sắc mặt đỏ lên, đôi tay bắt lấy Trương Huyền thủ đoạt, muốn bẻ ra tạp trụ chính mình yết hầu ngón tay, nhưng kia chỉ bàn tay to liền giống như kìm sắt giống nhau, mặc cho nàng như thế nào dùng sức, đều không chút sức mẻ, nữ nhân hai chân cách mặt đất, lung tung đặng. Nói, Trương Huyền cánh tay lại lần nữa tăng lớn lực lượng. Nữ nhân há to miệng, hiển nhiên đã thở dốc khó khăn, muốn ra tiếng, lại chỉ có thể phát ra a à a à à thanh âm. Trương Huyền tùy tay vung, đem nữ nhân ném đến một bên, nữ nhân quăng ngã ở trên tường, liền khụ vài tiếng, mồm to thở dốc, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nữ nhân hoãn vài giây sau, đột nhiên điên cuồng hướng Trương Huyền quát, các ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi liền, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi yêu cầu. Nữ nhân tiếng hô, làm Trương Huyền sửng sốt, người nói cái gì? đừng trang nữ nhân cười lạnh một tiếng các người nói đồ vật ta tuyệt đối không có khả năng đi chụp các người không phải đuổi giết ta sao tới a à, chúng ta liền tại đây ngươi chỉ cần động động tay ta mệnh chính là của ngươi trương huyền nhìn nữ nhân kia giống như kẻ điên bộ dáng nghi hoặc nói ta đuổi giết ngươi ta nhận thức ngươi sao ngươi không quen biết ta nữ nhân đầy mặt khinh thường như vậy chứ đi có ý tứ sao ngươi không quen biết ta vẫn luôn đi theo ta đi vào cửa nhà ta. Người không quen biết ta, vẫn luôn theo đuôi ta. Ta biết các ngươi trong lòng đánh cái gì bản tính, muốn ta chụp cái loại này đồ vật, không có khả năng. Trương Huyền khẽ cao mày, chỉ hướng chính mình sở trụ cách vách phòng, hỏi, nhà ngươi trụ này. Biết rõ cố hỏi. Hành đi, Trương Huyền nhún vai, hắn cũng làm rõ ràng, đây là cái hiểu lầm. Trương Huyền đi đến một khác gian trước cửa phòng, trải qua đồng tử già quét lúc sau, cửa phòng mở ra. Nữ nhân mắt thấy Trương Huyền đi vào nhà mình cách vách, tức khắc liền cái gì đều minh bạch, nhân ra nơi nào là ở theo dõi chính mình, rõ ràng chính là ở tại bên cạnh hàng xóm A. Nghĩ vậy, nữ nhân một trương mặt đẹp tức khắc đỏ lên, nháo nửa ngày, là cái ô long. Nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy, nhặt lên rớt ở một bên khẩu trang cùng kính dâm, nhìn đã bị Trương Huyền đóng lại cửa phòng, mặt đẹp thượng dần dần trồi lên một mặt ủy khuất, dậm dậm chân, người nào sao, một chút thân sĩ phong độ đều không có. Nữ nhân nói xong, mở ra chính mình cửa phòng, bước đi đi vào, tiến ra, từ cửa hóa trang kính thượng, nữ nhân liền nhìn đến chính mình cổ chỗ kia đều có chút phiếm tím dấu vết, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, quang từ chính mình cổ chỗ dấu vết, nữ nhân là có thể xác định, vừa mới người nọ, tuyệt đối đã động sát tâm. Trương Huyền trở lại chính mình phòng trong, mở ra tivi một cái điện ảnh nữ tinh thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình, nhìn đến tivi màn hình đệ nhất dây, Trương Huyền nháy mắt phản ứng lại đây, khó trách chính mình đối vừa mới nữ nhân kia có điểm giống như đã từng quen biết cảm giác. Này Bắc Hương thành thương trường cùng trên đường phố, có không ít nàng đại ngôn, giống như gọi là gì y bảo dụ, tên còn quái vòng khẩu. Trương Huyền nhìn lướt qua sở hữu đài truyền hình, phát hiện nơi này tiết mục so với mặt đất văn minh tới, cũng không có qua lớn biến hóa, vẫn là như vậy hàng dạng, tổng nghệ phiến, phim phóng sự, phim truyền hình, bất quá, nơi này ngôn tình kịch, cơ hồ nam nữ chủ đều sẽ phi thiên đột địa, mà khoa học viễn tưởng cũng không phải hướng mặt đất văn minh như vậy thăm dò ngoài không gian, gặp được vũ trụ sinh vật mà là tương phản, thăm dò địa tâm, gặp được địa tâm quái vật, cùng với càng vì cổ xưa văn minh. Những cái đó văn minh từ ngữ, Trương Huyền liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Trương Huyền rất có hứng thú nhìn này đó, này cũng coi như biến tướng hiểu biết địa tâm văn minh một loại. Này vừa thấy chính là suốt một buổi trưa thời gian, thẳng đến Trương Huyền đã đói bụng kêu, hắn mới phản ứng lại đây, một buổi trưa thời gian liền như vậy qua đi, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chính mình đã thật lâu, không có trải qua quá loại này truy kịch đuổi tới quên hết tất cả nhật tử. Đứng dậy đi đến phòng bếp, Trương Huyền bắt đầu cho chính mình chuẩn bị cơm chiều, này đó mới mẻ độc đáo nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị cũng làm Trương Huyền phi thường cảm thấy hứng thú, một ít dĩ vãng điều phối không ra hương vị, hiện tại đều có thực hiện cơ hội. Ở nấu cơm trong quá trình, Trương Huyền còn có thể nghĩ đến Lâm Thanh Hạm kia tiểu tham ăn bộ dáng, này không khỏi làm hắn khóe miệng gợi lên một nụ cười. Một giờ, bốn đồ ăn một canh, ở Trương Huyền trong tay, tản ra nồng đậm hương khí. Địa tâm văn minh khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, này đồ ăn càng nhiều là thông qua hợp thành xuất hiện, tận lớn nhất khả năng đi bổ sung nhân thể nội khuyết thiếu nhân tố, do đó đối hương vị theo đuổi, tắc không như vậy hoàn mỹ, chẳng sợ những cái đó khách sạn lớn mỹ thực, hương vị đặt ở mặt đất văn minh, cũng liền giống nhau, càng đừng nói cùng Trương Huyền tay nghề so sánh với. Trương Huyền thành thơi ngồi vào bàn ăn trước, mở ra máy truyền tin, nhìn một ít về Bắc Hương Thành tin tức, mỗi xem mấy cái là có thể nhìn đến có quan hệ Quang Minh Đảo, hơn nữa nhiệt độ cũng đều rất cao, này thuyết minh, Quang Minh Đảo này cổ phong đã triệt triệt để để ở Bắc Hương Thành quát khai, ai đều ngăn không được. Như vậy kết quả, làm Trương Huyền lộ ra vừa lòng tươi cười, Trương Huyền cầm lấy chiếc đũa, vừa mới chuẩn bị ăn cơm liền thấy một đạo thân ảnh từ nhà mình cửa sổ khẩu phiên tiến vào. Trương Huyền sửng sốt, chính mình trụ, chính là 26 lâu A, tuy rằng địa tâm mỗi người luyện khí, mà khi tặc cũng không như vậy biêu hãn đi. Chính mình này đèn nhưng tất cả đều mở ra đâu. Trương Huyền lại vừa thấy, mới nhận ra, này từ cửa sổ phiên tiến chính mình ra bóng người, đúng là hôm nay giữa trưa ở hàng hiên gặp được cái kia nữ tinh, y bảo dụ. Trương Huyền mày nhân lại, ra tiếng nói, người đây là muốn, hư, y bảo dụ vội vàng làm cái cái ra dấu im lặng, theo sau hướng Trương Huyền chỉ chỉ cửa phòng phương hướng, nhỏ giọng nói, có người tới, ta trốn một chút. Trương Huyền đi đến trước cửa phòng, cửa phòng thượng có một cái nhưng coi hệ thống, có thể nhìn đến ngoài cửa phòng trường hợp, Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, có ba người, đang đứng ở y bảo dụ trước ra môn, không ngừng chụp phủi cửa phòng, trong miệng còn gọi mắng cái gì, bởi vì thật tốt cách âm, Trương Huyền cũng không thể nghe được bọn họ thanh âm, nhưng căn cứ khẩu hình, cũng không phải cái gì lời hay. Trương Huyền mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía y bảo dụ, người hẳn là cái minh tinh đi. Như thế nào, đòi nợ. Người biết ta, y bảo dụ có chút ngoài ý muốn. Trương Huyền chỉ chỉ Tivi, Tivi trên màn hình vừa vặn truyền phát tin y bảo dụ đại ngôn. Y bảo dụ vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, đã bị một trận mãnh liệt dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy, ngoài cửa người, ở thật mạnh chụp phủi Trương Huyền cửa phòng. Nhất định là bọn họ. Y bảo dụ sắc mặt mãnh biến, đừng mở cửa. Y bảo dụ đang nói đâu, liền thấy Trương Huyền đem cửa phòng mở ra, sợ tới mức Y bảo dụ vội vàng chiều phòng ngủ chạy trốn, không làm bên ngoài người thấy chính mình. Trương 1413, Nghiêu ra. Mở ra cửa phòng Trương Huyền, nhìn xuất hiện ở chính mình trước ra môn ba đạo thân ảnh, nghi hoặc nói, có việc. Ngoài cửa ba người, rất có đặc điểm, một cao, một ục ịch, một lùn gầy. Trương Huyền chỉ là xem một cái, liền xem thấu này ba người thực lực, tất cả đều ở ngưng khí cảnh đỉnh. Tên kia cao cái người thấy cửa phòng mở ra, xem cũng chưa xem Trương Huyền liếc mắt một cái, thẳng chiều Trương Huyền phòng trong đi đến. Tránh ra, kia thân hình béo lùn người duỗi tay xô đẩy Trương Huyền. Lan, Trương Huyền không kiên nhẫn phất tay, đồng thời lấp kín cao cái lộ. Cao cái xông vào một chút, kết quả đổi lấy lại là Trương Huyền không chút sức mẻ. Ục ịch nam nhân chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, quát, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng tìm phiền toái, làm kiên nữ ra tới, ta biết nàng ở ngươi này. Trương Huyền cũng không có làm bất luận cái gì che giấu, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, theo sau hiếu kỳ nói, ta vì cái gì phải nghe ngươi. Lùn gầy nam nhân cười lạnh một tiếng, huynh đệ, ta biết, ngươi có thể ở lại tại đây, đối chính mình thân phận địa vị, hẳn là có nhất định tự tin, nhưng ngươi muốn rõ ràng, bên trong người nọ, ngươi giữ không nổi, minh bạch sao thức thời liền ngoan ngoãn đem nàng giao ra đây, không cần nghĩ cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng chậm trễ chính mình tánh mạng. Lùn gầy nam nhân lời nói giữa, tràn ngập uy hiếp ý vị. Cút đi, Trương Huyền vẻ mặt không kiên nhẫn, liền phải đóng cửa lại. Trương Huyền vừa mới đem cửa phòng đóng lại một nửa, đã bị cao cái nam nhân duỗi tay ngăn cản xuống dưới, tiểu tử, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Động thủ, cao cái nam nhân hét lớn một tiếng hạ, ục ịch cùng lùn gầy nam nhân cơ hồ là ở cùng thời gian, hướng Trương Huyền ra tay. Đối mặt hai người công kích, Trương Huyền xem đều không xem một cái, liền ra hai quyền, sau phát tới, tất cả đều nện ở này hai người ngược chỗ. Ở Trương Huyền nắm tay hạ, ục ịch nam nhân cùng lùn gầy nam nhân giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Như vậy một màn, làm nguyên bản chuẩn bị động thủ cao cái nam nhân bỗng nhiên dừng trong tay động tác, hắn biết rõ chính mình này hai cái đồng bạn là cỡ nào thực lực, cùng chính mình không sai biệt mấy, ngưng khí đỉnh núi, lại bị người này một quyền oanh phi. Khó trách có dũng khí anh hùng cứu mỹ nhân, nguyên lai là cái phú thần cảnh. Cao cái nam nhân ánh mắt trở nên cẩn thận lên, bất quá huynh đệ, dù cho ngươi là phú thần cảnh, bên trong người này, ngươi cũng bảo không được, đây là nghiêu gia muốn người, hiểu sao? Cao cái nam nhân đang nói ra nghiêu gia hai chữ khi, sống lưng đều thẳng thắn không ít, hiển nhiên đối với Nghiêu gia cái này xưng hô có cực đại tin tưởng, bất quá, Trương Huyền cũng không có bởi vì Nghiêu gia cái này xưng hô mà có cái gì thái độ thượng thay đổi. Ta nói lăn, hiểu sao? Trương Huyền nhìn chầm chầm trước mắt cao cái nam nhân, một cổ khí xoáy tụ, ở Trương Huyền trong tay ngưng tụ. Cao cái nam nhân theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn nhìn chầm chầm Trương Huyền đôi tay, vài giây sau, cao cái nam nhân hít sâu một hơi, hảo, nếu ngươi không cho Nghiêu ra mặt mũi, kia chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể bảo nữ nhân này bao lâu thời gian. Cao cái nam nhân nói xong, xoay người liền đi, hắn biết rõ, có người này thủ tại chỗ này, bằng vào chính mình, như thế nào còn không thể nào vào được. Cao cái nam nhân uy hiếp, không hề có đối trương huyền tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, quan hảo cửa phòng sau, trương huyền đi hướng nhà ăn, liếc mắt một cái liền nhìn đến, y bảo dụ đang ngồi ở bàn ăn trước, ôm một chén cơm, điên cuồng ăn thức ăn trên bàn, mắt thấy kia bốn bản đồ ăn đều có điểm muốn gặp đế. Người tình huống như thế nào? Trương Huyền đi qua đi, nhìn y bảo dụ, mấy ngày không ăn cơm. Đói cực kỳ. Không phải, y bảo dụ quai hàm phình phình, hiển nhiên là tắc một miệng ăn, nàng đầy mặt hưng phấn, này cũng quá ngon đi. Này đó đều là ngươi làm. Mặt đất phan minh người, nếu ăn đến suốt từ Trương Huyền tay mỹ vị, kia đều khen không dứt miệng, hận không thể đem nuốt vào đi, càng đừng nói này đối đồ ăn hương vị cũng không chú trọng địa tâm văn minh. Một cái thực khách biểu hiện ra như vậy một bộ bộ dáng, là đối một cái đầu bếp lớn nhất ca ngợi, trương huyền một nhạc, ăn ngon người cũng đến cho ta chừa chút ha, đây là ta cơm chiều. Y bảo dụ mặt đẹp đỏ lên, nhìn đã bị chính mình mau ăn sạch sẽ bốn bản đồ ăn, có chút khiêm tốn mở miệng, này không đều cho ngươi lưu trữ đâu sao, ta không ăn xong. Trương huyền lắc lắc đầu, đi đến phòng bếp lại cho chính mình thịnh một chén cơm, ngồi ở y bảo dụ đối diện ăn lên. Có Trương Huyền ngồi ở đối diện, y bảo dụ ăn tương thu liếm rất nhiều, nhưng so với nàng ngày thường bộ dáng, cũng coi như được với là ăn ngấu nghiến, không trong chốc lát, một chén cơm xuống bụng, y bảo dụ nhịn không được lại cho chính mình thịnh một chén. Đại ca A, bọn họ mới vừa nói nghiêu ra, người không sợ nghiêu ra sao? Y bảo dụ trộm nhìn thoáng qua Trương Huyền, nói ăn ké trột dạ, y bảo dụ ăn Trương Huyền làm cơm, lại mượn dùng Trương Huyền thoát phây, đã mở miệng kêu ca. Sợ hắn làm gì, Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái, hắn rất lợi hại sao. Y bảo dụ che cái chán, ca, người rốt cuộc có phải hay không bắt hương thành người A, liền nghiêu ra cũng không biết. Trương Huyền lắc lắc đầu, không phải, ta vừa tới không lâu. Khó trách, y bảo dụ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, kia hoàng miện hoàng ra người tổng biết đi. Ân, Trương Huyền gật đầu, người này ta nhưng thật ra biết, làm sao vậy? như gia là hoàng gia anh em kết bái huynh đệ cũng có thể nói là hắc bạch thông ăn ở bắc hương thành không ai dám chọc. y bảo dụ nói đến lúc này phun ra lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng trương huyền đột nhiên một nhạc người hiện tại cho ta nói nhiều như vậy vừa mới phiên nhà ta cửa sổ thời điểm có vẻ rất quen thuộc a à, người bản thân chính là mang theo phiền toái tới tìm ta hảo đi không phải y bảo dụ đầu diêu cùng trống bỏi giống nhau vừa mới người nếu không mở cửa những người đó cũng không thể đem ngươi thế nào ta chỉ là muốn mượn ngươi này tị nạn không nghĩ cho ngươi chọc phiền toái không sao cả trương huyền nhún vai những người này tìm ngươi làm cái gì đóng phim điện ảnh y bảo dụ chính là điện ảnh minh tinh trương huyền mới làm ra như vậy suy đoán ân y bảo dụ lên tiếng nói đến này mặt một chút liền đỏ bất quá không phải cái gì chính quy điện ảnh bọn họ muốn cho ta chụp vài thứ kia ngươi biết đến Trương Huyền sao có thể không rõ nàng nói chính là cái gì, gật gật đầu, không có ra tiếng. Cơm chiều ăn xong sau, y bảo dụ nói lời cảm tạ rời đi. Trương Huyền đem chén đũa ném vào tự động rửa chén cơ chung, nửa nằm ở trên sofa, tiếp tục bắt đầu hắn truy kịch sinh hoạt. Bóng đêm dần dần buông xuống, ngoài phòng trở nên yên tĩnh lên, một cổ gió nhẹ thổi qua. Đang xem tivi Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, tới cũng tới rồi, còn ở bên ngoài treo làm gì, tiến vào bái. Trương huyền thanh âm vừa ra, vài đạo thân ảnh, nhanh chóng từ ngoài cửa sổ vọt vào trương huyền nơi nội, đem trương huyền bao quanh vây quanh lên, những người này, toàn bộ thân xuyên hắc y, mang theo mặt nạ bảo hộ. Trương huyền dựa nằm ở trên sofa, hơi nhìn lướt qua, theo sau mở miệng, hơn nữa ngoài cửa sổ tàng kia 7 cái, ngoài cửa 4 cái, tổng cộng tới 26 người, phú thần cảnh 4 người, ngưng khí đỉnh núi 22 người, nhìn dáng vẻ ngưu gia năng lượng rất lớn a. Chương 1414, không quy củ tiểu bối. Vọt vào người trong nhà, toàn bộ đều đối mặt Trương Huyền, trong đó một người hừ lạnh nói, nếu biết Ngưu gia, ngươi nên minh bạch, ngươi trêu chọc căn bản không thể trêu chọc người, bất quá, Ngưu gia niệm ngươi là một nhân tài, có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi lựa chọn giống Ngưu gia quy phục, hôm nay nhưng tha cho ngươi bất tử. Quy phục, Trương Huyền như cũng dựa nằm ở nơi đó, nói nói mặt khác một cái đi nếu ta lựa chọn không đâu. Vậy chết, dẫn đầu hắc y nhân thanh âm lạnh băng, ở hắc y nhân nói chuyện nháy mắt, sở hữu sát thủ, đồng thời động thủ, bao gồm Trương Huyền cảm nhận được ngoài cửa tồn tại bốn người, cũng dùng đặc thù phương pháp mở ra cửa phòng, vào tiến vào. Tổng cộng 26 người, ùa vào phòng nội, làm cho cả nhà ở nháy mắt có vẻ chen trúc lên, Trương Huyền đứng ở đám người chi gian, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nghênh đón mọi người công kích. Luyện khí sĩ có được viễn trình công kích thủ đoạn, có thể đạt tới 26 người đồng thời ra tay tiến công hiệu quả. Minh mông khí mãnh liệt mà ra, thẳng đến Trương Huyền. Liên ở này đó linh khí sắp chạm vào Trương Huyền khi, lại là cùng thời gian yên lặng giống nhau, hoàn toàn ngừng lại, lại khó có chút nào tồn tiến. Trương Huyền vươn tay phải ngón út, đào đào lỗ tai, thành thơi nói, nếu nghiêu Gia thật muốn giết ta, nên phái điểm cao thủ tới, các ngươi, còn kém một chút, dẫn đầu hắc y nhân ánh mắt trở nên phá lệ ngưng trọng, kia giống như yên lặng ở trong không khí linh khí, đều không phải là hắn không nghĩ thúc dục mà là căn bản không thể thúc dục thậm chí liền tản mất đều làm không được, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được, chính mình sở đánh ra linh khí, đã hoàn hoàn toàn, toàn toàn vượt qua chính mình khống chế trong phạm vi, này hết thảy, đều là bởi vì ngồi ở trên sofa người kia. Các vị, làm phiền các người đi một chuyến, trương huyền ngữ khí giữa mang theo hài hước, bất quá, kết quả khả năng không phải các vị trong tưởng tượng dáng vẻ kia, này sẽ làm các ngươi thực thất vọng, đương nhiên, loại này cảm xúc sẽ không liên tục lâu lắm, rốt cuộc các ngươi lập tức đều sẽ biến thành người chết, đừng sợ, ta tận lực làm cái này quá trình ngắn lại, giảm bớt các ngươi thống khổ. Dẫn đầu hắc y nhân, đường trường liền cảm giác không thích hợp, phản ứng đầu tiên chính là muốn bước ra rút lui, bất quá hắn thực mau liền phát hiện, chính mình đã vô pháp khống chế thân thể của mình, một đôi chân liền cùng lớn lên ở trên mặt đất giống nhau, vô pháp nhúc nhích chút nào. Trương Huyền đem tay phải phóng tới trước mặt, ngón tay cái cùng ngón giữa giao tiếp đến cùng nhau, lẩm bẩm nói, hy vọng sẽ không làm dơ vách tường. Đường Trương Huyền lẩm bẩm thanh kết thúc khi, hắn ngón tay cái cùng ngón giữa giao nhau mà qua, đánh ra một cái vang chỉ, ở vang chỉ thanh xuất hiện nháy mắt, phòng trong 26 danh hắc y nhân, toàn bộ bạo thành một đoàn huyết vụ, gần là một cái nháy mắt, những người này tính cả da thịt, gân cốt, quần áo, tất cả đều hóa thành bụi, nhưng không có tản ra, mà là bị màu tím khí mang hoàn toàn bao gồm. Phòng trong mặt đất, mặt tường như cũ sạch sẽ, không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Trương Huyền ngón tay lại nhẹ nhàng bắn ra, này đó bao gồm bụi màu tím khí mang lao ra ngoài cửa sổ, phóng lên cao cho đến biến mất. Ngồi ở trên sofa Trương Huyền, tùy tay cầm lấy bên cạnh điều khiển từ xa, lại lần nữa truy khởi kịch tới, vừa mới phát sinh sự tình giống như cùng hắn không có một chút quan hệ chút nào không ảnh hưởng hắn tính chất trương huyền ngồi ở chỗ này truy kịch bắc hương thành có một gian sòng bạc chiếm địa diện tích mấy vạn mét vuông kim bích huy hoàng xuất nhập đều là bắc hương thành cao cấp đám người sòng bạc lão bản nhân xương nhiêu gia hắc bạch song ăn thực lực cường đại sòng bạc lớn nhất văn phòng chung nơi nơi nạm vàng tẫn hiện tôn quý tuổi tác 60 mươi nhiêu gia ở hai gã dáng người nóng bỏng tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng đi hạ, ngồi ở văn phòng nội to rộng ghế dựa thượng, thưởng thức trong tay chén trà. Thịch thịch thịch, văn phòng cửa phòng bị người gõ vang. Nghiêu gia cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, tiến. Văn phòng môn mở ra, một người hơn 30 tuổi trung niên nam nhân đi đến, hai gã dáng người nóng bỏng tuổi thanh xuân thiếu nữ như cũ đứng ở Nghiêu gia phía sau, bên người vì Nghiêu gia làm mát xa đi vào văn phòng trung niên nam nhân xem cũng không dám xem một cái nghiêu gia cùng với nghiêu gia phía sau hai gã thiếu nữ hắn cúi đầu cung kính nói ra, bên kia có động tính nga nghiêu gia trên mặt nhiều vài phần rất có hứng thú thần sắc nhưng ánh mắt như cũng nhìn trong tay chén trà có động tính người lại không mang về tới nhìn dáng vẻ người kia là không lựa chọn quy thuận chúng ta thi thể thiêu sao Ra, chúng ta người toàn bộ thất liên Nghiêu gia đang ở thưởng thức chén trà động tác bỗng nhiên một đốn, hai giây sau, Nghiêu gia trong tay chén trà phanh một tiếng nổ mạnh mở ra, mảnh nhỏ băng phi nơi nơi đều là. Vẫn luôn cúi đầu Nghiêu gia đem đầu nâng lên, nhìn trước mặt trung niên nam nhân, người nói, chúng ta người, tất cả đều thất liên. Đúng vậy, trung niên nam nhân đáp. Có ý tứ, Nghiêu gia khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị mỉm cười, ta phái người đi ra ngoài thời gian cũng không dài đi, như vậy đoạn thời gian nội là có thể giải quyết những người đó này bắc hương thành khi nào tới như vậy một nhân vật có ý tứ có ý tứ ta muốn hắn tư liệu ngày mai ta đi tự mình gặp hắn minh bạch trung niên nam nhân dùng sức gật đầu theo sau rời khỏi văn phòng ngoại đem văn phòng môn thật cẩn thận đóng lại tại đây đồng thời một chương thuộc về trương huyền ảnh chụp ở như gia bàn làm việc thượng đứng lên một cái thực tế ảo hình chiếu như gia nhìn trương huyền ảnh chụp hơi hơi mỉm cười Ngày tới rồi Bắc Hương Thành, đỉnh núi đều không bái nhất bái, hiện tại người trẻ tuổi a cũng quá không quy củ. như ra nói xong, vung tay lên, thực tế ảo hình chiếu biến mất. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, buổi sáng 8 giờ, Trương Huyền ở trong phòng bếp bận rộn hôm nay bữa sáng, tại đây hai ngày, truy kịch cùng nấu cơm, thành Trương Huyền lớn nhất hứng thú yêu thích, hiểu biết thế giới mới xem, giải khóa tân nguyên liệu nấu ăn, đều làm hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Trương Huyền bữa sáng mới làm tốt, cửa phòng đã bị người gõ vang. Trương Huyền tùy tay ở phòng bếp trên vách tường điểm một chút, ngoài cửa hình ảnh liền truyền tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến, trang điểm thời thượng Y Bảo Dụ đứng ở cửa phòng, không ngừng duỗi tay ấn chuông cửa. Trương Huyền ở phòng bếp liền khống chế đại môn chốt mở, đương cửa phòng mở ra sau, Y Bảo Dụ thực tự nhiên đi đến, tiến phòng, Y Bảo Dụ kia linh hoạt cái mũi nhỏ liền cùng cậu giống nhau, không ngừng người trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình hôm nay có cái gì ăn ngon a à? y bảo dụ chiều nhà ăn phương hướng đi tới theo bản năng nuốt khẩu nước bọt đương y bảo dụ nhìn đến bãi ở trên bàn cơm kia tinh mỹ hè oi bức bữa sáng khi hai mắt tỏa ánh sáng nước miếng đều mau chảy xuống tới tới cọ cơm trương huyền bưng một chậu súp cay hà nam từ phòng bếp đi ra đặt ở trên bàn cơm y bảo dụ sắc mặt đỏ lên theo sau khẽ gật đầu làm một cái điện ảnh minh tinh y bảo dụ có được hoàn mỹ dáng người cùng tướng mạo ngày thường tưởng thỉnh nàng ăn cơm người, từ Bắc Hương thành nội bài đến lôi cực trấn đi, khá vậy không nghe nói y bảo dụ với ai có tai tiếng, nhưng hiện tại nàng lại chủ động đi vào một người nam nhân trong nhà. chương 1415, Tà Thần Lai Lịch Từ trước mặt người nam nhân này ngày hôm qua vừa động thủ liền nổi lên sát tâm bộ dáng y bảo dụ chút nào không nghi ngờ, người này sẽ vô tình cự tuyệt chính mình. Trương Huyền ở bàn ăn trước ngồi xuống, theo sau hướng phòng bếp phương hướng chu chu môi, chén đũa ở kia chính mình đi lấy được rồi y bảo dụ vừa nghe lời này vẻ mặt hưng phấn vọt vào phòng bếp giữa cầm chén đũa đi đương y bảo dụ thịnh khởi một chén súp cay hà nam uống tiến trong miệng thời điểm thở phào nhẹ nhõm đầy mặt nhẹ nhàng thoải mái liền ở tối hôm qua y bảo dụ ở trương huyền này ăn xong cơm chiều lúc sau tổng cảm giác chưa đã thèm kia hồi lâu cũng không xuất hiện quá thèm chùm sinh sôi tra tấn nàng một buổi tối nàng đem trong nhà sở hữu món ăn chân quý mỹ vị đều lấy ra tới, lại không kịp đêm đó cơm một phần mười, cái loại này hương vị, y bảo dụ chỉ là ngấm lại, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Y bảo dụ này cả một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, nàng không có lúc nào là không nhìn chằm chằm thời gian, chờ thiên sáng ngời, nàng liền gấp không chờ nổi tới gõ cửa phòng, đương ăn thượng này một ngụm mỹ vị sau, nàng mới cảm giác chính mình cả người đều thoải mái. Trương Huyền nhìn y bảo dụ kia đầy mặt sung sướng biểu tình, không cấm một nhạc, có ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên rồi, y bảo dụ dùng sức gật đầu, ta lớn như vậy, trước nay liền không có ăn qua như vậy mỹ vị, quả thực là ăn quá ngon. Thiên A, à, người rốt cuộc là như thế nào làm ra như vậy hương vị? Người muốn thích ăn, ta có thể. Trương Huyền mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, y bảo dụ liền dành nói. Có thể cho ta mỗi ngày tới phải không? Thật vậy chăng? Thật cảm ơn ngươi. Bất quá ta sẽ không ăn không trả tiền ngươi, ta sẽ cho ngươi trả tiền. Ngươi máy truyền tin mã hóa cho ta, ta thêm ngươi cái bạn tốt, cho ngươi chuyển khoản. Trương Huyền mắt trợn trắng, hắn vốn dĩ tưởng nói, ngươi nếu muốn ăn, ta có thể giáo ngươi như thế nào làm, chỉ cần ra vị dùng đến hảo, hỏa hậu nắm giữ hảo, hương vị liền sẽ không kém, kết quả không nghĩ tới, người này hoàn toàn không cho chính mình nói chuyện cơ hội a. À. Trương Huyền lắc lắc đầu, đem chính mình máy truyền tin mở ra, trương ức thanh tên hay có cái gì ngụ ý sao y bảo dụ nghiêng đầu bỏ thêm trương huyền bạn tốt trương huyền cười nói ta họ trương lão bà của ta tên có cái thanh tự oa y bảo dụ há to miệng có thể a à, ngươi là chuyên môn vì lão bà ngươi sửa danh đi thật hâm mộ a à, lão bà ngươi cũng quá có lộc ăn ác ác y bảo dụ nói trong miệng lại bị mỹ thực cấp nhét đầy một đốn ăn ngấu nghiến sau y bảo dụ cảm thấy mỹ mãn vỗ bình thản bụng nhỏ hảo, ăn no, ta còn phải đi chạy sâu, buổi tối lại đến, ha ha ha. Y bảo dụ mang theo một trận tiếng cười to, cùng cái điên cuồng nữ nhân giống nhau, đi ra Trương Huyền ra. Chờ Y bảo dụ ra cửa vài phút sau, Trương Huyền liền thu được một bút Y bảo dụ chuyển khoản, 30 vạn. Trên mặt đất tâm văn minh, một cái học viện lão sư, mỗi tháng tiền lương trình độ, là một ngàn tam, có thể nuôi nổi một gia đình, 30 vạn, đủ một cái lão sư 30 năm tiền lương trình độ. Trương Huyền không cấm cảm thán, mặc kệ ở nơi nào, Minh Tinh đều là có tiền chủ a. À. Chén đũa tùy tay ném đến rửa chén cơ, Trương Huyền cùng Hoàng Miện liên hệ một chút, theo sau thảnh thơi đi ra ra môn, ước ở Hạo thuyền khách sạn gặp mặt. Vẫn là cái kia tư nhân phòng họp, Đường Trương Huyền đã đến thời điểm, Hoàng Miện đã cung kính chờ ở nơi này. Hiện tại sự tình an bài thế nào? Trương Huyền ngồi vào chủ vị thượng, mở miệng hỏi. Đại nhân sự tình phát triển tốc độ vượt qua chúng ta dự đoán phạm vi, liền ở vừa mới, Tam Đại Học Viện đồng thời tuyên bố, đem cùng chúng ta quang minh đảo đạt thành hợp tác. Từ hôm nay trở đi, chúng ta quang minh đảo sẽ phụ trách ngoài thành hết thải trị an, sở hữu cường đạo, đều sẽ không tái xuất hiện. Hơn nữa, ruộng tốt cùng tiền khoản, đều đã đến chướng, đặc thù giấy thông hành cũng đã đưa tới. Theo ta đoạt được đến tin tức, hiện tại ít nhất có 15 gia trở lên truyền thông, đều ở truy tung đưa tin về này tin tức không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay buổi tối, 10 cái người bên trong, sẽ có 7 cái thảo luận chúng ta quang minh đảo, những cái đó cường đạo cũng đều thực thành thật, toàn bộ ngủ đông lên, mặt nạ cũng ở định chế giữa, có một chỉnh ra nhà xưởng hoàn toàn cho chúng ta sở phục vụ. Không tồi, Trương Huyền khẽ gật đầu, sự tình liền làm như vậy, ruộng tốt phân phát đi xuống, đặc thù giấy thông hành cũng phân đi xuống, làm một ít cường đạo có vào thành cơ hội, người lại tìm vài người, đi đánh cướp một ít đoàn xe, làm thế nào không sao cả, dù sao phải có ta quang minh đảo ra tay. Minh Bạch, hoàng miện không người, liền chuẩn bị rời khỏi phòng họp. Đúng rồi, Trương Huyền đột nhiên gọi lại hoàng miện. Đại nhân ngài nói, hoàng miện cung kính nói. Trương Huyền hỏi, ta làm người hỏi thăm tin tức, người nghe được sao? Còn không có, hoàng miện lắc lắc đầu, bất quá đã phái người đi đại khu hỏi thăm, hẳn là thực mau sẽ có phu nhân tin tức. Hành đi, có nàng tin tức, trước tiên nói cho ta. Trương Huyền có chút chủ nhiên nếu thất, người đi trước vội chuyện của người đi. Hoàng Miện rời đi, Trương Huyền lấy ra trong tay nhẫn, tầm mắt toàn bộ đều tập trung tại đây chiếc nhẫn thượng, này thông cảm hắn toàn bộ tưởng niệm. Thanh Hạm, người rốt cuộc ở đâu, người rốt cuộc làm cái gì, người dẫn đường ta tới nơi này, lại chưa từng lưu lại một chút manh mối. Tiểu tử, mấy ngày chưa ra tiếng tà thần, đột nhiên mở miệng nói chuyện, người tính toán tại đây phát triển người thế lực. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, việc này, nhưng không mặt ngoài đơn giản như vậy a. À. theo ta gần nhất cùng ngươi ở bên nhau nghe được tin tức, những cái đó cường đạo đều là có điều gọi hoành sơn bảy thái bảo nâng đỡ. Này bảy người có lớn như vậy danh khí, tất nhiên tất cả đều là khống linh, hơn nữa thực lực cũng sẽ không kém. Người muốn làm khởi loại này bạch khấu mua bán, đầu tiên muốn giải quyết chính là bọn họ, nhưng một khi ngươi giải quyết bọn họ, học viện còn sẽ tiếp tục mua ngươi chướng sao. Người này quang minh đảo, liền sẽ biến thành mặt khác một loại hình thức cường đạo. Trương Huyền khẽ lắc đầu, ta có ta suy xét. Ta thân khẽ cười nói, ta không biết ngươi tính toán như thế nào làm, nhưng ta nhắc nhở ngươi, này học viện, cũng chỉ là vạn vùng núi thế lực mà thôi, trừ bỏ vạn vùng núi, toàn bộ địa tâm thế giới, còn có mặt khác tam đại thế lực, liền tính ngươi có thể cùng học viện chung sống hòa bình, nhưng ngươi như vậy một cổ thế lực đột nhiên ngoi đầu, tất nhiên sẽ bị còn lại tam đại khu chú ý tới, vạn vùng núi cùng còn lại tam đại khu thực lực vẫn luôn là cân đối tồn tại. Người xuất hiện sẽ phá hư loại này cân đối. Đến lúc đó, sự tình như thế nào phát triển đã có thể không phải ngươi có thể khống chế. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi lại là cái nào thế lực đâu? Ta thần ngạo kiều nói, ta không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực, bọn họ còn không có tư cách làm đồ đằng thuộc. Ta thần nói đến này, đột nhiên phản ứng lại đây, tiểu tử, người bộ ta lời nói. Trương Huyền nhún vai, theo sau đứng dậy, rời đi văn phòng, thẳng đến Bắc Hương thành thư viện mà đi. Đồ đằng, Trương Huyền chính là muốn đi cha cha, tà thần theo như lời đồ đằng, là cái cái gì ngoạn ý. Trương 1416, lực lượng suối nguồn. Bắc Hương thành thư viện, là từ tam đại học viện cộng đồng quản lý, bên trong tàng thư rất nhiều, hơn nữa tiến vào thư viện, yêu cầu giao nộp một vạn khối tiền thế chấp, cũng liền tương đương với một cái học viện giáo viên 8 tháng tiền lương. Ở cái này khoa học kỹ thuật vượt mức quy định văn minh hạ, còn có thể còn có giấy chất sách báo, nói là đồ cổ cũng không quá, như vậy hành vi liền dẫn tới thư viện phi thường quạnh quẽ, bất quá tam đại học viện cũng không để bụng, thư viện không ai thực bình thường, nhưng mỗi một tòa thành đều cần thiết đến có một cái như vậy kiến trúc mới được. Trương Huyền trải qua thân phận chứng thực, tiền thế chấp giao nộp chờ một loạt hành vi sau, rốt cuộc đi vào thư viện bên trong, bị cho biết, hắn hết thảy hành vi đều sẽ ở theo dõi dưới chẳng sợ thư tịch chỉ là tổn thất một cái rác, sở giao nộp tiền thế chấp cũng sẽ không trở về. Trương Huyền ở thư viện nội quét một vòng, to như vậy thư viện nội, không có một bóng người, từng hàng trên kệ sách gửi sắp hàng chỉnh tề thư tịch. Trương Huyền nhìn những cái đó mục lục, tìm gần nửa giờ, mới tìm được một quyển về đồ đăng thư, bất quá giảng cũng không phải rất nhiều, chỉ là sẽ nhắc tới một ít thực dễ hiểu, bất quá cũng làm Trương Huyền đại thể minh bạch là có ý tứ gì. Theo sau, Trương Huyền tìm khắp toàn bộ thư viện, cũng chưa tìm được đệ nhị bổn cùng đồ đằng có quan hệ. Liền Trương Huyền đoạt được đến tin tức mà nói, đồ đằng, chính là một loại tín ngưỡng tồn tại, thả có người đã từng nhắc tới quá, giữa trời đất này linh khí, kỳ thật đều là cùng đồ đằng có quan hệ, đồ đằng có thể giao cho anh linh sinh mệnh, ở xa nhất cổ thời đại, đồ đằng trưởng quản thiên hạ hết thảy tại đây trong thiên địa, tổng cộng có tam đại đồ đằng, nhưng này ba loại đồ đằng, mỗi một chỗ đối này cách gọi đều hoàn toàn bất đồng, thậm chí mỗi một cái thời đại, đều sẽ thay đổi, thả đồ đằng bộ dáng phồn đa. Căn bản vô pháp xác định. Tuy rằng được đến tin tức cực nhỏ, nhưng Trương Huyền cũng có thể phân tích ra cái đại khái, nếu đồ đằng thật là địa tâm văn minh trong truyền thuyết tồn tại, tà thần tự xưng đồ đằng, kia hắn lai lịch, liền còn chờ cân nhắc, đương nhiên, Trương Huyền cũng không có hoàn toàn tin tưởng tà thần nói, ai biết này đồ đằng hai chữ, có phải hay không tà thần cố ý nói ra đâu. Nhoáng lên mắt thời gian, đã qua giữa trưa. Trương Huyền máy truyền tin thượng thu được mấy cái tin tức, trong đó rất nhiều đều là có quan hệ quang minh đảo, rất nhiều truyền thông đã bắt đầu bắt được này một cái thần bí tổ chức, thả hoàng miện làm việc tốc độ cũng thực mau, truyền thông đã phơi ra, có cường đạo ở ngoài thành hành hung, quang minh đảo người ra mặt đem này ngăn lại. Quang minh đảo này đó mang khủng bố mặt nạ người tự xưng là đến từ địa ngục hành giả, nhưng bọn hắn cách làm lại là chính nghĩa chi sư. Tại đây trong lúc nhất thời, một cái về quang minh đảo tồn tại là tốt là xấu đề tài, lập tức bị đỉnh đến Bắc Hương Thành official website trang đầu, sở hữu có được Bắc Hương Thành hộ khẩu cư dân, liền có thể phát biểu chính mình thái độ, chẳng qua, duy trì quang minh đảo tồn tại người cũng không nhiều, rốt cuộc, một cái đại hình thế lực đột nhiên xuất hiện, là sẽ làm người cảm thấy bất an. Trương Huyền Thành Thơi đi ra thư viện, hướng sở cư trú tiểu khu đi đến. Ở tiểu khu cửa chỗ, Trương Huyền đột nhiên nhìn đến, một cái quần áo ngăn nắp đầu bạc lão nhân, ngồi ở tiểu khu cửa ở lão nhân trước mặt thế nhưng bày biện một bộ cờ tướng trương huyền đầy mặt tò mò đi qua đi nhìn lão nhân trước mặt bàn cờ gần mới phát hiện ngày cùng cờ tướng vẫn là có một ít khác nhau nhưng trở nên không nhiều lắm ít nhất trung gian sở hà hán giới biến thành chu thành võ than đến nỗi bàn cờ vẫn là như vậy tuyến lộ như thế nào người cũng hiểu một chút cờ đầu bạc lão nhân nhìn đến trương huyền nhìn chằm chằm vào chính mình trước mặt bàn cờ có chút hưng phấn hỏi Trương Huyền lắc lắc đầu, không phải thực hiểu cái này quy tắc, nhưng có điểm hứng thú. Không hiểu không có việc gì a? À. Lão nhân vừa nghe, càng thêm hưng phấn, vội vàng rút ra một chương chiết đẳng cấp Trương Huyền ngồi xuống, tới, tiểu tử, ta dạy cho ngươi, giáo hội ngươi, hai ta tới hai bàn. Lão nhân nói xong, không đợi Trương Huyền trả lời, liền cấp Trương Huyền nói lên, Trương Huyền cũng rất có hứng thú nghe. Nghe được cuối cùng, Trương Huyền phát hiện, đây là vang lên, chỉ là một ít tên tỉ như cờ tướng xe, ở chỗ này kêu hổ, nhưng tác dụng vẫn là giống nhau. Thế nào, tiểu tử, nghe hiểu sao, nghe hiểu chơi hai thanh, cái này rất đơn giản, ta lại nhường một chút ngươi, bảo đảm ngươi nghiện. Lão nhân hít mắt, nhìn Trương Huyền, kia bộ dáng, cùng cái lão lừa đảo giống nhau. Trương Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, lão nhân này, hiển nhiên là cờ nghiện phạm vào, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, Trương Huyền cũng nhạc chơi thượng hai bàn, đây là địa tâm văn hóa cùng mặt đất văn hóa trong đó một cái tương đồng điểm có thể a à, trương huyền gật đầu vậy tới lão nhân ném ra cánh tay ta trước làm ngươi một cái hổ một cái lộc thế nào hổ là cờ tướng xe lộc còn lại là cờ tướng mã cái này làm cho một xe một con ngựa đã là tương đối lớn nhượng bộ hành trương huyền cười nói ba phút sau lão nhân chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt bàn cờ khóa vương Trương Huyền đem một cái hổ cờ đỉnh tới rồi lão nhân bàn cờ nhất cuối, khóa vương, chính là cờ tướng tướng quân, mà Trương Huyền này một nước cờ, làm lão nhân không còn có hành động cơ hội. Này, lão nhân nhìn bàn cờ, lại nhìn chằm chằm Trương Huyền. Lão nhân, người thắng không được ta, Trương Huyền cười lớn một tiếng, đứng dậy, liền chuẩn bị đi. Lão nhân vừa thấy Trương Huyền phải đi, vội vàng duỗi tay, đừng đi, lại đến một mâm. Ta mới vừa là làm ngươi, lần này không cho ngươi, lại đến bản công bằng. Trương Huyền thấy lão nhân một bộ chết không buông tay bộ dáng, bất đắc dĩ nói, hành đi. Lại qua 5 phút, lão nhân lại lần nữa chừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt bàn cờ, chính mình, lại thua rồi. Sao có thể, lão nhân có điểm dại ra, này một bàn cờ, tổng cộng mới 5 phút không đến, đối phương hoàn toàn này đây ưu thế áp đảo thắng chính mình. Không đúng, lại đến, lại đến, lão nhân không cam lòng thôi bỏ đi, hôm nay không có thời gian, chờ có thời gian lại nói. Trương Huyền quay đầu, nhìn thoáng qua phía sau, ở Trương Huyền phía sau cách đó không xa, đoàn người, hùng hổ đi tới, cầm đầu một người, hơn 60 tuổi, một thân màu đen chính trang, ăn mặc khéo léo, xem hắn phía sau người, đối hắn đều cực kỳ cung kính, Trương Huyền trực giác nói cho hắn, những người này, chính là tới tìm chính mình. Hành đi, Trương Huyền trước người lão nhân thở dài, ta mỗi ngày đều tại đây, nhàn tới tìm ta chơi chơi. Hành, chờ có rảnh liền tới. Trương Huyền mỉm cười đứng dậy, theo sau chiều tiểu khu Đại môn đối diện đi đến. Trương Huyền vừa mới chỗ đã thấy kia một đám người, dẫn đầu đúng là Nhiu gia. Nhiu gia xa xa liền nhìn đến Trương Huyền, mới vừa đi đi lên, liền phát hiện Trương Huyền vội vàng đứng dậy, chiều nơi khác đi đến. Nhiu gia khẽ cười một tiếng, a, à, còn tính có điểm cảnh giác tính, chỉ sợ là cái phú thần hậu kỳ nhân vật đều đánh lên tinh thần tới. Minh Bạch, Nghiêu ra phía sau người đồng thời đáp. Đi, Nghiêu ra đi theo Trương Huyền sở rời đi phương hướng đi đến. Ngồi ở tiểu khu cửa lão nhân, nhìn Nghiêu ra đám người đi ngang qua, lại nhìn mắt Trương Huyền rời đi phương hướng, mỉm cười nói, thật là nào đều không yên ổn a, à, bất quá so với kia chút địa phương mạnh hơn nhiều. Trương 1417, cuồng vọng. Trương Huyền ở Bắc Hương Thành liền vòng vài vòng, Phát hiện những người đó như cũng đi theo phía sau Trương Huyền đi đến một chỗ hẻo lánh nơi Không có bao nhiêu người yên Theo sau đứng thẳng chờ đợi Mấy chục giây sau Nghiêu Gia sở mang người Lại lần nữa xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa Thấy Trương Huyền bất động Nghiêu Gia đã đi tới Trương ức thanh Nghiêu Gia rất hào phóng đi đến Trương Huyền trước mặt Ánh mắt không ngừng ở Trương Huyền trên người đánh giá Trương Huyền hơi hơi mỉm cười Nghiêu Gia Không tồi Nghiêu Gia gật gật đầu người so với ta tưởng tượng giữa muốn lớn mật, hoặc là nói cuồng vọng, ta vốn tưởng rằng, người sẽ mang theo chúng ta vòng đến học viện trong phạm vi, tìm che chở. Ở Nghiêu Gia khi nói chuyện, hắn sở mang người, đem Trương Huyền bao quanh vây quanh. Nghiêu Gia mang người không nhiều lắm, tổng cộng 15 người, nhưng mỗi một cái, đều là tinh binh cường tướng, rốt cuộc, ở Nghiêu Gia suy đoán chung, Trương Huyền có phú thần hậu kỳ thực lực, dám đến đối phó phú thần hậu kỳ, sao có thể là kẻ yếu. Kỳ quái, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn Như Gia như thế nào? Ta nói chuyện có cái gì vấn đề sao? Như Gia đứng ở Trương Huyền trước người, không có một chút phòng hộ động tác, có vẻ phi thường tự tin. Trương Huyền đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, là có vấn đề a? Ta vì cái gì muốn tìm che chở? Như Gia cười, không sợ ta giết ngươi. Trương Huyền lắc lắc đầu đáp, không sợ. Vì cái gì? Lần này đến phiên Như Gia lộ ra thần sắc nghi hoặc bởi vì ngươi sát không xong ta. Trương Huyền nhìn quét một vòng, 15 người, hai cái phú thần hậu kỳ, còn lại tất cả đều là phú thần lúc đầu cùng trung kỳ. Những người này, hẳn là thủ hạ của ngươi mạnh nhất thực lực đi, chỉ dựa vào bọn họ, sát không xong ta. Trương Huyền nói chuyện thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, giống như là đang nói một kiện bình thường đến không thể lại bình thường sự tình giống nhau. Những cái đó vây quanh Trương Huyền cao thủ, nghe nói lời này, toàn bộ đều lộ ra tức giận thần sắc. Nghiêu ra âm thầm khoa tay múa chân một cái thủ thế, ý bảo còn lại người không cần vọng động, chạm đến càng cao, xem cũng liền càng nhiều. Nghiêu ra đứng ở Bắc Hương Thành đứng đầu vị trí, tự nhiên rất rõ ràng, trên thế giới này, có quá nhiều quá giang long, những người này không hảo dễ dàng trêu chọc, tỉ như trước mắt cái này, hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình sở mang người thực lực, hơn nữa, xem trên mặt hắn kia phân tự tin, đều không phải là cường giả bộ tới, loại người này, Nghiêu gia gần nhất không nghĩ trêu chọc. Nếu nói đặt ở dĩ vãng, Nghiêu gia còn sẽ nghĩ cách đem cái này không cho chính mình mặt mũi người diệt trừ. Nhưng hai ngày này, một cái đột nhiên xuất hiện quang minh đảo, làm Nghiêu gia cảm thấy một chút nguy cơ. Hắn cũng không phải đặc biệt muốn tìm phiền toái. Nếu là khác việc nhỏ, Nghiêu gia thậm chí sẽ bán cái mặt mũi. Nhưng hiện tại liên quan đến đến y bảo dụ, nữ nhân này là Nghiêu gia cần thiết muốn giải quyết. Nghiêu gia trầm mặc mấy phút đồng hồ ở nghiêu gia trầm mặc cái này quá trình giữa trương huyền vẫn luôn đều nhìn chầm chầm nghiêu gia không nói gì ha 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 nghiêu gia đột nhiên cất tiếng cười to lên hảo ta thích tự tin người trẻ tuổi liền cùng ta tuổi trẻ thời điểm giống nhau có ý tứ không bằng tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự trương huyền cười cười tâm sự miễn chúng ta tuổi tranh lệch quá lớn lưu không đến một khối đi nói chính sự đi người muốn cho ta mặc kệ cái kia nữ tinh Nghiêu gia bị Trương Huyền tại như vậy nhiều người trước mặt cự tuyệt, phất mặt mũi, sắc mặt có chút khó coi, có chút giận dữ, mặc kệ chợt sắc mặt lại thay đổi trở về, hảo, thẳng thắn, ta thích. Ta đây liền nói rõ, nữ nhân kia, biết điểm không nên biết đến đồ vật, ta muốn nàng chết. Nga, Trương Huyền nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Nghiêu gia, cho nên đâu. Nghiêu gia hít sâu một hơi, hắn cố nén trong lòng tức giận, tiếp tục nói, cho nên, ta hy vọng ngươi không cần nhúng tay chuyện này. Trương Huyền nhún vai, như gia đúng không, ngươi là đầu óc có vấn đề, vẫn là đôi mắt mù?" Ân. Trương Huyền này một câu, làm Nghiêu gia vẫn luôn nhẫn nại tức giận đột nhiên bộc phát ra tới, hắn một trương mặt già tức khắc âm trầm đi xuống, "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta ý tứ rất đơn giản a, à, ta nhúng tay chuyện này." "Cái gì kêu ta nhúng tay? Ngươi người cường sấm ta cửa phòng, bị ta đuổi đi đi rồi, ngươi lại phái 26 danh người cầm đao muốn lấy ta tánh mạng, từ đầu tới đuôi." ta liền ra môn cũng chưa ra quá, ngươi nói ta nhúng tay. Ta hỏi ngươi, ngươi không phải đầu óc có vấn đề là cái gì? Tiểu tử, ngươi, nghiêu ra nắm tay nhéo, một tầng khí mang từ nghiêu ra trên người chấn khai, những cái đó nghiêu ra mang đến người, làm bộ liền phải động thủ. Đã ở bạo nộ bên cạnh nghiêu ra hít sâu một hơi, ngăn lại thủ hạ người, trầm giọng nói, hảo, nếu ngươi không nhúng tay, kia sự tình liền dễ làm, lần này sự, tính ta thừa ngươi một ân tình, chúng ta đi. Nghiêu ra xoay người, vung tay lên mang theo mọi người rời đi, nếu không có gần nhất có kia tân khởi thế lực quang minh đảo áp lực, Nghiêu ra thề, chính mình nhất định muốn cùng trước mắt người này liều chết, nhưng quang minh đảo cho chính mình áp lực thật sự là quá lớn, truyền thuyết kia tổ chức có cái trí tôn, còn không biết là thật là giả, nếu là thật, như vậy chính mình ở Bắc Hương Thành này một người dưới địa vị, đã có thể khó bảo toàn. Chậm đã, Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, gọi lại chuẩn bị rời đi Nghiêu ra. Như thế nào, nghiêu gia quay đầu hắn ngữ khí giữa đã càng thêm không có kiên nhẫn trương huyền hơi hơi mỉm cười người phái người xông vào nhà của ta chuyện này liền tính như thế nào cũng đến lưu lại điểm đồ vật đi nghiêu gia gắt gao niết quyền lưu đồ vật ngươi nghĩ muốn cái gì đơn giản trương huyền thân hình bỗng nhiên chấp động giây tiếp theo nghiêu gia bên cạnh hai người ngã xuống trên mặt đất thi thể chia lìa hai người kia khoảng cách nghiêu gia gần nhất ngay sau đó Trương Huyền thân hình lại lần nữa xuất hiện tại chỗ, lưu lại hai cái mạng thì tốt rồi. Nghiêu gia nhìn chính mình bên cạnh ngã xuống hai người, trong lòng thực minh bạch, người này, là ở hướng chính mình thị uy hắn giết khoảng cách chính mình gần nhất hai người, chính là tưởng nói cho chính mình, nếu hắn nguyện ý, muốn giết ai đều được, cũng bao gồm chính mình. Nghiêu gia hít sâu một hơi, trước mặt người này cuồng vọng trình độ, vượt qua hắn tưởng tượng, hắn không nghĩ gây chuyện, nhưng không đại biểu người kia không nghĩ. Nếu đều bị người như vậy cưỡi ở trên đầu còn có thể nhẫn nói, như vậy, như gia cũng liền không phải như gia. Trương Huyền đôi tay cắm túi, đứng ở nơi đó, hắn phải làm, chính là cuồng vọng. Muốn nhiều cuồng, có bao nhiêu cuồng, nếu không, chỉ dựa vào Quang Minh đảo cái này xưng hô tạo thế, muốn khởi đại thế, rất khó rất khó. Tiểu tử, ngươi là thật sự tưởng cùng ta không qua được. như gia sắc mặt âm trầm phảng phất có thể tích ra thủy tới. Trương Huyền nhún vai, như thế nào, chẳng lẽ, này Bắc Hương Thành, chỉ có thể ngươi nghiêu ra muốn giết ai liền giết ai. Người của ngươi, hai lần xâm nhập ta ra môn, ngươi nói tính, việc này liền tính. Nói đi, ngươi muốn thế nào, nghiêu ra thân thể đã bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu run rẩy. Ta muốn làm sự đã làm, Trương Huyền xoay người, đi nhanh rời đi, thanh âm truyền đến, lấy thủ hạ của ngươi hai cái đầu, là tính ngươi người hai lần xâm nhập nhà ta, kế tiếp. Tưởng như thế nào chơi, liền xem như gia ngươi lạc. như gia khuôn mặt tàn nhẫn, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, tìm chết đồ vật. Chương 1418 có đại nhân vật tụ hội. như gia còn thừa 13 danh thủ hạ, sôi nổi làm ra muốn động thủ chuẩn bị. Không vội, như gia gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền bóng dáng, người này sớm hay muộn muốn sát, nhưng đều không phải là hiện tại, chúng ta đi. như gia nói xong, phất tay dẫn người rời đi. Trương Huyền kia tự tin bộ dáng, đích xác làm Ngưu gia trong lòng e ngại, nếu hiện tại động thủ, Ngưu gia cũng không dám khẳng định chính mình có thể bắt lấy người này, hiện tại Bắc Hương thành thế cục, không thích hợp tiếp tục gây thù chu oán. Huống hồ, đêm nay còn có một cái quan trọng tụ hội muốn tham gia, không có thời gian lãng phí ở chỗ này, hắn không thức thời, sớm muộn gì có làm hắn thức thời thời điểm. Trương Huyền chiều trong nhà đi, kia ngồi ở tiểu khu cửa bãi đánh cờ bàn lão nhân đã không có bóng dáng. Trương Huyền về đến nhà sau, Thành Thơi nằm ở trên sofa, tiếp tục truy kịch, trên đường Hoàng Miện cấp Trương Huyền gọi điện thoại, nói cho Trương Huyền, đêm nay hẹn Bắc Hương Thành lớn nhỏ thế lực, ở hạo thuyền khách sạn cử hành một cái tụ hội, thời gian ở buổi tối 8 giờ, cái này tụ hội, là Trương Huyền yêu cầu, Trương Huyền nhớ hạ thời gian, liền đồng ý. Tới rồi buổi chiều thời gian, Trương Huyền rửa rau, nấu cơm, theo sau, ở cơm hương bốn phía là lúc, y bảo dụ ấn vang lên chuông cửa như cũ là bốn đồ ăn một canh, ở y bảo dụ trong miệng, ngay cả đồ ăn mâm nước canh cũng chưa dư lại nhiều ít, nếu không phải hoặc nhiều hoặc ít còn có chút cố kỵ chính mình thần tượng tay nải, y bảo dụ tuyệt đối có thể đem kia mâm liếm sạch sẽ. Quỷ chết đói đầu thai sao? Trương Huyền nhìn liền đồ ăn cha đều không dư thừa không bàn, trợn trắng mắt. Y bảo dụ ăn cơm thời điểm ăn ngấu nghiến, chờ ăn xong rồi, đến cảm giác thẹn thùng, ánh mắt luôn là phiêu hướng địa phương khác, bất chính coi Trương Huyền. Trương Huyền đem chén bàn ném tới rửa chén cơ chung, rũi người, hướng y bảo dụ mở miệng nói, được rồi, ăn cũng ăn không sai biệt lắm, có phải hay không có thể về nhà nghỉ ngơi. Cái kia, y bảo dụ nhìn về phía Trương Huyền, muốn nói lại thôi nói, người từ từ có chuyện gì sao? Làm sao vậy, Trương Huyền hỏi. Chính là, y bảo dụ đột nhiên đem cúi đầu tới, thanh như tiếng muỗi, ta muốn cho ngươi bồi ta đi tham gia một cái tụ hội, nghe nói sẽ có một cái đại nhân vật lần này tụ hội lộ diệt người cũng biết hiện tại ta cùng nghiêu gia không hợp ta lấy bằng hữu hỗ trợ mới đạt được lần này tham gia tụ hội tư cách chính là tưởng cùng vị kia đại nhân vật đáp thượng tuyến nhưng ta một người có điểm không dám đi cho nên ta tưởng nga trương huyền lược cảm thấy hứng thú cái gì đại nhân vật trương huyền hiện tại chính là muốn ở bắc hương thành đứng vững gót chân đối với khắp nơi thế lực thủ lĩnh đều phải là một ít hiểu biết Y bảo dụ đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, người nghe nói qua quang minh đảo sao. Trương Huyền sửng sốt, hắn sao cũng không nghĩ tới, Y bảo dụ sẽ cùng chính mình để cái này, hắn gật gật đầu, đương nhiên. Y bảo dụ rõ ràng bắt giữ đến Trương Huyền kia ngây người động tác, nàng tiếp tục nói, ta tưởng ngươi cũng nên nghe nói qua, hiện tại Bắc Hương thành người, liền không có không biết quang minh đảo, nghe nói đêm nay, quang minh đảo đại biểu sẽ ở tụ hội thượng lộ diện, người biết ta có ý tứ gì, Ta hiểu được, Trương Huyền gật gật đầu, ta buổi tối cũng sẽ tham gia cái này tụ hội, vừa vặn cùng nhau đi cũng đúng. Kia thật tốt quá, y bảo dụ kinh hỉ một tiếng, ngươi cũng là đã chịu mời đúng không? Ta ngày hôm qua gặp qua ngươi ra tay, thực lực của ngươi ít nhất đều ở phú thần cảnh, đúng vậy, ta như thế nào đem cái này đã quên, lấy thực lực của ngươi, nhất định sẽ đã chịu mời, thật tốt quá, có người bồi, lòng ta liền kiên định nhiều, ngươi chờ ta, ta đi đổi kiện quần áo, thực mau. Y bảo dụ nói xong, hưng phấn lao ra Trương Huyền nơi, trở lại chính mình trong nhà. Y bảo dụ thực mau, làm Trương Huyền ước chừng đợi hơn nửa giờ, lúc này mới thấy Y bảo dụ thay một thân lửa đỏ lễ phục giả hội xuất hiện ở chính mình trước mặt. Này một thân lễ phục, hoàn toàn chính là vì Y bảo dụ lượng thân đặt làm, đem nàng kia hoàn mỹ dáng người toàn bộ bày ra ra tới, nên đột đột, nên kiều kiều, hảo không hấp dẫn trong mắt, một đầu tóc dài xóa trên vai, đem nữ nhân mị lực lớn nhất trình độ phát huy ra tới đẹp sao, y bảo dụ dẫm lên giày cao gót, kia cao gầy xinh đẹp thân ảnh ở Trương Huyền trước mặt xoay một vòng tròn. Cũng không tệ lắm, Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau đứng dậy, đi thôi, thời gian cũng mau đến 8 giờ. Y bảo dụ chú ý tới, trước mặt người nam nhân này, căn bản là không tinh tế xem chính mình, thậm chí cũng chỉ là chính mình hỏi hắn, hắn ở cường điệu nhìn thoáng qua, còn lại thời gian, ánh mắt đại bộ phận đều ở trước mắt tẻ nhạt vô vị phim truyền hình cùng điện ảnh thường người người này y bảo dụ nhìn trương huyền tưởng nói điểm gì lại không biết từ đâu mở miệng y bảo dụ gặp qua rất nhiều nam nhân đủ loại liền tính những cái đó làm bộ đứng đắn cũng sẽ nhịn không được hoặc theo bản năng chiều chính mình xem ra nhưng người này hoàn toàn không có có phải hay không giả đứng đắn y bảo dụ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ở cái này người trong mắt giống như liền trang không dưới mặt khác nữ nhân giống nhau y bảo dụ còn nhớ rõ người này ở nhắc tới hắn lão bà thời điểm trong mắt là phá lệ ôn nhu. Trương Huyền vì tiện mặc một cái quần áo ra cửa, xuống lầu thời điểm, nhận được Hoàng Miện phát tới tin tức, nói cho hắn đại đa số người đều đã vào chỗ, liền chờ hắn lộ diện. Trương Huyền liếc liếc mắt một cái sau, rốt cuộc không quản. Y bảo dụ làm một đường minh tinh điện ảnh, tự nhiên không thể thiếu nàng xe, một chiếc tạo hình phù hoa siêu chạy ngừng ở Trương Huyền trước mặt, toàn bộ thân xe lưu tuyến tràn ngập tương lai khoa học viễn tưởng cảm, Chẳng sợ Trương Huyền không hiểu cái này văn minh xe, cũng biết, này ngoạn ý, tuyệt đối không phải gì bình thường mặt hàng. Mở cửa xe, Trương Huyền ngồi vào điều khiển vị thược, đương y bảo dụ phát động chiếc xe trong nháy mắt kia, một tờ tiếng gầm rú vang lên. Trương Huyền sửng sốt, đây là châm du xe. Đúng vậy, y bảo dụ gật gật đầu. Trương Huyền sờ sờ mũi, nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thật lời nói khách sáo, các người này đó đương minh tinh chính là thực sự có tiền A loại này xe hiện tại đã rất ít đi. Là không nhiều lắm, y bảo dụ theo tiếng, nhưng chỉ bằng vào người chủ nghệ, tưởng mua như vậy một chiếc xe, hẳn là không khó đi. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, ta nhưng mua không nổi, mau lái xe đi. Y bảo dụ một chân chân ga dẫm hạ, này đã lâu tiếng gầm rú làm Trương Huyền cảm thấy phá lệ thân thiết. Hơn 10 phút sau, chiếc xe ở hạo thuyền khách sạn trước cửa dừng lại, một bộ trang phục lộng lẫy y bảo dụ, cùng tùy ý ăn mặc Trương Huyền từ trên xe đi xuống, hai người đi cùng một chỗ, có vẻ phi thường biệt nữ. Hạo thuyền khách sạn, ở hôm nay lại một lần cấm đối ngoại mở ra. Trương Huyền nhìn lướt qua, hạo thuyền khách sạn trước cửa sở đình chiếc xe, toàn bộ đều có được phù hoa tạo hình, tượng trưng cho này giá trị chế tạo xa xỉ. Hôm nay có thể tới hạo thuyền khách sạn tham gia tụ hội, đều là Bắc Hương Thành có uy tín danh dự nhân vật. Trương Huyền cùng y bảo dụ chiều hạo thuyền khách sạn Đại Môn đi đến, mới vừa vào cửa, nghênh diện liền đi tới một nam một nữ. Kia nữ tính đồng dạng là một thân màu đỏ lễ phục giả hội, ngũ quan tinh xảo, là cái mỹ nữ, mà đi ở mỹ nữ bên cạnh, là một người soái khí thanh niên. Ở Trương Huyền cùng y bảo dụ đi đến đối phương trước người khi, kia màu đỏ lễ phục giả hội nữ tính đột nhiên mở miệng, này không phải y bảo dụ sao? Còn sống đâu? Trương 1419 mông ra thiếu ra. Y bảo dụ nhìn trước mặt xuất hiện hồng y nữ nhân, sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào, y bảo dụ, ta xem người thật đúng là nghèo túng A, à, nghe nói người lấy không ít quan hệ, hoa không ít tiền, mới hỗn thượng một cái hôm nay tham gia tụ hội tư cách, kết quả mang đến nam bạn, lại là loại này mặt hàng. Ngươi cho rằng bằng vào thứ này sắc, có thể cùng ngươi cùng nhau đi vào. Hồng y nữ nhân nói, đánh giá Trương Huyền. Lưu tính, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Y bảo dụ nhìn chằm chằm trước mặt người, Người hiện tại ước gì ta chết đúng không? Ngươi cảm thấy chỉ cần ta đã chết, ta những cái đó đại ngôn, những cái đó kịch liền đều có thể đến phiên ngươi. Không sao cả a, à, Lư Tĩnh lắc lắc đầu, ta chỉ nhìn đến ngươi chết ta liền vui vẻ, còn lại ta không sao cả. Ha ha, Y Bảo Dụ cười lạnh một tiếng, kia chỉ sợ đến làm ngươi thất vọng rồi. Y Bảo Dụ nói xong, đi nhanh mại hướng khách sạn nội. Trương Huyền sắc mặt bình tĩnh đi theo Y Bảo Dụ bên cạnh chút nào không bị hai nữ nhân nói chuyện phiếm ảnh hưởng đến. Lư tĩnh thấy chính mình nói hoàn toàn không đối y bảo dụ tạo thành cái gì ảnh hưởng, nàng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, ta nói, nơi này, cũng là người có thể tiến sao. Ngay cả y bảo dụ đều là thác quan hệ mới hỗn đến một cái tư cách, người cảm thấy nàng có thể đem ngươi mang đi vào. Trương Huyền nghi hoặc nhìn Lư tĩnh liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi là nàng mang ta đi vào ta cũng là đã chịu mời tới tham gia tụ hội đúng không? Lư Tĩnh cười lạnh hiển nhiên không tin. Lư Tĩnh thu hồi người cao ngạo đi, hắn là phú thần lúc đầu cao thủ có được tham dự tư cách không bình thường sao? Y Bảo Dụ Khinh Miệt nhìn Lư Tĩnh liếc mắt một cái, phú thần lúc đầu kia ở Bắc Hương Thành chính là cao thủ đứng đầu. Bực này cao thủ ngày thường Lư Tĩnh gặp được cũng muốn tiểu tâm đối đãi, đây là một cái tôn sùng vũ lực thế giới. Lư Tĩnh tuy rằng cũng là một người điện ảnh nữ tinh nhưng này cũng không phải nàng có thể ở phú thần cao thủ trước mặt kiên cường tư bản. Rốt cuộc, một cái phú thần cao thủ tưởng tể rất nàng, có quá nhiều khả năng, trừ phi nàng lưu tính cận vệ một tấc cũng không rời. Chẳng qua, lấy lưu tính thân phận, nàng có khả năng thỉnh đến bảo tiêu, phú thần lúc đầu cũng liền như vậy một cái, hơn nữa nàng còn phải thật cẩn thận đối đãi Minh tinh lại hồng, lại nổi danh, ở cường giả trước mặt, cũng đều là giống nhau, điểm này, vô luận ở đâu cái văn minh, đều là như thế nếu là trước kia nghe được phú thần cao thủ lư tĩnh khẳng định sẽ coi trọng nhưng là hiện tại nàng lại là khinh thường nhìn lại một là bởi vì lư tĩnh không nghĩ ở y bảo dụ trước mặt yếu thế đệ nhị còn lại là bởi vì hôm nay tới tham gia cái này tụ hội trừ bỏ những cái đó đại gia tộc con cháu bên ngoài còn lại dựa vào chính mình lại đây thực lực yếu nhất đều là phú thần lúc đầu thậm chí còn có vài tên phú thần hậu kỳ liền ở vừa mới lư tĩnh đã đem phú thần cao thủ nhìn chán quan trọng nhất chính là hiện tại đứng ở lưu tính bên cạnh cái này tuổi trẻ nam nhân là bắc hương thành mông gia thiếu gia tuy rằng chỉ là một cái dòng bên nhưng phải biết rằng mông gia chính là bắc hương thành tam đại gia tộc chi nhất hiện tại trong nhà một người liền ở bắc hương thành tam đại học viện chi nhất bắc học viện đảm nhiệm viện trưởng chức chỉ dựa vào này một người liền đủ để cho toàn bộ mông gia gà chó lên trời một cái phú thần lúc đầu cao thủ lưu Tĩnh đã dần dần có chút không bỏ ở trong mắt phú thần lúc đầu, lưu tính bên cạnh mông gia thiếu ra mông sơn đinh khinh thường cười, nguyên lai, hiện tại bên ngoài, một cái nho nhỏ phú thần lúc đầu, cũng tự tin đến loại trình độ này sao? Rốt cuộc là ai cho các người loại này dũng khí, làm phú thần lúc đầu rác rưởi đều dám đảm đương ta mặt, như vậy cao ngạo. Bên cạnh nữ nhân cùng người tranh chấp, mông sơn đinh tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ, hắn đã đem lưu tính coi là chính mình đêm nay bạn giường. Trương huyền nghiêng đầu, nhìn mông sơn đinh, kỳ quái nói, ngươi không chỉ là một cái ngưng khí lúc đầu sao. Liền phú thần kỳ đều không bỏ ở trong mắt. Ha ha, mông sơn đinh nhìn trương huyền, ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất dám chào phúng ta thực lực người, ngươi rất có dũng khí. Này cũng coi như có dũng khí, trương huyền há to miệng, ta muốn giết ngươi, bất quá là búng tay chi gian, chào phúng ngươi cho dù có dũng khí. Ngươi có nghĩ nhìn xem ta càng có dũng khí sự, ân. Một cổ vô hình uy áp, từ Trương Huyền trên người phun trào mà ra, thẳng đến Mông Sơn Đinh mà đi. Ở Trương Huyền này của uy áp hạ, Mông Sơn Đinh đột nhiên thấy trên người một trọng, chính mình hai chân, lại là không chịu nổi bực này trọng lược, trực tiếp cong suy sụp đi xuống, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Trương Huyền cười như không cười nhìn Mông Sơn Đinh. Mông Sơn Đinh sau lưng, đã bị mồ hôi lạnh sợ ướt nhẹp, liền ở vừa mới, hắn trong lòng sợ, hôm nay tới tham gia tụ hội. Mông Sơn Đinh căn bản là không nghĩ muốn mang bảo tiêu, nếu hiện tại đem trước mặt người này bước nóng này, hắn muốn giết chính mình, chính mình căn bản chạy không được. mà Mông Sơn Đinh tuy rằng là Mông gia thiếu gia, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng hiện tại Mông gia người cầm lái Mông Kỳ là khinh thường Tu Vi thấp Mông gia đệ tử. nếu chính mình bị giết, Mông gia cơ hồ sẽ không có khả năng bởi vì chính mình mà đi đại động can qua. chính yếu chính là liền tính người này đến cuối cùng bị Mông gia chế tài lại như thế nào, chính mình đã chết ha mông sơn đinh cuồng vọng, ở trương huyền uy áp hạ, sạch sành xanh vô tung. Nhìn trương huyền trên mặt kia cười như không cười tươi cười, mông sơn đinh hít sâu một hơi, nói, hảo, ngươi thực hảo, ta hy vọng ngươi mặt sau còn có thể như vậy cuồng, nếu không có ta có cái quan trọng khách nhân muốn đi nghênh đón, hôm nay, ta nhất định phải ngươi đẹp. Mông sơn đinh lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói, căn bản không dám ở lâu, quay đầu liền đi. Lư tính vừa thấy mông sơn đinh đều đi rồi, tự nhiên sẽ không lưu lại, lời nói đều không kịp nói, quay đầu liền chiều mông sơn đinh đuổi theo. Mông thiếu, người nhỏ quá kiêu ngạo, ta đều nhìn không được. Lưu tĩnh đi theo mông sơn đinh bên cạnh nói. Không có việc gì, mông sơn đinh ánh mắt âm trầm, hiện tại nghênh đón nghiêu gia quan trọng, chờ vội xong hôm nay sự, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Y bảo dụ thấy lưu tĩnh xám xịt rời đi, nét mặt biểu lộ một nụ cười, hướng trương huyền dựng cái ngón tay cái được rồi đi thôi trương huyền lắc lắc đầu hắn vốn tưởng rằng ở cái này thượng võ thế giới sẽ cùng mặt đất có chút bất đồng nhưng hiện tại xem ra vô luận là cái nào văn minh xã hội hiện tượng đều là giống nhau vừa mới nói chuyện người nọ tuy rằng thực lực không được nhưng nghe hắn ngữ khí giống như là nào đó đại gia tộc đơn giản là là đại gia tộc thành viên liền không đem viễn siêu với chính mình cao thủ để vào mắt quả thực buồn cười loại này nhân vật trương huyền trên mặt đất thấy quá nhiều quá nhiều Trương Huyền cùng Y Bảo Dụ hai người một đường đi vào Yến Hội Thính. Yến Hội trong phòng lúc này có không dưới trăm người, trong đại sảnh bày tự giúp mình cơm điểm, không ít người đều ngồi ở cùng nhau, đàm tiếu nói chuyện phiếm. Hai người vừa đến Yến Hội Thính, một người trung niên nữ tính liền vẻ mặt nôn nóng đi tới, trực tiếp đứng ở Y Bảo Dụ trước người, thấp giọng nói: Y Bảo Dụ, người rốt cuộc sao lại thế này a? À? Người đều trêu chọc nghiêu ra, làm gì còn muốn đi mông ra thiếu ra a? À? Mông gia thiếu gia. Y bảo dụ sửng sốt, nàng không nhớ rõ chính mình khi nào trêu chọc quá bực này nhân vật. Người không biết, liền vừa mới cùng lưu tĩnh ở bên nhau người, chính là mông gia thiếu gia mông Sơn Đinh, hiện tại tin tức đều truyền khai. Audio điện tử võ tấn bền chương 1420 bằng không luyện khí làm gì? Cùng lưu tĩnh ở bên nhau, là mông gia thiếu gia. Nghe thấy cái này tin tức y bảo dụ, cả người giống như bị lôi đánh giống nhau, hoàn toàn lăng ở nơi đó. Ngươi nói một chút ngươi, như thế nào một chút đầu óc đều không có. Trung niên nữ tính cao mày, người cùng lưu tính không hợp, nhưng nàng vẫn luôn đều ở ẩn nhấn, hiện tại nghiêu ra tưởng đối phó chuyện của ngươi, trong vòng người hoặc nhiều hoặc ít đều đã biết, lưu tính nếu không niềm tự tin, sao có thể chủ động tìm ngươi phiền toái. Hiện tại hảo, nghiêu ra sự giải quyết không được, lại nhiều cái mông ra, thường xuyên qua lại như thế, trừ phi ngươi thật sự có thể đáp thượng hôm nay vị kia đại nhân vật tuyến bằng không toàn bộ bắc hương thành không ai có thể giữ được ngươi nhưng vị kia đại nhân vật tuyến ngươi nói đáp liền đáp sao ngươi tưởng hảo ngươi sẽ trả giá cái gì sao y bảo dụ một chương mặt đẹp càng thêm khó coi lên nàng hữu khí vô lực nói tôn tỷ ta đã biết y bảo dụ này nói chuyện thái độ cũng có thể nhìn ra nàng thực minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại được rồi việc này ta cũng không giúp được ngươi tôn tỷ vỗ vỗ y bảo dụ bả vai, dư lại, chính người nghĩ cách đi, hoặc là liền hướng như ra chịu thua, hoặc là liền chạy nhanh ra khỏi thành chạy trốn đi thôi. Tôn tỷ nói xong, lập tức bước đi khai, đây là tính toán cùng y bảo dụ phủi sạch quan hệ. Vừa mới mới ở cùng lưu tính giao phong thường hơn một chút y bảo dụ, giờ phút này trên mặt không có một chút vui vẻ biểu tình, đừng biết được lưu tính bên cạnh người là mông ra thiếu ra lúc sau, kia một lòng lập tức liền trầm đến đáy cốc đi. Trương Huyền nhìn chung quanh bốn phía, nơi này tụ hội, cùng hắn trên mặt đất sở tham gia giống nhau như đúc, bất đồng chính là, nơi này người phần lớn sẽ thảo luận chút phó đạo sự, bọn họ nói đại sự, cũng là vị nào trí tôn cùng vị nào trí tôn lại phát sinh mâu thuẫn, cái nào thế lực cùng cái nào thế lực chi gian lại có cọ sát, mặt đất còn lại là các loại thương chiến một loại, tổng thể mà nói, chính là có chuyện như vậy, mọi người quan tâm, sở lưu, đều là những cái đó liên quan đến đến thiết thân ích lợi sự. Di, y bảo dụ, người như thế nào một bộ người chết mặt a à? Lưu Lư tĩnh thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng lại trở về trở về, đến nỗi y bảo dụ biểu tình, nàng ở trở về phía trước cũng đã đoán được, bởi vì, vừa mới chính là nàng, cố ý tản tin tức, nói y bảo dụ trêu chọc mông ra thiếu ra, tin tức này, lập tức liền truyền ra tới. Y bảo dụ nhìn mắt lưu tĩnh, nhấp nhấp môi đỏ, cũng không có nói tiếp. Tuy rằng y bảo dụ là một cái điện ảnh minh tinh, nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình loại người này, đặt ở người thường trong mắt, khả năng vẫn là cái thần tượng, nhưng ở mông gia loại này đại gia tộc trong mắt, bất qua chính là cái con hát mà thôi, trên thế giới này biết diễn kịch lớn lên người tốt nhiều đi, lấy mông gia thực lực, căn bản sẽ không để ý chính mình là ai, bọn họ muốn giết liền có thể trực tiếp sát. Như thế nào, người chết mặt như thế nào không nói, lư tĩnh đi lên trước tới, ra tiếng chào phúng. Vừa mới nói muốn giết ta người kia đâu, ở đâu, mông sơn đinh thanh âm, cũng ở yến hội trong phòng vang lên. Mông Sơn Đinh lời này vừa ra, lập tức hấp dẫn ở đây rất nhiều người chú ý, ai đều biết, đây là mông gia thiếu gia mông Sơn Đinh, vừa mới cũng nghe đến tin tức, nói y bảo dụ đắc tội mông gia thiếu gia, nhưng lại không biết chi tiết, hiện tại vừa nghe mông Sơn Đinh lời này, lập tức cả kinh, mở miệng muốn sát mông gia thiếu gia. Này cũng quá lớn mật đi. Mông Sơn Đinh thấy được Trương Huyền, bước đi đến Trương Huyền trước mặt, vẻ mặt ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Ta hiện tại liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi vừa mới tàn nhẫn kính đâu. Yến hội trong phòng người, nháy mắt liền đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, này phúc xa lạ gương mặt, làm người không cấm suy đoán, hắn rốt cuộc là ai? Đây là mới tới hay sao? Bắc Hương thành tổng hội xuất hiện một ít người, thực lực thường thường, lại tổng cảm thấy chính mình là quá giang long, kết quả là chết ở Bắc Hương thành ngoại. Liền mông ra đều dám khiêu khích, hiện tại người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày a à. đủ loại nói nhỏ tiếng vang lên này đó thanh âm đều rõ ràng truyền tiến trương huyền trong tai trương huyền hơi hơi mỉm cười hắn cũng không có đi chú ý ở chính mình trước mặt mông sơn đinh mà là đem ánh mắt phóng tới mông sơn đinh phía sau người nọ trên người nghiêu gia thật xảo a à, lại gặp mặt mông sơn đinh bỗng nhiên hướng phía sau nhìn lại vẻ mặt kinh ngạc tình huống như thế nào người này nhận thức nghiêu gia Mông Sơn Đinh lập tức lo lắng lên, nếu người này nhận thức Ngưu Gia, chính mình nên xử lý như thế nào. Ngưu Gia ở Bắc Hương Thành, có được cực cao địa vị, cùng hoàng miện không sai biệt lắm tể bình, tuy rằng không bằng Mông Gia, nhưng cũng chỉ là không bằng Mông Kỳ mà thôi. Mông Gia còn lại người, nhìn thấy Ngưu Gia, đều đến khách khách khí khí. Mông Gia hậu bối nhìn thấy Ngưu Gia, càng là tất cung tất kính. Ha ha, ta cũng cảm thấy đinh xảo, Ngưu Gia cũng là cười nói người người này đảo thật là không gì kiêng kỵ, ta mới vừa còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là miệng ai ra cuồng ngôn muốn sát mông ra tiểu bối, nguyên lai là ngươi. Mông Sơn Đinh thật cẩn thận hỏi, Nghiêu ra, ngài nhận thức hắn. Đương nhiên nhận thức, Nghiêu ra gật đầu, sao có thể không quen biết, ta thủ hạ 28 người, chết ở trong tay của hắn, loại người này, ta như thế nào sẽ quên đâu. Cái gì, Mông Sơn Đinh thân thể chấn động. Đồng dạng, đứng ở trương huyền bên cạnh y bảo dụ, cũng là sắc mặt biến đổi, chừng lớn đôi mắt nhìn bên cạnh Trương Huyền, y bảo dụ hai ngày này, cũng không biết được phát sinh ở Trương Huyền trên người sự, nàng còn tưởng rằng Nghiêu Gia cũng không có lại đến tìm phiền toái, nhưng hiện tại vừa nghe mới biết được, Nghiêu Gia không biết đối hắn hạ quá vài lần tay. Nghiêu Gia tác phong, y bảo dụ là nghe nói qua, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay cấp địch nhân lưu người sống, mấy ngày nay phát sinh sự, tuyệt đối là chính mình tưởng tượng không đến hung hiểm, nhưng người này, một lần cũng chưa cùng chính mình nhắc tới quá, thậm chí mỗi lần gặp nhau, còn gương mặt tươi cười đón chào, cho chính mình chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Nhất buồn cười chính là, y bảo dụ còn cho rằng chính mình cho hắn xoay 30 vạn, cũng đủ phó tiền cơm, nhưng hiện tại xem ra, so với chính mình cho hắn mang đến này đó hung hiểm, kia 30 vạn, thì đều không tính. Mông Sơn Đinh cũng đồng dạng chừng lớn đôi mắt, nhưng hắn tưởng, cùng y bảo dụ hoàn toàn bất đồng, hắn vốn tưởng rằng, này chỉ là một cái ỷ vào này có được phú thần thực lực mau đầu tiểu tử, dám xem thường chính mình, nhưng hiện tại vừa nghe, người này liền nghiêu ra đều dám trêu hơn nữa, còn giết nghiêu ra thủ hạ 28 người. Này nơi nào là cái gì mau đầu tiểu tử, này tuyệt đối là cái quá giang long a à. Hơn nữa thực lực của hắn, tuyệt đối không ngừng phú thần lúc đầu đơn giản như vậy, nếu không, nghiêu ra không có khả năng mặc kệ người này tồn tại. Người này thực lực, ít nhất là phú thần hậu kỳ. Liên tính là phú thần trung kỳ, cũng sớm đều phải chết. Mông Sơn Đinh nguyên bản ngạo nghễ thần sắc, lập tức trở nên sợ hãi lên, chính mình thế nhưng chiêu chọc một cái phú thần hậu kỳ tàn nhẫn nhân vật, này. Trương Huyền nhún vai, con người của ta chính là như vậy, ai chọc ta, ta giết kẻ ấy, nếu ở ta trên đầu ị phân ta đều mặc kệ, ta làm gì muốn luyện khí đâu. Ngươi nói đúng sao, Nghiêu ra. Nghiêu ra ngoài cười nhưng trong không cười, Hắn đương nhiên nghe được ra Trương Huyền trong giọng nói uy hiếp ý tứ, hắn mở miệng nói, "Tiểu Bối, hôm nay nơi này có đại nhân vật muốn xuất hiện, ta không cùng ngươi giống nhau so đo, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì ngươi này phân cuồng vọng." Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, theo sau nhìn về phía Mông Sơn Đinh, hơi hơi mở miệng, quỳ xuống. Chương 1421 Không gì kiêng kỵ. Trương Huyền một tiếng quỳ xuống, tràn ngập một loại chân thật đáng tin hương vị. Vốn là có chút sợ hãi Mông Sơn Đinh, theo bản năng hai chân một loan, nếu không có Nghiêu Gia ở sau lưng nâng một phen, Mông Sơn Đinh liền trực tiếp quỳ xuống. Mông Sơn Đinh lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa mới, thiếu chút nữa coi như mọi người mặt, cho người ta quỳ xuống, việc này muốn chuyển ra đi, đừng nói chính mình, chính là toàn bộ Mông Gia đều đến bị bịt kín một tầng xấu hổ. Mông Sơn Đinh quay đầu lại, hướng Nghiêu Gia lộ ra một cái cảm kích tươi cười nghiêu ra hướng mông sơn đinh điểm gật đầu theo sau lại vỗ vỗ mông sơn đinh phía sau lưng bị nghiêu ra chụp này hai hạ mông sơn đinh lập tức cảm giác trong lòng áp lực nhỏ đi nhiều nghiêu ra cái này hành động hiển nhiên là ở duy trì chính mình a à. mông sơn đinh hít sâu một hơi nhìn về phía trương huyền trương huyền lại lần nữa mở miệng ta nói quỳ xuống nghe không rõ sao tiểu tử người cũng có chút quá cuồng vọng có mông ra thân phận cùng Nghiêu Gia duy trì song trọng bảo đảm mông Sơn Đinh, lấy hết can đảm, đối mặt Trương Huyền. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, Trương Huyền nâng lên tay phải đặt ở chính mình trước mắt, không quỳ, ta liền chém đầu của ngươi. Mông Sơn Đinh chỉ cảm thấy phía sau lưng một cổ lạnh lẽo đánh úp lại, toàn bộ phần lưng, nháy mắt bị mồ hôi lạnh sợ ướt nhẹp. Mông Sơn Đinh hai chân ở không ngừng run lên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Nghiêu Gia, nhưng vừa mới còn đứng ở hắn phía sau Ngưu ra, không biết khi nào đã đi xa. Quỳ, vẫn là không quỳ, Trương Huyền thanh âm, lại một lần vang lên. Mông Sơn Đinh không ngừng làm hít sâu, hắn ánh mắt đã không dám nhìn tới Trương Huyền, khẽ lắc đầu, ta không. Hảo, ta biết ngươi lựa chọn, Trương Huyền bỗng nhiên dò ra một bàn tay, bóp chặt Mông Sơn Đinh cổ, nói thật, ta thực thưởng thức ngươi loại này có cốt khí người, không tồi. Mông Sơn Đinh một khuôn mặt tức khắc đỏ lên, đôi tay theo bản năng chiều trương huyền trên cổ tay chộp tới. Nếu có kiếp sau, hy vọng người còn có thể bảo trì này phân cốt khí. Trương huyền khóe miệng vẽ ra một mặt độ cung, theo sau ngón tay dùng sức nhéo. Ca, một đạo giòn tiếng vang, làm cho cả yến hội đại sảnh, đều trở nên yên tĩnh lên. Trước một giây còn ở trương huyền trong tay giấy ruộng mông sơn đinh, lúc này hoàn toàn nằm liệt xuống dưới, đầu hướng bên cạnh một oai, trong mắt gắt gao chừng mắt phía trước, nhô lên trong mắt thượng, tràn ngập màu đỏ tơ máu. Trương Huyền tay vung, giống như ném rác rưởi giống nhau, đem trong tay mông sơn đinh ném đến một bên, theo sau tùy tay lấy quá bên cạnh tiệc đứng bàn phía dưới khăn trải bàn xoa xoa tay, ra tiếng nói, có đôi khi ta thật sự rất muốn không thông, không có thực lực người, như thế nào liền như vậy thích kêu gào đâu. Tự tin rốt cuộc là cái gì? Toàn bộ yến hội trong phòng, lặng ngắt như tờ, mỗi người, ánh mắt đều ở trương huyền cùng đã chặt đứt khí mông sơn đinh trên người bồi hồi, đây chính là mông gia thiếu gia A, liền như vậy trước công chúng dưới, bị người làm thịt. Người này là điên rồi sao, mông gia người đều dám giết, hơn nữa vẫn là ở như vậy trường hợp, làm cho nhiều người như vậy mặt, đây là ở đánh mông gia mặt A. Trương Huyền nhìn chung quanh bốn phía, mọi người biểu tình, hắn đều dành mạch bắt giữ tới rồi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, xoay người mặt hướng yến hội thính lối vào, bước đi đi, hắn làm hoàng miện tổ chức cái này yến hội, đơn giản chính là muốn nhìn một chút, này Bắc Hương Thành bên trong thế cục rốt cuộc là như thế nào mà thôi, hiện tại cũng xem không sai biệt lắm, chính mình chỉ là làm thịt một cái cái gọi là mông ra tiểu bối, hơn nữa chỉ là một cái ngưng khí cảnh thực lực, khiến cho những người này cảm thấy như thế không thể tưởng tượng, ở này đó trong đám người, không thiếu phú thần cao thủ. Nhưng một đám, lại như thế sợ hãi một cái ngưng khí kỳ tiểu bối, nhìn dáng vẻ, cái gọi là đại gia tộc uy nghiêm, đã thâm nhập nhân tâm. Từ điểm này tới xem, Trương Huyền cho rằng, những người này, còn không bằng mặt đất một ít thế lực, mặt đất những cái đó thế lực, ở đối mặt đại gia tộc đệ tử khi, cũng không đến mức như vậy, kéo dài tất suy, hiện giờ địa tâm văn minh nhìn như phát đạt, nhưng tư tưởng, cũng đã có chút chiều phong kiến thời điểm dựa sát, đại gia tộc thành viên, quyết không thể đắc tội. Như vậy một loại văn minh hệ thống, nói thật, Trương Huyền cho rằng, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn dễ đối phó. Kế tiếp cái này yến hội, đối Trương Huyền mà nói, tham gia không tham gia, cũng chưa cái gì ý nghĩa, có kế tiếp thời gian, còn không bằng về nhà nhìn xem kịch tới thật sự. Thấy Trương Huyền đi ra yến hội thính, có người tưởng tiến lên cản, nhưng lại không dám, người này quả thực là không gì kiêng kỵ trước sát nghiêu gia thủ hạ 28 người, còn dám chuyện trò vui vẻ, thuyết minh thực lực của hắn, liền nghiêu gia cũng không dám dễ dàng đối phó, mà hắn cách làm, làm cho nhiều người như vậy mặt, mông ra người ta nói sát liền sát, ai dám đi chọc hắn. Y Bảo Dụ thấy Trương Huyền rời đi, cất bước liền theo đi lên. Nàng ở chỗ này cũng đãi không được, đi ra Yến Hội Thính. Y Bảo Dụ vẻ mặt lo lắng nhìn Trương Huyền, ra tiếng nói: Ngươi có chút quá xúc động, đó là mông ra người. Ngươi làm trò nhiều người như vậy, mặt giết mông ra người, về sau ngươi Nhật Tử sẽ không sống yên ổn. Thì tính sao? Trương Huyền mỉm cười, hoàn toàn không sợ. Bọn họ có thể giết ta giống nhau. Bất quá, ta kiến nghị ngươi, có thể trốn một trốn ta mới không né, y bảo dụ một thân mị lực nữ tính trang điểm, sinh sôi bày ra một bộ nữ anh hào diễn xuất, ta tuy rằng không thế nào thông minh, nhưng ta cũng không ngốc, hôm nay mông sơn đinh rõ ràng là bị nghiêu gia mê hoặc, mà ngươi cùng nghiêu gia xung đột, cũng là vì ta, ta mới không phải cái loại này gặp được nguy hiểm ném xuống bằng hữu liền chạy người đâu. Ngươi yên tâm, ta thực lực tuy rằng không bằng ngươi, nhưng cũng có chút biện pháp. Trương Huyền không cấm xem trọng y bảo dụ liếc mắt một cái, Y bảo dụ ưỡn ngực, như thế nào, không tin ta. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ha ha, khó được, đi thôi, thỉnh ngươi ăn khuya. Ăn khuya, nhà ai, ta buổi chiều ăn no ai. Y bảo dụ xoa chính mình bình thản bụng nhỏ. Trương Huyền thuận miệng nói, sao hai kéo bạo, lại nướng cái thịt dê xuyến, còn chỉnh một cái. Hảo hảo, đừng nói nữa, ta nước miếng đều mau chảy xuống tới. Vừa rồi còn nói no rồi Y bảo dụ, vội vàng lôi kéo Trương Huyền chiều trên xe chạy tới về nhà trên đường trương huyền đã phát cái tin tức cấp hoàng miện nói tụ hội hắn đã đi không có hứng thú đi trước yến hội trong phòng không khí có chút trầm thấp nếu là trước kia mọi người khẳng định đều rời đi nhưng hôm nay bọn họ đang chờ đợi một cái đại nhân vật ngay cả Nghiêu gia đều kiên nhẫn chờ qua hơn một giờ Nghiêu gia có chút chờ không được làm cho mọi người mặt cho hắn lão huynh đệ hoàng miện gọi điện thoại ta nói lão huynh đệ a vị kia đại nhân vật khi nào tới a à? Hoàng Nguyện trả lời, vị kia đại nhân vật đi qua, nhưng đã rời đi. Hoàng Nguyện nói xong, trực tiếp cắt đứt máy truyền tin. Nghe được Hoàng Nguyện nói, trong đại sảnh người hai mặt nhìn nhau, đại nhân vật tới lại đi rồi. Như thế nào sẽ đi? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia cuồng vọng tiểu tử chọc tới đại nhân vật không cao hứng? Đối, nhất định là như vậy. Kia tiểu tử một bộ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bộ dáng, làm đại nhân vật cũng đối hắn bất mãn, do đó trước tiên rời đi. chương 1422 mông ra người tới. Ở cái này khoa học kỹ thuật phát đạt phan minh hạ, tin tức truyền bá tốc độ viễn siêu tưởng tượng, mông sơn ninh bị trảm tin tức, lập tức liền truyền bá đi ra ngoài, mà trương ức thanh tên, cũng ở cùng ngày, truyền tới rất nhiều thế lực trong tai. Ở các thế lực lớn trong tai, trương ức thanh người này, không gì kiêng kỵ, thực lực mạnh mẽ, làm việc hoàn toàn không màng hậu quả, đối trương ức thanh người này, toàn bộ Bắc Hương Thành đều cho thứ nhất cái danh hiệu, kẻ điên. Một cái dám chính diện trêu chọc Ngưu Gia, giết Ngưu Gia thủ hạ 28 người nhân vật, một cái đối mặt mông ra tiểu bối nói sát liền giết nhân vật, không phải kẻ điên, lại là cái gì. Buổi tối 11 giờ, y bảo dụ ăn uống no đủ từ Trương Huyền ra rời đi. Trương Huyền mở ra máy truyền tin, hoàng miện bộ dáng phóng ra ra tới. Làm sao vậy, Trương Huyền thoải mái nằm ở trên sofa, một bên đổi tivi thượng tiết mục, một bên hỏi đến. Đại nhân, ta nghe nói hôm nay yến hội thính sự, muốn cùng mông ra hoàn toàn trở mặt sao? Hoàng miện mở miệng, trở mặt, trương huyền nhướng mày, cho ta nói hạ bắc hương thành cơ bản thế lực phân bố đi. Hoàng miện gật gật đầu, mở miệng nói, đại nhân, toàn bộ bắc hương thành, không tính cường đạo nói, vẫn luôn đều có được năm thế lực lớn, trong đó có tam gia, nhúng tay tam đại học Việt, phân biệt là mông gia, tôn gia, đàm gia, dư lại hai đại thế lực, phân biệt là ta cùng Lão Nghiêu. Lão Nghiêu người này, ở Bắc Hương Thành có một nhà sòng bạc, làm một ít không hắc không bạch đồ vật. Có một số việc, tam đại học viện vô pháp xử lý, đều sẽ giao cho Lão Nghiêu đi làm. Tại địa vị thượng, Lão Nghiêu cùng còn lại tam gia không kém bao nhiêu. Hôm nay nghe nói, người cùng Lão Nghiêu còn có chút mâu thuẫn. Lão Nghiêu, nghe người đối hắn xưng hô, hai người rất quen thuộc sao. Trương Huyền cầm lấy trên bàn trà chén trà, nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, tiểu nhấp một ngụm. Hoàng Miễn lắc lắc đầu, trả lời nói, từ giờ trở đi, không phải, yêu cầu an bài người đi làm hắn sao. Trương Huyền mỉm cười lắc đầu, không cần, bọn họ tồn tại, vừa lúc có thể giúp chúng ta tạo thế, được rồi, trước không nói, lại có một ít tạp cá tới, ta đi xử lý một chút. Trương Huyền nói xong, trực tiếp cắt đứt máy truyền tin, ở Trương Huyền cắt đứt máy truyền tin sau một giây, mấy đạo thân ảnh, từ ngoài cửa sổ vào tiến vào. Trương Huyền duỗi người, lẩm bẩm nói, mông ra người sao, ta tưởng không rõ, các ngươi nếu biết Ngưu ra có 28 người đều chết ở ta trong tay, hà tất muốn phái tới một ít phú thần trung kỳ nhân vật đi tìm cái chết, tổng cộng 6 người, tới liền đừng rời khỏi đi. Đường Trương Huyền trong miệng đi tự rơi xuống nháy mắt, phòng ốc cửa sổ toàn bộ đóng cửa. Các vị, Trương Huyền đứng dậy, mở ra hai tay, như là làm ra nào đó hoan nghênh, hoan nghênh đi vào quang minh đảo đệ nhất cứ điểm. Quang Minh Đảo, vọt vào phòng trong sáu người, thân thể bỗng nhiên chấn động. Trương Huyền từ sofa góc chung, cầm lấy một trương mặt quỷ mặt nạ, chậm rãi mang đến trên mặt, màu tím khí mang, ở Trương Huyền trước người ngưng tụ xoay quanh. Là ngươi, mông ra sáu người, mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, bọn họ trong nháy mắt này minh bạch, vì cái gì cái này Trương ức thanh như vậy cuồng vọng, vì cái gì cái này Trương ức thanh không gì kiêng kỳ, bởi vì hắn chính là cái kia quang minh đảo người phát ngôn. Phú thần Đình đường trương huyền mang lên mặt nạ trong nháy mắt kia, mông ra sáu người suy nghĩ, đó là đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài, chỉ tiếc, bọn họ không cơ hội này, màu tím khí mang chợt lóe rồi biến mất, hết thảy, liền trần ai lạc định. Trương huyền một lần nữa ngồi ở trên sofa, truy khởi kịch tới. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương huyền như thường lui tới giống nhau, rời giường nấu cơm, chờ đến thời gian, y bảo dụ cũng không có xuất hiện, Trương Huyền cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để ý. Đang ở Trương Huyền hưởng thụ bữa sáng khi, một chiếc điện thoại trực tiếp liền chuyển được Trương Huyền máy truyền tin, căn bản không cần Trương Huyền đi đồng ý, y bảo dụ kia Trương xinh đẹp khuôn mặt, liền lấy một cái hình chiếu hình thức xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt. Có thể rõ ràng nhìn đến, y bảo dụ tóc tán loạn, trên mặt có một khối rõ ràng xanh tím. Trương Huyền máy truyền tin chung, vang lên khàn khàn thanh âm, Trương ức thanh, thực lực không tồi, giết chúng ta sáu cá nhân, muốn nữ nhân này mạng sống, cho ngươi 10 phút thời gian, xuất hiện ở mông ra. Đương lời này nói xong, máy truyền tin lập tức bị đối phương cắt đứt. Đang ở hưởng thụ bữa sáng trương huyền, ánh mắt lộ ra suy tư bộ dáng, theo sau yêu nhã buông chén đúa, đi đến sofa trước, cầm lấy kia trương mặt quỷ mặt nạ, theo sau ra cửa. Mông ra ở Bắc Hương thành địa vị cực cao, dù cho là cái này xanh hóa diện tích không đến 30% thành thị mông ra cũng có được chính mình độc môn sân, bên trong lục mộc mọc thành cụm, giả sơn giả thủy, làm người hảo sinh hâm mộ. Lúc này, mông ra biệt viện giữa, lúc này tụ tập thượng trăm đạo thân ảnh, ở mông ra sân chỗ sâu nhất, mặt bộ bầm tím y bảo dụ bị buộc chặt ở một chương ghế dựa thượng, tóc tán loạn. Đồ đê tiện, mang cái nhân tình, liền dám cùng ta mông ra đối nghịch, yên tâm đi, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, lột da của ngươi ra, trừ ngươi gân, làm ngươi sống không bằng chết một người mông gia phụ nhân vẻ mặt ác tướng đứng ở y bảo dụ trước người, đúng là mông sơn đinh mẹ đẻ. Mông sơn đinh mẹ đẻ dơ lên cánh tay, một cái tát ném đến y bảo dụ trên mặt, phát ra bang một tiếng giòn vang. Tam thẩm xuống tay nhẹ một chút, này xinh đẹp khuôn mặt đừng đánh hỏng rồi, ta buổi tối còn muốn hưởng thụ đâu. Một người thân thể gầy yếu thanh niên đứng ở một bên, hắn hốc mắt hãm sâu, vừa thấy chính là bị tử sắc đào rỗng thân thể. Mông Sơn Đinh mẹ đẻ cười lạnh nói, Chờ thêm hôm nay, người lấy nàng đầu màn đêm buông xuống hồ đều được. Vậy cảm ơn tam thẩm thanh niên xoa xoa tay trưởng, vươn đầu lưỡi liếm môi. Mông ra hôm nay, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chờ đợi Trương Huyền đã đến. Buổi sáng 9 giờ, Trương Huyền nhàn nhã bước vào mông ra đại viện, đường Trương Huyền bước vào nhóm nháy mắt, liền cảm giác chính mình bị vô số hai mắt quang theo dõi. Mông ra đại viện nội, mông ra mọi người ánh mắt đồng thời tỏa định ở Trương Huyền trên người bọn họ đã nhớ kỹ cái này dám can đảm khiêu khích mông ra, không biết trời cao đất dày tiểu tử, rốt cuộc trông như thế nào. Không tôi, không thể tưởng được ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện. Mông gia chủ sự giả, cũng chính là mông gia gia chủ mông kỳ đệ đệ, mở miệng ra tiếng, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn cuồng vọng, hy vọng ngươi có cuồng vọng tư bản. Mông gia mọi người đứng ở con đường hai sườn, xếp thành hai bài, giống như tiếp khách giống nhau, nhưng bọn hắn ánh mắt, cũng không phải là đối đãi khách khứa nên có, mỗi người trong mắt đều tràn ngập sát ý, trong tay bọn họ vũ khí sắc bén, lập loè hàn mang. Bị cầm tù ở đình viện chỗ sâu nhất y bảo dụ, liếc mắt một cái liền thấy được đi vào mông ra đại môn Trương Huyền, ở nhìn đến Trương Huyền kia một khắc, y bảo dụ có chút sững sờ, nàng gặp qua Trương Huyền cuồng vọng, cũng gặp qua Trương Huyền kia phó không gì kiêng kỵ bộ dáng, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, người này sẽ vì chính mình xuất hiện. Trương Huyền nhìn chung quanh một vòng, theo sau khẽ lắc đầu, hướng mông ra chủ sự người mở miệng nói, hôm nay nói như thế nào? Không chết không ngừng sao? Ha ha, mông ra chủ sự người cười lạnh, không giết ngươi, ta mông ra sẽ không bỏ qua. Trương huyền nhún vai, đó chính là muốn tuyên chiến lạc. Thật là buồn cười, mông ra chủ sự người khinh thường nhìn Trương huyền, cùng ta mông ra tuyên chiến, ngươi cũng muốn có tư bản mới được, nhưng vấn đề là, ngươi có sao? Tư, bổn, Trương Huyền bàn tay đến sau thắt lưng, chậm rãi lấy ra một bộ mặt quỷ mặt nạ. Trương 1423 diệt mông ra. Bắc Hương Thành, Bắc Học Viện. Mông Kỳ làm Bắc Hương Thành Tam Đại Học Viện chi nhất viện trưởng, hắn ở toàn bộ Bắc Hương Thành, có thể nói là đứng đầu kia tầng người, phàm tục vật chất đã vô pháp khiến cho Mông Kỳ hứng thú, hắn sở theo đuổi, càng có rất nhiều một ít những thứ khác, tỉ như làm ra càng nhiều thành tích, khiến cho mặt trên chú ý, đem toàn bộ mông ra, đưa tới càng cao một tầng địa phương đi. Hôm nay, mông kỳ tâm tình không tồi, hai ngày này, bởi vì quang minh đảo xuất hiện, làm cho cả Bắc Hương thành chung quanh cường đạo số lượng trợt giảm, khu trực thuộc trăm dặm vô cường đạo, ở toàn bộ vạn vùng núi, còn không có nghe nói có cái nào thành trấn làm được quá điểm này, đặc biệt là gần nhất Hoành Sơn Bảy Thái Bảo sinh động, làm cho cả vạn vùng núi nội sở hữu thành trấn đều lọt vào cường đạo xâm nhập, lui tới thương hộ khổ không nói nổi, thủ thành quân sĩ cũng cấp sức đầu mẻ chán, không có cách nào. Mông Kỳ hai ngày này một lòng đều nhào vào đối Bắc Hương thành chung quanh Cường Đạo thống trị thượng, máy truyền tin đóng cửa, ai đều không thể quấy rầy đến hắn. Hôm nay, Mông Kỳ cuối cùng đem đỉnh đầu thượng sự toàn bộ vội xong, đi ra chính mình viện trưởng văn phòng. Gia chủ, ngài ra tới. Một người Mông người nhà đã từ đêm qua chờ tới rồi hiện tại, nhìn thấy Mông Kỳ thân ảnh sau, lập tức đón đi lên, đầy mặt nôn nóng. Mông kỳ nhìn tên này mông người nhà sốt ruột bộ dáng, nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ ra tiếng quát lớn một phen, ở học viện giữa, mông người nhà lại yêu cầu bảo trì hình tượng. Nhưng hôm nay, mông quan tâm tình không tồi, hắn cười nói, chuyện gì, hấp tấp bộc chộp. Gia chủ, đêm qua, mông Sơn Đinh bị người giết. Mông người nhà nói, việc này là ở đêm qua một hồi tụ hội thưởng phát sinh, hiện tại toàn thành người đều biết chuyện này, mọi người đều đang nói, chúng ta mông ra, bị người khác cưới ở trên đầu A. Mông kỳ mày nhân lại, sao lại thế này? Giết người xử lý sao? Đã an bài, mông người nhà gật gật đầu, tối hôm qua đã an bài 6 cái người cầm đao đi qua, bất quá tất cả đều không có tin tức, người kia cùng y bảo dụ nhận thức, chúng ta đã bắt y bảo dụ, vừa mới được đến tin tức, người nọ vì cứu người, đã tới rồi mông ra đại viện. Đối phương cái gì thế lực? Mông kỳ trên mặt lộ ra trịnh trọng, dám trực diện va chạm mông ra đại viện, Tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản, có bao nhiêu người. Mông ra người tới mở miệng nói, chỉ có một người, hẳn là cái quá gian long, nghe nói phía trước còn giết nhiều gia thủ hạ 28 người, thực lực là ở Phú Thần đỉnh Chỉ có một người, quá gian long, mông kỳ mặt lộ vẻ nghi hoặc, tên gọi là gì, ta như thế nào không biết bác Hương Thành có như vậy một nhân vật. Bối cảnh điều tra sao? Ân, mông ra người tới gật đầu, bối cảnh đã điều tra qua, thực sạch sẽ hẳn là cái tán tu, kêu Trương Ước Thanh. Trương Ước Thanh, mông kỳ thân thể bỗng nhiên chấn động. Gia chủ, ngài nhận thức hắn, mông ra người tới chú ý tới mông kỳ thần sắc biến hóa. Mông kỳ không có đáp lời, hắn mở ra chính mình máy truyền tin, muốn cùng gia nội liên hệ, nhưng vô luận thế nào, chính mình máy truyền tin đều đánh không thông. Mông kỳ thay đổi vài người liên hệ, cũng chưa người chuyển được, cái này làm cho mông kỳ nháy mắt liền ý thức được sự tình không ổn. Mau, trở về mông kỳ giờ phút này hoàn toàn bất chấp hình tượng xông ra ngoài ở toàn bộ bắc hương thành biết trương huyền thân phận chỉ có ba người hoàng miện úc đào lại chính là mông kỳ quang minh đảo này ba chữ lúc này đã bị bắc hương thành cư dân biết rõ đặc biệt là có trí tôn ra tay bình định cường đạo sự càng là bị truyền đến vô cùng kỳ diệu mông kỳ sau lại cũng đi nghiệm chứng quá kia bị bổ ra đích xác có trí tôn ra tay dấu vết quang minh đảo chính là một cái có được trí tôn thế lực A. Mà nhìn chung toàn bộ Bắc Hương Thành, phú thần đỉnh cao thủ có, nhưng trí tôn, một cái cũng chưa, thành tựu trí tôn, kia ở toàn bộ vạn vùng núi, đều chiếm cứ đỉnh núi vị trí. Mông Kỳ tuy rằng làm Bắc học viện viện trưởng có phía chính phủ bối cảnh, nhưng đối với quang minh đảo loại này thế lực, Mông Kỳ làm cũng chỉ là tưởng giao hảo, nhưng hiện tại, toàn bộ Bắc Hương Thành, cái thứ nhất cùng quang minh đảo khởi chính diện xung đột, thế nhưng là chính mình mông ra, chính mình người nhà là như thế nào tác phong, mông kỳ lại hiểu biết bất quá, có như vậy một người khiêu khích mông ra, mông ra người, tự nhiên là không cho phép này sống sót, một khi động thủ, kia hạ chính là sát thủ, nhưng đối quang minh đảo người hạ sát thủ. Mông ra có thực lực này sao? Không nói kia giấu ở âm thầm trí tôn, chính là phú thần đỉnh trương ức thanh, mông ra tưởng đối phó, cũng không dễ dàng. Suốt cuộc, người kia ngày đó bày ra ra tới thực lực, mông kỳ là cảm thụ quá, rất mạnh đối phương thần ý, làm mông kỳ có mãnh liệt nguy cơ cảm. Mông kỳ bay vút hơn phân nửa cái bắc hương thành, rơi vào mông gia đại viện giữa. Đương mông kỳ nhìn đến mông gia đại viện ánh mắt đầu tiên, liền nhìn đến, kia hoa tươi lá xanh thược, giờ phút này đều dính đầy đỏ tươi vết máu, đại viện giữa, thi thể ngang dọc một mảnh. Mông quan tâm đầu chợt lạnh, hắn vội vàng nhìn về phía đại viện chỗ sâu trong, mới vừa vừa chuyển đầu, liền nhìn đến chính mình bảo đệ, chừng lớn đôi mắt, nhìn chính mình. Mông. Mông kỳ vừa muốn mở miệng kêu ra đối phương tên họ, liền thấy thứ nhất đầu ngã quỵ, ở này tài hạ nháy mắt, một cái mang màu đen mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, xuất hiện ở mông kỳ bảo đệ phía sau. Tóc tán loạn, đầy mặt ứ thanh y bảo dụ, liền đứng ở này mặt quỷ thân ảnh phía sau không đến nửa thước chỗ, ánh mắt dại ra, run bẩn bật. Trừ cái này ra, mông ra, lại vô người sống. Mông kỳ nhìn chung quanh hết thảy, run rẩy thân mình, nhìn chằm chằm trước mắt mặt quỷ thân ảnh, ngươi. Ngươi, ngươi đều làm cái gì? Trương ước thanh, ngươi điên rồi. Mang mặt nạ trương huyền nghiêng đầu nhìn trước người mông kỳ, ra tiếng nói, ta hẳn là cho ngươi nói qua, khi ta mang mặt nạ thời điểm, ngươi không thể kêu tên của ta, ngươi hiện tại hỏng rồi ta quy củ. Quy củ, mông kỳ cả người phát run, ta cùng ngươi giảng không phải quy củ, mà là ta toàn bộ mông ra. Mông ra làm sao vậy? Trương huyền kỳ quái nói, ở vào cửa sau, ta hỏi bọn họ, hay không muốn cùng ta khai chiến, bọn họ ứng ta, nếu muốn khai chiến, vậy khai hảo, ngươi có cái gì không nghĩ ra sao? Ngươi hảo, ngươi thực hảo, mông kỳ sắc mặt âm trầm sắp tích ra thủy tới, ngươi diệt ta mông ra mãn môn, hôm nay, ta mông kỳ liều mạng này mình, cũng muốn đem ngươi lưu lại. Mông kỳ phía sau, một đầu lửa đỏ hùng sư ngưng tụ mà thành, hùng sư ngửa mặt lên trời giống giận người kỳ thật thật cũng không cần biểu hiện như vậy phẫn nộ. Trương Huyền mở ra hai tay, rốt cuộc, vô luận ngươi lại như thế nào phẫn nộ, người cũng thương không đến ta. Đúng không, mông kỳ cắn răng, theo sau thân thể bỗng nhiên bạo khởi vào tới trước, thẳng đến Trương Huyền mà đến. Chậm, Trương Huyền đầu ngón tay, một đạo màu tím đạm mang hình thành, liền thấy Trương Huyền cánh tay về phía trước nhẹ nhàng vung lên, bạo hướng mông kỳ, đột nhiên lăng tại chỗ, như vậy ngây người, ước chừng rằng có ba giây, đương ba giây sau, mông kỳ cổ chỗ, có máu tươi phun vãi ra. Từ ngươi hỏng rồi ta quy củ kia một khắc, ngươi liền không nên tồn tại. Trương Huyền xem cũng chưa xem mông kỳ liếc mắt một cái, đi nhanh chiều mông ra ngoài đại viện đi đến. Trương 1424 một cái khác người phát ngôn. Một người, diệt mông ra mãn môn. Ở cái này luyện khí giả thế giới, một cái cường đại luyện khí giả, có thể nhẹ nhàng đối phó toàn bộ gia tộc. Đương nhiên, Trương Huyền cũng có thể lựa chọn không giết mông ra toàn bộ, nhưng như thế nào lựa chọn là Trương Huyền tự do. Hiện giờ, Bắc Hương Thành Nội đã mỗi người nghe nói Quang Minh Đảo, nhưng đối với Quang Minh Đảo nhận chi, cũng chỉ cực hạn ở nghe nói mặt trên, cũng không có đối Quang Minh Đảo, có một cái chính xác nhận chi, bao gồm Bắc Hương Thành các thế lực lớn cũng giống nhau, bọn họ chỉ nghe nói Quang Minh Đảo có trí tôn tồn tại, làm chung quanh các đại cường đạo quy thuật, nhưng Quang Minh Đảo, rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại, Bọn họ không biết. Mà lúc này đây, Mông Gia xuất hiện, chính là cho Trương Huyền cơ hội này, làm tất cả mọi người biết, Quang Minh Đảo, sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác, nhưng cũng không phải ai đều có thể trêu chọc. Ngày nay, một cái tin tức nháy mắt thổi quét Bắc Hương Thành, hình thành một đạo gió lốc, làm nghe thấy cái này tin tức người, tất cả đều vì này chấn động. Mông Gia, bị người diệt. Mông Gia A, toàn bộ Bắc Hương Thành tam đại gia tộc chi nhất, này gia chủ Mông Kỳ. Càng là bác học viện viện trưởng, đã có thể như vậy nhất hào người, cũng chết ở Mông gia đại viện nội, bị người cắt đứt huyết hầu, đầy mặt không cam lòng, Mông gia đại viện, thi thể ngang dọc, máu chảy thành sông, huyết khí tận trời. Tất cả mọi người ở suy đoán Mông gia rốt cuộc là bị người nào tiêu diệt, mà mọi người trước hết liên tưởng đến, đó là ngày hôm qua ở Hạo thuyền khách sạn, giết Mông Sơn đinh cái kia thanh niên, nhưng thực mau lại bị người lật đổ, như vậy một người, dựa vào cái gì diệt Mông gia? Phải biết rằng mông gia sản chung, bãi ở bên ngoài phú thần đỉnh cao thủ, liền có bốn người. Đột nhiên, một cái tin tức truyền ra tới, có người nói, mông gia người, bắt cóc y bảo dụ, kết quả cuối cùng nhìn đến, y bảo dụ cùng một cái mang màu đen mặt nạ thân ảnh cộng đồng đi ra mông gia, lại sau đó, mông gia liền không có. Màu đen mặt nạ thân ảnh Đương nhắc tới màu đen mặt nạ bốn chữ khi, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến, đó là quang minh đảo. Chẳng lẽ, là quang minh đảo ra tay diệt mông ra. Nếu nói, là quang minh đảo động thủ nói, kia hoàn toàn có thực lực này, rốt cuộc, quang minh đảo là có trí tôn tồn tại. Y bảo dụ, thế nhưng bế lên quang minh đảo này cây đại thụ. Trước tiên, liền có vô số khứu giác nhanh nhạy truyền thông, đi bắt giữ tin tức này, mà cái kia trương ức thanh, tắc bị người lựa chọn tính xem nhẹ. Trương Huyền ngồi ở trong nhà, mở ra máy truyền tin, nhìn một ít truyền thông đưa tin, cùng với Bắc Hương thành cư dân đối việc này thảo luận, hết thảy sự tình đều ở chiều hắn tưởng phương hướng phát ra triển. Hôm nay buổi sáng, đang đi tới mông ra thời điểm, Trương Huyền tránh đi dọc theo đường đi sở hữu theo dõi, hiện tại biết Trương Huyền đi qua mông ra người, trừ bỏ y bảo dụ bên ngoài, không còn có người khác. Trương Huyền yêu cầu một cái ván cầu, ở Bắc Hương Thành, Quang Minh Đảo chỉ có một người phát ngôn hoàng miệt, là hoàn toàn không đủ, Trương Huyền còn cần một cái người phát ngôn, đó chính là y bảo dụ. Hoàng miện bản thân liền cao, có hay không quang minh đảo tồn tại, đối với hắn ở Bắc Hương thành địa vị ảnh hưởng, cũng không phải đặc biệt đại, nhưng y bảo dụ bất đồng, y bảo dụ là một cái minh tinh điện ảnh, nàng có nhất định công chúng lực ảnh hưởng, nhưng so với một cái thế lực lớn mà nói, nàng lại là một cái nhược thế quần thể, đương cái này nhược thế quần thể leo lên quang minh đảo này cây đại thụ sau, đã phát sinh chuyển biến, chính là trương huyền muốn hiệu quả. Giờ phút này, bị Bắc Hương thành đại bộ phận người sở thảo luận y bảo dụ, liền đứng ở trương huyền phía sau trương huyền tắt đi máy truyền tin nhìn mắt phía sau sở chạm nữ nhân mở miệng nói ngồi xuống a à, đứng làm gì ta y bảo dụ nhìn trương huyền ở biết được trương huyền thân phận sau hiện tại y bảo dụ không còn có phía trước tiêu sái nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ngày hôm qua muốn đi đáp thượng tuyến đại nhân vật chính là cái này mỗi ngày đều làm chính mình tới cọ cơm người hôm nay trương huyền một người tàn sát sạch sẽ toàn bộ mông ra liền mông kỳ đều chết ở trương huyền thủ hạ, như vậy đánh sâu vào, làm y bảo dụ, rốt cuộc vô pháp giống phía trước như vậy, ở trương huyền trước mặt biểu hiện như vậy thản nhiên. Ngồi xuống đi, trương huyền lại lần nữa ra tiếng. Y bảo dụ khẽ gật đầu, theo sau run run rẩy rẩy đi đến sofa bên, thật cẩn thận ngồi xuống. Nàng chỉ ngồi sofa một cái chỗ ngoặt, lại không dám nhiều chiếm một chút địa phương. Được rồi, người trước xem một lát tivi, ta đi nấu cơm. Trương Huyền đứng dậy, đi hướng phòng bếp. Thực mau, trong phòng bếp mùi hương, liền lan tràn tới rồi phòng khách giữa, dĩ vãng lúc này, y bảo dụ đều kích động vào tới nhà ăn, nhưng hiện tại nàng, như cũng ngồi ở tại chỗ, không có một chút động tác. Ăn cơm, Trương Huyền dọn xong chén đúa, hô một giọng nói sau, y bảo dụ mới chậm rãi đi tới, đi đến Trương Huyền đối diện ngồi xuống, cầm lấy chiếc đúa, lại chậm chạp không đi gắp đồ ăn. Trương Huyền cũng biết y bảo dụ trong lòng suy nghĩ cái gì, không có nhiều lời, một bên ăn cơm, một bên mở miệng nói, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không, ta phỏng chừng, người này minh tinh điện ảnh khả năng làm không được, hiện tại toàn thành đều ở thảo luận ngươi cùng quang minh đảo chi gian quan hệ. Y bảo dụ không nói gì. Trương Huyền kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn, phóng tới Y bảo dụ trong chén, đồng thời nói, ta muốn ngươi làm ta người phát ngôn. Y bảo dụ thân thể chấn động, nhìn về phía Trương Huyền. Đây là một cái lựa chọn, như thế nào tuyển xem ngươi, nếu ngươi muốn tiếp tục làm người Minh Tinh điện ảnh, ta sẽ lấy Quang Minh đảo thân phận, nói cho mọi người, hôm nay Mông ra bị giết, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là bọn hắn trêu chọc đến ta. Nếu ngươi lựa chọn mặt khác một cái, như vậy sau này, ngươi chính là Quang Minh đảo ở Bắc Hương thành đại biểu, ngươi nói hết thảy lời nói đều đại biểu Quang Minh đảo theo như lời, trong đó lợi hại quan hệ, ta tưởng ngươi hẳn là có thể minh bạch, y bảo dụ như cũ trầm mặc, nhưng có thể nhìn đến, ở nàng trong mắt có thực rõ ràng ý động, đồng dạng, cũng trộn lẫn rất nhiều lo lắng. Ta cho ngươi 10 giây thời gian, Trương Huyền lay trong chén cơm, 10 giây ngươi phải cho không ra đáp án, ta sẽ cam chịu ngươi lựa chọn điều thứ nhất. Không, ta đáp ứng rồi, y bảo dụ đột nhiên mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Trương Huyền, ngươi yêu cầu ta như thế nào làm. Tại đây một đoạn thời gian, y bảo dụ rõ ràng cảm nhận được, chính mình gặp phải những cái đó thế lực lớn cảm giác vô lực, trước mặt người khác, chính mình là mỗi người chú mục minh tinh, nhưng ở những cái đó thế lực lớn trong mắt, chính mình bất qua chính là cái thú bông, nhậm người đùa nghịch, một cái nghiêu ra, tưởng đối phó chính mình, chính mình căn bản là không có phản kháng cơ hội, mông ra một cái dòng bên vãn bối, là có thể chỉ vào chính mình cái mũi quát mắng, như vậy cảm giác, y bảo dụ chịu đủ rồi. Hôm nay, ở mông ra đại viện, y bảo dụ chỗ đã thấy hết thảy, này tuy rằng làm nàng cảm thấy sợ hãi, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy là hưng phấn, tuy rằng nàng trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng đương nhìn đến kia một màn thời điểm, y bảo dụ cho rằng, lúc này mới hẳn là chân chính nhân sinh, một cái không bị người khác đạp lên dưới chân nhân sinh. Trương Huyền búng tay một cái, không tồi lựa chọn, chuyện thứ nhất, ta muốn ngươi đi, giải quyết nghiêu ra. Trương 1425 người gặp qua ta mặt. Giải quyết nghiêu ra, y bảo dụ sửng sốt. Ân, Trương Huyền khẽ gật đầu, trêu chọc quá người của ngươi, không nên toàn bộ bị giải quyết sao. Y bảo dụ nghe được lời này, thân thể đột nhiên chấn động, nàng không phải ngốc tử, hàng năm trà trộn giới giải trí nàng, trong lòng tư phương diện, so người khác càng thêm nhanh nhạy, trước mặt người này nói lời này tiềm ý tứ chính là, trêu chọc quá quang minh đảo, đều đến bị giải quyết. Hắn là muốn thông qua chính mình, tới nói cho mọi người, quang minh đảo sở làm, không riêng gì hợp nhất sở hữu cường đạo, bao gồm Bắc Hương Thành Nội, đều không thể có người, đi trêu chọc quang minh đảo. Này Quang Minh Đảo, là tưởng ở toàn bộ Bắc Hương thành, xưng bá. Tới, động chiếc đũa ăn cơm đi." Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. "Hôm nay, toàn bộ Bắc Hương thành hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn loạn giữa, mà Bắc Hương thành ngoại cường đạo, biết được Mông gia bị Quang Minh Đảo diệt tin tức sau, đều há to miệng, này Mông gia là cái dạng gì tồn tại bọn họ rất rõ ràng, rất mạnh, Bắc Hương thành một bá, nhưng nói bị giết đã bị diệt, chính mình đi theo Quang Minh Đảo rốt cuộc là như thế nào một cái thần tiên tồn tại a à? Tam Đại học viện cao tầng, triệu khai hội nghị khẩn cấp, cộng đồng thương thảo về quang minh đảo sự. Bắc Hương thành lớn nhất một nhà sòng bạc trước cửa, một chiếc tạo hình khoa trương xe thể thao tại đây ngừng lại, cửa xe mở ra, một thân trang phục lộng lẫy y bảo dụ, cùng Trương Huyền đồng thời từ trên xe đi xuống, chẳng qua Trương Huyền, mang một trương mặt quỷ mặt nạ. Giờ phút này y bảo dụ, không còn có phía trước chật vật bộ dáng, nàng tóc dài khoác hạ, phong tư chắc tuyệt, trên mặt ứ thanh cũng tất cả biến mất, nàng bước ra chân dài, bước đi hướng sòng bạc cửa. Trương Huyền đi theo y bảo dụ phía sau. Đương y bảo dụ xuất hiện nháy mắt, đã chờ đợi nàng cả ngày truyền thông, lập tức giống như là gặp được đồ ăn sói đói, nổi điên giống nhau vọt lại đây. Y bảo dụ, xin hỏi lần này mông ra sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Mông ra là bởi vì ngươi mà diệt sao? Ngươi có phải hay không gia nhập quang minh đảo? một cái lại một cái vấn đề theo nhau mà đến. Y bảo dụ ở màn ảnh trước mặt bảo trì mỉm cười, kia phân cường đại khí chàng từ trên người nàng phát ra, là một cái điện ảnh minh tinh, nàng biết hẳn là lấy như thế nào tư thái tới tốt nhất trương hiển chính mình mị lực. Y bảo dụ đi vào sòng bạc đại môn, những cái đó truyền thông muốn theo vào đi, toàn bộ bị ngăn lại. Nghiêu ra ở đâu, y bảo dụ tiến sòng bạc, liền mở miệng hỏi nói. Một người nhân viên tạp vụ cung kính trả lời, Nghiêu gia ở văn phòng chung, ta hiện tại đi lên cấp. Không cần, y bảo dụ trực tiếp đánh gãy nhân viên tạp vụ nói, theo sau đi nhanh chiều Nghiêu gia văn phòng nơi phương hướng đi đến. Kia trang hoàng kim bích huy hoàng văn phòng chung, Nghiêu gia cao mày, hắn như thế nào đều tưởng không rõ, cái này y bảo dụ, rốt cuộc là như thế nào cùng Quang Minh đảo đáp thượng quan hệ, hơn nữa, Quang Minh đảo cách làm, cũng thật là ra ngoài Nghiêu gia đoán trước, hắn vốn tưởng rằng, này Quang Minh Đảo chỉ biết làm Bắc Hương thành cùng học viện chi gian một cái tham gia điểm, cung cấp với Hoàng Miện trước kia làm sự, bất đồng chính là Quang Minh Đảo có thể đối cường đạo có trình độ nhất định hạn chế. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình hoàn toàn không phải cái dạng này, Quang Minh Đảo là muốn tham gia toàn bộ Bắc Hương thành A. Phanh một tiếng, như ra văn phòng đại môn bị mở ra. Đang ở nhíu mày tưởng sự như Gia đương trường liền phải phát hỏa, ngẩng đầu vừa thấy, lại là y bảo dụ đi đến, ở cái này y bảo dụ phía sau, còn đi theo một đạo mang màu đen mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, chính là kia cái gọi là địa ngục hành giả. Nghiêu ra nháy mắt là có thể nghĩ đến, y bảo dụ là tới làm gì, hắn đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo của mình, đi nhanh chiều y bảo dụ đi đến. Nghiêu ra đi đến y bảo dụ trước mặt, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, y bảo dụ liền trở tay một cái bàn tay chiều đi lên. Bang! Thanh thúy bàn tay thanh, ở nghiêu ra trên mặt vang lên đang chuẩn bị nói chuyện nghiêu gia bị y bảo dụ này một cái tát đánh sửng sốt hắn nhìn y bảo dụ lại nhìn nhìn đứng ở y bảo dụ phía sau thân ảnh lăng là một câu cũng chưa nói mà những cái đó nghiêu gia thủ hạ lúc này đứng ở nghiêu gia văn phòng ngoài cửa rõ ràng nhìn đến nghiêu gia bị chiều bàn tay một màn đồng dạng không ai dám hé răng vì cái gì liền bởi vị y bảo dụ phía sau đứng như vậy một đạo mang màu đen mặt nạ thân ảnh đây là quang minh đảo địa ngục hành giả ai dám chọc vừa mới mới tiêu diệt toàn bộ mông gia quang minh đảo. Y bảo dụ một cái tát chiều song sau, tạm dừng hai giây, lại là liên tiếp mấy bàn tay chiều đến như ra trên mặt. Bạch 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 bạch, thanh thúy tiếng vang liên tiếp không ngừng vang lên, như ra có thể rõ ràng cảm nhận được trên mặt truyền đến đau đớn, nhưng là, đối mặt một cái thực lực gầy yếu y bảo dụ, đối mặt một cái chính mình đã từng tưởng như thế nào nghiền áp liền như thế nào nghiền áp điện ảnh nữ tinh, như ra giờ phút này không dám có một chút động tác, Hết thảy, đều là bởi vì quang minh đảo. Tính, không đánh, tay đau, y bảo dụ lắc lắc tay, đi đến một bên, lo chính mình ngồi xuống. Mà Nghiêu Gia như cũng đứng ở tại chỗ, chờ đợi mấy giây sau, Nghiêu Gia dần dần xoay người, nhìn về phía y bảo dụ, hít sâu một hơi, người rốt cuộc muốn làm cái gì. Y bảo dụ nhìn Nghiêu Gia, đột nhiên cười, Nghiêu Gia, ngươi xem ngươi lời này nói, ta đương nhiên là làm ta muốn làm sự lạc, đến đây đi, quỳ xuống. Nghiêu ra đôi mắt trừng lớn, người nói cái gì? Ta nói, làm ngươi quỳ xuống, như thế nào, nghe không hiểu sao. Y bảo dụ lại lần nữa lặp lại một lần, không quỳ, liền chết. Nghiêu ra bàn tay nắm tay, y bảo dụ, ta thừa nhận, người hiện tại leo lên quang minh đảo này cây đại thụ, nhưng người đừng tưởng rằng, bằng vào người leo lên này cây đại thụ, là có thể cưỡi ở ta họ Ngưu trên đầu, ta ra tới thời điểm, người còn không có cai sữa, khi nào, đến phiên người tới đối ta khoa tay múa chân kia lại là khi nào, đến phiên người tới đối chúng ta quang minh đảo người, khoa tay múa chân. Mang mặt quỷ mặt nạ trương huyền, đột nhiên phát ra khàn khàn thanh âm, ta quang minh đảo người làm ngươi quỳ, người phải quỳ, minh bạch sao. Nàng lời nói đã nói rất rõ ràng, không quỳ, liền chết. Trương huyền thanh âm khàn khàn, nhưng lại dành mạch truyền tới ngoài cửa. Đối quang minh đảo không quỳ, liền chết, những lời này không riêng gì nói cho Nghiêu ra nghe, mà là nói cho mọi người nghe, hôm nay y bảo dụ như vậy cao điệu xuất hiện, các nhà truyền thông lớn sôi nổi tới rồi, tin tưởng thực mau, những lời này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Hương Thành. Nghiêu gia gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, ra tiếng nói, ta biết các ngươi quang minh đảo thế đại, nhưng thế đại không đại biểu các ngươi có thể ở Bắc Hương Thành muốn làm gì thì làm, không đem tam đại học viện để vào mắt, các ngươi quy củ ta rất rõ ràng, ta không có vượt tuyến, các ngươi muốn đối ta động thủ, chính là không đem tam đại học viện quy củ để vào mắt. Nưu gia hiện tại chỉ có thể đem Tam đại học viện dọn ra tới, có phía chính phủ bối cảnh Tam đại học viện, hẳn là có thể làm trước mắt cái này địa ngục hành giả ném chuột sợ vỡ đồ. Quy củ, Trương Huyền đưa lưng về phía cửa, đứng ở Nưu gia trước người, địa ngục hành giả có quy củ, mặt nạ không thể trích, đã gặp mặt cụ hạ dung nhan người, đều đến sát, hiện tại. Trương Huyền nói đến lúc này, đột nhiên đem trên mặt mặt nạ nhấc lên, hướng Nưu gia nhe răng mỉm cười, hiện tại, người gặp qua Tam mặt chương 1426 hai vị trí tôn. Nghiêu gia nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt này trương thanh tú gương mặt, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Là ngươi, Nghiêu gia hô hấp bắt đầu dồn dập hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, người này, thế nhưng là quang minh đảo người, hắn phú thần đỉnh thực lực, hắn là tiêu diệt toàn bộ mông ra người, hắn chính là ban đầu cái kia, đưa ra quang minh đảo người nọ. Trương Huyền mỉm cười nhìn Nghiêu gia gặp qua ta mặt nạ phía dưới khổng người đều phải chết đây là ta quy củ, người hỏng rồi quy củ, cho nên, người đáng chết. Đường Trương Huyền giọng nói rơi xuống lúc sau, ở này phía sau, xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh. Nghiêu ra hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Trương Huyền sau lưng hư ảnh, môi đều ở đánh run run, đến. Chí tôn, ngoài cửa người, cũng tất cả đều nhìn chằm chằm hướng bên trong cánh cửa. Chí tôn, đến, tôn, ta thế nhưng nhìn đến chí tôn. Truyền thuyết quang minh đảo có chí tôn tồn tại, không nghĩ tới là thật sự. Đây là vị kia nhất kiếm bổ ra núi non trí tôn sao? Không, nghe đồn vị kia trí tôn chiến linh, là một tôn màu trắng kiếm khách, nhưng này một vị, hiển nhiên là màu đen. Ngoài cửa ồ lên thanh một mảnh, y bảo dụ mặt ngoài nhìn như chấn định, trên thực tế, nội tâm đã xông cuộn biển gầm, cái này trương ức thanh, một lần lại một lần ra ngoài nàng dự kiến, vốn dĩ cho rằng này chỉ là một cái phú thần đình, lại chưa từng tưởng, thế nhưng là trí tôn hắn tuổi tác mới bao lớn, bất quá hơn 20 tuổi trí tôn, y bảo dụ ở toàn bộ vạn vùng núi, còn không có nghe nói qua, có như vậy tuổi trẻ trí tôn tồn tại. Trương Huyền hơi hơi giơ tay, hắn phía sau màu đen thân ảnh, đồng dạng đem tay nâng lên. Trương Huyền thanh âm truyền tiến như ra lỗ tai giữa, hỏng rồi quy của người, sống không được. Một đạo màu đen kiếm mang hiện lên, như ra trường lớn con mắt, đầu cùng cổ tách ra, lăn xuống tới rồi trên mặt đất, mà thân thể còn đứng thẳng ở kia. Trương Huyền một lần nữa đem mặt nạ mang hảo, đứng ở y bảo dụ bên cạnh. Y bảo dụ liếc liếc mắt một cái nghiêu ra lăn xuống đến một bên đầu, hơi chút sửa sang lại một chút hơi loạn tóc đẹp, theo sau bước ra đi nhanh, đi ra nghiêu ra văn phòng. Những cái đó tụ ở nghiêu ra văn phòng ngoài cửa người, ở y bảo dụ bước ra văn phòng nháy mắt, tất cả đều chiều bốn phía tan đi, lưu ra một tảng lớn không gian tới. Trương Huyền liền đi theo y bảo dụ bên cạnh, mỗi người xem chương Huyền ánh mắt giữa, đều mang theo kính sợ, mang theo cung kính, cùng với sợ hãi. Trí tôn, đó là toàn bộ luyện khí giả hệ thống giữa trí cao vô thượng tồn tại, là mỗi một cái luyện khí giả trung cực mục tiêu, là có thể đứng ở thế giới này đỉnh núi người. Những cái đó tới rồi truyền thông, lúc này căn bản không dám chụp ảnh ghi hình, bọn họ không dám đi như vậy đối đãi một người trí tôn. Y bảo dụ liền như vậy, ở vạn chúng chú mục dưới, cao ngạo dơ lên đầu, từ nghiêu ra sòng bạc, đi ra ngoài. Ở Bắc Hương Thành Oai Phong một gói mấy chục năm nghiêu ra, bị giết. Quang Minh Đảo, xuất hiện đệ nhị danh trí tôn. Này hai cái tin tức, nháy mắt liền thổi quét toàn bộ Bắc Hương Thành. Tam Đại học viện cao tầng, lúc này chính tụ ở bên nhau, thảo luận về mông gia sự. Quang Minh Đảo không nói một tiếng, diệt toàn bộ mông gia, này đã chạm vào Tam Đại học viện điểm mấu chốt. Quang Minh Đảo nếu dám diệt mông gia, có phải hay không nói, toàn bộ Bắc Hương Thành Nội, còn lại gia tộc, bọn họ cũng tưởng diệt liền diệt. Rốt cuộc ở Bắc Hương Thành Nội, dám nói siêu việt mông ra gia tộc, căn bản là không có. Này Quang Minh Đảo, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Vốn dĩ cho rằng hắn chỉ nghĩ làm cường đạo sinh ý, nhưng hiện tại, bọn họ đã bắt tay cắm đến Bắc Hương Thành bên trong tới, điểm này không thể nhẫn. Không tôi, cần thiết muốn gõ gõ. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn gì này Quang Minh Đảo, muốn cưỡi ở trên đầu chúng ta. Tam Đại học viện toàn đối Quang Minh Đảo tỏ vẻ bất mãn, rốt cuộc, Quang Minh Đảo lần này hành vi, đã làm cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ, ai cũng không biết, tiếp theo Quang Minh Đảo sẽ lấy ai khai đao, nếu lần này không liên hợp lại, về sau bọn họ, chỉ sợ đều phải xem Quang Minh Đảo sắc mặt hành sự. Đang ở Tam Đại học viện tiến hành khua chiêng gõ mó hội nghị khi, phòng họp đại môn đột nhiên bị người mở ra. Không hảo, Nghiêu gia bị giết, mở ra phòng họp đại môn người, vừa vào cửa liền la lớn. Sao lại thế này, ai làm? Là quang minh đảo địa ngục hành giả, người tới vội la lên, cái kia y bảo dụ, thật là leo lên quang minh đảo, nàng cùng Nghiêu gia có xung đột, vừa rồi đi Nghiêu gia sòng bạc, có quang minh đảo người cho nàng áp trận, giết Nghiêu gia. Làm càn, một người học viện cao tầng, một cái tát chụp đến trên bàn, tưởng ở ta Bắc Hương Thành giết người, liền ở ta Bắc Hương Thành giết người. Còn phản bọn họ. Không tôi, này Quang Minh Đảo là điên rồi. Ha ha, vừa vận tốt, nguyên bản còn muốn tìm cái lấy cớ đối phó bọn họ, nhưng hiện tại, bọn họ chủ động động thủ, đơn giản là một cái con hát, hắn Quang Minh Đảo liền động thủ giết họ nghiêu, này cho chúng ta xuất sư cơ hội, bằng không trực tiếp động thủ, có chút cư dân chỉ sợ sẽ có phản đối thanh âm, rốt cuộc Quang Minh Đảo cũng coi như giải quyết cường đạo sự tình. Không tôi, bọn họ Quang Minh Đảo có quy củ là có quy củ nhưng họ nghiêu cũng không có làm hỏng bọn họ quy củ. Này Quang Minh đảo chỉ vì giúp một cái con hát xả giận liền giết người, lúc này đây, chẳng sợ có dân chúng bất mãn, cũng vô pháp nói ra. Không, người tới lắc đầu, tên kia địa ngục hành giả, chủ động tháo xuống mặt nạ, làm nghiêu ra thấy được hắn mặt. Thật là kiêu ngạo đến cực điểm, một người học viện cao tầng đem trước mặt cái bàn chụp toái, chủ động tháo xuống mặt nạ, chủ động thêm tội. Này Quang Minh Đảo, là muốn dùng bọn họ cái gọi là quy củ, tới thay đổi chúng ta Bắc Hương thành luật pháp sao? Đây là ở miệt thị chúng ta tam đại học viện. Loại người này, tuyệt đối không thể cho hắn mặt. Làm càn, làm càn. Đông đảo học viện cao tầng tức giận. Một đạo thanh âm vang lên, chư vị, các người có thể tưởng tượng hảo, kia quang minh đảo, chính là có trí tôn tồn tại, muốn đánh lên tới, chỉ bằng cho chúng ta mượn mấy nhà, tuyệt phi quang minh đảo đối thủ A. Thì tính sao? Thả không đề cập tới kia trí tôn cách nói có vài phần mức độ đáng tin, thậm chí ta cho rằng, cái gọi là quang minh đảo, chính là đám kia cường đạo cho chính mình an bài tân thân phận, trí tôn chi ngôn, cũng là chính bọn họ nói ra, tuy rằng kia đoạn sơn có trí tôn ra tay dấu vết, nhưng ai lại thật sự gặp qua trí tôn ra tay. Không tồi, hơn nữa chuyện này, chúng ta phải hướng thượng hội báo, mặt trên sẽ an bài người lại đây, tuy rằng hoành sơn bảy thái bảo nháo đến hung, nhưng một cái trí tôn tới mà đi vòng vèo, mặt trên hẳn là có thể an bài. Các vị đại nhân, vừa mới đẩy cửa tiến vào người nọ, hít sâu một hơi, vừa mới được đến tin tức, ra tay giết rất nghiêu ra, là một người trí tôn. Trí tôn, thật là trí tôn, đúng vậy, hơn nữa tên kia trí tôn, cùng nghe đồn giữa bất đồng, nghe đồn giữa quang minh đảo vị kia trí tôn, khống chế màu trắng anh linh, mà hôm nay xuất hiện vị kia trí tôn, khống chế màu đen anh linh, quang minh đảo, có được hai vị trí tôn A chương 1427 còn có trí tôn. Hai vị trí tôn, người tới nói, làm phòng học nội học viện cao tầng, hoàn toàn lâm vào dại ra giữa. Hai vị trí tôn, hai vị trí tôn A, đây là cái gì khái niệm, toàn bộ Bắc Hương Thành, liền một vị trí tôn đều không có. Mà tung hoành toàn bộ vạn vùng núi, đem toàn bộ vạn vùng núi làm đến sức đầu mẻ chán hoành sơn bảy thái bảo, là có bảy vị trí tôn. Bảy vị trí tôn, có thể đứng ở toàn bộ vạn vùng núi đỉnh. Hai vị trí tôn, liền tính chạm không đến toàn bộ vạn vùng núi đỉnh, nhưng này vạn vùng núi, còn không có nói tồn tại hai vị trí tôn không thể đi địa phương. Mà nho nhỏ Bắc Hương Thành, bất quá là vạn vùng núi rất nhiều thành trấn giữa một cái không chấp mắt tiểu thành, bọn họ chẳng sợ có phía chính phủ bối cảnh, nhưng lại dựa vào cái gì, có thể cùng hai vị trí tôn chống lại. Hiện tại, nếu đem hai vị trí tôn xuất hiện tin tức hội báo đi lên, mặt trên cũng chỉ sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ trước Trần An hai vị này trí tôn tồn tại, cũng không sẽ làm ra cái gì đối sách. Hơn nữa, còn có một cái quan trọng nhất điểm, đó chính là, này đó học viện cao tầng, căn bản là không biết Quang Minh Đảo rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại. Hiện tại, bọn họ biết, cùng Quang Minh Đảo có quan hệ, bất quá 5 người, trong đó một người Hoàng Miện, đã các loại tiểu đạo tin tức truyền ra, Hoàng Miện từ cấp Quang Minh Đảo lót đường, còn có một cái con hát hy bảo dụ, cũng bất quá là vừa rồi leo lên quang minh đảo này cây đại thụ, mà còn lại ba người, đều là quang minh đảo thành viên, một người phú thần đỉnh. Thả chiến lực siêu tuyệt, từng đối mặt vài tên phú thần đỉnh không thấy sợ sắc, này sở có chứa thần ý, làm mỗi người đều cảm nhận được kiêng kỵ, mà mặt khác hai người, đều là trí tôn. Quang minh đảo, sâu không lường được. Sở hữu logic quan hệ, này đó học viện cao tầng, ở trước tiên, liền toàn bộ cấp loát thuật. Vừa mới những cái đó còn nói muốn cùng quang minh đảo khai chiến người, giờ phút này đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng, đối mặt như vậy một cái thế lực, ai dám khai chiến. Tuy rằng quang minh đảo hiện tại xuất hiện chiến đấu lực lượng chỉ có 3 người, nhưng này ba người, đã có thể nghiền áp toàn bộ Bắc Hương Thành. Hơn nữa một cái cho bọn hắn sung phong hoàng nguyện, Bắc Hương Thành hiện tại căn bản là không phải quang minh đảo đối thủ. Hơn nữa, ai biết này quang minh đảo, giấu ở âm thầm còn có như thế nào thế lực. Không được, Chuyện này, chúng ta yêu cầu tìm Hoàng Miện nói chuyện. Đúng vậy, đi tìm hắn, hắn hẳn là cùng Quang Minh Đảo liên lụy sâu nhất người. Từ hắn kia, hẳn là có thể hỏi đã có quan Quang Minh Đảo tin tức. Tam Đại Học Viện người phụ trách một gõ bản, toàn cho rằng trước tìm Hoàng Miện tìm hiểu về Quang Minh Đảo sự, bọn họ hiện tại cũng không dám trực diện Quang Minh Đảo. Bên kia, Trương Huyền quỹ y bảo dụ xe về đến nhà, người trước ngạo nghệ y bảo dụ, ở đơn độc đối mặt Trương Huyền thời điểm có vẻ thật cẩn thận, tất cung tất kính. Hôm nay cảm giác thế nào? Trương Huyền ngồi vào trên sofa, gỡ xuống mặt nạ, cười nói. Thực sản, y bảo dụ sắc mặt ửng hồng, trong mắt mang theo một mặt hưng phấn, hôm nay liền phiến Nghiêu ra mấy bàn tay, mà Nghiêu ra liền cái rắm cũng không dám phóng thời điểm, y bảo dụ thậm chí đều kích động phát ra run dày. Y bảo dụ trước nay đều không có tưởng tượng quá, chính mình thế nhưng có đem Nghiêu ra đạp lên dưới chân một ngày, rốt cuộc chính mình dĩ vãng nhìn đến như ra kia đều là thật cẩn thận hoàn toàn không dám tưởng tượng còn có như vậy thân phận chuyển biến loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng còn có những cái đó chán ghét truyền thông hôm nay đương chính mình từ sòng bạc ra tới thời điểm những người đó một chữ cũng không dám hỏi thậm chí liền ảnh chụp cũng không dám chụp đây mới là chân chính khí chàng đây mới là uy hiếp lực đây mới là nhân sinh ha ha cảm thấy sảng thì tốt rồi nhưng khuyên ngươi một câu loại cảm giác này tuy rằng sảng, nhưng ngàn vạn không cần trầm mê ở bên trong, bằng không, khả năng sẽ hủy hoại chính mình, ta còn có việc, ta tưởng ngươi kế tiếp cũng muốn giải quyết một ít việc vặt. Trương Huyền nói xong, đứng dậy ra cửa. Y bảo dụ nhìn mắt chính mình máy truyền tin, liền ở hôm nay buổi sáng đến bây giờ này ngắn ngủn thời gian nội, chính mình máy truyền tin, có không dưới 200 điều chưa tiếp điện báo, trong đó không thiếu một ít phía trước chướng mắt nàng đại nhân vật. Y bảo dụ hơi hơi mỉm cười xóa rớt này đó cuộc gọi nhớ, cũng không có đi quản, bởi vì nàng tin tưởng, những người này, sớm muộn gì sẽ một lần nữa đem điện thoại đánh lại đây, hơn nữa, sẽ phi thường hèn mọn, phi thường khách khí. Y bảo dụ ngồi ở trên sofa, đôi mắt khép hờ, lại bắt đầu hồi tưởng khởi vừa mới cái loại cảm giác này tới. Ở vô luận cái nào văn minh, quyền cùng tài, là dễ dàng nhất làm người mê say. Hoàng Nguyện ngồi ở chính mình trong nhà, nhìn trước mặt đã đến hơn 10 người, tất cả đều là tam đại học viện cao tầng. Các vị, ta cảm thấy các người này một chuyến, khả năng đến không? Hoàng Nguyện tự mình cấp trước mặt hơn 10 người pha trà, ta biết các ngươi là vì sao mà đến, nhưng có chút đồ vật, ta không thể nói, cũng không dám nói, các ngươi hẳn là biết, chúng ta những người này, nhìn như phong cảnh vô hạn, nhưng ở quang minh đảo đại nhân trước mặt, chúng ta bất quá là một đám con kiến, cái gì đều không tính. Lão Hoàng A, lời nói cũng không phải là nói như vậy một người học viện cao tầng mở miệng ở ngữ khí giữa liền bắt đầu kéo gần quan hệ chúng ta lần này tới đều không phải là là tưởng từ ngươi này được đến cái gì dùng để nhằm vào quang minh đảo chúng ta bất quá là muốn hiểu biết một chút hôm nay phát sinh sự nói vậy ngươi cũng nghe nói chỉ là một ngày thời gian nhà các ngươi đại nhân trước diệt mông ra sau sát lão nghiêu hiện tại bên trong thành các thế lực lớn là mỗi người cảm thấy bất an a à, sợ quang minh đảo giao cầu khi nào liền rơi xuống trên đầu chúng ta Đúng vậy lão hoàng, chúng ta chỉ là muốn biết, này quang minh đảo, rốt cuộc là cái gì lai lịch, lấy thực lực của bọn họ, không có khả năng chỉ nguyện đem ánh mắt phóng tới chúng ta bắc hương thành, chúng ta tới người này, bất quá là muốn tìm cái an tâm tới. Lão hoàng, chúng ta cũng nhận thức vài thập niên, có chút lời nói, liền không cần thiết giấu ở trong lòng đi, người nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng hảo biết, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a à? Lần lượt từng học viện cao tầng mở miệng. Hoàng miện nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khí, ánh mắt vần quanh bốn phía. Lão Hoàng A, người liền nói đi. Hoàng miện đem chén trà phóng tới bên miệng, nhẹ nhấp một ngụm sau, ra tiếng nói, kỳ thật mấy thứ này, cho các người nói cũng không phải không thể, các người hẳn là biết. Ta Hoàng miện lúc trước là như thế nào đứng lên, hai mươi năm trước, một vị kẻ thần bí, cho ta cung cấp đủ loại tài nguyên, làm ta ở Bắc Hương thành cắm dễ. Ta Hoàng miện vẫn luôn cũng không biết vị kia kẻ thần bí rốt cuộc là ai. Thẳng đến một tháng trước, một vị phu nhân xuất hiện ở ta trước mặt, khi đó ta mới biết được, vị phu nhân kia. Đến từ Quang Minh Đảo, 20 năm trước kẻ thần bí, cùng phu nhân thuộc về cùng cái thế lực, tuy rằng 20 năm trước, ta hoàng miện cái gì đều không phải, nhưng ta khẳng định, vị kia kẻ thần bí, là một vị trí tôn, mà một tháng trước xuất hiện vị phu nhân kia, cũng là một vị trí tôn. Hoàng miện nói đến này, hoàn toàn dừng lại, toàn bộ phòng khách giữa, lặng ngắt như tờ. Tam đại học viện cao tầng, hai mặt nhìn nhau. Chí Tôn, lại là trí Tôn. Này Quang Minh Đảo, rốt cuộc là cái như thế nào Lai Lịch a? À. Chương 1428 Quang Minh Đảo lực ảnh hưởng. Tam đại học viện, hơn 10 người cao tầng đã hoàn toàn hỗn độn, Quang Minh Đảo khủng bố chỗ, hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, nhưng nhất khủng bố là một chút, đó chính là bọn họ ở nghe được Quang Minh Đảo còn có hai đại trí tôn xuất hiện qua đi, thế nhưng không có nhiều ít khiếp sợ thậm chí trong lòng thực tự nhiên liền tiếp nhận rồi này hết thảy, phảng phất quang minh đảo lý nên như vậy cường đại giống nhau. Bất quá, có một chút các người có thể yên tâm. Hoàng miện nhìn này hơn 10 người biểu tình, cho bọn hắn ăn xong rồi thuốc an thần, tuy rằng quang minh đảo thực lực vượt quá tưởng tượng, nhưng quang minh đảo chưa vị đại nhân mục tiêu, tuyệt đối không phải nho nhỏ Bắc Hương Thành, này Bắc Hương Thành. Sẽ chỉ là quang minh đảo quật khởi một cái ván cầu mà thôi, giống như là lúc trước thần thánh thiên quốc giống nhau, cho nên, các người cũng không nhất định phải tìm được đối phó Quang Minh Đảo phương pháp. Theo ta phỏng đoán, nhiều nhất một năm, Quang Minh Đảo liền sẽ đạm ra Bắc Hương thành tầm mắt. Xuất hiện ở toàn bộ vạn vùng núi, hoặc là toàn bộ đại vực giữa. Thần Thánh Thiên Quốc, Quang Minh Đảo, thật sự có thể cùng Thần Thánh Thiên Quốc đánh đồng. Một người há to miệng. Hoàng Nguyễn hơi hơi mỉm cười, tuy rằng hiện tại Quang Minh Đảo sở biểu hiện ra thực lực, xa xa không bằng Thần Thánh Thiên Quốc, nhưng này quật khởi chi thế, so với lúc trước thần thánh thiên quốc càng thêm tấn mãnh các ngươi không cần phải, cũng không có cách nào đi theo như vậy thế lực tới tranh cao thấp, chỉ cần nhẫn thượng một năm, bắc hương thành lại sẽ khôi phục đến dĩ vãng bộ dáng. Rất nhiều học viện cao tầng rời đi hoàng miện nơi, rời đi là lúc, bọn họ không ai, lại đối quang minh đảo, tâm sinh địch ý, không phải không nghĩ, mà là không dám. Có thể xác định chính là, từ giờ trở đi, Quang Minh đảo đem hoàn toàn áp đảo toàn bộ Bắc Hương thành các thế lực lớn phía trên. Ngoài thành cường đạo, đồng dạng nghe được Bắc Hương thành nội tin tức, đương hai đại trí tôn xuất hiện tin tức truyền ra sau, mỗi người đều biểu hiện phá lệ hưng phấn. Quang Minh đảo thanh danh, lập tức liền ở toàn bộ Bắc Hương thành truyền khai, hai đại trí tôn A. Bắc Hương thành cư dân, chưa từng thấy quá Bắc Hương thành có cái nào thế lực giữa ra quá trí tôn đâu, lần này thế nhưng liền ra hai cái, Quang Minh đảo thành mỗi người trà dư tử hậu nói chuyện say xưa đề tài. Quang Minh đảo uy vọng, liền như vậy ở từng đợt nói chuyện phiếm giữa truyền khai, đương sự tình qua ba ngày, Bắc Hương thành cư dân phát hiện, tam đại học viện cũng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, cái này làm cho bọn họ minh bạch, hiện tại, có được phía chính phủ bối cảnh tam đại học viện, cũng không dám đối quang minh đảo như thế nào. Này ba ngày thời gian, quang minh đảo danh vọng bay nhanh tăng trưởng, hai đại trí tôn tồn tại, làm mỗi người đều đối quang minh đảo thực lực có rõ ràng nhận thức. Đương nhiên, cũng có người ở truyền bá một ít bất lợi với quang minh đảo tin tức tỷ như nói quang minh đảo tự định quy củ muốn giết ai liền giết ai ở như vậy thế lực bao trùm hạ mỗi người đều không được sống yên ổn mà khi loại này tin tức một truyền ra tới liền có rất nhiều cư dân cùng thương nhân phản đối quang minh đảo giết đều là cùng hung cực ác người kia nghiêu ra tổ chức sòng bạc thảo gian nhân mạng vũ nhục phụ nữ đã sớm nên sát đúng vậy kia mông ra cũng là mông gia tử đệ diễn xuất làm người ghê tởm bọn họ là cái dạng gì hành vi bắc hương thành nội cư dân đều rõ như ban ngày đại gia chỉ là giận mà không dám nói gì thôi hiện giờ có quang minh đảo xuất đầu tiêu diệt mông gia giết gà dọa khỉ những cái đó ăn chơi trác táng hiện tại toàn thu liếm không ít dù sao ta là cảm thấy sống được càng thêm thoải mái không tôi quang minh đảo đối phó đều là những cái đó ác nhân cùng chúng ta lại có quan hệ gì chính là có quang minh đảo tồn tại, chung quanh cường đạo đều thành thật rất nhiều, hiện tại chúng ta lui tới thương đội, căn bản là không cần lại lo lắng cường đạo tồn tại, ta lần trước mậu dịch, cho ta bằng hữu nói việc này, hắn căn bản là không tin, tại đây vạn vùng núi, thế nhưng còn có một tòa không có cường đạo tồn tại thành trấn. Các ngươi cũng chưa nghe nói, Hoành Sơn bảy thái bảo nháo đến càng ngày càng lợi hại, một ít thành trấn ngoại cường đạo đều giết đến trong thành đi, máu chảy thành sông, các ngươi hiện tại có thể như vậy an bình, tất cả đều là lấy quang minh đảo phúc, chờ các ngươi đi những cái đó bị cường đạo quấy nhiễu thành trấn nhìn xem, các ngươi liền biết chính mình có bao nhiêu hạnh phúc. Đủ loại thanh âm truyền ra, quang minh đảo ở Bắc Hương Thành đã có được nhất định uy vọng. Ba ngày thời gian, Trương Huyền vẫn luôn đều đãi ở trong nhà, tính nhìn tình thế phát triển, hiện tại hỏa đã điểm lên, phòng đã phiến đủ, kế tiếp, chờ đợi liền hảo. Mã y bảo dù tại đây ba ngày thời gian, vẫn luôn xuất hiện ở bên ngoài, thấy không ít người, nguyên bản ở những cái đó đại nhân vật trong mắt chỉ là một cái con hát nàng, lắc mình biến hóa, trở thành quang minh đảo đại biểu, làm những cái đó đại nhân vật đều phải tiểu tâm đối đãi loại này thân phận tương phản, rất nhiều người xem ở trong mắt, hâm mộ ở trong lòng, thậm chí đã có người âm thầm hỏi thăm, muốn như thế nào mới có thể gia nhập quang minh đảo. Hoàng miện tại đây ba ngày thời gian nội, cũng dò hỏi quá trương huyền ý kiến, muốn hay không sấn cơ hội này, nhiều tuyển nhận một chút người, bị trương huyền cự tuyệt hiện tại quang minh đảo ở người khác trước mặt quan trọng nhất chính là thần bí chỉ có bảo trì loại này cảm giác thần bí mới có thể vẫn luôn làm người kính sợ đi xuống trương huyền rời đi ra môn đi đến tiểu khu cửa lại thấy được phía trước cái kia tìm người chơi cờ lão nhân có thể nhìn ra tới lão nhân phá lệ nhàm chán muốn tìm người chơi cờ nhưng căn bản không ai bồi hắn trương huyền nhìn đến lão nhân ánh mắt đầu tiên quay đầu liền đi kết quả vẫn là chậm bị lão nhân liếc mắt một cái thấy người trẻ tuổi, đừng chạy. Lão nhân nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, ôm bàn cờ liền chiều Trương Huyền vọt lại đây, mau, chơi hai bàn. Không được đại gia, ta còn có việc đâu. Trương Huyền vội vàng xua tay cự tuyệt, bước chân không ngừng. Đại gia đột nhiên ra tốc, một bước vào tới Trương Huyền trước mặt, giữ chặt Trương Huyền thủ đoạn. Trong nháy mắt này, Trương Huyền thần sắc một ngưng, hắn cảm thụ đến, lão nhân ở vừa mới trong nháy mắt kia bộc phát ra thực lực, ít nhất đều là phú thần hậu kỳ. Người trẻ tuổi, ta xem ra tới, người hai mắt vô thần, hiển nhiên là tại đây đi dạo đâu, cùng với đi dạo, còn không bằng chơi với ta hai thanh, thượng một lần là ta đại ý, lúc này đây, người tuyệt đối không thắng được ta. Lão nhân túm Trương Huyền, gắt gao đều không buông tay. Trương Huyền trợn trắng mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hành đi, liền chơi hai thanh. Trương Huyền biết, lão nhân này cần nghiện phạm vào, không chơi hai thanh, chính mình hôm nay vô pháp đi, trừ phi chính mình trực tiếp cho hắn phóng đảo, bất quá đối phương chỉ là kêu sau cờ, chính mình đảo không đến mức ra tay tàn nhẫn đi. Hảo, lão nhân thấy Trương Huyền đồng ý, mắt mạo tinh quang, toàn là tự tin, tới, này hai thanh, ta sẽ làm ngươi nhìn xem, cái gì kêu chân chính cờ thánh. 20 phút sau, lão nhân trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt bàn cờ, liền điểm này thời gian, hắn đã thua hai thanh. Đại gia, người đây là người chơi cờ dở đi, Trương Huyền đứng dậy, lần sau đừng tìm ta chơi, ta sợ ngươi thua quá thảm. Ngươi tiểu tử này, cờ lộ cùng người giống nhau âm hiểm, rõ ràng giấu giếm sát khí, vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, không đến cuối cùng một khắc, căn bản nghĩ không ra ngươi muốn làm gì. Lão nhân nhìn chằm chằm bàn cờ, thở dài. mươi 1429 cái gọi là đồ đằng. Trương Huyền đã nâng lên chân, đột nhiên ngừng lại, hắn ánh mắt phóng tới lão nhân trên người, tinh tế đánh giá. Người trẻ tuổi, không cần ngoài ý muốn, người người này, tuy nói mũi nhọn nổi liếm, nhưng người trong mắt có dấu thần ý, là ta ở Bắc Hương thành bất luận cái gì một người trên người đều nhìn không tới, người ở đánh giá chung quanh hết thảy thời điểm, người trong mắt mang theo tò mò, nhưng càng nhiều, là một loại khinh thường, tại đây trong đó, còn tồn tại một ít ham muốn chinh phục, nếu ta đoán không lầm nói, gần nhất nháo đến mưa mưa gió gió quang minh đảo, cùng ngươi hẳn là có rất lớn quan hệ đi. Lão nhân thu hảo bàn cờ, người trẻ tuổi A, các người quang minh đảo là như thế nào một cái tồn tại, ta cũng không hiểu biết, nhưng có một chút, thế giới này, không người tưởng đơn giản như vậy, cây cao đón gió, người hiện tại làm như vậy sự, liền phải tưởng hảo, nên như thế nào nghênh đón mặt sau cuồng phong, cái này đại vực tồn tại hơn một ngàn năm, nghìn năm qua, chỉ ra một cái thần thánh thiên quốc, xâm nhập đại vực đỉnh cấp thế lực giữa, nhưng còn làm không được đánh vỡ cách cục, hiện giờ, tình huống đã càng ngày càng gấp nóng này. Ta nhưng thật ra hy vọng, có thể ra tới một người tuổi trẻ người, đánh vỡ này hết thảy, vật cực tất phản, vật cực tất phản A. Lão nhân ôm chính mình bàn cờ, lão đảo lắc lư chiều tiểu khu nội đi đến. Trương Huyền nghe lão nhân nói, tổng cảm thấy có vài phần cổ quái, nhưng lại không thể nói tới cái gì. Tiểu tử, chạy mau, kia lão đông tây trên người anh Linh, muốn phát hiện ta. Mấy ngày không nói gì tà thần, đột nhiên phát ra âm thanh. Trương Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lão nhân kia, Thế nhưng là khống linh. Trương Huyền cơ hồ không có tự hỏi, đi nhanh rời đi, chờ hơn 10 phút sau, Trương Huyền mới dừng lại bước chân, mày nhăn lại, phát hiện ngươi. Ngươi không phải nói, không ai có thể phát hiện ngươi sao? Kia lão Đông Tây có cổ quái, ta thần thanh âm giữa, cũng mang theo một loại sợ hãi, vừa mới cái loại cảm giác này, ta không thể nói tới, ta cảm giác có một đôi mắt đang âm thầm đánh giá ta, kia lão Đông Tây trên người anh linh không đơn giản nhưng cụ thể là cái gì ngoạn ý, ta cũng đắn đo không chuẩn, dù sao về sau không cần cùng kia lão Đông Tây đi thân cận quá. Vì cái gì, Trương Huyền kỳ quái, ta thần cũng không giải thích, chỉ là nói, dù sao ngươi đừng đi thân cận quá là được. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hắn anh Linh có thể phát hiện ngươi, cùng ta lại có quan hệ gì, hoặc là ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc sợ hãi chính là cái gì, hoặc là ta hiện tại liền đi tìm lão nhân kia lại hạ mấy mâm cờ, ta tưởng hắn hẳn là rất vui có người bồi hắn chơi cờ tiểu tử người uy hiếp ta đúng vậy trương huyền gật đầu chính là uy hiếp ngươi nói đi ngươi rốt cuộc sợ hãi cái gì trương huyền hỏi xong câu này đợi hồi lâu tà thần đều không ra tiếng hành nếu ngươi không muốn nói ta cũng chỉ có thể chính mình đi thử thử trương huyền nói làm bộ liền phải hướng tiểu khu phương hướng đi đến hành ta nói tà thần thở dài một tiếng người ngày đó ở thư viện, hẳn là tra được về đồ đằng tin tức đi. Ân, Trương Huyền gật đầu, tứ đại đồ đằng sao? Cũng không phải tứ đại, ta thần phát ra tự diễu tiếng cười, trên thực tế, trên thế giới này, chỉ có một đồ đằng, chính là ta, ta lai lịch, vô pháp cho người nói rõ, nhưng truyền thuyết giữ ghi lại, đảo có vài phần là thật sự, người có biết hay không, cái thứ nhất anh Linh rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Trương Huyền ánh mắt, đột nhiên ngưng trọng lên. Ở phía trước, Trương Huyền hiểu biết quá, cái gọi là anh Linh, chính là trí cường giả sau khi chết hình thành, anh Linh bất diệt, bị người khống chế lúc sau, hóa thành Linh thể giống nhau tồn tại, mà nắm giữ anh Linh người, sau khi chết, cũng có thể biến thành Linh thể, nhưng này liền đúc liền một vấn đề, cái thứ nhất anh Linh, từ đâu mà đến? Vấn đề này, không ai có thể cấp Trương Huyền giải thích thanh, thật giống như là trước có gà vẫn là trước có trứng giống nhau. Ta thân mở miệng, kỳ thật, ta cũng thuộc về anh Linh một loại, nhưng ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới ta cùng với còn lại anh linh khác nhau ở đâu trương huyền nhíu mày trầm tư mấy phút đồng hồ đột nhiên mở miệng tư duy ngươi cụ bị bình thường tư duy cùng tự hỏi năng lực đúng vậy ta thân tán thành nếu cho ta một cái thân thể ta thậm chí có thể làm được trọng sinh đây là còn lại anh linh sở vô pháp làm được trong truyền thuyết đồ đằng kỳ thật chính là thiên địa trung đạo thứ nhất anh linh thậm chí ta cũng không biết chính mình là bởi vì gì có được như vậy tư duy năng lực ta có thể tự chủ tự hỏi, thậm chí có thể đoạt khiếu vì chính mình sử dụng, nhưng còn lại anh Linh, chỉ có ở bị người khống chế lúc sau, mới có thể xuất hiện cực nhỏ tư duy, muốn đoạt khiếu trọng sinh, hoàn toàn không có khả năng. Không có khổng lồ linh khí chống đỡ, bọn họ liền xuất hiện đều khó, cho nên người biết, ta tồn tại, đối với còn lại anh Linh tới nói, đại biểu cái gì đi. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm sống lại khả năng. Không tôi, cho nên, ngươi nhất định không thể làm còn lại anh linh phát hiện ta, kỳ thật cũng không sợ nói cho ngươi, ta lúc trước giấu ở trong cơ thể ngươi, đã từng chủ quan quá một lần ngươi ý thức, kia một lần, làm ta một bộ phận lực lượng tàn lưu tới rồi trong cơ thể ngươi, nếu bị khác anh linh phát hiện ta tồn tại, không riêng ta muốn xui xẻo, ngươi đồng dạng cũng muốn xui xẻo, hai ta là cột vào một cây thằng thượng châu chấu, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, mục đích của ta, cùng ngươi lần này xuống dưới mục tiêu. Cũng không xung đột, người hộ ta bình an, chờ ngươi tìm được người ái nhân lúc sau, ta sẽ nói cho ngươi rời đi nơi này phương pháp. đến lúc đó ngươi trở lại mặt đất, ta lưu tại địa tâm. người ta nước giếng không phạm nước sông, tường an không có việc gì. nhưng hảo, ngươi có trở lại mặt đất phương pháp. trương huyền hồ nghi, ngươi không có lựa chọn, ngươi chỉ có thể tin ta. ta thần như vậy nói. lúc này đây đến phiên trương huyền không có lại lý tà thần. trương huyền hôm nay bản thân phải làm sự là nghĩ lại gõ gõ còn lại gia tộc, theo sau mở rộng toàn bộ quang minh đảo thế lực phạm vi, nhưng lão nhân kia xuất hiện, làm Trương Huyền trì hoãn ý nghĩ của chính mình, thế giới này che giấu cao thủ quá nhiều, chính mình trụ tiểu khu, thế nhưng liền có như vậy một cái khống linh tồn tại, ai biết đang âm thầm, còn có như thế nào cao thủ nhìn trộm. Trì hoãn khuếch trương tốc độ. Trương Huyền làm ra quyết định, trước đem căn cơ đánh lao, như thế nào đánh lao căn cơ, vậy chỉ có thể từ quần chúng xuống tay đương được đến quần chúng tán thành sau vạn vùng núi phía chính phủ muốn đối phó quang minh đảo cũng đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm đang lúc lúc này hoàng miện điện thoại đánh lại đây trương huyền vừa mới tiếp khởi máy truyền tin liền nghe hoàng miện kích động nói đại nhân nghe được nghe được phu nhân tin tức trương huyền nguyên bản còn yêu sầu gương mặt tức khắc che kín vui mừng người ở đâu ta đi tìm ngươi ở chỗ ở ngài biết cái này địa phương ta đi tìm ngài Hoàng Nguyện lời nói còn chưa nói xong, Trương Huyền cũng đã cắt đứt máy truyền tin. Tìm kiếm Lâm Thanh Hạc là Trương Huyền đi vào địa tâm trung cực mục tiêu, sở hữu sự thêm lên, đều sẽ không có một cái Lâm Thanh Hạm quan trọng, điểm này là không thể nghi ngờ. Trương 1430 quỷ dị lôi cực chấn. Trương Huyền vào tới Hoàng Nguyện chỗ ở khi, Hoàng Nguyện đã sớm chờ ở ngoài cửa. Cái gì tin tức, Trương Huyền vừa thấy mặt, liền kích động nói. Đại nhân, ngài trước xem một phần văn kiện, đây là có người mã hóa đưa tới, thuộc về cơ mật. Hoàng Miện đem một phần giấy chất văn kiện đưa cho Trương Huyền. ở cái này đại số liệu thời đại, internet số liệu đã sớm đã không an toàn, quan trọng văn kiện truyền lại biến thành văn bản giấy chất hình thức. Trương Huyền tiếp nhận Hoàng Miện truyền đạt văn kiện, mở ra phong bì, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến dùng màu đỏ thấm bút viết ra ba cái chữ to. Lâm Thanh Hàm, văn kiện mặt sau còn lại là đối Lâm Thanh Hạm cơ bản giới thiệu. Lâm Thanh Hạm, vạn sơn chiến thần, sư thừa kiếm cốc quốc chủ, tuổi 25 tuổi, đã đạt trí tôn cảnh, một tháng nội, Lâm Thanh Hạm xuất lĩnh vạn vùng núi tướng sĩ, mấy lần bước lui hoành sơn bảy thái bảo, từng có một người độc chiến tam đại trí tôn ngạo nhân chiến tích, hiện giờ, đã bị vạn sơn đại khu tôn sùng là chiến thần, địa vị cực cao. Kế tiếp, giảng chính là một ít về Lâm Thanh Hạm chiến tích, từ văn bản đi lên xem, Lâm Thanh Hạm chiến tích, đích xác cực kỳ ngạo nhân, văn kiện mặt sau cùng, phụ thượng một chương lâm thanh hạm ảnh chụp. Trương Huyền thấy rõ, trên ảnh chụp lâm thanh hạm, thân xuyên chiến bào, nhiều vài phần kiên nghị, đôi mắt càng thêm kiên định, tuy rằng có vẻ có chút tang thương, nhưng chính là chính mình muốn tìm người kia. Nữ chiến thần, nàng như thế nào sẽ bị đáp thượng như vậy một thân phận? Trương Huyền lẩm bẩm. Trương Huyền trong lòng rất rõ ràng, Lâm Thanh Hạm bất quá là so với chính mình trước tiên tới địa tâm một chút thời gian mà thôi, nàng hiện tại cái này thân phận, tuyệt đối là có người cố tình an bài, Trương Huyền trải qua quá quá nhiều người lừa ta gạt, thực minh bạch, rất nhiều chuyện, căn bản là không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Trương Huyền nhìn về phía Hoàng Miện, mở miệng nói, cho ta nghĩ cách liên hệ nàng. Hoàng Miện khẽ lắc đầu, đại nhân, phu nhân hiện tại thân phận địa vị cực cao, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, ta tìm bằng hiếu, nhưng lại không cách nào tiếp cận phu nhân, bất quá được đến tin tức, hai ngày này, một người phu nhân thủ hạ phó quan sẽ đến Bắc Hương thành, nghe nói là bởi vì cường đạo sự mà đến, nhưng ta suy đoán, cùng đại nhân Quang Minh đảo có quan hệ, đến lúc đó đại nhân có thể nghĩ cách tiếp xúc tên kia phó quan, hiểu biết phu nhân tin tức. Trương Huyền gật gật đầu, vừa muốn lên tiếng, liền xem Hoàng Miện sắc mặt biến đổi. "Đại nhân, đã xảy ra chuyện." Hoàng Miện trầm giọng nói, "Phía trước ngài làm ta an bài người đi hợp nhất những cái đó chấn nhỏ chung quanh cường đạo, một đội nhân mã đi lôi cực chấn." liền ở vừa mới mọi người toàn bộ thất liên trương huyền mày nhân lại thất liên đúng vậy hoàng miệng gật đầu trước hai ngày bọn họ phát tới tin tức nói lôi cực trấn bên kia có cổ quái trấn nội không có nhiều ít cư dân lui tới trấn ngoại núi non thượng cường đạo cũng cơ hồ không có lộ diệt nhưng từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ bọn họ không có một cái tin tức chuyển đến xuất phát trước ta đã nói với bọn họ vượt qua bốn giờ không liên hệ liền đại biểu thất liên bên kia ra vấn đề Hoàng Nguyện nói, cúi đầu nhìn mắt chính mình máy truyền tin, lại mở miệng, mới nhất tin tức, không riêng chúng ta phái đi người thất liên, toàn bộ lôi cực chấn, đều xuất hiện vấn đề, từ vừa mới có người hàng chục hình ảnh có thể nhìn đến, lôi cực chấn giống như biến thành một tòa không thành, cả tòa thành chấn nội, không ai ảnh, học viện săn thú giữa sân con ngồi, toàn bộ đều ly kỳ tử vong, không biết đã xảy ra cái gì, mấu chốt nhất chính là, có người âm thầm châm ngòi thổi gió, nói chúng ta quang minh đảo phái người đi lôi cực chấn. Hiện tại lôi cực chấn phát sinh sự, rất có thể cùng Quang Minh đảo có quan hệ, đây là có người mượn cơ hội này muốn đánh áp chúng ta, nếu không xử lý nói, đối với hiện tại chúng ta tới nói, là một loại trí mạng đả kích, rất có thể Quang Minh đảo đang ở điên trướng thanh thế đột nhiên liền sẽ xuống dốc không phanh. Lôi cực chấn, Trương Huyền lẩm bẩm, cái này chấn tên, hắn còn nhớ rõ rõ ràng đâu, hơi chút tự hỏi một phen, Trương Huyền nói, về lôi cực chấn sự ngươi không cần phải xen vào, ta tự mình đi một chuyến nhìn xem kia đã xảy ra cái gì. Về hiện tại ngôn luật, người tận lực làm được khống chế, ta sẽ ở hai ngày trong vòng, cho ngươi hồi đáp. Hoàng miệng gật đầu, minh bạch. Từ Bắc Hương Thành đến lôi cực trấn, lúc trước Trương Huyền cùng Úc Đào hai người lái xe dùng hai ngày thời gian, nhưng đó là bởi vì trên đường tiến hành rồi mấy lần biến chuyển, nếu tốc độ cao nhất lên đường nói, một ngày là có thể đến, mà Trương Huyền khai thượng y bảo dụ kia chiếc tạo hình khoa trương xe thể thao sau, cái này lộ trình, Liền sẽ ngắn lại đến ban ngày. Trương Huyền đi trước lôi cực chấn thời điểm, đem Úc Đào cũng cùng kêu thượng, rốt cuộc, Trương Huyền còn cần một cái dẫn đường. Một chiếc tạo hình khoa trương tương lai xe thể thao cấp tốc chạy ở trên đường. Trương Huyền lái xe, Úc Đào ngồi ở bên cạnh. Trương Huyền nhìn mắt bên cạnh Úc Đào, mở miệng hỏi, về lôi cực chấn sự, người nghe nói sao? Úc Đào gật gật đầu, việc này hiện tại đã nháo đến ồn ào huyên náo nghe đồn nói lôi cực chấn ra nào đó bệnh tật, càng có người âm thầm chỉ ra, nói loại bệnh tật này là chúng ta quang minh đảo mang quá khứ, loại người này, thật sự đáng giận. a à, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, không cần để ý tới loại này, nếu thật là có bản lĩnh, liền không cần lén lút, chỉ cần đem lôi cực chấn sự làm rõ ràng, chúng ta quang minh đảo tự nhiên có thể chân tướng đại bạch. Ban ngày thời gian thực mau qua đi, Trương Huyền cùng Úc Đào hai người cũng tiếp cận lôi cực chấn phạm vi, ở khoảng cách lôi cực trấn còn có 6 chục km lộ trình thời điểm, Trương Huyền cùng Úc Đào liền cảm giác có chút không thích hợp. Đi thông lôi cực trấn trên đường, không có một chiếc xe tồn tại, đồng dạng, lôi cực trấn phương hướng, cũng không có một chiếc xe sử ra. Theo hai người dần dần tiếp cận, Trương Huyền nhìn đến, có rất nhiều chiếc xe, tứ tung ngang dọc ngừng ở trên đường, nhưng bên trong xe cũng không có người tồn tại, này đó xe, không có một chút tổn thương, hình như là đã xảy ra nào đó sự tình, làm bên trong xe người đột nhiên bỏ xe rời đi giống nhau mà hai người bọn họ nhìn thấy một màn này thời điểm đã là hoàn toàn bước vào lôi cực trấn trong phạm vi úc đào nhìn trước mắt cảnh tượng há to miệng này rốt cuộc là chuyện như thế nào lôi cực trấn đã xảy ra cái gì trước mắt tuy rằng không có gì máu chảy thành sông thi cốt như núi nhưng như vậy quỷ dị một màn sao trồng chất thi cốt còn làm người cảm thấy sợ hãi trương huyền ánh mắt ngưng thật phía trước liên ở vừa mới tà thần mở miệng nói cho hắn, tại đây chung quanh, có nào đó quỷ dị tồn tại, cụ thể là cái gì, tà thần cũng không nói lên được. Theo Trương Huyền cùng Úc Đào hai người dần dần thâm nhập lôi cực trấn phạm vi, trước mắt con đường, bị hoàn toàn phong kín, tứ tung ngang dọc chiếc xe, đã đem con đường đổ đến chật như nêm cối, Trương Huyền cùng Úc Đào hai người chỉ có thể xuống xe đi bộ. đương mở cửa xe, đi xuống xe trong nháy mắt kia, Úc Đào không cấm đánh cái dùng mình nhìn dáng vẻ trên mạng truyền lại hình ảnh chỉ là một ít đơn giản đồ vật hiện tại trường hợp căn bản là không dám phát đi lên a trương huyền nhìn quét chung quanh chiếc xe đình nơi nơi đều là bóng người không thấy một cái trường hợp này muốn truyền tới trên mạng chỉ sợ sẽ lập tức khiến cho rối loạn trương huyền cùng úc đào hai người đi vào lôi cực trấn giữa một đường đi tới hoàn toàn không có nhìn đến một bóng người hai người đi gõ một ít ven đường cửa hàng môn đồng dạng không có người theo tiếng những cái đó khu nhà phố, công ty đại lâu, càng là trống rỗng một mảnh, thậm chí hai người đã tìm được rồi học viện, toàn bộ lôi cực học viện, đều là một người không có. Một tòa lôi cực chấn, ở đột nhiên, liền như vậy, biến thành một tòa không thành. Này quả thực, quá quỷ dị. Này căn bản là không phải cái gì bệnh tật tàn sát bừa bãi. Úc đào trầm giọng dĩ vãng vạn vùng núi cũng phát sinh quá bệnh tật tàn sát bừa bãi sự tình, nhưng cũng không sẽ dẫn tới cả tòa thành biến thành này phiên bộ dáng ngay cả nhất cơ sở phương tiện vận chuyển cũng chưa người quản lý. Mấy thứ này, một ngày không ai xem, liền sẽ ra vấn đề. Trương Huyền tầm mắt vẫn luôn đều ở cả tòa bên trong thành nhìn quét. "Ai?" Trương Huyền hét lớn một tiếng. Ở Trương Huyền này một tiếng giống hạ, một đạo thân ảnh lập tức chiều phương xa chạy tới. "Truy!" Trương Huyền cùng Úc Đào hai người không hề nghĩ ngợi, liền chiều kia đạo thân ảnh chạy trốn địa phương đuổi theo qua đi, ở lôi cực trấn loại địa phương này không nói Trương Huyền, chính là Úc Đào thực lực, đều có thể xưng được với là một đường cao thủ, hai người nhẹ nhàng liền đuổi theo kia chạy trốn thân ảnh. Đây là một cái tuổi cũng liền 20 tuổi thanh niên, trên người ăn mặc lôi cực học viện giáo phục, bị Úc Đào một chân đá phiên, đạp lên dưới chân. Đừng giết ta, đừng giết ta a à, thanh niên lớn tiếng xin tha. Nói, này sao lại thế này, Úc Đào quát trói tai một tiếng. Là, là, là người thanh niên xin tha thanh đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền cùng Úc Đào. Trương Huyền cùng Úc Đào đồng thời bắt giữ tới rồi thanh niên trong giọng nói mấu chốt, lẫn nhau liếc nhau, giữa mày đều có chút nghi ngờ. Úc Đào dẫm lên thanh niên, quát hỏi nói, ngươi là lôi cực học viện học sinh, tên gọi là gì? Ta, ta kêu Lâm Vĩnh Hâm, thanh niên đánh run run, hai vị đại ca, các người từ từ đâu ra a? À, có thể hay không mang ta rời đi nơi này? Úc Đào vừa muốn nói chuyện, Trương Huyền bỗng nhiên che lại Úc Đào miệng, hướng Úc Đào đưa mắt ra hiệu, chiều một bên một đống đại lâu nơi bay nhanh lao đi. Úc Đào nháy mắt liền minh bạch Trương Huyền là có ý tứ gì, một phen nắm khởi lâm vĩnh hâm cổ áo, đem này túm khởi, chiều kia đại lâu kéo đi. Trương Huyền vọt vào đại lâu sau, không có bất luận cái gì vô nghĩa, đi nhanh chiều đại lâu đỉnh đi đến, thang máy vận hành, nhưng Trương Huyền cũng không có đi thang máy, mà là lựa chọn thang lầu, Úc Đào cũng không hỏi nhiều, bắt lấy lâm vĩnh hâm, đi theo Trương Huyền liền từ thang lầu vào tới đại lâu đỉnh tầng. Đường Trương Huyền đi vào đại lâu đỉnh tầng, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương xa khi, hít sâu một hơi. Liền ở vừa mới, Trương Huyền cảm giác được có chút không thích hợp, nhiều năm qua kinh nghiệm, làm Trương Huyền ở đối mặt nguy hiểm khi có cực cao cảnh giác, hắn vừa mới rời đi, chính là cảm giác không thích hợp, hiện tại vừa thấy, quả nhiên như thế. Đại lâu đỉnh tầng cấp Trương Huyền cung cấp rộng lớn tầm nhìn, Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, liền ở cách vách cao ốc cái đáy, có một cái cự mãng, xoay quanh ở nơi đó, cự mãng bụng hạ, sinh ra một cái lại một cái giống như con rết giống nhau đủ, rậm rạp, làm người nhìn trong lòng tê dại. Cự mãng trong miệng, ở phụt lên hắc khí, hắc khí chậm rãi thượng phù, theo sau dung nhập không khí giữa. Đi theo Trương Huyền phía sau tới rồi Úc Đào, cũng thấy được như vậy một màn. Này, đây là cái gì quái vật? Úc Đào ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn kia sinh có trăm đủ cự mãng. Trương Huyền không nói gì, chỉ là liếc liếc mắt một cái Lâm Vĩnh Hâm, làm lôi cực chấn người địa phương, Lâm Vĩnh Hâm biết đến, hẳn là sẽ không thiếu, huống hồ lại là lôi cực học viện học sinh, được đến tin tức cũng sẽ so người khác nhiều rất nhiều. Lâm Vĩnh Hâm ở nhìn đến cái kia trăm đủ đại xà sau, thân thể phát run, run run rẩy rẩy nói, ta, ta ám, đây là ta ám. Úc Đào sắc mặt biến đổi, thân là địa tâm người, hắn quá hiểu biết, tà ám đại biểu cái gì. Trương huyền mày nhăn càng ngày càng gấp, ở phía trước, còn trên mặt đất thời điểm, Trương huyền từng nghe huyền thiên nhắc tới quá tà ám hai chữ, nhưng đối với tà ám rốt cuộc là cái gì, Trương huyền cũng không rõ ràng. Úc đào đột nhiên nói, là bởi vì cái kia hắc quặng. Lúc trước Úc đào từng xuất hiện quá hắc quặng. Đúng vậy, Lâm Vĩnh Hâm gật gật đầu, tà ám chính là từ quặng ra tới, mấy ngày trước. Học viện tề sư huynh phát hiện bên trong thành có người tư khai hắc quặng, dẫn người niêm phong cũng không biết cùng ngày đã xảy ra cái gì hắc quạng sập tuy rằng nhà xưởng bị niêm phong nhưng từ ngày đó bắt đầu tề sư huynh bọn họ những cái đó đi niêm phong hắc quạng người liền có chút không thích hợp lâm vĩnh hâm nhắc tới tề sư huynh thời điểm trương huyền có vài phần ấn tượng hắn vừa tới đến địa tâm thời điểm gặp qua người kia trương huyền nhìn về phía lâm vĩnh hâm tiếp tục nói lâm vĩnh hâm gật gật đầu ngày đó tề sư huynh bọn họ niêm phong hắc quạng sau khi trở về liền bắt đầu trở nên trầm mặc ít lời lên hơn nữa bọn họ sắc mặt cũng đều không thích hợp đương ngày hôm sau thời điểm tái kiến tề sư huynh bọn họ mỗi người trên mặt đều phiếm hắc khí bọn họ ánh mắt cũng trở nên ngây dại ra cùng bọn họ nói lời nói cũng không để ý tới học viện nhìn ra tề sư huynh bọn họ không thích hợp đưa bọn họ tất cả đều cách ly lên vốn định chậm rãi điều tra nhưng ai biết học viện nội càng ngày càng nhiều người xuất hiện tề sư huynh bọn họ như vậy bệnh trạng ở ngắn ngủn một buổi sáng thời gian, học viện hơn phân nửa người, đều trở nên cổ quái lên, đồng thời, thành trấn bên trong có rất nhiều cư dân, cũng xuất hiện tình huống như vậy. Lâm Vĩnh Hâm nói đến lúc này, nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, lúc ấy, viện trưởng đem loại bệnh trạng này định nghĩa vì một loại nhanh chóng hiếm thấy lây bệnh bệnh tật, còn không chờ viện trưởng làm ra cái gì phản ứng, tình huống liền bắt đầu trở nên không chịu khống chế lên, đương ngày thứ ba thời điểm. Lôi cực trấn gần có 70% người, đều xuất hiện loại bệnh trạng này, hơn nữa trở nên cực kỳ có công kích tính, bọn họ sẽ gặm thực bên người người bình thường, đương bị bọn họ thương đến sau, này đó người bình thường. Sẽ ở 20 phút nội, cũng biến thành hắc khí liêu mặt bộ dáng, biểu tình dại ra, đánh mất tự hỏi năng lực, ngày thứ ba thời gian, ta trốn vào một cái tầng hầm ngầm chung, lại chuyện sau đó, ta liền cái gì cũng không biết. Úc Đào Kỳ Quái nói, vậy ngươi như thế nào biết ta ám tồn tại? Là ta đồng học nói cho ta lâm vĩnh hâm trả lời bọn họ trước hai ngày còn ở trong đàn đã phát về tà ám sự nói ra hiện những việc này đều là hắc quặng có tà ám chạy ra tới bất quá hai ngày này trong đàn đã không ai nói chuyện bọn họ chỉ sợ đều tao mộ bất chắc nơi này hiện tại quá nguy hiểm ta nếu không phải thật sự đói đến không được cũng sẽ không chạy ra nghe nói những cái đó bị tà ám ảnh hưởng người vừa đến buổi tối liền sẽ lui tới bốn phía tìm kiếm người bình thường sau đó đưa bọn họ đồng hóa ban ngày thời gian bọn họ sẽ ẩn núp đến quặng mỏ nội, sẽ không lộ diện. Đường Lâm Vĩnh Hâm sau khi nói xong, Úc Đào đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền đứng ở bên cửa sổ, nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hai vị đại ca, cầu xin các ngươi, mau mang ta rời đi đi. Lâm Vĩnh Hâm đứng ở Trương Huyền hai người phía sau, thanh âm giữa đều mang theo khóc nức nở, lôi cực chấn đã hủy hoại, tà ám xuất hiện, nơi này mấy chục năm không có khả năng lại trụ người kia quang minh đảo người quả thực liền không phải người, vì bản thân tư lợi, hại chúng ta mọi người a à. chương 1432 bị phát hiện. Úc đào vừa nghe lời này, nắm lấy lâm vĩnh hâm cổ áo, người nói cái gì? Quang minh đảo, ai nói cho người việc này cùng quang minh đảo có quan hệ? Mọi người đều biết a à. Lâm Vĩnh Hâm có chút sợ hãi nhìn Úc Đào, phía trước niêm phong hắc quặng thời điểm, viện trưởng cùng mặt trên hội báo quá, vạn sơn đại khu truyền đến tin tức, nói hiện tại toàn bộ vạn vùng núi nội hắc quặc đều là một cái gọi là quang minh đảo tổ chức tới lén khai thác nếu không có quang minh đảo lén khai thác hắc quặng nơi nào sẽ phát sinh như vậy sự quả thực nhất phái nói bậy úc đào hận nói này vạn sơn đại khu cũng đều là một đám không đầu óc lời này là ai nói ra tới lâm vĩnh hâm mở miệng lời này là vạn sơn đại khu vị kia nữ chiến thần nói nữ chiến thần trương huyền một bước vào tới lâm vĩnh hâm trước mặt người xác định đúng vậy lâm vĩnh hâm gật đầu lúc ấy niêm phong hắc quạng thời điểm lời này ở trong trường học đều truyền khai nữ chiến thần còn nói quang minh đảo kỳ thật chính là hoành sơn bảy thái bảo xếp vào thế trương huyền gắt gao nhìn chằm chằm lâm vĩnh hâm người nói nữ chiến thần tên gọi là gì không biết lâm vĩnh hâm lắc đầu nữ chiến thần thân phận địa vị cực cao căn bản là không phải ta loại người này có thể tiếp xúc đến tên nàng chúng ta chưa từng nghe nói trương huyền hỏi như thế nào, nữ chiến thần ở các người học viện giữa danh khí rất lớn sao? Đương nhiên lớn, Lâm Vĩnh Hâm trong mắt tràn ngập kính ngưỡng chi sắc, nữ chiến thần là kiếm cốc cốc chủ đồ đệ, bất quá 25 tuổi, liền thành tựu trí tôn chi vị, đã từng một người độc chiến tam đại chí tôn, là chống lại hoành sơn bảy thái bảo quân chủ lực, chúng ta mọi người, đều đem nữ chiến thần coi như thần tượng, nàng là chúng ta hết cả đời này cũng vô pháp tới độ cao. Trương huyền ánh mắt giữa, thần sắc càng thêm ngưng trọng, ban đầu từ hoàng miện kia nghe được thời điểm, Trương Huyền còn không có cảm giác có cái gì, nhưng hiện tại thông qua Lâm Vĩnh Hâm nói, Trương Huyền hoàn toàn phát hiện, Lâm Thanh Hạm thật sự là bị người phủng đến quá cao, liền lôi cực chấn loại này tiểu thành chấn học sinh, đều đem nàng coi như thần tượng, khó có thể tưởng tượng, ở những cái đó đại hình thành chấn, Lâm Thanh Hạm ở học viện giữa có được như thế nào địa vị. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thanh Hạm, lấy người năng lực, không khó coi ra nơi này vấn đề, từ ngươi rời đi ra ngày đó bắt đầu, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Ngươi vì sao lại đem quang minh đảo nâng đến bên ngoài thượng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? À? Trương huyền toàn là yêu sầu, hắn quyết định, chờ lúc này đây sự, liền đi vạn sơn đại khu một chuyến, tự mình trông thấy lâm thanh hạc. Cách đó không xa, kia chăm đủ xà thần tà ám còn ở hít mây nhà khói. Trương huyền một người đãi ở đại lâu nội một phòng nội, nắm trên cổ ngọc trụy, mở miệng nói, này tà ám rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại? Không biết, ta thần phát ra trả lời, hắn trả lời ra ngoài chương huyền đoán trước. Ngươi cũng không biết. Đúng vậy, ta thân mở miệng, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta là trong thiên địa đạo thứ nhất anh Linh, ta vì sao sẽ xuất hiện linh trí, vì sao sẽ có được tự hỏi năng lực, liền ta chính mình cũng không biết, thậm chí ta ký ức, ta tư duy, ta cũng không biết có phải hay không thật sự, ta ám sớm tại ta xuất hiện phía trước cũng đã tồn tại, chúng nó hình thái không đồng nhất, năng lực hay thay đổi, trên thế giới này, người tuyệt đối không có khả năng tìm được hai cái hoàn toàn tương đồng tà ám, mỗi một cái tà ám đều là một đám thể. Mỗi một cái tà ám, đều là độc nhất vô nhị, tà ám năng lực nhiều mặt, có chút cổ quái làm người khó có thể tưởng tượng, hiện tại này chỉ tà ám, có có thể ảnh hưởng nhân tâm trí năng lực, đối với khống linh mà nói, tà ám đều khó đối phó, người hiện tại trên người tuy rằng có hai tôn chiến linh, nhưng đối thượng cái này tà ám, vẫn là nguy hiểm thật mạnh, kiến nghị không cần chống chọi, nơi này sẽ có người tới giải quyết chuyện này. Trương huyền âm thầm gật gật đầu, hắn bản thân cũng không có cùng tà ám cứng đối cứng ý tưởng, này tà ám quỷ dị trình độ hắn đã cảm nhận được, căn bản không cần thiết đi theo này ngoạn ý liều mạng, trương huyền không phải địa tâm người, đối nơi này hoàn toàn không có bất luận cái gì lòng trung thành, hắn tới nơi này, bất quá là vì tìm lâm thanh hạng, liền tính nơi này hoàn toàn hủy hoại, trương huyền cũng sẽ không để ý làm Úc đào chụp một ít về tà ám ảnh chụp phát đến trên mạng, kết quả thượng truyền vẫn luôn thất bại, đây là có người ở ngăn cản lôi cực chấn người đem chân tướng phóng tới trên mạng. Đại nhân, trên mạng về đối chúng ta quang minh đảo bất lợi ngôn luận càng ngày càng nhiều. Úc đào yêu sầu nói, đã có người nói chúng ta nơi nơi tư khai hắc quặc, lấy cái này tình huống phát triển đi xuống, không ra hai ngày, liền sẽ tuôn ra lôi cực chấn xuất hiện tà ám, mà xuất hiện tà ám nguyên nhân, chỉ sợ cũng sẽ cùng chúng ta dính dáng đến. Không vội, Trương Huyền khẽ lắc đầu, hiện tại nếu đã rõ ràng, này chủ đạo hắc hóa quang minh đảo sau lưng có lâm thanh hạm thân ảnh, Trương Huyền liền chuẩn bị thẳng đánh trọng điểm, trước tìm được lâm thanh hạm lại nói. Nhìn thoáng qua thời gian, sắc trời lập tức liền phải đen, căn cứ lâm vĩnh hâm nói, lôi cực chấn buổi tối cũng không an toàn, Trương Huyền quyết định nghỉ ngơi một đêm lại rời đi. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, đường dương quang hoàn toàn biến mất thời điểm, Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, nguyên bản yên tĩnh trên đường phố, xuất hiện ra một đạo lại một đạo thân ảnh, những người này đột một ngưng tụ tới rồi thành thị trên đường phố, dù đãng ở các địa phương, bọn họ không có mục tiêu, ánh mắt lỗ trống, mỗi người trên mặt đều mạo hắc khí, một màn này thật giống như là điện ảnh trung tang thi vây thành giống nhau. Lâm Vĩnh Hâm run run rẩy rẩy tránh ở một góc giữa, không ngừng run rẩy, Úc Đào cũng là ánh mắt ngưng trọng đứng cách cửa sổ xa chút địa phương, kia đen nhìn nhịt một mảnh người, tuy rằng đánh mất linh trí, nhưng nên có thực lực một chút đều sẽ không thiếu nhóm người này người nảy lên tới cho dù là phú thần lúc đầu cao thủ cũng đến lật thuyền càng đừng nói úc đào loại thực lực này mà phú thần lúc đầu cường giả đối mặt những người này đồng dạng không dám không kiêng nể gì ra tay một khi động thủ lấy xuất thân lúc đầu linh khí cường độ tất nhiên sẽ bị tà ám trước tiên phát hiện đến lúc đó đối mặt liền không phải này đó con rối mà là liền trí tôn đều phải kiêng kỵ tà ám trương huyền đứng ở bên cửa sổ nhìn phía dưới hết thảy, tồn tại tức có lý, này tà ám làm ra chuyện như vậy, khẳng định là có cái dạng nào mục đích muốn đạt tới. Đột nhiên, đầy đất xu đãng con rối đồng thời dừng thân hình, như vậy quỷ dị một màn lập tức liền hấp dẫn Trương Huyền Lực chú ý. Ngay sau đó, dây tiếp theo, sở hữu ở trên đất trống dù đãng con rối, toàn bộ đều nâng lên đầu, thay đổi phương hướng, đồng thời chiều Trương Huyền nơi này đống đại lâu xem ra. Kia nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Úc Đào, thân thể nháy mắt liền banh thẳng. Xong rồi, Lâm Vĩnh hâm mặt xám như cho tàn, bọn họ phát hiện chúng ta. Đi, đổi địa phương, Trương Huyền lập tức làm ra quyết định. Đang lúc ba người chuẩn bị rời đi tầng cao nhất phòng khi, liền nghe được một trận rồn dập tiếng bước chân vang lên, bọn họ nơi phòng cửa phòng bị người mãnh liệt va chạm. Không xong không xong, ta liền nói không cần mạo hiểm chạy xa như vậy, hiện tại bị phát hiện, chúng ta chết chắc rồi. Ngoài cửa, một đạo nôn nóng giọng nữ vang lên. Trương 1433 Quang Minh đảo không cho đi. Trương huyền ba người nơi này gian phòng ốc cửa phòng bị gõ đến sinh vang, nhưng bên ngoài người lại là không dám dùng khí phá vỡ cửa phòng. Lý do rất đơn giản, một khi dùng khí, những cái đó tà ám con rối liền sẽ ở trước tiên ngửi được, sau đó vào tới. Sợ tới mức phát run lâm vĩnh hâm đại tùng một hơi, đương biết những cái đó con rối mục tiêu không phải chính mình sau, hắn kia một lòng liền buông xuống rất nhiều không được, không thể như vậy đi xuống, đãi ở bên ngoài cũng đến chết, đua một phen. Ngoài cửa lại truyền đến một đạo giọng nam, theo sau, liền nghe phanh một tiếng, trương huyền ba người nơi này gian phòng cửa phòng bị hoàn toàn phá vỡ, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh, xuất hiện ở trương huyền ba người trong mắt, đồng thời, cửa hai người, cũng thấy được trương huyền. Cửa này hai người, ăn mặc cùng lâm vĩnh hâm giống nhau giáo phục, kia nữ tính, trương huyền còn nhận thức, chính là hắn vừa đến địa tâm giờ quốc tế, nhìn thấy nữ nhân kia, Trương Huyền còn nói cho nàng, chính mình thuộc về chiến tranh học viện. Là, nữ nhân nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt đầu tiên, liền phát ra âm thanh, thanh âm rất lớn, có vẻ thực kinh ngạc. Bang! Một đạo thanh thúy tiếng vang, từ nữ nhân trên mặt phát ra, ngừng nữ nhân thanh âm. Úc Đào nhìn chầm chầm nữ nhân, ánh mắt khói mù nói, cầm miệng, muốn chết đừng đem lão tử liên lụy đến. Ngươi dám đánh ta sư muội cùng nữ nhân đồng hành lôi cực học viện nam tính hét lớn một tiếng, chiều Úc đào vào tới. Này một tiếng giống to, hoàn toàn kinh động những cái đó con rối có thể nhìn đến, sở hữu chậm rãi hành động con rối giờ phút này đều bắt đầu chạy vội lên, chiều bọn họ nơi này đống đại lâu vào tới. Úc đào nhìn đến như vậy một màn, vốn là sắc mặt âm trầm hắn, trong mắt phát ra một mặt sát ý. Ngu xuẩn, Úc đào quát khẽ một câu, theo sau một quyền liền chiều kia nam tính huy đi. Triệu sư huynh, ngô sư tỷ Lâm Vĩnh Hâm ở thời điểm này vội vàng ra tiếng. Cùng lúc đó, Trương Huyền cũng lấy khí đem thanh âm bước thành một cái tuyến, truyền vào úp Đảo trong tai, này hai người không thể giết, lưu một chút, này bên trong thành người sống không ít, giết hai người bọn họ, Phòng trừng lôi cực chấn sự, liền thật đến bị người ném đến quang minh đảo trên đầu, phòng trong theo dõi nhưng đều không hư. Trương Huyền nói, rũi tay mịt mờ chỉ chỉ phòng trong một ít camera. Úc Đào Huy đến một nửa nắm tay bỗng nhiên dừng lại, chừng mắt nhìn kia triệu sư huynh liếc mắt một cái sau, đi nhanh chiều bên cạnh đi đến. Lâm Vĩnh Hâm, như thế nào là ngươi? Triệu sư huynh cùng ngô sư tỷ lúc này mới chú ý tới Lâm Vĩnh Hâm. Là hai vị này đại ca đã cứu ta. Lâm Vĩnh Hâm giải thích, đồng thời Lâm Vĩnh Hâm hướng Úc Đào nói, đại ca, hai người bọn họ cũng là chúng ta học viện người. Úc Đào cười lạnh một tiếng, hiện tại học viện học sinh đều xuẩn đến loại trình độ này sao? chính mình muốn chết, cũng đừng liên lụy đến chúng ta. Ngươi, cái kia ngô sư tỷ chỉ vào Úc Đào cùng Trương Huyền, ta biết hai ngươi, ngươi là bên cạnh cái kia đỉnh núi cường đạo, một cái khác ở lệnh truy nã thượng, xâm nhập quá chúng ta săn thú chàng, là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo Người. Trương Huyền liếc ngô sư tỷ liếc mắt một cái, không nói gì, hắn xuyên thấu qua pha lê, nhìn thoáng qua phía dưới, theo sau mở miệng, đi thôi, những cái đó còn dối lập tức liền tới rồi. Úc Đào không có nói cái gì nữa, đi theo Trương Huyền. Ngô Sư tỷ cùng kia triệu Sư Huynh còn tính toán nói chuyện, bị Lâm Vĩnh Hâm vội vàng dùng thủ thế ngăn lại, Ngô Sư tỷ hít sâu một hơi, cũng không nói cái gì nữa, rốt cuộc hiện tại, bảo mệnh càng quan trọng, những cái đó con dối đã vọt tới, lại đãi đi xuống, hẳn phải chết. Giờ phút này, đi bộ thang lầu nội đã chuyển đến rậm rạp tiếng bước chân, hiển nhiên những cái đó con dối đã vọt đi lên, thang máy giờ phút này cũng không dám dùng, một khi phát ra một chút tiếng vang, bị nhốt ở thang máy, kia đã có thể một chút đường lui đều không có. Này tòa đại lâu phía trên có cái đại hình sân phơi, chúng ta có thể đi trước nơi đó tránh một chút. Úc Đào đưa ra kiến nghị. Tiến vào đỉnh tầng sân phơi phương pháp rất ít, Trương Huyền 5 người ở tầng cao nhất phòng rất lớn một vòng, mới tìm được đi thông sân phơi nhập khẩu, lúc này, thậm chí đã có con rối thân ảnh xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Cũng may 5 người động tác đều không tính chậm, ở con rối hoàn toàn phát hiện bọn họ phía trước, toàn bộ đều đi tới sân phơi thưởng. Tầng cao nhất lộ thiên sân phơi thưởng, phóng rất nhiều bồn hoa cây xanh, còn có cái đại hình bể bơi cùng tiệc đứng nhà ăn, hiển nhiên, đây là cung kẻ có tiền chuyên môn hưu nhàn giải trí địa phương. Lâm Vĩnh Hâm, còn có triệu sư huynh, cùng với ngô sư tỷ ba người, vừa thấy đến nhà hàng buffet, liền cùng điên rồi giống nhau vọt vào đi, bọn họ bản thân có thực tốt ẩn thân mà. Hiện tại chạy ra, đơn giản chính là vì tìm ăn mà thôi. Trương Huyền cùng Úc Đào đứng ở sân phơi bên cạnh, nhìn phía dưới. Đêm tối giữa, này đại lâu chung quanh, che kín rậm rạp con rối, liền cùng Trương Huyền đám người cách một tầng phòng nội, thỉnh thoảng truyền đến con rối gạo giống thanh, phá lệ thấm người. Tuy rằng này đó con rối cũng không sẽ đem người hoàn toàn xé nát, nhưng bị bọn họ gặm thực lúc sau liền sẽ biến thành cái xác không hồn, ở nào đó trình độ tới giảng, này so chết còn muốn khủng bố. Úc Đào nhíu mày, đại nhân, có người tưởng đối phó chúng ta, không biết cái kia cái gọi là nữ chiến thần là cái gì lai lịch, hiển nhiên, nàng tại rất sớm phía trước liền chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ chúng ta quang minh đảo lộ diện. Trương Huyền trầm mặc, không rên một tiếng. Sự tình đến bây giờ tình trạng này, Trương Huyền cũng vô pháp làm ra quyết đoán, ở lâm thanh hạm sau lưng, không biết có ai làm chủ đạo, kia kiếm cốc cốc chủ rốt cuộc là nhân vật nào, đảm đương cái dạng gì nhân vật, Trương Huyền hoàn toàn không biết. Trước làm quang minh đảo quật khởi, lại đem quang minh đảo đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, này trung gian, rốt cuộc cất giấu cái gì đâu. Trương huyền hiện tại đã phi thường rõ ràng, lâm thanh hạm tuyệt đối đã biết được chính mình đã đến, rốt cuộc là thật sự có người hạn chế lâm thanh hạm tự do, vẫn là nàng bản thân có cái dạng nào mục đích, điểm này, trương huyền nói không rõ, nhưng trương huyền rõ ràng chính là, chính mình có thể trăm phần trăm tín nhiệm lâm thanh hạm, quang minh đảo quật khởi, chính là bởi vì lâm thanh hạm cho chính mình ám chỉ, mặc kệ hiện tại tình thế phát triển đến cái gì bộ dáng, Trương Huyền vẫn là sẽ đem chuyện này đặt ở chủ vị thượng. Hơn nửa giờ sau, Lâm Vĩnh Hâm ba người từ nhà hàng buffet ra tới, mỗi người đều là một bộ ăn uống no đủ bộ dáng, bọn họ trực tiếp nhảy vào bể bơi chung, rửa sạch trên người. Lâm Vĩnh Hâm, ngươi lại đây, Úc Đào kêu tới Lâm Vĩnh Hâm, nói một chút đi, người từ ngươi sư huynh sư tỷ kia, đã biết cái gì? Lâm Vĩnh Hâm quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ngâm mình ở bể bơi nội hai người, thấp giọng nói, hiện tại, bên trong thành còn có không ít người sống, nhưng mọi người đều giấu đi, không dám thỏ đầu ra. Kỳ quái, Úc Đào nghi hoặc, nếu này đó con rối ban ngày sẽ không xuất hiện, bọn họ vì sao không rời đi? Đi không được a à, Lâm Vĩnh Hâm vẻ mặt khổ tướng, phía trước có người liền nghĩ ban ngày rời đi, nhưng ban ngày nguy hiểm, cũng không so buổi tối muốn tiểu, quang minh đảo người sẽ ở ban ngày xuất hiện, săn giết bên trong thành người sống, bọn họ không cho phép chính mình tư khai hắc quảng sự bị người truyền bá đi ra ngoài, bọn họ tưởng diệt toàn bộ lôi cực chấn. Úc Đào quay đầu lại nhìn Trương Huyền. Trương 1434 muốn tiêu diệt khẩu. Đêm tối dần dần qua đi, ở một đêm con rối gạo giống trong tiếng, lôi cực học viện ba gã học sinh đều không thể làm được bình yên đi vào giấc ngủ. Úc Đào cả đêm đều ở lật xem chính mình máy truyền tin, nhìn xem hiện tại trên mạng đối với Quang Minh Đảo bình luận. Hiện tại, toàn bộ Bắc Hương Thành, bao gồm Bắc Hương Thành khu quản hạt hạ sở hữu thành trấn đều biết lôi cực trấn phát sinh sự, mà những việc này đều bị người thống nhất đem đầu mâu chỉ hướng về phía Quang Minh Đảo. Hiện tại lớn nhất một cái cách nói chính là, Quang Minh Đảo sớm đã có người ở lôi cực trấn tư khai mỏ than, chính là muốn hủy hoại toàn bộ Bắc Hương Thành, này Quang Minh Đảo bị người cùng tà treo lên câu, nói những người này giấu đầu lòi đuôi, không dám lộ diện, một khi bị người nhìn đến mặt nạ hạ gương mặt, liền phải giết người. Trương Huyền nghe Úc Đào hội báo một cái lại một tin tức, hắn phát hiện, chính mình phía trước, là đem địa tâm văn minh xem quá đơn giản, nơi này học viện đại biểu cho phía chính phủ, có được tối cao vũ lực, loại này quy tắc nhìn như đơn giản, kỳ thật trăm ngàn chỗ hở, một cái có được vũ lực phía chính phủ, ở làm chính trị năng lực phương diện là hoàn toàn bị suy nhược, đương càng coi trọng vũ lực là, một ít cơ bản quy tắc liền sẽ bị xem nhẹ, cá lớn nuốt cá bé loại này nguyên thủy pháp tắc trở thành chủ đạo. Nhưng cố tình, mỗi một cái thành trấn giữa, đều ở số lượng cực cao cư dân, cho nên, muốn chiếu cố cư dân ý tưởng, liền trở thành học viện khó nhất đem khống sự tình, đương hình thành loại này thế cục sau, một khi ở trên mạng có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ ở cư dân chi gian hình thành một loại sóng chiều. Liền giống như hiện tại, có người ở trên mạng nói về quang minh đảo đủ loại, chẳng sợ Bắc Hương thành tam đại học viện lúc này cùng lên tiếng, nói chuyện này cùng Quang Minh Đảo cũng không bao lớn quan hệ, Bắc Hương Thành cư dân nhóm cũng không tin, đương Bắc Hương Thành Tam Đại học viện liên tục phát ra như vậy thanh âm liên tục một ngày sau, bọn họ cũng không ra tiếng, đã có lực lượng nào đó, khiến cho không cho bọn họ nói chuyện, hiện tại Bắc Hương Thành Tam Đại học viện đã bị kẹp ở cái này khe hở giữa. Như vậy sự đối với Bắc Hương Thành Tam Đại học viện mà nói, lại là một cái không nguyên chi giả, ngày này buổi tối, Tam Đại học viện cao tầng đãi ở bên nhau, nói là mở họp, kỳ thật là ở báo đoàn sưởi ấm, bởi vì bọn họ sợ hãi, sợ hãi quang minh đảo bởi vì việc này sinh khí, sợ hãi quang minh đảo mỗi một vị trí tôn đột nhiên liền tìm tới cửa tới. Đương ngày hôm sau, thiên muốn mông lung lượng khi kia vang lên một đêm con rối gạo giống thanh hoàn toàn biến mất, những cái đó tụ tập ở đại lâu phía dưới con rối cũng bắt đầu thối lui, hướng tới tà ám nơi phương hướng. Giờ phút này, trương huyền rõ ràng nhìn đến, kia cự máng tà ám chăm đủ là từ đâu ra, những cái đó đủ rõ ràng chính là một cái lại một cái đùi người. Như vậy một màn, làm Trương Huyền cảm thấy có chút buồn nôn, cái loại này ghê tởm trình độ, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả ra tới. Tà thần phát ra một tiếng than nhẹ, mỗi một cái tà ám, thật giống như là một loại dược vật, mỗi khi cái này văn minh muốn sinh bệnh thời điểm, tà ám liền sẽ toát ra tới chữa bệnh, tiêu diệt một ít muốn phá hư cái này văn minh đồ vật, này dưới nền đất có cái gì, là toàn bộ địa tâm thế giới lớn nhất câu đố, khai thác mỏ, chính là không ngừng đào đất, đào đến chỗ sâu nhất, nghênh đón sẽ chỉ là hủy diệt, rốt cuộc, tà ám khả năng chỉ là kia dưới nền đất địa ngục giữa một cái bảo vệ cửa thôi. Trương Huyền Hiếu Kỳ nói, này dưới nền đất tồn tại rất nhiều kỳ quái đồ vật sao? Tồn tại là nhất định, tà thần làm ra khẳng định trả lời, nhưng cụ thể có cái gì, không ai biết, này liền như là mặt đất văn minh Hải Dương giống nhau, mọi người đều biết Hải Dương chỗ sâu trong thực khủng bố. Nhưng rốt cuộc khủng bố đến kiểu gì trình độ không ai có thể nói rõ ràng. Ba gã học viện học sinh, ở gào giống thanh dần dần biến mất lúc sau, cũng đều ngủ. Trương Huyền nhìn Úc Đào liếc mắt một cái, Úc Đào gật gật đầu, hai người chuẩn bị phải rời khỏi. Đến nỗi Lâm Vĩnh Hâm nói cái gì về Quang Minh Đảo săn giết, hai người bọn họ hoàn toàn không để ở trong lòng, Úc Đào đối Trương Huyền có tuyệt đối tin tưởng, Trương Huyền tự thân cũng là, nếu cái này săn giết thành viên giữa không có xuất hiện khống linh, Trương Huyền liền không sợ gì cả, nơi này có tà ám tồn tại, khống linh cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đang lúc Trương Huyền cùng Úc Đào hai người chuẩn bị rời đi khi, một trận cánh quạt tiếng ồn, ở cách đó không xa vang lên. Một trận lại một trận phi cơ trực thăng, xuất hiện ở Trương Huyền cùng Úc Đào hai người tầm mắt giữa. Phi cơ trực thăng ồn ào cánh quạt thanh thực mau liền đem ba gã mới ngủ không lâu học viện học sinh đánh thức, Đường ba gã học viện học sinh trợn mắt nhìn đến kia xoay quanh mà đến phi cơ trực thăng sau, Lâm Vĩnh Hâm trong mắt bính ra kinh hỉ thần sắc, là học viện tiêu chí, vạn vùng núi ngàn nhận viện phi cơ trực thăng, bọn họ tới cứu chúng ta. Ba gã học sinh thấy như vậy một màn, tất cả đều kinh hỉ hoan hô lên, không ngừng đối với phía trên phất tay, bắt đầu nhảy lên. Đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, học viện phái người tới, chúng ta cùng nhau đi sao? Úc Đào đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, trương huyền khẽ lắc đầu này không phải tới cứu người không phải cứu người úc đào sửng sốt trương huyền gật gật đầu nếu là cứu người như thế nào sẽ bất an bài đại hình vận chuyển phi cơ trực thăng này đó phi cơ trực thăng toàn bộ đều là võ trang chiến đấu dùng hạch tái nhân số năm người chính là lớn nhất hạn độ này đó phi cơ trực thăng mỗi một cái mặt trên đều trang bị vũ khí ngươi cẩn thận quan sát một chút bên trong người cơ hồ đều là ngồi đầy này căn bản không phải tới cứu người mà là muốn Diệt khẩu, diệt khẩu, Úc Đào trong lòng giật mình. Trương Huyền quét mắt còn chính vui sướng ba gã học sinh, hướng Úc Đào thấp giọng mở miệng, đi. Úc Đào không có trần chờ đi theo Trương Huyền liền hướng sân phơi xuất khẩu đi đến. Ca, học viện người tới cứu chúng ta, chúng ta được cứu rồi. Lâm Vĩnh Hâm nhìn đến phải đi Trương Huyền cùng Úc Đào, vội vàng ra tiếng. Trương Huyền cùng Úc Đào hai người lý cũng chưa lý Lâm Vĩnh Hâm một câu, đi nhanh rời đi, hai người bọn họ không dám đem tốc độ phóng quá nhanh, sợ làm cho đối phương chú ý, nhưng Trương Huyền xem nhẹ đối phương sát tâm, ở nhìn đến Trương Huyền cùng Úc Đào hai người phải rời khỏi sân phơi sau, tổng cộng 6 giá phi cơ trực thăng, đột nhiên khai hỏa. Phanh 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 phanh, địa tâm văn minh phát triển viễn siêu mặt đất, này hỏa khí uy lực, cũng so mặt đất càng thêm khủng bố, một trận tiếng nổ mạnh chung, nguyên bản trang hoàng cao cấp hoa lệ sân phơi, tức khắc trở nên rách nát một mảnh, trước một giây còn vui mừng ba gã học sinh, nháy mắt thay đổi sắc mặt, tại đây lửa đạn giữa hoảng loạn chạy trốn lên. Này, này không phải tới cứu chúng ta, ngô sư tỷ hét lớn một tiếng. Triệu sư huynh sắc mặt trắng bệch, là chạy máy bộ đội. Là ngàn nhận viện chạy máy bộ đội, bọn họ là tới diệt khẩu, bọn họ muốn chủ đạo toàn bộ lôi cực trấn sở hữu sự tình đi hướng. Chúng ta ra không được, bọn họ không nghĩ phóng chúng ta đi ra ngoài, bọn họ muốn tiêu diệt thành, sau quang minh đảo làm càng thêm máu lạnh. Xem kia, ngô sư tỷ chỉ hạ không chung, nơi đó, thượng trăm giá phi cơ trực thăng xoay quanh, rậm rạp, che trời lấp đất. Giây tiếp theo, thượng trăm giá phi cơ trực thăng cùng khai hỏa, lửa đạn thổi quét toàn bộ lôi cực chấn. Kia xoay quanh ở một đống đại lâu phía dưới tà ám chú ý tới này này hết thảy, phát ra giống như châu buồn tiếng hô. Tà ám, chưa có cản rỡ. Lưỡng đạo thân ảnh, từ thiên mà đến, ngự kiếm thuận gió. Ngô nãi kiếm cốc kiếm vô danh. Ngô nãi kiếm cốc kiếm thanh. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1435 giả mạo quang minh đảo. Kiếm cốc kiếm vô danh, kiếm cốc kiếm thanh. Hai người tuổi nhìn qua đều ở hơn 30 tuổi, vô danh vì nam, thanh vì nữ, đạp kiếm mà đến, ở hai người phía sau, các bay một đạo hư ảnh. Anh Linh, Úc Đào trừng lớn đôi mắt, đây là hai đại trí tôn. Kiếm cốc là vạn vùng núi lớn nhất người tu hành thế lực, này bên trong cánh cửa cao thủ vô số, chuyên tu kiếm đạo, lực sát thương cường hãn, nghe nói, cùng cấp bậc cao thủ, kiếm cốc người, tổng phải mạnh hơn một đoạn. Trương Huyền giờ phút này đã rời đi sân phơi, hắn thấy kia hai kiếm tu thẳng đến phía dưới tà ám mà đi. Thượng trăm giá phi cơ trực thăng bắt đầu phụt lên ngọn lửa, thổi quét toàn thành, nguyên bản yên tĩnh lôi cực chấn, tại đây một khắc bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, một đạo lại một đạo thân ảnh không biết từ cái nào góc giữa phụt ra, ở lôi cực chấn giữa nơi nơi tán loạn. Lâm Vĩnh Hâm ba người, cũng luống cuống tay chân chạy ra sân phơi, một đám mặt xám mày cho, trong mắt toàn là hoảng sợ, hoàn toàn không thấy vừa mới vui sướng chi sắc. Phi cơ trực thăng ngọn lửa tiếp tục phụt lên, trương huyền bọn họ nơi này đống đại lâu, một phiến lại một phiến pha lê hoàn toàn bạo toái mở ra. Bụi mù nổi lên bốn phía, phú thần cao thủ dưới thực lực, bị này đó ngọn lửa gặp phải sẽ phải chết. Tìm được một chỗ cách mấy đạo vách tường phòng, Trương Huyền mang theo Úc đảo trốn tránh đi vào. Lâm Vĩnh Hâm ba người tại đây phi cơ trực thăng ngọn lửa hạ đã rối loạn thần, ở đại lâu nội nơi nơi tán loạn, thực mau liền nghe Triệu Sư huynh phát ra hét thảm một tiếng, hắn chân trúng đạn, vận khí tốt chính là hắn chỉ là bị mảnh đạn đánh trúng, nếu là trực tiếp bị viên đạn đánh trúng, chỉ sợ hắn một chân đều sẽ hoàn toàn nổ tung. Lâm Vĩnh Hâm cùng kia Ngô sư tỷ vội vàng mang Triệu Sư huynh tìm cái địa phương trốn tránh lên che lại đầu, sợ tới mức run bẩn bật. Như vậy bắn phá ước chừng rằng có một phút thời gian, này một phút, đối với Lâm Vĩnh Hâm ba người mà nói, giống như một thế kỷ như vậy trường. đưa ngọn lửa dừng lại, chung quanh một mảnh bụi mù, mỗi người đều mặt xám mày cho. Trương Huyền đem ánh mắt phóng hướng đại lâu ngoại, rõ ràng nhìn đến, những cái đó phi cơ trực thăng ở không trung xoay quanh, một đạo lại một đạo thân ảnh, từ cabin nội nhảy ra tới, những người này, toàn bộ đều mang màu đen mặt quỷ mặt nạ, nghiễm nhiên là một bộ địa ngục hành giả trang điểm úc đào cũng nhìn đến như vậy một màn hắn trầm giọng nói đại nhân lần này thật là phía chính phủ muốn đối phó chúng ta nhiều nhất nửa giờ sau về quang minh đảo địa ngục hành giả tàn sát dân trong thành sự liền sẽ truyền tới trên mạng đây là tưởng đem chúng ta quang minh đảo bước đến toàn bộ phía chính phủ cùng nhân dân mặt đối lập đi chúng ta vốn định làm bạch khấu hắn đây là muốn buộc chúng ta làm cường đạo a trương huyền khẽ lắc đầu cường đạo cùng bạch khấu bất quá là một loại cách nói mà thôi, bị nhân dân thừa nhận, chính là quan, không thừa nhận, còn lại là tặc, chỉ cần mang mặt nạ chính là quang minh đảo, kia chẳng phải là, khắp thiên hạ, ai ngờ trở thành quang minh đảo, là có thể trở thành quang minh đảo. Trương Huyền đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, đột nhiên xoay người hỏi, người biết, quang minh đảo quan trọng nhất chính là cái gì sao? Úc Đào muốn há mồm trả lời, lại phát hiện chính mình trong lòng thật đúng là không có một cái khẳng định đáp án, hắn lắc lắc đầu, Trương Huyền cười nói, thực lực, nếu Quang Minh đảo hôm nay muốn tàn sát dân trong thành, vậy thật sự có thể đồ, nhưng giả mạo Quang Minh đảo người, làm không được. Trương Huyền nhìn thoáng qua Lâm Vĩnh Hâm ba người nơi địa phương, ba người trên đầu, một khối trần nhà lung lay sắp đổ, mà xuống phương ba người, còn cái gì đều không tự biết, bọn họ thậm chí còn không có từ vừa mới phi cơ trực thăng ngọn lửa bắn phá giữa phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy kia trần nhà sắp rơi xuống, Trương Huyền bỗng nhiên một cái bước nhanh phóng đi đem ba người đồng thời từ tại chỗ kéo đi, liền ở ba người rời đi nháy mắt. ầm vang, một tiếng trọng vang, bụi mù nổi lên bốn phía, một khối to trần nhà nện ở ba người vừa mới vị trí địa phương, nhìn này khối chừng 2 mét vuông đại, tiếp cận 10 cm hậu trần nhà, ba người đều cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi, vừa mới bọn họ căn bản là không cảm nhận được hôm nay hoa bản nện xuống, dưới tình huống như vậy, lại không khí bảo hộ, khẳng định sẽ bị tạp thành trọng thương. Lâm Vĩnh hâm ba người, toàn hướng Trương Huyền đầu đi cảm kích ánh mắt. Đi thôi, các ngươi vừa mới đã khiến cho bọn họ chú ý, thực mau sẽ có người tìm tòi lại đây, trước rời đi nơi này. Trương Huyền ra tiếng. Lâm Vĩnh Hâm cùng Ngô Sư Tỷ hai người giá triệu sư huynh, mấy người cùng triều đại lâu ngoại đi đến, không đợi mấy người hạ đến lầu một, một trận tiếng bước chân liền ở hàng hiên nội vang lên, sợ tới mức Lâm Vĩnh Hâm ba người lập tức nín thở ngưng thần. Trương Huyền cấp Úc Đào đưa mắt ra hiệu, Úc Đào lập tức hiểu ngầm, khi trước xuống lầu, theo sau, liền nghe hàng hiên bộc phát ra một trận tiếng đánh nhau, đường lâm vĩnh hâm ba người đi theo trương huyền đi xuống lâu thời điểm, chỉ nhìn đến Úc Đào đứng ở nơi đó, trên mặt đất còn có mấy quán vết máu, lại sau đó cái gì cũng chưa, đến nỗi phía trước những cái đó tiếng bước chân, hiện tại cũng đã hoàn toàn biến mất. Úc Đào thực lực, đặt ở Bắc Hương Thành, cũng tính không được cái gì, nhưng ở lôi cực trấn loại địa phương này, hắn đã là một phương khấu đầu. Hiện tại có người tới lôi cực trấn tàn sát dân trong thành, trừ bỏ hai gã trí tôn đối phó tả ám bên ngoài, cao thủ cũng không có xuất động quá nhiều. Vạn vùng núi tuy rằng thế lực cường đại, nhưng bọn hắn đối thủ cũng không yếu, một chút phái ra quá nhiều cao thủ, sẽ làm còn lại thế lực sấn hư mà nhập. Những cái đó mang mặt quỷ mặt nạ tồn tại, Úc Đào có thể nhẹ nhàng giải quyết. Mấy người ra cao ốc, liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ngã vào cao ốc bên ngoài mấy đạo thi thể, kia thi thể chung, có hai người ăn mặc lôi cực học viện giáo phục, còn lại đều là lôi cực trấn bình thường cư dân, tất cả đều là vừa mới bôn đảo đến trên đường phố, sau đó bị người chém giết. Ngô sư tỷ ở đại lâu xuất khẩu hướng nơi khác nhìn lại. Có một cái tìm tòi đội lại đây, bọn họ mỗi dọn dẹp một mảnh khu vực, đều sẽ tiến hành một lần hội báo, nơi này không truyền ra hội báo thanh, bọn họ sẽ phái càng nhiều người tới. Lâm Vĩnh hâm vẻ mặt chua sót, nhưng chúng ta hiện tại hẳn là chạy trốn nơi đâu a? À? Ngô Sư Tỷ quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền cùng Úc Đào hai người, theo sau nói, ta biết một cái căn cứ địa, chúng ta hiện tại đi kia, nơi đó còn có không ít người tồn tại, trong đó có một người, đã từng đã làm lôi cực chấn nước ngầm lưu thông thiết kế, hắn biết một cái chạy ra lôi cực chấn lộ. Ngô Sư Tỷ nói xong, đi đầu hướng phía trước chạy tới. Lâm Vĩnh Hâm căn bản sẽ không hoài nghi cái gì, lúc này triệu sư huynh miệng vết thương huyết cũng đã ngừng, có thể miễn cưỡng cùng được với Ngô Sư Tỷ tốc độ. Trương Huyền cùng Úc Đào hai người trầm mặc cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đi theo bọn họ cùng nhau chạy trốn. Bình thường tìm tòi đội Trương Huyền không để bụng, nhưng kia kiếm vô danh cùng kiếm thanh, Trương Huyền vẫn là có chút kiêng kỵ, đó là hai cái hàng thật giá thật khống linh cường giả, bọn họ phía sau tồn tại chính là anh Linh, mà Trương Huyền chỉ là có được hai cái chiến linh mà thôi. Hiện tại Trương Huyền cũng không rõ ràng chính mình cùng khống linh cường giả chi gian có bao nhiêu đại tranh lệch, nhưng hai gã khống linh cường giả tồn tại, Trương Huyền tự nhiên sẽ không chủ động đi bại lộ cái gì, hắn hai tôn chiến linh, là hắn trên mặt đất tâm lớn nhất át chủ bài, đồng thời cũng là quang minh đảo át chủ bài, một khi bại lộ ra tới, quang minh đảo phía trước hết thảy tạo thế, đều sẽ tan thành mây khói. Chương 1436 ta không nghĩ chạy. Trương Huyền đi theo Ngô sư tỷ, một đường đi vào một cái xuống nước khẩu, trên đường bị hai cái tìm tòi đội theo dõi nhưng đều bị úp đảo dễ như trở bàn tay giải quyết. Từ cái này đi, có thể đi thông cái kia căn cứ địa, đến sớm một chút đi, chỉ sợ bọn họ đã chuẩn bị bắt đầu rút lui, đi ván, muốn đi mất. Ngô sư tỷ nói xong, khi trước nhảy xuống xuống nước khẩu. Trương Huyền ở nhảy xuống xuống nước khẩu phía trước, rõ ràng nhìn đến, ở kia tà ám xoay quanh phương hướng, có lưỡng đạo kiếm mang, phóng lên cao, sắc bén phi thường, trong nháy mắt này Trương Huyền phảng phất lại cảm nhận được Dương Thủ Mộ chém ra nhất kiếm phong hoa. Một tòa cao ốc, ở vô thanh vô tức giữa, bị từ trung gian chém thành hai đoạn, này uy lực, làm người liếu lưỡi. Trương Huyền năm người chui vào cống thoát nước chung, ở chỗ này xuyên qua, thủy mạn quá bọn họ cẳng chân, mỗi đi một bước, đều so ngày thường càng thêm cố sức, một cổ khó có thể miêu tả hương vị sông vào mũi, làm người buồn nôn. Lâm Vĩnh Hâm thỉnh thoảng sẽ phát ra một trận buồn nôn thanh đều nhỏ giọng điểm, Úc Đào đột nhiên dừng lại bước chân, chỉ chỉ đỉnh đầu, mặt trên có người. Úc Đào vừa dứt lời, liền nghe một trận tiếng bước chân vang lên, liền từ bọn họ trên đỉnh đầu trải qua, thậm chí còn có thể nghe được những cái đó tiếng bước chân chủ nhân đối thoại thanh. Này đó phiến khu đều phải tìm tòi, một người đều không thể phóng đi ra ngoài. Lần này tà ám có cổ quái, phóng xuất ra virus mang theo cực cường lây bệnh tính, một khi đi ra ngoài một cái, sự tình liền khó có thể khống chế. Hiện tại liền xem kiếm cốc hai vị đại nhân có không thuận lợi đem tà ám chém giết. Vô luận có thể hay không chảm rớt, những người này đều phải chết. Một đạo lại một đạo thanh âm vang lên, nghe được phía dưới lâm vĩnh hâm ba người khẩn trương không thôi, một đám liền đại khí cũng không dám ra. Theo những cái đó tiếng bước chân càng lúc càng xa, lâm vĩnh hâm ba người nhắc tới một lòng, mới dần dần buông. Đang lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, liền thấy ngô sư tỷ một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, theo sau, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Trương huyền nháy mắt liền chú ý tới, ở mấy người chính phía trước, đứng một bóng người, hắn có được một trương nam nhân gương mặt, lại là xà thân thể, ở này dưới thân, tổng cộng có bốn điều đùi người, từ bề ngoài đi lên giảng, khủng bố dọa người, này đạo thân ảnh trong miệng, không ngừng phun ra nuốt vào màu đen sương mù, ở này phía sau, còn có một đạo vết máu, nam nhân trên mặt, Che kín rậm rạp vết kiếm. Thân ảnh ấy là khi nào xuất hiện, Trương Huyền thậm chí đều không có nhận thấy được. "Tiểu tử, chuẩn bị chạy." Tà thần dồn dập ra tiếng nhắc nhở. Ở Tà thần ra tiếng nháy mắt, kia đạo nhân ảnh liền hướng Trương Huyền xem ra. Tại đây đồng thời, vừa mới mới từ mọi người đỉnh đầu chỗ xẹt qua tìm tòi đội, lập tức lại đi vòng vèo trở về, chỉ cần bọn họ không biết, là có thể nghe được Ngô sư tỷ tiếng thét chói tai. "Tiểu tử, chạy a!" À tà thần nôn nóng, thanh âm đã biến thành giống to. Úc đào, đừng làm cho bọn họ đã chết. Trương huyền hét lớn một tiếng, theo sau quay người lại, chiều cái này thủy đạo chỗ sâu trong chạy tới, cùng mọi người là tương phản phương hướng. Kia nói xà hình thân ảnh, xem cũng chưa xem ngô sư tỷ đám người liếc mắt một cái, thân hình đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, chiều trương huyền phóng đi. Tại đây xà hình thân ảnh rời đi nháy mắt, úc đào trên đỉnh đầu vị trí, bị người nổ tung một cái lỗ thủng, một cái 10 người quy mô tìm tòi đội xuất hiện ở Úc Đào đám người tầm mắt giữa. Một người tìm tòi đội thành viên cười nói, u, không nghĩ tới, cái này thủy đạo, còn có bốn con sú lão thử, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ đâu. Úc đào nhìn đối phương mang mặt quỷ mặt nạ bộ dáng, cười lạnh nói, giả mạo người khác, liền mặt cũng không dám lộ, rốt cuộc ai mới là lão thử đâu. Nhìn dáng vẻ, người biết đến không ít sao, tìm tòi đội thành viên nhìn chằm chằm Úc đào, cười lạnh nói, người loại người này, sống không lâu. Ta muốn thử xem, Úc Đào nhéo nhéo quyền. Thượng, thuộc về tìm tòi đội cùng Úc Đào chi gian đấu tranh, chạm vào là nổ ngay. Bên kia, Trương Huyền bay nhanh xuyên qua tại hạ thủy đạo trung, kia đạo thân ảnh theo sát sau đó. Đó là thứ gì, Trương Huyền một bên chạy như bay, một bên mở miệng. Là cái kia tà ám, nó bị kiếm mang bị thương, bên ngoài cái kia, không phải nó bản thể, hiện tại cái này mới là, bản thể năng lượng cường độ vượt quá tưởng tượng, không phải hiện tại ngươi có thể đối phó. Ta thần ngữ khí ngưng trọng, nhanh hơn tốc độ, nó muốn đuổi kịp tới, vô luận là ta, vẫn là trên người của ngươi kia hai cái chiến linh, đối nó mà nói, đều là tốt nhất đồ bổ. Phía trước không lộ, Trương Huyền hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên phất tay, một đạo tử mang phóng lên cao, một đạo lỗ thủng xuất hiện ở Trương Huyền đỉnh đầu, Trương Huyền thả người nhảy, nhảy đến trên mặt đất người nọ mặt thân rắn thân ảnh đồng dạng đi theo trương huyền đi vào trên mặt đất từ đầu tới đuôi người này mặt thân rắn thân ảnh cũng không có nhiều lời một câu nó nhìn về phía trương huyền ánh mắt giống như là ở đánh giá một cái con mồi trương huyền hít sâu một hơi giờ phút này kia phóng lên cao kiếm mang đã biến mất nhưng là ở trong không khí vẫn là có thể cảm thụ đến kia một cổ mũi nhọn này đó là khống linh cường giả khủng bố chỗ tiểu tử mau nó bị thương như vậy tốc độ duy trì không được bao lâu, chạy mau. Tà thần lại lần nữa nôn nóng thúc giục nói. Nhưng xuất hiện trên mặt đất thượng trương huyền, lại không có lại lần nữa chạy trốn, hắn đứng ở tại chỗ, bàn tay đến y nội, đem một trương mặt quỷ mặt nạ, đào ra tới, mang ở trên mặt, che khuất thượng nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một trương miệng ở bên ngoài. Tiểu tử, ngươi, ta không nghĩ chạy, trương huyền khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, một cái tà ám mà thôi, tồn tại có này đạo lý, nhưng đều không phải là không thể chém giết, ta những năm gần đây giết qua quá nhiều hiếu thắng với ta người, tà ám lại không phải không thể giết. Đó là ngươi không biết tà ám đáng sợ chỗ. Ha ha, Trương Huyền cười khẽ ra tiếng, ngươi nói ngươi kêu tà thần, nhưng ta từ trên người của ngươi, nhìn không tới bất luận cái gì một chút, cùng ta cùng thần có quan hệ điểm. Tà thần nghe ra Trương Huyền trong lời nói trào phúng, lập tức nói, đó là bởi vì ta không có đến toàn thịnh thời kỳ nếu ta là toàn thịnh thời kỳ, chỉ bằng này đó tạp cá, ta phất tay là có thể diệt. Trương Huyền khẽ lắc đầu, nói đến cùng, người vẫn là sợ. Ta thần thanh âm giữa xuất hiện một chút run rẩy, ta sợ cái gì? Trương Huyền đem tay phóng tới mặt nạ thượng, ra tiếng nói, ngươi chỉ dám đối lập ngươi nhược người động thủ, lại không dám khiêu chiến cường giả, ngươi nói ngươi là giữa trời đất này đạo thứ nhất anh linh, nếu ta là ngươi nói, tại như vậy lớn lên năm tháng chung, ta sẽ không liền chính mình thân phận đều làm không rõ ràng lắm. Người yếu đuối, người đối không biết đồ vật tràn ngập sợ hãi, mà ta cùng người bất đồng, ta thích cùng không biết đồ vật đi giao tiếp, tỉ như hiện tại. Tiểu tử, người nghĩ kỹ, hiện tại người đối mặt, nhưng không ngừng là một cái tà ám, còn có kia hai gã kiếm cốc kiếm tu. Thì tính sao, Trương Huyền đem mặt nạ thuận tay lôi kéo, cả khuôn mặt hoàn toàn giấu ở mặt nạ dưới, hắn thanh âm truyền ra, không đánh quá, ai có thể nói, ta nhất định sẽ chết, chẳng sợ thua, ta cũng muốn nhìn một chút, này cái gọi là kiếm cốc trí tôn, rốt cuộc có cái gì thực lực. Một đạo màu trắng thân ảnh, với trương huyền phía sau hiện lên. Trương 1437 tới chiến. Tại đây một khắc, trương huyền trên người khí thế, đã xảy ra một cái hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử, người có thể tưởng tượng hảo hậu quả, ta thần thanh âm bắt đầu ngưng trọng lên. Không sao cả cái gì hậu quả không hậu quả, trương huyền chậm rãi lắc đầu, đơn giản chính là đánh thắng được cùng đánh không lại mà thôi, ta thật cũng không tin, bọn họ có bản lĩnh, có thể làm thịt ta Trương Huyền. Một đạo màu trắng kiếm mang, từ Trương Huyền phía sau phóng lên cao, như là làm ra nào đó tuyên chiến. Ta thân trầm mặc, không có lên tiếng nữa. Ta ám nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt giữa, thiếu vài phần hài hước, nhiều vài phần ngưng trọng. Khoảng cách Trương Huyền nơi 5 km chỗ, kiếm vô danh cùng kiếm thanh hai người đang ở tìm tòi chạy trốn tà ám, liền ở vừa mới, hai người bọn họ lấy mạnh mẽ kiếm khí đem tà ám gây thương tích, bất quá lại phát hiện, kia thật lớn thân thể, bất quá cũng chỉ là tà ám một cái con rối thôi, tà ám chân chính bản thể, còn nấp trong nơi khác. Đang ở kiếm thanh cùng kiếm vô danh hai người tìm tòi gian, cảm nhận được kia đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa sắc bén kiếm khí. "Này kiếm mang." Kiếm vô danh quay đầu, nhìn về phía kia phóng lên cao màu trắng kiếm mang. Kiếm thanh lẩm bẩm, "Này kiếm ý, hảo cổ quái." làm ta cảm thấy một cổ hàn ý, chỉ bằng vào kiếm ý, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chung quanh hoàn cảnh, này vạn vùng núi, khi nào ra tới như vậy một cao thủ. Đi xem, kiếm vô danh cùng kiếm thanh hai người, đạp kiếm mà đi, khống linh cường giả tốc độ cực nhanh, 5 km lộ, bất quá ngắn ngủn vài phút liền cảm thấy, hai người bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đứng ở phía dưới lưỡng đạo thân ảnh. Trương Huyền cùng tà ám đối lập mà coi, ai đều không có động thủ trước đỉnh cấp cường giả so chiêu, thường thường nhất hung hiểm, cũng đơn giản nhất, có khi thậm chí chỉ cần một cái đối mặt là có thể phân ra thắng bại, cho nên, này nhất chiêu, phá lệ quan trọng, cũng đã lâu chưa động. Đường kiếm vô danh cùng kiếm thanh nhìn đến trương huyền trên mặt mặt nạ khi, liếc nhau. Quang Minh Đảo Kiếm vô danh hai người biết, phía dưới đứng người này, là chân chính Quang Minh Đảo thành viên, này phía sau xuất hiện màu trắng anh linh, đó là phía trước truyền ồn ào huyên náo Quang Minh Đảo Bạch Kiếm Tôn mọi người đều biết quang minh đảo có hai vị kiếm tôn xuất thủ qua một đen một trắng đây cũng là quang minh đảo hiện tại sở bày ra ra đứng đầu thực lực trương huyền cùng tà ám cũng đều cảm nhận được từ không trung chậm rãi tiếp cận lưỡng đạo năng lượng trương huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếm chỉ chỉ xéo mặt đất mà trương huyền phía sau bóng trắng đồng dạng huy kiếm chỉ xéo mặt đất nghe nói có người giả mạo ta quang minh đảo lạm sát kẻ vô tội lại là từ kiếm cốc đi đầu trương huyền ra tiếng Hắn cũng không biết được kiếm cốc là cỡ nào tồn tại, chỉ là nghe người ta nhắc tới quá, vừa mới lại nghe được kiếm vô danh hai người tự báo ra môn. Kiếm vô danh cùng kiếm thanh hai người giữa mày, nhiều vài phần trịnh trọng. Kiếm vô danh mở miệng nói, chúng ta hai người tiến đến, bất quá là vì chém giết tà ám, còn lại hết thảy sự tình, cùng ta kiếm cốc không quan hệ. Không sao cả, Trương Huyền đặc biệt tự tin, có vô quan hệ, ta Quang Minh Đảo cũng không để ý, nếu có người tưởng đối phó ta Quang Minh Đảo ta tiếp theo đó là. Kiếm vô danh thần sắc một ngưng, ra tiếng nói, các hạ đã là kiếm tu, kia không bằng liền nhìn xem, rốt cuộc là ai kiếm đạo, càng tốt hơn. Kiếm vô danh thanh âm rơi xuống, thuộc về hắn anh Linh, cũng ở này phía sau hiện lên, kiếm vô danh anh Linh, là một người nữ tính, người mặc áo lam, mang đấu lạc, thấy không rõ dung mạo, anh Linh cầm trong tay một phen tế kiếm, so với vũ khí, nhìn qua càng như là trang trí phẩm, nhưng giấu ở mặt trên mũi nhọn, tuyệt không sẽ làm người đem này coi như là trang trí phẩm tới xem. Sư muội, người bám trụ tà ám, ta giết hắn, tới giúp ngươi. Kiếm vô danh khẽ quát một tiếng, theo sau thân hình chấp động, dây tiếp theo, đã xuất hiện ở trương huyền trước người. Khống linh cao thủ, đã đứng ở luyện khí đứng đầu tồn tại. Kiếm vô danh, làm kiếm cốc kiếm tu, so với cùng cấp bậc cao thủ, ở lực sát thương phương diện, còn mạnh hơn thượng một ít, lúc này chủ động ra tay, này tốc độ mau đến, làm Trương Huyền đều có chút phản ứng không kịp. Một đạo kiếm mang thẳng đến Trương Huyền giữa mày mà đến. Trương Huyền triệt thoái phía sau một bước, theo sau bỗng nhiên phất tay, phía sau bóng trắng đồng dạng làm ra huy kiếm động tác, màu trắng kiếm mang chuẩn bị ở sau mà phát, lại phát sau mà đến trước, triệt tiêu kiếm vô danh sở chém ra kiếm mang. Kiếm vô danh cũng không có sốt ruột tiến công, hắn vừa mới thế công, bất quá là vì thử mà thôi. Này kiếm ý Kiếm vô danh nhìn về phía Trương Huyền trong mắt, nhiều vài phần hồ nghi, nhìn như nhu tình, kỳ thật bên trong toàn là sát ý, có một loại suốt kiếm tất thấy huyết thế, có điểm ý tứ, một khi đã như vậy, kia liền hảo hảo tranh tài một hồi đi. Hảo, Trương Huyền đồng dạng chiến ý chính nùng, hắn còn không có thật sự nếm thử quá, chính mình cùng khống linh cường giả có bao nhiêu đại tranh lệch. Cuồng bạo kiếm mang, ở kiếm vô danh bên cạnh ngưng tụ, hắn phía sau anh Linh, vũ xuất kiếm hoa, kia thật sự giống như một đóa hoa tươi nở rộ, mỹ diễm, đồng dạng cũng có thể muốn người mệnh. Chiến linh cùng anh linh lớn nhất khác biệt ở chỗ, anh linh có được một bộ phận thuộc về chính mình linh trí, nhưng chiến linh không có. Đường kiếm hoa vũ khai, kiếm mang nở rộ nháy mắt, cũng chính là kiếm vô danh thế công bắt đầu. Đối mặt kiếm vô danh này tràn ngập đủ loại sát khí kiếm chiêu, trương huyền ứng đối phương pháp rất đơn giản. Trong không khí độ ấm chợt giảm xuống, kiếm vô danh vạt áo, không biết khi nào kết thượng một tầng băng tinh. Nhất kiếm, Phiêu Tuyết. Một cổ lạnh lẽo đến xương Hàn Ý thẳng đến kiếm vô danh mà đi, đối mặt kiếm vô danh phía sau anh linh sở vũ ra kiếm hoa, Trương Huyền phía sau chiến linh, chỉ đâm ra một đạo thon dài kiếm mang, thẳng bước kia kiếm hoa trung tâm chỗ. Này cổ Hàn Ý không riêng gì nhằm vào người cùng vật, ngay cả kiếm vô danh phía sau anh linh vũ ra kiếm hoa, đều có một loại phải bị đóng băng xu thế, từ kiếm chiêu đi lên giảng, Nhất kiếm Phiêu Tuyết hoàn toàn nghiền áp kiếm vô danh. Truyền thuyết xưa kiếm thần, cả đời luyện kiếm, ngút trời chi tư, cô động mà ra phiêu tuyết kiếm ý, ở trên kiếm đạo, đã là đứng đầu tồn tại. Kiếm vô danh sắc mặt biến đổi, lại lần nữa biến chiêu, không ở theo đuổi chiêu thức mị hoặc tính, đem sở hữu kiếm mang hoàn toàn áp xúc đi phá phiêu tuyết kiếm ý. Kiếm vô danh trên vạt áo băng tinh vỡ vụn mở ra, kia trong không khí độ ấm cũng bay lên rất nhiều. Thứ, kiếm vô danh chiêu này, cũng chỉ có một chữ, nhưng này một chữ, lại là cô động sở hữu tinh hoa, đồng dạng là thứ đánh, nhưng kiếm vô danh thứ đánh phương thức, càng thêm cuồng bạo, hắn kiếm ý giữa, tất cả đều là lực sát thương. Phiêu tuyết. Trương Huyền lại một lần phất tay, như cũng là phiêu tuyết kiếm ý, đây là có linh trí anh linh cùng chiến linh chi gian tranh lệch, có linh trí anh linh, có thể cung cấp càng nhiều chiêu thức cấp ký chủ, thậm chí nói, một cái anh linh cường đại cùng không, trực tiếp quyết định ký chủ chiến lực cao thấp. Mà chiến linh bất đồng, chiến linh lưu lại, chỉ có nhất chiêu, này nhất chiêu, vô pháp thay đổi. Hai lần phiêu tuyết kiếm ý, nếu là đặt ở phú thần cùng phú thần chi gian chiến đấu, lấy phiêu tuyết kiếm ý cường hoành trình độ, cho dù là cùng cấp bậc, Trương Huyền cũng có thể đủ làm được nghiền áp. Nhưng hiện tại bất đồng, kiếm vô danh chính là khống linh cường giả, có thể vào khống linh, từ chiến đấu ý thức thượng, cùng với chiến đấu cường độ thượng, kia đều có hơn người kinh nghiệm, lần thứ hai thi triển phiêu tuyết kiếm ý đã vô pháp làm được phía trước như vậy, từ kiếm ý thượng, hoàn toàn đánh tan kiếm vô danh. chương 1438 Ma Kiếm Tái Hiện Hai lần phiêu tuyết kiếm ý, làm chung quanh không khí giữa đều tràn ngập hơi lạnh thấu xương, thậm chí, lôi cực chấn trên không, lại là có chút phiêu tuyết dấu vết. Kiếm vô danh nhất kiếm đâm ra, kia một đạo kiếm khí, đón gió bạo trướng, muốn đem trương huyền chém eo. Hai lần tương đồng kiếm ý muốn thương ta, không khỏi có chút quá mức si tâm vọng tưởng. Kiếm vô danh trên mặt treo lên một mặt cười lạnh. Trương huyền một khuôn mặt giấu ở mặt nạ dưới, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình biến hóa, hắn bước chân liên tục lui về phía sau, theo sau lại là nhất kiếm chém ra. Nhất kiếm, phiêu tuyết. Trong thiên địa lại lần nữa thêm hàn, kiếm vô danh sở chém ra kiếm khí, lại một lần bị ngưng đông lạnh. Ba đạo phiêu tuyết kiếm ý, mới ngăn cản trụ kiếm vô danh nhất chiêu, có thể thấy được, kiếm vô danh kiếm mang, có bao nhiêu sắc bén. Ha ha, không có khác chiêu số sao, kiếm vô danh dừng lại động tác, hắn phía sau anh Linh đem kiếm dơ lên, theo sau dùng sức ném đi, liền thấy kia tế kiếm lấy một hóa nhị, nhị hóa bốn, bốn hóa tám, nháy mắt trở nên che trời lấp đất, rậm rạp, mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay trương huyền. Một đạo kiếm ý người có thể đóng băng, nhưng nhiều như vậy đâu. Kiếm vô danh nặn ra một cái kiếm chỉ, xa xa chỉ hướng trương huyền, khẽ quát một tiếng, đi. Liền thấy, kia đầy trời tế kiếm, che trời lấp đất hướng Trương Huyền mà đi, muốn đem Trương Huyền vạn tiễn xuyên tâm. Trương Huyền cánh tay liền huy, phiêu tuyết kiếm ý liên tiếp đánh ra, hai người bên cạnh cao ốc, đều bị một tầng băng xương sở che kín, kia lăng không thứ hướng Trương Huyền đầy trời phi kiếm, tốc độ cũng trở nên thong thả lên, thân kiếm phía trên, xuất hiện băng xương. Lúc này đây, Trương Huyền ước chừng đánh ra 17 nói phiêu tuyết kiếm ý, mới ngăn cản trụ kiếm vô danh tiến công. Từ bắt đầu đến bây giờ, Trương Huyền đã ước chừng ra 20 nói phiêu tuyết kiếm ý, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, này chiến linh năng lượng, tiêu hao hơn phân nửa. Mà kiếm vô danh tiêu hao, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Đây là anh linh cùng chiến linh chi gian tranh lệch, anh linh cùng ký chủ có hoàn mỹ phù hợp độ, có thể tùy ý làm ra chiêu thức thay đổi, mà chiến linh chỉ có như vậy nhất chiêu, ở kinh nghiệm chiến đấu siêu cường kiếm vô danh trước mặt, này nhất chiêu, hiển nhiên là không đủ dùng. Này cũng có thể đông lạnh trụ sao, kiếm vô danh trên mặt lộ ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười, kia thử xem, như vậy đâu. Kiếm vô danh mở ra hai tay, ở hắn phía sau, không đếm được kiếm mang hiện ra, đây là khống linh cường giả, đứng ở giữa trời đất này đỉnh núi tồn tại. Mỗi một người khống linh cường giả, đều sâu không lường được. Vô số đạo kiếm mang lóng lánh kim quang, số lượng so vừa mới, nhiều ra gấp 10 lần có thừa, như vậy số lượng, vô luận nhiều ít phiêu tuyết kiếm ý, đều không thể đem này đóng băng, trừ phi Trương Huyền có thể làm ra khác giải quyết phương pháp. Lấy ta kiếm cốc chi danh, chém giết trời đất này tả ám. Kiếm vô danh dơ lên cao một tay, quang minh đảo trí tôn, ha ha, bất quá như vậy. Kiếm vô danh dơ lên cao cánh tay tại đây một khắc rơi xuống, hắn phía sau kiếm mang, lại lần nữa thứ hướng Trương Huyền. Lúc này, phiêu tuyết kiếm ý đã vô pháp giải quyết trước mắt thế công. Trương Huyền bước chân hơi hơi triệt thoái phía sau. Oanh! Không khí giữa, đột nhiên xuất hiện một tiếng bạo vang, ngay sau đó, một đạo màu tím quang mang, từ Trương Huyền trong cơ thể phát ra, phóng lên cao, đây là đại biểu cao quý màu tím. Trương Huyền bàn tay nhập này cột sáng giữa, chậm rãi rút ra một phen màu tím thần kiếm, thần kiếm dài đến 3 mét, bị Trương Huyền cầm ở trong tay, Trương Hiền cực kỳ khoa trương tỷ lệ. Kiếm vô danh nguyên bản coi khinh thần sắc, tại đây nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Này kiếm ý, kiếm vô danh nhìn chằm chằm trương huyền trong tay màu tím thần kiếm, đồng thời trong tay lại lần nữa nặn ra kiếm chỉ, phải làm ra ứng đối. Tại đây một khắc, còn ở rằng có kiếm thanh cùng tà ám, đồng thời thấy ánh mắt phóng tới trương huyền trên người. Ở trương huyền phía sau, không khí đều trở nên hư ảo lên, đây là đã chịu khổng lồ năng lượng ảnh hưởng, trương huyền quần áo không gió tự động, trên mặt mặt nạ xuất hiện điều điều vết sạn diệt thế ma kiếm. Này nhất chiêu, nãi huyền thiên truyền cùng trương huyền mạnh nhất chiêu thức, trương huyền luyện khí cùng người bất đồng, diệt thế đổ lục, càng chú trọng luyện thể, cũng chỉ có tu luyện diệt thế đổ lục người, mới có thể đem này nhất chiêu diệt thế ma kiếm, hoàn mỹ nhất bảy biện ra tới. Đứng ở phú thần vô địch trương huyền, đương ngừng tụ ra này một phen diệt thế ma kiếm sau, liền khống linh cảnh, đều không thể không coi trọng. Trương huyền cầm trong tay màu tím thần kiếm, dùng sức múa may, này vô cùng đơn giản một cái múa may động tác, làm chung quanh đại lâu thượng kết ra băng tinh, tại đây một khắc, toàn bộ rách nát. Kia rậm rạp, đầy trời kiếm mang, cũng tại đây màu tím kiếm mang dưới, tất cả biến mất. Tiểu tử, người chiêu này từ đâu mà đến, ta thần phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động, này không phải thuộc về bất luận cái gì anh Linh chiêu thức, cái này chiêu thức là có thể diệt sát anh Linh. Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, ở chính mình chém ra này nhất kiếm sau kiếm vô danh phía sau anh Linh, lại là lộ ra hoảng sợ thần sắc, này nhất kiếm, làm kiếm vô danh anh Linh, sợ hãi. Sư huynh, ta tới trợ ngươi, đứng ở một bên kiếm thanh vô pháp tiếp tục chờ đãi đi xuống, nàng phi thân dựng lên, đồng dạng xuất kiếm, kiếm thanh anh Linh, cũng là một người nữ tính, nhưng nàng kiếm, là một phen khoan kiếm. Số đem khoan kiếm hư ảnh từ trên trời giáng xuống, hình thành một mặt tấm chắn, dừng ở kiếm vô danh trước người, vì kiếm vô danh ngăn cản kia nói màu tím thần mang. Oanh! Lại là một trận bạo tiếng vang, màu tím quang mang hoàn toàn bùng nổ, ở đây bốn người, căn bản vô pháp thấy rõ trước mắt đã xảy ra cái gì, loại này quang mang bùng nổ ước chừng rằng có mười mấy giây, lúc này mới dần dần tan đi. Đương hết thảy tiêu tán lúc sau, trương huyền trong tay màu tím thần kiếm, đã trở nên hư ảo lên, vừa mới kia vung lên, tiêu hao sở hữu năng lượng mà ngăn cản ở kiếm vô danh cùng kiếm thanh trước người kiếm thuẫn, cũng trở nên rách tung tóe lên, có thể nhìn đến, kiếm thanh khóe miệng quải ra một mạt máu tươi, sắc mặt có vẻ phá lệ ngưng trọng. Trương huyền mồm to thở hổn hển, hắn giờ phút này, hoàn toàn thấy rõ chính mình cùng khống linh cường giả chi gian tranh lệch, chính mình mạnh nhất nhất chiêu diệt thế ma kiếm, là có thể thương đến khống linh cường giả, nhưng lại không có pháp thương này bản chất, mà chính mình, dùng ra này nhất chiêu sau, cũng coi như là đã hết bản lĩnh kiếm vô danh cùng kiếm thanh hai người giờ phút này lại vô phía trước coi khinh trương huyền bày ra ra tới thực lực đã làm cho bọn họ hoàn toàn minh bạch đây là một cái ở kiếm ý cùng kiếm mang thượng đều không kém với kiếm cốc kiếm tu ha 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 trương huyền cười to hảo một cái kiếm cốc kiếm tu đánh thống khoái lại tiếp ta nhất chiêu trương huyền huy động trong tay đã trở nên có chút hư ảo màu tím thần kiếm kiếm thanh theo bản năng liền làm ra ngăn cản tư thế bất quá lúc này đây bọn họ cũng không có nghênh đón Trương Huyền thế công, mà là tận mắt nhìn thấy đến Trương Huyền, chiều tương phản phương hướng, bay nhanh chạy trốn. Kiếm vô danh cùng kiếm thanh lập tức phản ứng lại đây. Hắn Sơn cùng thủy tận, sát, kiếm vô danh trước tiên đuổi theo. Kiếm thanh vừa muốn nhích người, liền nhìn đến kia tà ám che ở chính mình trước người. Nhi, đánh một, không tốt, chúng ta, tới, tà ám gian nan miệng phun nhân ngôn kiếm thanh nôn nóng nhìn thoáng qua kiếm vô danh đuổi theo phương hướng, ngay trong nháy mắt này, tà ám phát động công kích, làm kiếm thanh vô tâm lại cố kỵ mặt khác. Đến nỗi trương huyền, hắn tuy làm chạy trốn bộ dáng, nhưng lại không có chạy trốn ý tứ. chương 1439 nhất kiếm tây tới. Mắt thấy kiếm thanh bị tà ám ngăn lại, kiếm vô danh cũng không có nhiều ít nôn nóng, tuy rằng tà ám cường đại, nhưng đối với kiếm thanh, kiếm vô danh đồng dạng có tin tưởng, bằng vào cái này trạng thái tà ám, kiếm thanh không thể thắng, nhưng tả muốn thắng qua kiếm thanh, cũng không đơn giản như vậy. Kiếm vô danh hiện tại hàng đầu làm, chính là tưởng chảm trương huyền. Kẻ hèn một cái mới vào trí tôn cảnh, ta đương cái gọi là quang minh đảo, thực sự có như vậy sâu không lường được, nguyên lai bất quá là một đám miệng cọp gan thỏ mà thôi. Kiếm vô danh truy ở trương huyền phía sau, thân hình dần dần chiều trương huyền tới gần. Trương huyền thân hình xê dịch, chăn chọc mấy đống kiến trúc, Kiếm vô danh như cũ theo đuổi không bỏ, giấu đầu lòi đuôi lão thử. Kiếm vô danh lại lần nữa ra tiếng chào phúng. Nếu người có đinh điểm bản lĩnh cũng sẽ không nơi nơi tán loạn. Người có thể chạy bao lâu thời gian? Kiếm vô danh trong miệng, từng đạo chào phúng tiếng động phát ra. Trương Huyền liền giống như không nghe được giống nhau, như cũ không ngừng biến ảo thân hình. Đột nhiên, ở kiếm vô danh truy đuổi giữa, Trương Huyền phía sau bỗng nhiên hiện lên một đạo màu trắng thân ảnh. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang thẳng đến kiếm vô danh mà đi, đúng là phiêu tuyết kiếm ý. Đột nhiên mà phát phiêu tuyết kiếm ý làm đang ở truy đuổi kiếm vô danh thân hình bỗng nhiên một đốn, hoảng loạn phá chiêu. Lúc này, phiêu tuyết kiếm ý đối kiếm vô danh có thể tạo thành uy hiếp, đã là cực kỳ bé nhỏ, nhất chiêu đa dụng, kiếm vô danh bản thân lại là dùng kiếm cao thủ, tự nhiên sẽ không bị này nhất chiêu lặp lại tạo thành ảnh hưởng. Ha ha, mới vào trí tôn cảnh, chỉ có này nhất chiêu nhưng dùng sao, Ngươi vừa mới kia nhất chiêu đâu, có thể một chút phát ra như vậy mạnh mẽ năng lượng, yêu cầu không ít thời gian tới tụ khí đi, muốn hay không ta lại cho ngươi điểm thời gian A. Kiếm vô danh trào phúng, bất quá, hắn tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng hành vi lại một chút cũng chưa thả lỏng, phía sau anh Linh thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, hắn nội tâm giữa cũng ở kiêng kỵ trương huyền vừa mới kia nhất chiêu công kích. Vẫn luôn xê dịch thân thể trương huyền đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người mặt hướng kiếm vô danh, nhất kiếm phiêu tuyết mấy đạo phiêu tuyết kiếm ý nháy mắt phát ra chung quanh không khí độ ấm sậu hàng kiếm vô danh cười lạnh một tiếng loại này siếc liền không cần thiết năm lần bảy lượt dùng đến vài đạo phiêu tuyết kiếm ý kiếm vô danh phất tay thức phá hắn lực chú ý càng thêm tập trung ở trương huyền trên người hiện tại duy nhất làm hắn kiêng kỵ chính là vừa mới kia nói màu tím kiếm mang bất quá kiếm vô danh phát hiện trước mặt người này trên người khí cũng không pháp lại làm được ngưng tụ cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Kiếm vô danh cũng là trí tôn cảnh, hắn thực minh bạch, tụ tập vừa mới như vậy cuồng bạo công kích thủ đoạn, yêu cầu cỡ nào đại lượng khí làm chống đỡ, cho dù là hắn, đều đến hao hết toàn thân 7 phần 10 thực lực. Kiếm vô danh không biết chính là, hắn sở đối mặt người, chân thật cảnh giới, bất quá là phú thần mà thôi, phú thần đánh ra công kích, đã có thể thương đến khống linh, làm khống linh kiêng kỵ, diệt thế ma kiếm khủng bố chỗ, căn bản vô pháp tưởng tượng, này vẫn là trương huyền vô pháp hoàn toàn phát huy diệt thế ma kiếm uy lực. Uy lực toàn bộ khai hỏa diệt thế ma kiếm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, chính là trương huyền chính mình, đều tưởng tượng không đến, trừ phi có huyền thiên tới tự mình làm mẫu. Nhìn thấy trương huyền lại vô pháp ngưng tụ khí ra tới, kiếm vô danh có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, hắn nhìn trương huyền, phát ra một tiếng cười lạnh, theo sau, bỗng nhiên chiều trương huyền phóng đi. Nếu ngươi không còn có khác chiêu thức, vậy đến lượt ta tiến công tại đây một khắc kiếm vô danh phía sau anh linh hoàn toàn cùng kiếm vô danh dung hợp kiếm vô danh giống như là một cái cơ giáp người điều khiển giống nhau đứng ở anh linh thân thể trung tâm chỗ anh linh cầm trong tay kiếm mang chém về phía trương huyền kiếm tu theo đuổi cường đại lực sát thương một khi động thủ thẳng tiến không lùi kia cường đại mũi nhọn phun trào mà ra trương huyền trên mặt vốn là tràn đầy vết nứt mặt nạ đột nhiên băng mở tung tới mặt nạ thành mảnh nhỏ rơi xuống hướng mặt đất còn không có cùng mặt đất tiếp xúc, lại bị kia sắc bén mũi nhọn hóa thành bột mịn. Khống linh cường giả, khủng bố như vậy. Trương Huyền vẫn luôn giấu ở mặt nạ hạ gương mặt xuất hiện ở kiếm vô danh trong mắt, nhưng kiếm vô danh cũng không có nhìn đến chính mình trong tưởng tượng đối phương trên mặt sẽ xuất hiện hoảng sợ, ngược lại từ đối phương trong mắt, bắt giữ tới rồi một mặt ý cười. Kiếm vô danh trong lòng đột nhiên dâng lên một mặt dự cảm bất hảo. Ai đã nói với ngươi, ta chỉ có nhất chiêu, Trương Huyền khóe miệng đột nhiên treo lên một mặt mỉm cười. Nhất kiếm, tay tới. Kiếm vô danh tại đây một khắc, cơ hồ là theo bản năng ngừng chính mình tiến công thế, sau lưng truyền đến lạnh lẽo nói cho kiếm vô danh, chính mình nếu là tiếp tục phát chiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đạo màu đen thân ảnh, lạng yên vô tức xuất hiện ở kiếm vô danh phía sau. Màu đen thân ảnh ngũ quan rõ ràng hiện ra, hắn mặt thực bạch, vừa không là tái nhợt, cũng không phải trắng bệch, mà là một loại bạch ngọc trong suốt trạch nhuận nhan sắc. Hắn đôi mắt cũng không phải đen nhánh, nhưng lại lượng đến đáng sợ, giống như là hai viên hàn tinh. Hắn đen nhánh đầu tóc thượng, mang đỉnh đàn hương ghế gỗ châu quan, trên người đen nhánh như mực. Hắn thong thả mà đi, đi lên tới thời điểm, giống như là quân vương đi vào hắn cung đình, lại như là bầu trời phi tiên, buông xuống nhân gian. Đến từ Nam Hải phi tiên đảo mây trắng thành chủ, kiếm pháp tinh diệu, cầm trong tay hàn mang, kiếm phong ba thước tam, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. Đây là trương huyền đạo thứ hai chiến linh, mà này một đạo chiến linh, lưu lại chiêu thức, đều không phải là là một loại kiếm ý, cũng không phải kiếm chiêu, càng chuẩn xác tới nói, là một loại kiếm tâm. Một loại ở trên kiếm đạo, bế nghệ thiên hạ, xá ta này ai kiếm tâm. Một loại không rảnh vô cấu, huy hoàng đến cực điểm, thiên hạ vô địch kiếm tâm. Nhất kiếm tây tới, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện. Ngươi, hai cái anh linh, quang minh đảo hai gã trí tôn, đều là ngươi một cái. Kiếm vô danh chừng lớn đôi mắt, hắn chưa bao giờ nghe nói qua, có thể có một người, khống chế hai đại anh linh. Không tồi, Trương Huyền ánh mắt lộ ra một mặt khen ngợi, đáp đúng, cho nên, người phải chết. Lưỡng đạo kiếm mang, một trước một sau, thẳng đến kiếm vô danh mà đi. Kiếm vô danh vạt áo, đột nhiên thiếu hụt một khối. Này kiếm pháp, kiếm vô danh đứng ở tại chỗ, biểu tình đột nhiên trở nên ngây dại ra, không có dấu vết để tìm, thật nhanh. Chiêu này, là cái gì? Một đen một trắng lưỡng đạo chiến linh biến mất, Trương Huyền trong lòng minh bạch, chiến đấu, đã kết thúc. Như là cảm khái, cũng như là ở trả lời kiếm vô danh vấn đề, Trương Huyền xuất khẩu bát tự, nhất kiếm tây tới, thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại, phi tiên, kiếm vô danh anh linh đỉnh đầu sở mang đấu lập, tại đây một khắc, từ trung gian vỡ ra, ở đấu lập vỡ ra đồng thời, kiếm vô danh giữa mày chỗ, xuất hiện một cái điểm đỏ. Anh Linh bị phá, trí tôn cao thủ, bại. Này nhất chiêu sở tạo thành hiệu quả, ngay cả Trương Huyền chính mình, đều không có nghĩ đến. Một đóa hai sắc hoa sen ở Trương Huyền đỉnh đầu hiện lên, xoay tròn, tưới xuống quầng sáng. Trương Huyền tự y nội lấy ra một quyển vô tự thư, này vô tự thư chủ động lật xem, điên cuồng phiên trang. Kiếm vô danh thân hình chậm rãi ngã xuống, Đương kiếm vô danh hoàn toàn nằm ngã xuống đất kia một khắc, Trương Huyền phía sau, một đạo màu đỏ thân ảnh, như ẩn như hiện, Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen hóa thành tam sắc, cánh hoa rơi xuống một mảnh, bảy cánh hoa cánh, còn thừa bốn phiến. Trương Huyền nhìn ngã vào chính mình trước người kiếm vô danh, chậm rãi phun ra một hơi. Đây là Trương Huyền, chân chính ý nghĩa thượng, cùng khống linh cường giả giao phong. Nói thật, một trận chiến này hiệu quả, đã hoàn toàn ra ngoài Trương Huyền chính mình đoán trước nói đúng ra là lưỡng đạo chiến Linh chiêu thức thêm lên sở sinh ra hiệu quả ra ngoài Trương huyền đoán trước từ bản chất tới giảng nhất kiếm Tây tới sau nhất kiếm phiêu Tuyết lực sát thương là mạnh hơn không ít tốc độ cũng càng mau nhưng cho dù như vậy cũng làm không đến trực tiếp đem kiếm vô danh nháy mắt hạ gục có thể trở thành khống linh cảnh liền đủ để thuyết minh kiếm vô danh cường đại chỗ bình thường nhân vật tuyệt đối vô pháp được đến anh Linh tán thành kiếm vô danh là kiếm đạo Cường giả nhưng như vậy một người kiếm đạo cường giả lại là bị người dùng kiếm chiêu sở nháy mắt hạ gục hai đại chiến linh đồng thời ra tay sở tạo thành hiệu quả không phải một thêm một đơn giản như vậy thông qua một trận chiến này trương huyền cũng coi như là đối chính mình hiện tại thực lực có một cái tương đối mình xác nhận chi khống linh cường giả có thể một trận chiến nhưng có thể nháy mắt hạ gục kiếm vô danh cũng không phải nói có thể không đem khống linh cường giả để vào mắt lúc này đây cũng là thật là trương huyền vận khí tốt căn cứ thần ý bất đồng, vào khống linh lúc sau, sẽ được đến bất đồng anh linh tán thành, mà khống linh cường giả năng lực, sẽ theo anh linh thay đổi. Kiếm vô danh chủ kiếm, lực sát thương mạnh mẽ, ở phòng thủ phương diện, liền tương đối bạc nhược một ít, hơn nữa loại này dùng kiếm cường giả đối kiếm pháp phương diện đều có chút chấp nghiệp, phiêu tuyết kiếm ý cùng thiên ngoại phi tiên xuất hiện, nhiễu loạn kiếm vô danh tâm thần, cho nên mới đem kiếm vô danh chảm rớt, nếu là đổi một cái khống linh cường giả tới, Trương Huyền tưởng thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng lại nhìn lướt qua kiếm vô danh nằm trên mặt đất thi thể, Trương Huyền nhìn về phía một bên, có một cái tìm tòi đội, liền ở cách đó không xa. Trương Huyền thân hình chấp động, chờ hắn tái xuất hiện khi, trên mặt đã một lần nữa đeo một bộ mặt nạ, mà cái kia tìm tòi đội mọi người, đã nằm tại chỗ, không có tánh mạng. Khổng lồ linh khí dao động từ nơi không xa truyền đến, đây là kiếm thanh cùng tà ám còn ở bùng nổ chiến đấu, Trương Huyền lập tức chiều kia phóng đi, liền ở vừa mới, Trương Huyền sở dĩ quyết định đột nhiên lui lại, lại đối kiếm vô danh tiến hành phản kích, chính là cùng tà ám đạt thành hiệp nghị, từ tà ám bám trụ một người, Trương Huyền giải quyết một cái khác. Hiện tại, kiếm vô danh đã chết, chỉ còn một cái kiếm thanh, đối với Trương Huyền cùng tà ám mà nói, một cái kiếm thanh uy hiếp tính cũng không lớn. Mười mấy giây sau, Trương Huyền thân ảnh xuất hiện ở tà ám cùng kiếm thanh tầm mắt giữa đương nhìn đến trương huyền xuất hiện trong nháy mắt kia tà ám trên mặt lộ ra tươi cười mà kiếm thanh còn lại là thân thể chấn động nàng ánh mắt một ngưng thấy được trương huyền trên tay cầm thuộc về kiếm vô danh bội kiếm đối với một người kiếm khách mà nói bội kiếm đại biểu cho cái này kiếm khách hết thảy đương bội kiếm mất đi liền đại biểu cho cái này kiếm khách đã không có tánh mạng kiếm cốc bất quá như vậy trương huyền cánh tay vung lên đem thuộc về kiếm vô danh bội kiếm ném đến kiếm thanh bên chân kiếm thanh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên chân này đem bội kiếm không có khả năng không có khả năng ngươi không có thực lực này ta sư huynh hắn động thủ đi trương huyền hướng tà ám nhẹ nhàng mở miệng tà ám không có trả lời nhưng hắn động tác đã nói cho trương huyền đáp án tà ám thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng trình độ biên trường thật lớn thân rắn đỉnh một viên nhân loại đầu chiều kiếm thanh thổi quét mà đi đồng dạng một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên phiêu tuyết kiếm ý lại ra trương huyền cùng tà ám hai người đều không phải cái loại này phải đợi địch nhân chuẩn bị tốt lại buông tay một bác tính cách sấn người bệnh muốn mạng ngươi trương huyền cùng tà ám cùng nhau động thủ ở kiếm hoàn trả vì kiếm vô danh tử vong mà cảm thấy không thể tin tưởng khi hai người công kích một trước một sau đã tới rồi kiếm thanh phía sau anh linh kịp thời làm ra phản ứng nhưng này cũng chỉ là anh linh tồn tại một bộ phận tự chủ ý thức mà thôi, làm chủ đạo ký chủ kiếm thanh nếu không có phản ứng, anh linh có thể làm ra phản ứng, cũng không có nhiều ít. Tà ám này một chương nam tính người mặt đột nhiên mở ra mồm to, trực tiếp đối kiếm thanh anh linh làm ra cắn nuốt động tác. Mà trương huyền ở đánh ra một kích phiêu tuyết kiếm ý lúc sau, hắn cá nhân cũng ngừng tụ ra màu tím kiếm mang, thẳng đến kiếm thanh bản thể phóng đi. Vài đạo quang hoa chợt lóe rồi biến mất, kiếm thanh bội kiếm, rơi xuống đến trên mặt đất. bộ kiếm rơi xuống trên mặt đất, phát ra một đạo vang nhỏ, này một đạo vang nhỏ, làm cho cả lôi cực chấn, đều hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trương Huyền cùng tà ám hai người, đối diện mà đứng, nhìn đối phương. Tà ám chỉ chỉ trên mặt đất kiếm thanh thân thể, lại chỉ chỉ chính mình. Nói tốt, một người một cái, cái này cho ngươi, ta kế tiếp còn sẽ tại đây nhiều đãi hai ngày, hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình. Trương Huyền xoay người, bước đi xa, Trương Huyền liền như vậy tự tin, đem chính mình phía sau lưng, hoàn toàn triển lộ cấp tà ám. Tà ám mở ra mồm to, hoàn toàn nuốt rất kiếm thanh nằm trên mặt đất thi thể, bao gồm kiếm thanh anh linh. Kiếm cốc, hai đại trí tôn cường giả, ở hôm nay, hoàn toàn thiệt hại ở lôi cực chấn. Ai có thể nghĩ đến, này một cái ngày thường liền trí tôn cảnh đều không thấy được tiểu địa phương, thế nhưng sẽ trở thành hai gã kiếm cốc trí tôn táng thân mà tà ám cắn nuốt rất kiếm thanh lúc sau, một đầu chát xuống đất mặt dưới, thực mau biến mất thân ảnh. Mà Trương Huyền, còn lại là đi tới một đống đại lâu bên trong, đương cảm nhận được tà ám rời đi sau, hắn một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Liên ở vừa mới cùng kiếm vô danh chiến đấu giữa, Trương Huyền nhìn như phiêu tuyết kiếm ý tần ra, ngăn cản trụ kiếm vô danh công kích, nhưng này không đại biểu, kiếm vô danh kiếm chiêu mũi nhọn, liền không có đối Trương Huyền tạo thành một chút ảnh hưởng tương phản, Trương Huyền toàn thân, không có một chỗ, trốn tránh qua kiếm mang sắc nhọn. Trương Huyền đã sớm bị thương, vẫn luôn ở cố nén thôi, rốt cuộc hiện tại, không phải hai bên đối chiến, mà là tam phương hỗn chiến, Trương Huyền khẳng định, chính mình một khi ở tà ám trước mặt biểu hiện ra chính mình bị thương bộ dáng, kia tà ám, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Trương Huyền khoanh chân mà ngồi, mồm to hơi thở, bắt đầu chữa thương. Tiểu tử, người đỉnh đầu hoa sen, còn có kia quyển sách, rốt cuộc là thứ gì? Tà thần thanh âm vang lên, kia quyển sách, cho ta cảm giác, hình như là một cái lồng giam, ở bên trong cầm tù một ít đến không được đồ vật, quyển sách này sẽ tự động hấp thu anh linh năng lượng, đương năng lượng đạt tới nhất định tiêu chuẩn, là có thể cởi bỏ trong đó một cái lồng giam, phóng thích một cái tân chiến linh ra tới, chỉ cần ngươi giết khống linh đủ nhiều, người anh linh cũng sẽ càng nhiều, này ngoạn ý, là bức bách ngươi đi không ngừng chiến đấu, giết chóc. Trương Huyền không để ý đến tà thần, từ cái thứ nhất chiến linh xuất hiện ngày đó, Trương Huyền liền cảm nhận được, hắn cũng không rõ ràng, lục lão nhân để lại cho chính mình như vậy một đóa hoa sen, để lại cho chính mình như vậy một quyển sách mục đích suốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ thật là muốn cho chính mình không ngừng đi giết chóc sao? Theo thực lực càng thêm cường đại, Trương Huyền càng ngày càng có thể cảm giác được lục lão nhân lúc trước bày ra ra một ít khủng bố chỗ, nếu chỉ là vì sát, lục lão nhân hẳn là có thể nhẹ nhàng làm được đi. Ba ngày thời gian, thoảng qua, này trong vòng 3 ngày, Trương Huyền đều ở vào một cái chữa thương trạng thái giữa. Trong lúc này, Trương Huyền cảm nhận được một cổ tân năng lượng xâm nhập đến lôi cực chấn giữa, cũng thuộc về trí tôn cảnh, này trí tôn cảnh ở lôi cực chấn lắc lư một vòng, nhưng không có bùng nổ bất luận cái gì xung đột. Trương Huyền tránh ở âm thầm chữa thương, tà ám đồng dạng là tránh ở âm thầm. Này 3 ngày thời gian, lôi cực chấn ban ngày gia tăng rồi không ít người, hiển nhiên là phía trước phái tới diệt khẩu nhân thủ không đủ, mà tới rồi ban đêm, những cái đó con rối như cũ sẽ xuất hiện, hơn nữa có vẻ càng thêm điên cuồng, tà ám đã chịu bị thương nặng, này đó con rối ở đi đồng hóa còn lại người trong quá trình, như là có thể cho tà ám cung cấp nào đó chất dinh dưỡng. Này ba ngày thời gian, Trương Huyền cũng bị tìm tòi tiểu đội phát hiện quá, chẳng qua, có thể phát hiện Trương Huyền tìm tòi tiểu đội đã toàn bộ chết mất, Trương Huyền cũng liên tiếp biến hóa mấy cái vị trí. Kiếm cốc hai đại trí tôn thân chết, hiện tại kiếm cốc người khẳng định sẽ mạnh mẽ điều tra chuyện này, một khi có điều bại lộ, như vậy kế tiếp phiền toái đã có thể nhiều. Kiếm cốc, một cái có thể nhẹ nhàng phái ra trí tôn thế lực, này át chủ bài có bao nhiêu sâu, ai cũng không biết. Ở kiếm cốc chết hai gã trí tôn lúc sau, toàn bộ lôi cực chấn tính chất cũng đã hoàn toàn thay đổi, ở phía trước, chỉ là có một con âm thầm bàn tay to, muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện quang minh đảo đẩy đến một cái đối lập vị thường. Nhưng ở kiếm cốc hai gã trí tôn thân sau khi chết, chuyện này hoàn toàn từ kiếm cốc nhúng tay tham gia. Ba ngày thời gian, làm Trương Huyền thân thể trạng huống cơ bản khôi phục, hắn mở ra máy truyền tin, muốn liên hệ một chút Úc Đào, lại phát hiện tín hiệu hoàn toàn bị che chắn, máy truyền tin căn bản vô pháp khởi đến bất cứ phản ứng, Trương Huyền nháy mắt hiểu được. Kiếm cốc đây là không nghĩ làm bất luận cái gì một chút tin tức, truyền bá đi ra ngoài A. Hiện tại sắc trời càng ngày càng ám, tiếp cận trạng vảng, Trương Huyền đi vào một đống đại lâu đỉnh chóp, Xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn đến ở trên đường phố tìm tòi tìm tòi đội, này đó tìm tòi đội đã không có bao nhiêu người mang mặt nạ, hiển nhiên, hiện tại chuyện này sau lưng người cũng không tính toán lại lập cái gì đền thờ, bọn họ chính là muốn giết sạch này trong thành mọi người, tín hiệu bị phong tỏa sau, tin tức cũng truyền không ra đi. Trương Huyền nhìn đến, một ít người ăn mặc áo xanh, bên hông treo bảo kiếm, vô luận nam nữ đều lưu chữ tóc dài, tóc ở sau đầu chát khởi cùng kiếm cốc phía trước hai gã trí tôn trang điểm tương đồng, kiếm cốc đã hoàn toàn tham gia vào được. Trương Huyền cũng không có tùy tiện thò đầu ra, chờ đến đêm tối buông xuống, này đó trên đường phố tìm tòi thân ảnh chậm rãi biến mất, thay thế là những cái đó con rối. Dậm dạp con rối này lên đường phố, ở các vật kiến trúc giữa siêu tầm, tạ ám có được không kém gì nhân loại linh trí, nó có thể khống chế này đó con rối đi làm một ít chủ quan ý thức thượng sự tình. Một ít con rối hiển nhiên đã đi vào trương huyền nơi kiến trúc nội, nhưng lại toàn bộ lui đi ra ngoài, hiển nhiên, đây là tà ám ở sau lưng thao tác, mặc kệ là bởi vì hợp tác quan hệ, vẫn là nào đó nguyên nhân, tà ám cũng không nghĩ đi chiêu chọc một cái có thể giết chết kiếm cốc trí tôn người. Trong đêm đen, rất nhiều con rối ở trên đường phố du đáng, này đối với người khác mà nói là nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng đối trương huyền tới nói, lại là an toàn nhất thời điểm, hắn đi ra đại lâu, Cùng ngày cái kia Ngô Sư Tỷ đã từng đơn giản cấp Trương Huyền miêu tả một chút về căn cứ địa phương vị. Đây là Trương Huyền hiện tại mục tiêu, trước tìm được Úc Đào, lại đem Ngô Sư Tỷ những người đó toàn bộ mang đi ra ngoài. Mang đi Ngô Sư Tỷ đám người, đều không phải là là Trương Huyền hảo tâm, hắn chỉ lại yêu cầu một ít miệng, tới nói cho bên ngoài, lôi cực chấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Huyền mới đầu đi vào nơi này, chỉ là bởi vì có người lợi dụng này lôi cực chấn sự tới nhằm vào Quang Minh Đảo nhưng liền hiện tại mà nói, hiển nhiên tình thế đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn lên, lôi cực chấn tuyệt đối không thể nhiều đãi, nếu không sớm hay muộn sẽ xuất hiện vấn đề. Trương huyền căn cứ lúc ấy ngô sư tỷ sở miêu tả phương vị, một đường siêu tầm lại đây, không cần lo lắng con dối trương huyền, hành động tốc độ thực mau. Đột nhiên, một đạo cường đại khí ở trương huyền phía sau bùng nổ, trương huyền cơ hồ tại đây nháy mắt, làm ra phản ứng, trốn tránh lên. Vài giây sau, Trương Huyền nhìn đến một người bạch y kiếm khách, thân hình nhanh chóng ở lôi cực trấn giữa di động tới, đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối đạt tới khống linh cảnh. Cũng chỉ có khống linh cảnh, mới dám ở đêm tối lôi cực trấn như vậy hành động. Mấy cái lắc mình lúc sau, tên này kiếm khách biến mất ở Trương Huyền tầm mắt giữa, hiển nhiên, đối phương cũng là ở thừa dịp này đêm đen thời gian, tìm tỏi cái gì. Chờ cảm nhận được kiếm khách hoàn toàn đi xa, Trương Huyền mới một lần nữa thỏ đầu ra, Dựa theo phía trước Ngô sư tỷ miêu tả, Trương Huyền tìm được rồi bọn họ cái gọi là căn cứ địa, kỳ thật, chính là một cái ngầm hầm trú ẩn. Này hầm trú ẩn hiển nhiên có thật lâu lịch sử, trước cửa chữ viết đã sớm mơ hồ, Trương Huyền ở hầm trú ẩn lối vào, thấy được có nhân sinh sống quá dấu vết. Hầm trú ẩn đại môn là hoàn toàn mở ra, Trương Huyền đi vào, đường chân bước vào mặt đất thời điểm, mang theo tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Đứng lại, một đạo quát nhẹ thanh Đột nhiên ở Trương Huyền phía sau vang lên, hiển nhiên đối phương là tránh ở hầm trú ẩn nhập khẩu ẩn nấp góc chung. Trương Huyền trên mặt làm ra một bộ kinh hoàng bộ dáng, trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện những người này tồn tại, tránh ở góc giữa, tổng cộng có 3 người. Một phen cương nhận bị người từ phía sau đặt tại Trương Huyền trên cổ, ban đêm, khí sẽ khiến cho những cái đó con rối chú ý, vũ khí lạnh liền trở thành mọi người trong tay vũ khí sắc bén. Trương Huyền đem đôi tay cử qua đỉnh đầu, run Jun rẩy rẩy nói, là ngô sư tỷ nói cho ta cái này địa phương, chúng ta phía trước cùng nhau, bất quá ba ngày trước đi rời ra. Trương huyền này phiên nói, phía sau này ba người thực lực, trương huyền cảm thụ rõ ràng, bất quá một cái hóa hình, hai cái ngự khí, búng tay gian là có thể giải quyết, liền khí đều không cần vận dụng, trương huyền sở dĩ biểu hiện ra hiện tại dáng vẻ này, là bởi vì hắn căn bản không rõ ràng lắm, này cái gọi là căn cứ địa hiện tại rốt cuộc là một cái thế nào tình huống, rất có khả năng, kiếm cốc người đã khống chế nơi này. Ngô sư tỷ, ngươi nói chính là cái nào ngô sư tỷ? Trương Huyền phía sau người thấp giọng quát hỏi nói. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, ta không phải học viện, là... Là Lâm Vĩnh Hâm như vậy kêu nàng, ta mới biết được. Lâm Vĩnh Hâm, đi, Trương Huyền phía sau người giật giật trong tay cương nhận, áp Trương Huyền bước nhanh chiều hầm chú ẩn bên trong đi đến. Này hầm chú ẩn bên trong giống như con kiến xào huyệt giống nhau, uốn lượn khúc chiết, Trương Huyền bị người mang theo vòng không dưới 6 vòng, mới đến đến bọn họ cái gọi là căn cứ địa. Vừa đến cái này căn cứ địa, Trương Huyền đập vào mắt chỗ đã thấy, thế nhưng là một gian chỉnh tề phòng khách, mà phòng khách trang hoàng phong cách, thế nhưng hoàn toàn bất đồng với địa tâm thế giới loại này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm phong cách, mà là cùng mặt đất giống nhau, làm vẫn là âu thức xa hoa trang hoàng. Này một gian phòng khách, ít nhất có thượng trăm mét vuông, đèn treo sáng ngời, trên mặt đất phô gạch men xứ, quét tước sạch sẽ, gạch men xứ sạch sẽ đều nhận ảnh ngược ra người bóng dáng tới, muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, quần áo gợi cảm ngồi ở trong phòng khách. chương 1439, về hoa sen nhan sắc viết lăn lộn, đã sửa đổi, là biến thành tam sắc. Trước mắt này phòng khách cảnh tượng, cùng bên ngoài hết thảy, hoàn toàn chính là khác nhau như trời với đất. Đối với địa tâm văn minh mà nói, loại này phục cổ xa hoa trang hoàng, so toàn là khoa học kỹ thuật cảm càng thêm sang quý, muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng cười duyên, cảnh xuân chợt tiết, hảo không mê người. Ở phòng khách trung ương nhất, một người hơn 40 tuổi nam nhân, lưu chữ dâu quai nón, trái ôm phải ấp, hưởng thụ trước mặt một bàn mỹ thực rượu ngon. Ở hắn phía sau, hai gã tuổi thanh xuân thiếu nữ chính vì hắn xoa vai niết bối, một đạo lại một đạo mỹ thực, bị người bưng lên thượng bàn, này hoàn toàn chính là đế vương hưởng thụ. sâu quai nón trung niên nam nhân nhìn mắt tiến vào trương huyền, ôm bên cạnh nữ nhân mở miệng nói, ta biết ngươi, ngươi là cùng Úc Đào cùng nhau cái kia đi, ba ngày trước, tại Hạ Thủy Đạo, các ngươi gặp một cái con rối ngươi chạy, nguyên bản cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống, này đảo cũng thuyết minh, ngươi có vài phần bản lĩnh, chúng ta nơi này, là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, chẳng sợ ngươi là đi theo Úc Đào người, cũng giống nhau. Dâu quai nón trung niên đang nói, một người vội vàng chạy chậm lại đây, đến dâu quai nón trung niên bên cạnh, thấp giọng nói chút cái gì. Sơ quai nón trung niên gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Trương Huyền nói, vừa vặn, Úc Đào bọn họ săn thú đã trở lại, ngươi liền đi trước bọn họ kia tổ đi, có gì quy củ, hắn sẽ cùng ngươi giảng minh bạch, từ tục tiểu nói ở phía trước, ta nơi này hoan nghênh mọi người gia nhập, nhưng nếu có không tuân thủ quy củ người, tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Sơ quai nón trung niên nói xong, phất phất tay, ý bảo làm Trương Huyền trước rời đi. Đi, mang theo Trương Huyền lại đây người xô đẩy trương huyền một phen toàn bộ hầm chú ẩn nội tràn ngập vô số rắc rối phức tạp thông đạo rời đi này xa hoa phòng khách trương huyền bị người đưa tới một cái phòng ngủ bộ dáng phòng ốc giữa từ trang hoàng phong cách có thể thấy được này bản thân cũng là một gian xa hoa phòng ngủ còn có độc lập phòng vệ sinh nhưng hiện tại lại bị đổi thành công nhân ký túc xá giống nhau bộ dáng toàn bộ phòng trong bãi đầy cao thấp giường chia làm thượng trung hạ ba tầng nam nữ đều là hỗn hợp ở cùng một chỗ không có tách ra Úc Đào, Lâm Vĩnh Hâm, Ngô Sư Tỷ, còn có cái kia triệu sư huynh liền tại đây phòng nội ở, trừ bỏ bốn người này bên ngoài, còn lại còn có mười mấy hào người. Đường cửa phòng mở ra, phòng trong Úc Đào thấy Trương Huyền tiến vào khi, trong mắt rõ ràng toát ra hưng phấn, nhưng thực mau đã bị Úc Đào che giấu đi xuống. Kéo kẹt, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đóng lại. Triệu sư huynh cùng ngô sư tỷ chỉ là nhìn lướt qua Trương Huyền, cũng không có nói thêm cái gì, bọn họ hiển nhiên đem Trương Huyền trở thành là một cái bị con rối dọa chạy người nhu nhược. Đối với loại người này, Ngô Sư Tỷ là phi thường khinh thường, chẳng sợ Trương Huyền phía trước đã cứu bọn họ một lần. Nhưng thật ra Lâm Vĩnh Hâm còn đi tới, kêu một tiếng ca. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn quét một phòng, phát hiện Úc Đào ở bên trong này là thực lực tối cao. Hiện tại xem Úc Đào nằm ở tốt nhất một chiếc giường vị thượng, hiển nhiên, hắn đã ở cái này tiểu phòng ngủ giữa ngồi ổn lãnh đạo địa vị đếm kỹ một chút, phòng ngủ giữa, tổng cộng có 19 cá nhân, trong đó 10 nam 9 nữ, nếu hơn nữa Trương Huyền nói, vừa vặn 20 người. Úc đào sở trụ giường ngủ bị người liều mạng lên, có hai gã khuôn mặt rảo hảo nữ nhân nằm ở Úc đào bên cạnh, hiển nhiên ba người quan hệ đã thực ái muội hơn nữa thông báo thiên hạ. Trương Huyền nhìn thoáng qua Úc đào, yên lặng đi đến một bên. Như thế nào, còn chưa có chết a à? Úc Đào nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, phát ra âm dương quái khí thanh âm, thời điểm mấu chốt ném xuống ta liền chạy, người đến cũng coi như là ta hảo huynh đệ. Đừng nói vô dụng vô nghĩa, Trương Huyền vì tiện chọn một chiếc giường phô, chúng ta này đó làm cường đạo, vốn chính là đem đầu treo ở trên cổ, người không vì mình, trời chu đất diệt, ta chạy cũng nói quá khứ đi. Họ Trương, người đầu óc cho ta thanh tỉnh một chút, hiện tại ta được đến dương gia trọng dụng, mỗi ngày có 30% vật tư, đều là ta dẫn người lấy về tới, hiện tại nói minh bạch điểm, ta nếu không cao hứng, dương ra liền khẩu cơm đều sẽ không ban thưởng cho ngươi, càng đừng nói chờ đến thời cơ mang ngươi rời đi, minh bạch sao. Úc đào rũi người, ôm bên cạnh hai gã cô nương. Hai gã cô nương thực thân mật chui vào Úc đào trong lòng ngực. Úc đào nói chung, mang cho Trương Huyền hai cái ý tứ, đệ nhất, nơi này quản sự, gọi là dương ra, cũng chính là chính mình vừa mới nhìn thấy cái kia dâu quai nón trung niên, đệ nhị, cái kia dương ra sinh hoạt nhìn như xa hoa, trên thực tế tình huống, lại không phải như thế, này lôi cực chấn, ban ngày có tìm tòi đội tàn sát, buổi tối lại có con rối hoành hành, nhiều người như vậy tránh ở này hầm chú ẩn nội, tuy rằng nơi này sẽ phòng một ít đồ hộp linh tinh vật tư, nhưng tiêu hao tốc độ cũng giống nhau mau. Chỉ là Úc Đào dẫn dắt đoàn đội là có thể thu hồi mỗi ngày 30% vật tư, có thể thấy được nơi này vật tư có bao nhiêu thiếu thốn. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ta vì sao nhất định phải người khác mang ta đi ra ngoài. Chê cười, Úc Đào cười ha ha một tiếng, ngươi trong khoảng thời gian này là bị con rối dọa ngu đi. Ba ngày trước, hai gã kiếm cốc trí tôn bị giết, chọc đến kiếm cốc giận dữ, hiện tại kiếm cốc có không dưới 500 người mỗi ngày đều ở trong thành tìm tòi, gặp người liền sát, buổi tối con rối tàn sát bừa bãi hoành hành, liền phú thần lúc đầu con rối đều xuất hiện mấy cái, chỉ bằng ngươi một cái ngưng khí đỉnh núi, ngươi dựa vào cái gì chạy ra đi chẳng sợ liền phú thần lúc đầu dương gia đều đến cẩn thận tìm kiếm cơ hội hơn nữa dương gia là bởi vì đã làm lôi cực học viện viện trưởng nguyên nhân mới biết được một ít người khác sở không biết lộ tuyến liền tính người có phú thần thực lực người có thể đi ra ngoài sao úc đào nói lại lần nữa mang cho trương huyền mấy cái mấu chốt tin tức đầu tiên là kiếm cốc thái độ tiếp theo là hiện tại con rối thực lực lại sau đó là hiện giờ toàn bộ lôi cực chấn thế cục kiếm cốc người ban ngày lui tới con rối buổi tối lui tới, bọn họ những người này chỉ có thể ở kẽ hở giữa cầu sinh tồn, bao gồm cái gọi là dương gia thực lực, còn có dương gia thân phận, lại là học viện viện trường. Hơn nữa từ Úc Đào nói chung, Úc Đào cũng cấp Trương Huyền định nghĩa một cái thực lực. Ta đều có ta biện pháp, Trương Huyền lên tiếng, theo sau tìm một chiếc giường phô, trực tiếp nằm đi lên, vị trí còn tính không tồi. Trương Huyền sở nằm, vừa vặn là triệu sư huynh vị trí, triệu sư huynh đi tới, nhìn nằm trên giường trương huyền lạnh lùng nói lăn một bên đi ai làm ngươi nằm tại đây như thế nào chân hảo trương huyền liếc liếc mắt một cái triệu sư huynh triệu sư huynh cười lạnh một tiếng ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì ngươi là đã cứu ta một lần nhưng thì tính sao nếu không phải ta cùng ngô sư muội ngươi cũng không biết có như vậy một chỗ nói cho ngươi cái này địa phương chúng ta đã thanh toán xong ngươi còn nghĩ muốn cái gì làm người vẫn là một vừa hai phải tương đối hảo nếu ta liền muốn ngủ tại đây đâu, trương huyền một chút đứng dậy ý tứ đều không có. họ trương người thức thời một chút, úc đào ra tiếng quát lớn, lôi cực học viện học sinh ở chỗ này địa vị cũng không phải là ngươi một tân nhân có thể đi khiêu khích, mau cút đi bên cạnh địa phương. trương huyền đánh giá liếc mắt một cái trước mặt triệu sư huynh, theo sau đứng dậy đi đến một bên bên cạnh giường ngủ thượng nằm xuống. này nho nhỏ hầm chú ẩn nội thế cục, thật đúng là rắc rối phức tạp a. À học viện vẫn luôn là khoác phía chính phủ bối cảnh nhưng hiện tại có người muốn đem lôi cực chấn cùng hủy diệt cái gọi là có được phía chính phủ bối cảnh học viện cũng bất quá là tồn tại trên danh nghĩa thôi mà cái kia dương ra cách làm hiển nhiên cũng thoát ly một cái viện trưởng tư thái như thế tình huống học viện học sinh vì sao sẽ có được xa cao những người khác địa vị trương huyền trong đầu không ngừng tự hỏi mấy vấn đề này hiện tại đi ra lôi cực chấn so với hắn tưởng tượng giữa muốn phức tạp nhiều vào đêm có người đã bước lên khò khè trương huyền có thể nghe được cách đó không xa truyền đến từng trận cười duyên thanh tiếng cười đến từ bất đồng nữ nhân hiển nhiên là cái kia dương ra ở cùng hắn mỹ kiều nương nhóm làm chút cái gì trò chơi mà phòng trong úc đào sở nằm trên giường cũng truyền đến bất đồng tần suất tiếng thở dốc sở hữu cái gọi là nhân tính bất quá đều là bất đồng hình thức sống sót mà thôi hiện tại lôi cực trấn giống như là một địa ngục nhân gian giống nhau muốn sống đi xuống người tổng muốn trả giá điểm cái gì, Úc Đào có được ngưng khí đỉnh núi thực lực, ở chỗ này, là chịu người truy phùng. Trương Huyền nhắm mắt lại, vẫn luôn nghĩ đến về lôi cực chấn sự, hắn tổng cảm giác, lần này sự, cũng không có trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền tiến Trương Huyền trong tai, một đạo thân ảnh, chậm rãi sờ đến Trương Huyền mép giường, là một nữ nhân. Nữ nhân chủ động kéo ra Trương Huyền chăn, ngồi vào Trương Huyền bên cạnh, hiển nhiên là là ám chỉ cái gì, rốt cuộc những người này từ phía trước Úc Đào cùng Trương Huyền đối thoại chung cũng biết được, cái này mới tới, có được ngưng khí đỉnh núi thực lực, ở chỗ này, chỉ có dương ra so với hắn phải mạnh hơn một ít. Thực lực không được nữ nhân, ở chỗ này muốn cầu sinh tồn, hoặc là đi liều mạng, hoặc là liền tìm một cái chỗ dựa. Trương Huyền cái này mới tới, có được ngưng khí đỉnh núi thực lực người, tự nhiên sẽ bị người coi như là dựa vào sơn tới bắt trụ. Đối mặt nữ nhân ám chỉ, Trương Huyền như cũng nhắm mắt lại, làm bộ ngủ say. Ngươi, ngươi, ngủ rồi sao? Nữ nhân ở trương huyền bên tai nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nơi này động tính, Úc Đào bên kia tự nhiên là chú ý tới, nhưng không có để ý tới. Hắn hôm nay làm những cái đó, bất quá là làm cho mọi người mặt, làm làm bộ dáng, đồng thời cấp trương huyền truyền lại một ít tin tức. Trương huyền sự, hắn nhưng không có can đảm đi qua hỏi, thậm chí Úc Đào đều ở suy đoán, kia kiếm cốc trí tôn tử vong, cùng trương huyền rốt cuộc có hay không quan hệ, nữ nhân thanh âm truyền tiến trương huyền trong tai trương huyền không có làm ra bất luận cái gì phản ứng trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được nữ nhân hỗn độn đầu tóc mặt sau cất dấu chính là một trương thanh tú mặt không thể nói xinh đẹp nhưng lại làm người nhìn qua thực thoải mái nữ nhân nhấp nhấp môi hít sâu một hơi chậm rãi nằm ở trương huyền bên cạnh đem chăn cái hảo sau chủ động ôm trương huyền làm gì đâu đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên liền thấy Ngô sư tỷ đột nhiên từ trên giường lên, mở ra phòng trong đèn, theo sau đi nhanh đi vào Trương Huyền mép giường, một phen sốc lên chăn. Nữ nhân giống như là một con bị sợ hãi nai con, đột nhiên ngồi dậy, đầy mặt hoảng sợ. Làm bộ ngủ sai Trương Huyền cũng chậm rãi mở to mắt. Liền thấy Ngô sư tỷ vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Trương Huyền, quát lớn nói: "Mới tới ngày đầu tiên liền như vậy không tuân thủ quy củ. Không biết ngày mai còn muốn ra nhiệm vụ, có đầu óc sao?" đang ở vận động Úc đào sắc mặt khói mù xem xét liếc mắt một cái ngô sư tỷ theo sau để thượng quần bò lên, ra tiếng hỏi, sao lại thế này? Ta nói Úc Đào, triệu sư huynh cười lạnh nói, người này bằng hiếu, không khỏi có chút quá đem chính mình đương hồi sự đi, mới đến không mấy cái giờ, liền làm này đó ngoạn ý, như thế nào, ngày mai không cần ra nhiệm vụ. Úc Đào nhìn mắt Trương Huyền, hỏi, họ Trương, sao lại thế này? Quản không được chính mình, Trương Huyền phân biệt quét Ngô Sư Tỷ cùng Triệu Sư Huynh liếc mắt một cái, hắn vừa mới rõ ràng quan sát đến, Ngô Sư Tỷ nhìn về phía nằm ở chính mình bên cạnh nữ nhân khi, trong mắt cũng không có nhiều ít trách cứ, hiển nhiên, nữ nhân này có thể nằm lại đây, cùng này Ngô Sư Tỷ cùng Triệu Sư Huynh chi gian, có nhất định quan hệ. Ngô Sư Tỷ cùng Triệu Sư Huynh loại này thủ đoạn nhỏ, Trương Huyền liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, chỉ là hắn tưởng không rõ chính là, này hai người, rốt cuộc vì sao nhằm vào chính mình. Úc Đào, người cũng đừng ở chỗ này sướng mặt đen. Triệu sư huynh mở miệng, người này huynh đệ vừa tới, liền làm như vậy sự, nếu tiếp tục làm hắn đãi đi xuống, không chừng hắn còn muốn làm điểm gì đâu. Đúng vậy, dương gia văn bản rõ ràng quy định quá, ra nhiệm vụ trước một ngày, không thể làm này đó miêu nị, người này bằng hiếu, là không đem dương gia nói đường hồi sự A. Ngô sư tỷ đi theo nói, như vậy đi, ngày mai dò đường sự, liền giao cho người này huynh đệ. Úc đào mày nhân lại, việc này dương ra không phải giao cho các ngươi hai cái sao. Ha ha, triệu sư huynh cười lạnh, ta cảm thấy người này huynh đệ tinh lực thực tràn đầy, loại này tinh lực tràn đầy người, càng thích hợp loại sự tình này, ta tin tưởng dương ra cũng sẽ vui làm người này bằng hữu đi dò đường, đi, sư muội, chúng ta đi tìm dương ra. Triệu sư huynh vung tay lên, mang theo ngô sư tỷ rời đi ký túc xá. Kia nằm ở trương huyền bên người nữ nhân run run rẩy rẩy nói, đối đối thực xin lỗi ta không nghĩ tới sẽ như vậy Trương Huyền cái gì cũng chưa nói nữ nhân này hiển nhiên chính là một cái con dối người khác làm làm cái gì nàng phải làm cái gì Úc đào ánh mắt không vui nhìn mắt ký túc xá môn phương hướng theo sau đối Trương Huyền nói họ Trương buổi tối đừng nghĩ mặt khác ngẫm lại ngày mai sự đi hiện tại vẫn luôn đi không được chính là bởi vì lộ còn không có thông ta ám ẩn tàng rồi rất nhiều con rối dưới mặt đất phía trước đã chết vài tên ngưng khí hậu kỳ, hiện tại mỗi một cái lộ, đều là có người lấy mệnh dò ra tới, nếu cho người đi dò đường, người khả năng liền vừa đi không trở về. Nghe được Úc Đào nói, Trương Huyền nháy mắt liền giải thích nghi hoặc, này ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh đối phó chính mình nguyên nhân, đơn giản chính là tưởng đem phía trước định cho bọn hắn dò đường nhiệm vụ ném đến Trương Huyền trên đầu. Thực mau, triệu sư huynh cùng ngô sư tỷ hai người liền trở về, hai người một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng cái này mới tới, dò đường nhiệm vụ, Dương Gia đã nói, an bài cho ngươi, nhưng ngàn vạn phải nhớ đến. Tỉnh điểm tinh lực đi, ngô sư tỉ mắt lạnh nhìn Trương Huyền, nàng đi đến Trương Huyền bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi loại người này, kỳ thật đã sớm nên chết đi, lúc trước xâm nhập chúng ta học viện săn thú tràng, cũng đã là tử tội. Trương Huyền hít mắt nhìn ngô sư tỷ vốn dĩ, ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh, còn ở hắn nghĩ cách cứu viện trong phạm vi, nhưng hiện tại xem ra, này hai người, cũng không đáng giá hắn đi cứu, loại người này, liền tính cứu ra đi, cũng khởi không đến một chút tác dụng. Lâm Vĩnh Hâm đối này hết thảy, coi như không thấy được giống nhau, nằm ở trong góc trên giường, bịt kín chăn, một tiếng không ra. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, liền có người tới ký túc xá. Úc đào đám người còn ở ngủ say, bọn họ thu thập vật tư, đều là ở trạng vạng lui tới, tuy rằng con rối số lượng đông đảo, nhưng đối mặt con rối, còn có chạy trốn cùng phản kháng cơ hội, cần phải bị kiếm cốc gặp được, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không riêng gì bọn họ, liền hầm chú ẩn đều phải tao ương. Này đại sớm tới tìm đến ký túc xá người, chính là tới tìm Trương Huyền, kêu hắn đi dò đường. Trương Huyền bị người hô lên, đưa tới phòng khách, nơi này còn có tối hôm qua dương ra chiến đấu quá dấu vết. Lúc này phòng khách, đã không thấy kia nhiều vị Mỹ kiều nương, cũng không thấy kia một bàn Mỹ vị món ngon, dư lại, chỉ có hơn 10 người ăn mặc rách nát người, những người này chung, có nam có nữ. Được rồi, người đến đông đủ, có thể xuất phát. Mang theo Trương Huyền đi vào phòng khách người mở miệng, các người nhiệm vụ, chính là đi xong dư lại 5 km, bản đồ tại đây. Bởi vì không có tín hiệu, Trương Huyền đám người, mỗi người bị đã phát một trường giấy tính chất đồ, hỏa phi thường giản dị, nhưng cũng có thể thô sơ giản lược xem đã hiểu. Lấy thượng bản đồ, các ngươi liền có thể xuất phát, Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, nếu gặp được nguy hiểm, chính mình giải quyết, nếu ai đem nguy hiểm mang về tới, các ngươi muốn gặp, đã có thể không ngừng là chết đơn giản như vậy. Nói chuyện người ta nói xong, đi nhanh rời đi, lưu lại kia mười mấy người hai mặt nhìn nhau. Trương Huyền chú ý tới, những người này ánh mắt giữa mang theo lạnh nhạt, còn có vài phần sợ hãi, trầm mặc mấy chục giây, hơn 10 người không một cái chủ động mở miệng nói chuyện, thẳng đến một người nắm chặt khởi bản đồ, trước bán ra một bước sau còn lại nhân tài đi theo xuất phát. Có bản đồ chỉ dẫn, bọn họ tại đây ngầm hầm trú ẩn qua lại đan sen, mấy chục phút sau, hoàn toàn ra hầm trú ẩn phạm vi, đi tới một chỗ ngầm ống dẫn, ống dẫn nội tản ra một cổ canh tươi. Hiện giờ nước ngầm hệ thống đã không ai phụ trách quản lý, mà những cái đó con dối tuy rằng đánh mất linh trí, nhưng cơ bản ăn uống tiêu tiểu vẫn là sẽ tiến hành, này liền dẫn tới toàn bộ nước ngầm hệ thống lâm vào một loại tê liệt, vô pháp vận chuyển. Tại đây loại thanh tuổi hạ, mọi người đạp lên không quá chân lỏa nước bẩn giữa, một chút một chút đi tới, trên đường không ai nói chuyện, không khí dị thường trầm mặc, bởi vì mọi người đều biết, này vừa đi, chính là chịu chết, rốt cuộc, phía trước có vài tên ngưng khí hậu kỳ đều chết ở giò đường giữa, này trong đó hung hiểm, khó có thể tưởng tượng, nhưng không đi, đồng dạng là không sống được. Đoàn người một đường đi đến, đã thăm qua kịch bản, cơ bản an toàn, này hầm chú ẩn bản thân liền phải ở thành thị bên cạnh, đi rồi cũng liền hơn một giờ, mọi người tốc độ, thống nhất chậm lại, căn cứ bản đồ thượng biểu hiện, bọn họ đã tới rồi xa lạ, không có giỏ đường địa phương, đi phía trước, tràn ngập rất nhiều không xác định tính. Nghe nói phía trước có hai cái ngưng khí đỉnh núi cường giả, chính là bởi vì không cẩn thận chạm vào một cái con rối nơi tụ tập, kết quả bị sinh sôi háo chết ở chỗ này. Lúc này có thể nhìn đến, mỗi người đều ở đánh run run, trong lòng phát run, sợ hãi không thôi, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi, bọn họ hiện tại liền xa cầu, một đoạn này 5 km lộ, có thể tưởng an không có việc gì. Phía trước như vậy lớn lên lộ, mọi người đi rồi hơn 1 giờ, liền hoàn toàn đi qua, nhưng hiện tại, ước chừng nửa giờ qua đi, bọn họ tiến độ, còn không đến 500 mế. mỗi đi một bước, bọn họ đều sẽ hoãn thượng một chút. Thời gian một phút một giây quá khứ, mọi người đi tới tốc độ như cũ thông thả. Đột nhiên, một đạo vèo vèo tiếng vang lên, Mười mấy người đều như là bị sợ hãi con thỏ giống nhau, bỗng nhiên một cái giật mình, cả người lông tơ tạc khởi. Lại vừa thấy, bất quá là mấy chỉ cống thoát nước lão thử, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không thích hợp, Trương Huyền trầm giọng mở miệng. Hơn 10 người lập tức nhìn về phía Trương Huyền. Chỉ trong chớp mắt, mọi người phía trước xuất hiện ô áp áp một mảnh thân ảnh, tất cả đều chạy như điên hướng bọn họ mà đến, không quá chân lỏa mặt nước mang theo một mảnh tiếng vang. Là con dối? một người kinh hô một tiếng, theo bản năng liền phải quay đầu chạy trốn. Không thể chạy, sát, lại một người một tiếng, liền thấy hắn rút ra cương nhận, hướng tới trước mặt con rối vọt đi lên. Hơn 10 người, tất cả đều rút ra trong tay binh khí, hướng phía trước phương đón qua đi. Con rối tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn đánh mất, thậm chí đại bộ phận, chỉ là bình thường cư dân, bọn họ tuy rằng có ngự khí thực lực, nhưng chiến đấu phương diện kỹ xảo hoàn toàn biến mất, Căn bản là không phải trương huyền bọn họ những người này đối thủ. Phải biết rằng, ở tuyệt đối hoàn cảnh trung hạ, ngựa khí liền so với mặt đất người thường, người thường đối phó không có linh trí người thường, cầm trong tay một phen cương đao, đều có thể một cái đối phó một đám, càng đừng nói hiện tại này đó cầm đao người, đều đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đánh lên tới, hoàn toàn chính là nghiêng về một phía. Nhưng cái gọi là nghiêng về một phía, cũng chỉ là ở cá nhân trên thực lực, còn rối số lượng đông đảo, thực mau này hơn 10 người, đã bị bao phủ ở con rối sóng chiều giữa. Không được, như vậy đi xuống đều phải chết. Trước hết rút ra cương đao người nọ sắc mặt nôn nóng, đây là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, trên người còn ăn mặc âu phục, này đó con rối không có linh trí, có thể đi trước một đám, ai có thể giúp ta chiếu cố lão bà của ta cùng hài tử, ta cho hắn chống đỡ. Trung niên nam nhân trực tiếp mở miệng, mục đích thực minh xác. Trương huyền nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái, cũng không có ra tiếng. Ta có thể giúp ngươi chiếu cố lão bà ngươi hài tử. Một người tuổi nhỏ lại thanh niên ra tiếng. Ngươi không được, trung niên nam nhân lắc lắc đầu, tuổi quá tiểu, không đủ ổn trọng, ngươi làm không được. Trương Huyền lại lần nữa xem trọng trung niên nam nhân liếc mắt một cái, dưới tình huống như vậy, người này còn có thể bảo trì như vậy lý trí, đảo cũng là một nhân tài. Ngươi có thể, trung niên nam nhân đồng thời hướng Trương Huyền xem ra, ngươi tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng ngươi trong mắt có cùng tuổi không hợp ổn trọng, nếu ngươi đáp ứng giúp ta chiếu cố lão bà hài tử, ta có thể giúp ngươi chặn lại tới. Trương Huyền khẽ lắc đầu, tính, ta một người tự do quán, loại sự tình này ta làm không tới. Trung niên nam nhân hít sâu một hơi, nếu nói như vậy, các an thiên mệnh đi. Trung niên nam nhân nói xong, dùng sức múa may khởi cương đao. Ta ám sở khống chế con rối đã đạt tới toàn lôi cực chấn nhân số 80%, vừa đến ban ngày, này đó con rối đều sẽ giấu ở thành thị các góc giữa, này đó con rối số lượng quá nhiều, cuồn cuộn không ngừng. Trương huyền hơn 10 người trong tay cương đao đã chém tới cuốn nhận, này đó con rối còn ở không ngừng hướng lên trên phác, lúc này, trương huyền dưới chân dẫm đã không phải nước bẩn, từng khối thi thể đã đưa bọn họ lót lên. Không được, ta không muốn chết tại đây, ta phải đi về, ta phải đi về a. À. Có người không chịu nổi áp lực, ném xuống trong tay cương đao, liền phải trở về chạy. Không thể chạy, trung niên nam nhân hét lớn một tiếng, quay đầu lại một đao, trực tiếp chạy trốn người giữa lưng, lão bà của ta hài tử đều ở nơi đó, không thể đem nguy hiểm mang qua đi, ai chạy, ta giết ai. Lão bà ngươi hài tử mệnh là mệnh, chúng ta liền không phải sao? Lại một người nữ tính giống to, ta cũng có hài tử ở kia, ta phải đi về. Tên này nữ tính trực tiếp bộc phát ra chính mình khí, là một người hóa hình cao thủ. Chương 1445% ta nói, không thể chạy. Trung niên nam nhân đỏ mắt, đồng dạng bộc phát ra chính mình khí, thế nhưng là một người ngưng khí kỳ. Đạt tới hóa hình nữ tính, nháy mắt đã bị trung niên nam nhân đánh gục. Giờ phút này, trung niên nam nhân trong tay cương đao, đã bị vứt bỏ, biến thành khí nhận. Hoặc là, sát xong này đó con rối, hoặc là, đều chết ở chỗ này. Trung niên nam nhân hét lớn một tiếng. Còn thường người, tất cả đều rụt rụt đầu. Ở chỗ này, ngưng khí là tuyệt đối cao thủ, không có người là trung niên nam nhân đối thủ, lúc này nhìn đến trung niên nam nhân đã gấp đến đỏ mắt bộ dáng, ai cũng không dám chạy, tất cả đều bộc phát ra chính mình khí, bắt đầu động thủ. Đương dùng khí lúc sau, mỗi người áp lực đều nhỏ rất nhiều, này đó con rối thành phiến thành phiến ngã xuống, đến cuối cùng, con rối số lượng đã càng ngày càng ít, nhưng mỗi người trên mặt đều nhìn không tới cái gì thần sắc mừng rỡ, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, nếu bất động khí, tà ám còn cảm thụ không đến nơi này có người tồn tại, nhưng một khi động khí, tà ám liền sẽ biết. Nhưng bọn hắn hiện tại không có lựa chọn. Nguyên bản cống thoát nước, đã bị thi thể sở bao trùm, mọi người ngồi ở thi đôi thược, mồm to thở hổn hển nguyên bản ra tới hơn 10 người, trừ bỏ bị trung niên nam nhân giết chết hai người, còn có chết ở con rối trong tay mấy người, hiện tại sở dư lại, chỉ có 8 người, 7 nam một nữ. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ, trung niên nam nhân đứng dậy, ra tiếng nói, đi thôi, không thể kéo, kế tiếp hành trình, nhanh hơn tốc độ, nhìn xem có thể hay không ở con rối tìm tới nơi này trước, đem phía trước lộ thăm xong. Trung niên nam nhân ra lệnh sau, còn lại người, toàn bộ yên lặng đứng dậy, nghiễm nhiên, trải qua vừa mới trận chiến ấy, trung niên nam nhân, đã trở thành cái này tiểu đội vân vân lãnh thụ. Lại lần nữa hành động, tám người tốc độ nhanh rất nhiều, đi nhanh đi tới, ngẫu nhiên sẽ có một hai cái con rối ngoi đầu, bị trung niên nam nhân phất tay chém giết. Lại qua nửa giờ, mọi người đi tới 3 km lộ, nhìn trên bản đồ, bọn họ còn thừa cuối cùng một đoạn đường, mỗi người trong lòng đều có một ít vui sướng. Đi thôi, nhanh hơn tốc độ, sớm kết thúc, về sớm đi. Đội ngũ trung tên kia nữ tính có vẻ có chút hưng phấn. Đi, trung niên nam nhân cũng có vẻ nhiều vài phần vui sướng. Mọi người nhanh hơn bước chân, cuối cùng này một km lộ, dùng không đến 4 phút, Liền đi xong, ở bọn họ phía trước, lộ đã bị phong kín, phía trên một cái xuống nước khẩu, có thể cho bọn họ đi ra ngoài. Mỗi người trên mặt, đều hiện ra vui mừng, cái này thủy khẩu, chính là đi thông toàn bộ lôi cực chấn ngoại. Ta đi xem, đội ngũ chung duy nhất một người nữ tính khi trước nhảy lên, mở ra trên đỉnh đầu nhập khẩu, xông ra ngoài. Ánh mặt trời tưới xuống, đã sinh hoạt dưới mặt đất mấy ngày mọi người, đều cảm giác có chút không thích hợp. Đi! chúng ta cũng đi ra ngoài, nơi này hương vị, ta mau phun ra. Trong đội ngũ còn lại mấy người, cũng sôi nổi nhảy đi lên. Đi, trung niên nam nhân cũng nói một tiếng. Trương Huyền cuối cùng. Đương Trương Huyền nhảy ra trên đỉnh đầu nháy mắt, một đạo kiếm khí, thẳng đến Trương Huyền mà đến. Trương Huyền thân hình bỗng nhiên triệt thoái phía sau, ánh mắt về phía trước vừa thấy, liền thấy một người kiếm cốc trang điểm tuổi trẻ kiếm khách, đứng ở nơi đó. Mà vừa mới nhảy ra mấy người, Trừ bỏ trung niên nam nhân miệng phun máu tươi, che lại bụng đứng ở một bên ngoài còn lại 6 người đã tất cả đều nằm trên mặt đất, không có hô hấp, hiển nhiên chết ở tên này kiếm khách dưới kiếm. Nhìn dáng vẻ, là không ai a. À. Kiếm khách vẻ mặt hài hước nhìn Trương Huyền cùng trung niên nam nhân, các ngươi này đó tránh ở cống thoát nước xú lão thử thật đúng là khó tìm, nếu không có các ngươi, nơi này cũng đã sớm không có tiểu ra chuyện gì, đến đây đi, giết các ngươi, lại theo nơi này đi tìm đi là có thể đem các người này đó xú lão thử tận diệt đi. Ta không rõ, trung niên nam nhân che lại bụng, các ngươi kiếm cốc người, vì sao phải ở lôi cực trấn đuổi tận giết tuyệt. Tuổi trẻ kiếm khách mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, khẽ lắc đầu, người không cần minh bạch, có một số việc, không phải các ngươi những người này, có thể minh bạch, các ngươi chỉ cần ở đáng chết thời điểm chết là được, con kiến nên là như thế này, không phải sao. Người bất quá là cái ngưng khí, liền luôn mồm xương ta vì con kiến, người đơn giản chính là bái nhập kiếm cốc mà thôi. Trung niên nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm tên này tuổi trẻ kiếm khách, ở người càng mạnh trong mắt, người cũng chỉ là cái con kiến. Chê cười, này tuổi trẻ kiếm khách tự tin cười, ta sớm muộn gì là muốn bước vào trí tôn người, đừng nóng vội, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi miệng một chút một chút cắt bỏ, cắt rớt ngươi đôi tay, hai chân. Tuổi trẻ kiếm khách nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn quét trung niên nam nhân tứ chi, đương nhìn đến trung niên nam nhân tay trái thời điểm tuổi trẻ kiếm khách đột nhiên cười u nhẫn cưới nhìn dáng vẻ người kết hôn a à, kia càng tốt ta sẽ làm trò ngươi mặt đem lão bà ngươi đầu vặn xuống dưới đến lúc đó ta sẽ làm ngươi biết ai mới là chân chính con kiến ta giết ngươi trung niên nam nhân hét lớn một tiếng cuồng bạo dòng khí từ trên người hắn bùng nổ mà ra thẳng đến này tuổi trẻ kiếm khách mà đi có thể nhìn đến trung niên nam nhân bụng có một đạo thật sâu vết kiếm là bị tên này tuổi trẻ kiếm khách vừa mới đánh lén gây thương tích. Tìm chết, tuổi trẻ kiếm khách hơi hơi mỉm cười, trở tay rút kiếm, đối mặt trung niên nam nhân, hắn biểu hiện phá lệ nhẹ nhàng. liền ở tuổi trẻ kiếm khách chuẩn bị phất tay khi, một đạo thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở tuổi trẻ kiếm khách trước người. Người thực lực cố nhiên so với hắn cường, xuất hiện ở tuổi trẻ kiếm khách trước mặt, đúng là Trương Huyền, lúc này Trương Huyền, chính vẻ mặt khói mù nhìn tuổi trẻ kiếm khách, nhưng ngươi không nên dùng hắn yêu nhất người tới chọc giận hắn như vậy không tốt tuổi trẻ kiếm khách ánh mắt một ngưng hắn căn bản là không thấy rõ trương huyền là như thế nào đột nhiên xuất hiện ngươi nếu có kiếp sau ngươi nên nhớ kỹ điểm này bởi vì ngươi lần này chính là bởi vì này mà chết trương huyền vươn một lóng tay điểm ở tuổi trẻ kiếm khách giữa mày chỗ như vậy một lóng tay tuổi trẻ kiếm khách đầu đương trường nổ tung máu tươi văng khắp nơi lại không có một chút chạm vào trương huyền quần áo. Trước một giây còn bạo nộ phát cuồng trung niên nam nhân, tức khắc lăng tại chỗ, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn. Ngươi, ngươi không phải ngưng khí hậu kỳ. Một lóng tay, trực tiếp nháy mắt hạ gục kiếm cốc ngưng khí hậu kỳ kiếm khách, sao có thể là ngưng khí hậu kỳ có thể làm được. Trương huyền cũng không có trả lời trung niên nam nhân vấn đề, mà là hỏi, ngươi tên là gì. Từ hoành vĩ, trung niên nam nhân trả lời nói ta có thể giúp ngươi tồn tại rời đi, còn mang theo lão bà ngươi hài tử. Trương huyền trước người, một đạo màu tím khí phát ra mà ra, trực tiếp dập nát tuổi trẻ kiếm khách thân thể, ngươi hẳn là biết kế tiếp muốn như thế nào làm đi. Từ hoành vĩ hít sâu một hơi, minh bạch. Ta yêu cầu một nhóm người, trương huyền phất tay, những người này, ta có thể dẫn bọn hắn rời đi, nhưng ta yêu cầu bọn họ giúp ta truyền lại một cái tin tức, ta muốn đem toàn bộ lôi cực trấn thật giống thông báo thiên hạ, có vấn đề sao? Từ hoành vĩ hơi chút tự hỏi một phen, trả lời nói, ta có thể tìm được như vậy một nhóm người, nhưng người đến nói cho ta, người có bao nhiêu đại nắm chắc, có thể mang chúng ta rời đi. Trương Huyền tự tin cười, trăm phần trăm.